Minh chính tên là Trần Viễn, cậu là một sinh viên đại học, hoàn cảnh gia đình của cậu cũng không mấy khá giả. Nhưng đổi lại cậu cũng có chút đẹp trai và chăm chỉ, cậu chăm chỉ kiếm tiền mua quà cho bạn gái của mình. Nhưng đến một ngày cậu lại bị người yêu của mình nói lời chia tay, chỉ vì cậu nghèo không được khá giả như người bạn đời mới kia của cô ấy. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu bỗng nhiên thức tỉnh bàn tay vàng hệ thống thần hào siêu cấp. Từ đây cậu bắt đầu trở thành siêu cấp phú hào, bước lên con đường mà mình lựa chọn. Mọi người thấy hay thì cho AD xin một like và một lượt đăng ký nhé. Chúc mọi người có những giây phút vui vẻ. Trong một căn phòng nọ tại ký túc xã, một âm thanh vang lên bíp bíp, là âm thanh của tin nhắn gửi tới. Có một chàng trai nhìn vào chiếc điện thoại với gương mặt đẫm nước mắt. Đó chính là tin nhắn đến từ bạn gái của chàng trai, Trần Viễn. Chúng ta chia tay đi. Chàng trai liền nhanh chóng gõ lại một loạt tin nhắn để níu kéo, không màng do dự liên tục gửi tin nhắn cho bạn gái. Sao vậy đồng đồng? Có phải chơi chút order với bạn cùng phòng đúng không? đừng như vậy mà. Anh rất nghiêm túc với tình cảm của chúng ta. Có phải anh có chỗ nào chưa tốt không? Nhưng anh đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta rồi mà. Tương lai chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hai đứa con đáng yêu. Có nhà có xe của riêng mình. Anh sẽ cố gắng làm được mọi thứ. Chàng trai khóc lóc tiếp tục nhắn cho bạn gái của mình. Những dòng tin nhắn của Trần Viễn vẫn không dừng lại. Có phải vì lần trước anh không mua nước thần tiên mà em muốn mua đúng không? Nếu vậy thì anh xin lỗi. Nhưng gần đây anh thật sự đang góp tiền rồi. Đợi tháng sau có phí sinh hoạt là có thể mua cho em rồi. Nhưng Đồng Đồng đã chặn tin nhắn của anh ta, không cho anh cơ hội níu kéo nào nữa. Giờ đây anh chỉ còn nhìn thấy những dòng tin nhắn của hệ thống. Chúc mừng bạn đã bị chia tay. Chúc mừng bạn không thể gửi tin nhắn. Trong lúc Trần Viễn đang buồn rầu vì thất tình, bạn cùng phòng lại không hay biết mà dù anh ta chơi game, anh Viễn chơi đen. Bốn thiếu một. Tới không? Vừa nói xong thì bạn cùng phòng cũng nhìn thấy tình trạng đau khổ toàn tập. Không còn gì luyến tiếc của Trần Viễn. Duruê quay đi và nói, "Xin lỗi." quấy rầy rồi. Trần Viễn đứng dậy chạy ra ngoài cùng tiếng đóng cửa rầm. Bạn cùng phòng nhìn theo ngơ ngác, đây là lại chia tay sao? Người bạn kế bên cũng tiếp lời, lần thứ sáu trong tháng này rồi. Dưới ký túc xá bỗng có những tiếng bàn tán xôn xao, đây là Trần Viễn đúng không? Sim chúa nổi tiếng đó. Đúng đúng đúng. Sim bạn cùng lớp Lâm Thư Đồng 3 năm rồi. Lâm Thư Đồng thấy Trần Viễn viễn tới gặp mình, liền ái ngại nói, Trần Viễn anh đừng như vậy. Mọi người đang nhìn kìa. Trần Viễn gãi đầu cười như không có chuyện gì xảy ra. Đưa bịch bánh ra trước mặt Thư Đồng rồi nói, Thư Đồng, anh biết em giận anh. Anh đã mua bánh bao nhân thịt mà em thích nè. Tha thứ cho anh đi. Đừng nhắc chia tay nữa. Anh không tốt chỗ nào thì anh sẽ sửa. Tiếng bàn tán cười cờ xung quanh càng nhiều hơn, nghe nói cậu ta vì tặng quà mà làm thêm bốn chỗ liền đấy. Có tác dụng gì chứ? Không phải vẫn bị đá đấy thôi. Thư Đồng bày ra vẻ mặt ái ngại nói, Trần Viễn, em không giận. Bạn trai cũ của em muốn quay lại với em, sau khi suy nghĩ kỹ, em cảm thấy anh ấy cần em hơn. Trần Viễn tức giận quát, Hoàng Tuấn Khải. Vậy anh là gì chứ? Cùng lúc đó có một con siêu xe chạy đến. Trần Viễn vẫn tiếp tục quát lớn, hắn là cha nam đó. Em quên hắn ta ngoại tình rồi sao? Còn bắt em phá thai. Bỗng nhiên chiếc siêu xe phía sau vang lên tiếng còi chặn ngang Trần Viễn đang nói. Người ngồi trong xe là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng và bộ tây phục vô cùng sang trọng. Chàng trai nói vọng ra, lên xe. Lâm Thư Đồng bỏ mặc Trần Viễn đứng đó, bước lên siêu xe còn không quên quay lại nói trần viễn chúng ta đừng gặp nhau nữa em sợ bạn trai em sẽ hiểu lầm chiếc siêu xe vọt đi bỏ lại trần viễn đứng thẫn thờ trong đêm vứt bịch bánh bao vừa mua vào thùng rác trần viễn bước vào một cửa hàng tiện lợi anh ta uống ừng ực vừa uống vừa tức giận nghĩ dựa vào cái gì mà thật lòng luôn bị cô phụ chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể làm sim chúa cả đời vì quá tức giận trần viễn siết tay bóp chặt chai nước nghĩ ngợi không sim chúa có gì không tốt gương mặt trần viễn đen lại ánh mắt tóe ra tia lửa chỉ cần sim đủ thì mình sẽ không phải là sim chúa nữa mà là cha boy bỗng từ đâu vang tới tiếng của hệ thống tinh tinh hệ thống sim chúa mạnh nhất phát hiện ký chủ phù hợp tiếng hệ thống lại tới khiến trần viễn giật mình hệ thống trói buộc thành công bỗng trước mặt trần viễn hiện lên một bảng hệ thống với những thông tin của anh tên trần viễn tài sản cá nhân 230 xu hoa hạ điểm cường hóa không hạn mức vàng sim chúa 90 tỷ xu hoa hạ trần viễn thầm nghĩ bụng Hệ thống sim chúa, hách của mình. Vừa nhìn bảng hệ thống Trần Viễn thầm nghĩ, nhưng hách này để làm gì? Bỗng phía sau Trần Viễn có một tiếng quát lớn, "Này, tên biến thái chết tiệt kia, nhìn đủ chưa? Còn muốn chạm tay vào đâu?" Trần Viễn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đỏ bừng nhìn cô gái trước mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái với gương mặt tức giận quát Trần Viễn một câu, "Từ nãy vẫn luôn nhìn ngược tôi, anh có bệnh à? Đúng là không biết xấu hổ." Bỗng nhiên hệ thống xuất hiện hiển thị lên mọi thông tin của cô gái trước mặt, tên là Từ Lạc Lạc, 21 tuổi, chiều cao, 1m65, cân nặng, 49 kg, ngoại hình, 7,9 điểm, độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ, âm 50 điểm. Trần Viễn ngạc nhiên nhìn bảng hệ thống trước mặt, anh thốt lên một câu, đây là, chưa kịp nói tiếp thì hệ thống liền thay đổi, bảng hệ thống lại lần nữa hiện lên dòng chữ với sự trợ giúp của hệ thống sim chúa. Nếu độ hảo cảm của cô gái này vượt quá 95 điểm, Cuộc phản công sẽ thành công và thân phận của cô ấy sẽ chuyển thành sim chúa của ký chủ. Màn hình hệ thống trước mặt khiến Trần Viễn ngơ ngác, với sự trợ giúp của hệ thống sim chúa, nếu độ hảo cảm của cô gái này vượt quá 95 điểm, cuộc phản công sẽ thành công và thân phận của cô ấy sẽ chuyển thành sim chúa của ký chủ. Anh thầm nghĩ, sử dụng hệ thống. Trần Viễn kinh ngạc nghĩ, vì vậy tiền sim chúa là để tiêu cho nữ nhân, 90 tỷ. Hệ thống nhanh chóng phản hồi Trần Viễn, đúng vậy, 90 tỷ tiền sim chúa đã chuyển vào thẻ này, những chỉ có thể dùng cho nữ nhân sau khi đối phương trở thành sim chúa của ký chủ thì một phần 10 số tiền bỏ ra sẽ được thưởng vào tài khoản của ký chủ, đồng thời cũng có thể nhận được phần thưởng khác. Ánh mắt Trần Viễn toát lên tia nguy hiểm. Anh nghĩ bụng, nếu đã như vậy, vậy thì mình sẽ thử với người phụ nữ trước mặt xem. Anh ta vừa nghĩ vừa nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình bằng một ánh mắt đáng sợ. Trần Viễn bỗng đổi sắc mặt quay sang cười vui vẻ với cô gái và nói, Mỹ nữ, đừng tức giận mà, hôm nay cô mua gì thì tôi trả. Anh vừa nói xong, thì ngay lúc đó hệ thống xuất hiện và hiện lên dòng chữ quan hệ sim chúa trói buộc thành công khuôn mặt của cô gái có vẻ khinh thường và không coi anh ra gì trong mắt mình hệ thống liền giao cho trần viễn nhiệm vụ nhiệm vụ phản công từ lạc lạc phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là 10% tiền sim chúa và 5 điểm cường hóa điểm cường hóa có thể tăng cường các thuộc tính thân thể của ký chủ bao gồm thể chất tinh thần sức mạnh sự nhanh nhẹn vân vân trong lúc đó lạc lạc vẫn đang nhìn trần viễn với vẻ mặt ghét bỏ bỗng nhiên lạc lạc cười nói do giả vờ giàu có muốn trêu chọc tôi à anh có thực lực đó không xung quanh bỗng vang lên tiếng bàn tán xôn xao đây là từ lạc lạc đúng không hoa khôi khoa nghệ thuật đó nghe nói cô ấy rất lợi hại từng dùng ba câu khiến nam nhân tiêu ba vạn cho cô ấy người con trai này xem ra sắp xui xẻo rồi trần viễn cười đáp trả có thực lực hay không cô thử thì biết từ lạc lạc mặt mày hớn hở đưa điện thoại có mã qr ra rồi nói vậy hôm nay tôi muốn đãi toàn bộ học sinh trong căn tin ăn vặt anh giúp tôi thanh toán nhé ngoài miệng nói nhưng trong lòng từ lạc lạc đã thầm cười nhạo một thân nghèo nàn còn học người ta gẹo gái để tôi cho anh biết thế nào là mất mặt bỗng nhiên điện thoại của từ lạc lạc vang lên tiếng chuyển khoản alipay nhận được 50.000 tệ khiến cho cô ấy ngỡ ngàng tiếng bàn tán lúc này lại càng lớn hơn trước năm vạn nói chuyển là chuyển à coi tiền như rác vậy người con trai này trông nghèo nàn vậy mà là phú nhị đại ẩn giấu sao trần viễn cười một cách thản nhiên nói năm vạn không nhiều Nói rồi anh ta lướt điện thoại sang màn hình có mã QR WeChat của mình. Chia ra rồi cười nói, không biết đủ để add friend với cô không. Từ lạc lạc bất ngờ. Cô nghĩ bụng, mắt mình mù sao. Tên này chẳng lẽ là phú nhị đại. Nghĩ xong cô liền cười mỉm nghĩ, nếu đã như vậy. Sau đó cô liền bước đến chặn màn hình điện thoại của Trần Viễn. Lại gần và nói, đừng vội. Muốn add friend không phải là không được. Từ lạc lạc lại càng tiến gần sát hơn về phía Trần Viễn. Khiến anh ta bất giác đổ mồ hôi, cô nói nhưng anh phải đi cùng tôi đến một nơi vừa nói cô vừa nghĩ xem tôi chém anh một dao đây từ lạc lạc dẫn trần viễn tới một khu trung tâm thương mại rộng lớn tràn ngập ánh sáng và người qua lại vừa bước đi đến cửa hàng google sang trọng từ lạc lạc vừa nói nói trước là tôi không phải là gái đào mỏ đâu dừng trước cửa hàng sang trọng lạc lạc quay lại nói tiếp chỉ là muốn xem thành ý và thái độ của anh thôi trần viễn nhìn theo lòng mừng thầm nghĩ hay thật đây là tăng cường độ cho mình rồi anh ta cười cười nói không vấn đề nhìn chúng thứ gì thì cứ chọn vừa nói anh lại vừa nghĩ cẩn thận tham thì thâm đấy đúng lúc mượn cô để thử nghiệm hệ thống sim chúa nhìn những chiếc túi xa xỉ trước mặt trần viễn cảm thấy lóa cả mắt cùng lúc đó có tiếng của lâm thư đồng phía sau làm trần viễn giật mình anh tuấn khải anh thấy em đeo túi này có đẹp không bên này khung cảnh lâm thư đồng đang đứng õng ẹo cùng chiếc túi trên tay khoe với tuấn khải nhưng hắn ta vẫn mải mê bấm điện thoại chẳng thèm để ý tới bỗng có tiếng vọng ra thư đồng lâm thư đồng quay ra nhìn cô bất ngờ giật mình khi thấy người trước mặt trần viễn vẫn đang nhìn lâm thư đồng thì từ lạc lạc bước tới giả vờ vấp ngã vào lòng trần viễn ánh mắt tình tứ nhìn anh nói bạn gái cũ xem ra tôi tới không đúng lúc rồi trần viễn cười rồi nói không cô đến đúng lúc lắm từ lạc lạc quay sang nhân viên hỏi cửa hàng của cô vẫn còn bán mẫu mùa xuân chứ nhân viên trả lời còn có cái cuối cùng nói xong liền chỉ tay qua chiếc túi lâm thư đồng đang đeo và nói chỉ là quý cô này đang thử Bên này Lâm Thư Đồng vẫn ống ẹo cùng chiếc túi nhìn Hoàng Tuấn Khải đang mải mê với chiếc điện thoại của anh ta. Thư Đồng thầm nghĩ, Trần Viễn, vậy mà như âm hồn bất tán vậy. Quên đi, để anh ta thấy khoảng cách của nghèo nàn và anh Tuấn Khải. Nghĩ xong Lâm Thư Đồng đưa chiếc túi đến trước mặt Tuấn Khải, nũng nịu nói, "Anh Tuấn Khải, sắp đến sinh nhật người ta rồi." Lúc này Hoàng Tuấn Khải mới ngước lên lạnh lùng nói, "Sinh nhật? Không phải em vừa đón sinh nhật xong rồi sao?" Lâm Thư Đồng vẫn giọng nũng nịu nói, "Đó là sinh nhật âm lịch." người ta còn có sinh nhật dương lịch mà mà trần tuấn khải lúc này đem lại những anh ta vẫn giả vờ vui cười mà dỗ dành thư đồng thư đồng nghe lời em biết anh không thích con gái quá ham vật chất em cũng không phải vì tiền mà ở bên anh đúng chứ câu nói của tuấn khải làm lâm thư đồng bất chợt giật mình cô không nghĩ tuấn khải lại nói những câu như thế vừa lúc đó một cánh tay tròm tới giật đi chiếc túi thư đồng đang đeo trên người từ lạc lạc giật lấy chiếc túi rồi đắc ý nói xin lỗi cô không lấy túi này thì tôi lấy nha Cùng lúc đó bảng hệ thống cũng hiện lên dòng thông báo độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 20. Nhân viên đưa máy thanh toán cho Trần Viễn. Bảng hệ thống lại tiếp tục thông báo độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 20. Thêm một thông báo từ hệ thống nữa, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 20. Vẻ mặt của Từ Lạc Lạc lúc này đã vui vẻ hớn hở. Thấy thế Trần Viễn vui mừng nghĩ bụng, đây chính là năng lực của đồng tiền. Một cái túi trực tiếp tăng lên 60 điểm. Với tốc độ này, Từ Lạc Lạc sẽ phun hảo cảm nếu mua thêm vài chiếc túi nữa. Trần Viễn lúc này lại suy nghĩ, nhưng như vậy thì số tiền hoàn lại quá ít. Bên đây những nhân viên đã bàn tán về câu chuyện vừa rồi, chị Tiểu Lệ. Tôi không hiểu tại sao một số người có vẻ là phú nhị đại nhưng lại rất keo kiệt với bạn gái. Trong khi một số người trông bình thường thì tiêu mấy vạn không chớp mắt vậy. Nhân viên còn lại cũng nhanh chóng trả lời, vì vậy cửa hàng trưởng đã huấn luyện chúng ta, đừng dùng mắt thường để nhìn người. Năng lực tiêu tiền đô la X không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Những lời đàm tiếu xung quanh làm cho Lâm Thư Đồng đen mặt lại, không thể giao ai trước mặt Trần Viễn được nữa lúc này từ lạc lạc lại châm dầu và lửa chọc tức lâm thư đồng quả nhiên túi giống như bạn trai đều là cướp được thì mới hữu dụng nhất sau đó lạc lạc quay sang lén nhìn trần viễn thầm nghĩ mình nhất định phải bắt được con cá lớn này nói rồi cô chạy lại quàng tay ôm lấy trầm viễn tươi cười nói cảm ơn chồng yêu chồng yêu thật tốt hành động này làm cho trần viễn có chút giật mình ở bên này lâm thư đồng đã tức đến đen mặt nước mắt ứa ra cô ta thẹn quá hóa giận chạy lại đâm sầm vào trần viễn rồi hét to trần viễn anh quá đáng lắm trần viễn lúc này gương mặt hiện lên tia gian xảo thầm nghĩ quá đáng chật chật lâm thư đồng chúng ta còn nhiều thời gian lắm cùng lúc đó hệ thống bỗng hiện lên trói buộc quan hệ xin chúc số 2. họ tên lâm thư đồng 21 tuổi chiều cao 163 cm cân nặng 49 kg ngoại hình 7,5 điểm độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ là âm 10 điểm khi nữ chính này có độ hảo cảm với ký chủ vượt quá 95 điểm phản công thành công thân phận biến thành sim chúa của ký chủ. Phản công hoàn thành sẽ thưởng 10% tiền sim chúa. 20 điểm cường hóa. Lúc này Từ Lạc Lạc đứng kế bên Trần Viễn nũng nịu nói, "Hà giận chưa? Biểu hiện của tôi không tệ chứ? Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?" Trần Viễn lúc này cười nói, "Đi đâu?" Vừa nói anh ta vừa cười một cách vô cùng thỏa mãn, đương nhiên là tiếp tục mua rồi. Không phải chứ không phải chứ. Chẳng lẽ cô chỉ mua một cái túi là hài lòng rồi ư? Ừ? Trần Viễn tay chỉ đông, tay chỉ tây, nói với nhân viên rằng, cái đó rồi lại cái đó. Nói rồi anh ta đưa chiếc thẻ đen quyền lực ra và nó, trừ hai cái đó không cần, còn đâu gói lại tất quẹt thẻ. Câu nói vừa thốt ra khiến cho nhân viên của hàng há hốc kinh ngạc. Từ Lạc Lạc bên cạnh cũng nhìn anh ta với ánh mắt mê đắm. Trong lúc nhân viên đang nói với Trần Viễn, "Vâng tiên sinh, tí nữa bọn tôi sẽ đưa đồ tới địa chỉ mà ngài để lại, phía bên này." Từ Lạc Lạc tay ôm cả đống túi hàng thẩm mỹ, "A, à, đàn ông lúc quẹt thẻ đẹp trai quá." Hệ thống cũng hiển thị độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Ngang quầy nước hoa Trần Viễn hô lớn, quẹt thẻ. Độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Đến quầy son, Trần Viễn quen thuộc nói, quẹt thẻ. Độ hảo từ Lạc Lạc cảm cộng 5 điểm. Sang quầy quần áo, Trần Viễn cũng vui vẻ nói, quẹt thẻ. Độ hảo từ Lạc Lạc cảm cộng 5 điểm. Mua hàng nhiều tới nỗi Từ Lạc Lạc thở hồng hộc dừng lại nói, đủ, đủ rồi, mua nữa thì phòng thuê của tôi cũng không để được. Trần Viễn vẫn thản nhiên nhìn màn hình điện thoại nói, không để được. Không sao tôi mua nhà cho cô. Cùng lúc đó tay anh vẫn ấn thanh toán liên tục. 3 vạn, cộng 7 vạn, cộng 11 vạn, cộng 24 vạn. Phía sau từ lạc lạc nghe thấy mà giật bắn mình. Cô thấy hơi hoảng nên cười cười rồi nói, như, như vậy không tốt lắm đâu. Anh đã tiêu rất nhiều tiền rồi. Lần đầu tiên gặp đã tiêu nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ là đùa thôi. Lúc này hệ thống hiện lên dòng chữ, độ hảo cảm của từ lạc lạc trừ 5 điểm. Trần Viễn ngẫm nghĩ, xem ra là mình dọa cô ấy rồi. Quả thực, nhà mấy trăm vạn nói cho là cho, đổi lại là mình cũng sẽ bất an. Nghĩ xong Trần Viễn áp sát vào Từ Lạc Lạc rồi nhẹ nhàng nói, "Từ Lạc Lạc, học năm 3 ở học viện nghệ thuật, năm nay 21 tuổi, cao 165 cm, nặng 49 kg, thích màu đen, đồ ăn thích nhất là đồ Hàn Quốc, cung hoàng đạo là market, COC giày là 37, thích xem phim kinh dị nhưng sợ nhất là đi bộ vào ban đêm." Sau đó Trần Viễn ung dung nói tiếp, "Nếu như không phải thực sự thích, sao tôi lại đường đột như vậy?" Câu nói này khiến cho Từ Lạc Lạc nghe xong ngại đến đỏ mặt. Chưa dừng lại, Trần Viễn quay sang nhân viên nói tiếp, "Tiểu thư, các cô có thể thành viên đúng không? Tôi sẽ nạp 50 vạn tệ. Khi tiểu thư này đến cửa hàng, các cô có thể trực tiếp giới thiệu mẫu mới nhất cho cô ấy." Nhân viên nhanh chóng đáp lời, "Vâng tiên sinh, ngài đợi chút." Nói xong Trần Viễn quay sang Từ Lạc Lạc với vẻ mặt bình tĩnh, "Nếu ban nãy đã dọa đến cô, thẻ này là quà bồi tội của tôi." Chứng kiến những hành động từ nãy đến giờ của Trần Viễn, Từ Lạc Lạc không khỏi đỏ mặt gương mặt hiện lên tia mê đắm. Chưa dừng lại, Trần Viễn lúc này còn ghé sát vào tai Từ Lạc Lạc lưu manh nói, nếu cô vẫn còn băn khoăn, thì có thể lấy thân báo đáp. Lúc này Từ Lạc Lạc đẩy anh ta ra những gương mặt lại hiện lên tia vô cùng vui sướng. Cô nói, đáng ghét. Đồ hỗn đản nhà anh. Cũng lúc đó hệ thống cũng hiện lên dòng chữ, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 30 điểm. Nhân viên cửa hàng chứng kiến này giờ cũng sáng rực đôi mắt, bàn tán xôn xao về Trần Viễn, nam sinh này trông bình thường mà lại hào phóng như thế, không chỉ hào phóng mà còn rất tâm lý nữa. Yêu rồi yêu rồi. Trần Viễn nghe thấy liền mỉm cười đắc chí. Anh ta nghĩ, quả nhiên, đều là trêu chọc, thổ hào trêu chọc có hiệu quả hơn nghèo nàn trêu. Phía bên này, Từ Lạc Lạc nhìn anh hồi lâu rồi nói, anh mua cho tôi nhiều như vậy, anh không mua gì cho mình sao? Trần Viễn ủ rũ trả lời, tôi không có tiền a. À. Quả thật nhìn trên người anh đâu đâu cũng rách rưới. Từ Lạc Lạc cười nhẹ nhàng nhìn anh, nói, như vậy à. Vậy đến lượt em tặng quà cho anh rồi nói rồi cô nắm tay trần viễn rồi dẫn anh ta đi theo mình cô nghĩ ngợi nếu muốn thả dây dài câu cá lớn không thể chỉ nhận không được cũng cần trả một cái giá thích hợp thế là từ lạc lạc dẫn trần viễn đi khắp khu đô thị nào là chọn quần áo mới rồi đến tiệm cắt tóc sau một hồi cuối cùng trần viễn từ sau rèm bước ra với vẻ ngoài vô cùng điển trai gương mặt đẹp trai quần áo phong cách khác hẳn với trần viễn nghèo nàn rách dưới trước đó Hệ thống lúc này cùng hiện dòng chữ, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Lúc này nhân viên trong tiệm nhìn xe mê Trần Viễn, Từ Lạc Lạc cũng chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Cô nghĩ bụng, tên này ăn mặc hẳn hoi cái là đẹp trai vậy sao? Cùng lúc đó hệ thống liên tục cộng điểm độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Nhìn thấy Từ Lạc Lạc nhìn mình say đắm, Trần Viễn ngại ngùng gãi đầu nói, sao vậy? Rất kỳ là sao? Vừa nói anh vừa nghĩ thầm Lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên mình ăn mặc tử tế. May mà không cần mình trả. Lúc này từ lạc lạc chủ động tiến sát đến Trần Viễn. Đưa tay nâng cầm anh lên rồi nói, không kỳ lạ. Em chỉ là thấy anh bây giờ rất hợp với em thôi. Hành động của cô ấy làm cho Trần Viễn ngơ ngác đỏ cả mặt. Nói xong từ lạc lạc thả tay ra. Chuẩn bị ra về. Cô ấy còn quay lại ra dấu hôn gió cho Trần Viễn rồi nói, hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh Viễn. Đôi lúc còn tưởng mình đang yêu đương cơ đấy. Tạm biệt anh Viễn hệ thống hiển thị từ lạc lạc độ hảo cảm hiện tại 68 Trần Viễn về đến ký túc xá nói nòng vào phòng mình cho các bạn cùng phòng nghe tôi quay lại rồi anh mở của phòng khiến hai anh bạn trong phòng há mùng kinh ngạc họ quay sang nhìn giao diện mới siêu cấp đẹp trai của anh một anh bạn nói to việc ngày hôm nay anh Viễn làm gì vậy còn ăn mặc như này Trần Viễn kéo ghế ngồi tay lướt điện thoại bình thản nói đi hẹn hò thôi với từ lạc lạc anh bạn có vẻ không tin hất mặt nói dẹp đi lâm thư đồng cậu còn không giữ được còn muốn từ lạc lạc anh chàng đeo kính kế bên cũng tiếp lời từ lạc lạc là hoa khôi khoa nghệ thuật đấy lão tứ cậu muốn bị đá cũng phải có thực lực mới được lúc này anh bạn tóc đỏ bước đến tròng tay qua vai trần viễn rồi cười nói nghe anh đây khuyên một câu cậu không nắm được mấy cô gái này đâu trần viễn lúc này cười trừ trả lời tôi thật sự cảm ơn cậu đấy lúc này điện thoại trần viễn hiện lên thông báo tin nhắn trần viễn nếu anh thực sự rất ghét em thì chúng ta xóa kết bạn đi. Trần Viễn nhìn dòng tin nhắn, thầm nghĩ muốn thăm dò thái độ của mình cứ gì. Xóa kết bạn thì mình đi đâu xoát độ hảo cảm đây. Tôi còn phải nhờ vào em để thăng cấp kiếm tiền mà. Nói rồi anh ta trả lời tin nhắn, ghét. Sao có thể chứ? Trong lòng anh, em mãi mãi là người đặc biệt nhất. Bên kia Lâm Thư Đồng đã nhanh chóng trả lời, ở bên Hoàng Tuấn Khải không phải là vì em ham hư vinh, mà là mẹ em bị bệnh cần phí thuốc là năm vạn tệ. Trần Viễn đọc xong tin nhắn không do dự chuyển ngay 5 vạn tệ cho Lâm Thư Đồng. Phía bên này bạn cùng phòng của anh đã hết toáng lên, gặp quỷ rồi. Trong lúc đó, Lâm Thư Đồng bên này đang nhìn vào số tiền vừa chuyển đến. Ngạc nhiên nói, mình chỉ tùy tiện nói. Mà anh ta thật sự chuyển tiền. Bạn của cô cũng tò mò quay sáng hỏi, ai hào phóng thế? Vậy mà chuyển tận 5 vạn. Hoàng Tuấn Khải sao? Lâm Thư Đồng nghe bạn mình nhắc đến tên keo kiệt đó. Quay lại tức giận nói, Hoàng Tuấn Khải cái bíp. Còn không nỡ mua cho tớ một cái túi là Trần Viễn. Trần Viễn chuyển đó. Câu nói này khiến cô bạn bên cạnh há hốc. Ngạc nhiên hỏi, Trần Viễn, không phải hôm nay cậu vừa đá cậu ta sao? Bạn cùng phòng lúc này nghĩ, tên nghèo kết xác đó vậy mà giàu như vậy ư. Phía bên này Lâm Thư Đồng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Không được, mình phải hỏi cho ra lẽ. Vừa lúc đó hệ thống cũng hiển thị bên phía Trần Viễn, độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng cộng 5 điểm. Lâm Thư Đồng nhắn tin đến cho Trần Viễn, Trần Viễn, ý anh là gì, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hôm nay ở cửa hàng cũng thế. Anh với Từ Lạc Lạc có quan hệ gì? Anh mua túi cho cô ấy ư? Anh không phải là phú nhị đại ấn giấu gì đấy chứ? Lúc này thấy Trần Viễn không trả lời tin nhắn, cô đen mặt, cắn răng nhắn tiếp, "Trần Viễn, em muốn ăn bánh bao nhân thịt, vị vậy mà tình yêu sẽ biến mất sao?" Một lúc sau, điện thoại của Trần Viễn đã hiển thị thông báo 15 tin nhắn từ Lâm Thư Đồng. Trần Viễn thẳng tay ấn nút tắt thông báo tin nhắn đến từ cô ta, nghĩ thầm, Lâm Thư Đồng quá là trà xanh rồi. Anh lúc này nghĩ bụng bên từ lạc lạc cũng không thể nóng vội. Vừa nhìn điện thoại anh vừa nghĩ ngợi, còn có chỗ nào có thể tiêu tiền điên cuồng cho nữ nhân mà hợp pháp không nhỉ? Một lúc sau, Trần Viễn này ra ý hay, nhấn vào ứng dụng xem livestream. Nghĩ, đúng rồi, mình có thể lên xem livestream. Điện thoại hiện lên màn livestream của một cô gái vô cùng xinh đẹp, tên là Tiểu Mễ Nhi. Với lượt xem cao ngất ngưỡng cùng những dòng bình luận khen ngợi hết lời, vợ xinh quá, Vợ tôi phát hiện tôi xem livestream của Tiểu Mễ Nhi thì rất tức giận, đã ly hôn với vợ. Lâu trên lừa bản thân thì được, đừng lừa bọn tôi. Anh làm gì có vợ, Tiểu Mễ Nhi, anh muốn làm top một của em được không? Bình luận muốn làm top một của Tiểu Mễ Nhi lúc này đã nhận được phản ứng dữ dội, có người đáp trả bình luận cười chết mất. Nicklon đừng làm màu nữa được không? Còn top một nữa, người khác cũng trả lời. Tôi nhớ top một của Tiểu Mễ Nhi đã tặng hơn 100 vạn. Người anh em cậu vẫn nên tìm nhà máy làm việc đi lúc sau còn có bình luận chế diễu, đừng nói 100 vạn, có thể tặng 10 vạn tôi sẽ ăn xít. Ở dưới cũng nhiệt tình phản ứng, vừa ăn vừa uống. Ha ha ha. Bên này Trần Viễn đã thầm mừng rỡ. Nghĩ bụng, hơn 100 vạn. Tiêu tiền này nhanh hơn mua túi nha. Tìm đúng nơi rồi. Nói xong anh nhấn vào món quà đắt giá nhất trong các món quà tặng trên livestream. Phía bên này, Tiểu Mễ Nhi vẫn đang cười nói với fan của mình qua màn hình điện thoại. Cảm ơn anh cô đơn hút một điếu thuốc đã tặng tên lửa nha. Yêu anh chưa nói dứt câu thì cô ấy đã mở to mắt kinh ngạc nhìn màn hình lúc này quà tặng xuất hiện tên lửa phóng lên cùng gương mặt kinh ngạc của tiểu mễ nhi quà tặng mỗi lần là 100 chiếc và cứ liên tục tặng đến hai 3 lần tiểu mễ nhi sửng sốt hồi lâu những người đang xem livestream cũng không khỏi há miệng tận 100 tên lửa ư đây là 100 vạn đó bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết dưới khung bình luận ao ạt bình luận sôi nổi sau sự kiện vạn năm một lần vữa nãy đạo lý đại thử hoa ôi vật lý vậy mà thổ hào ca là tôi mất mù rồi. Địa cầu Mị Lục Chi Đỉnh, Phụ Hoàng, Nhi Thần Tự Phạt Ba, Kakarot, đệ đệ tránh ra. Ta mới là thái tử. Trần Viễn ngồi trước màn hình điện thoại khinh thường một chút, đúng là mắt chó coi thường người. Trần Viễn cười cười phun ra một câu, hãy để tôi cho các anh sốc tiền thêm một chút. Nói rồi cậu ta ấn vào tên lửa nhập số lượng tặng, 900. Lúc này, Ở cao cô đơn hút một điếu thuốc lại nổi lên trên màn hình, mà lần này tên lửa vui vẻ bay lên liên tục. Cùng lúc đó, tại một công ty ở xa xa có người la hét thất thanh ông chủ xảy ra chuyện lớn rồi thư ký mở toang cửa không báo trước ban nãy có một thổ hào không biết tên nào đó một hơi tặng một nghìn vạn cho tiểu mễ nhi lời này trực tiếp làm ông chủ sặc nước như có xét đánh ngang tai dù ngoài trời đang trăng thanh gió mát không phải người si đinh của chúng ta một nghìn vạn chẳng lẽ đang rửa tiền cũng cùng lúc đó tại phòng nghỉ ngơi của shimmer mau 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 id tên là cô đơn hút một điếu thuốc là thế hào tuyệt thế đó mau nhắn tin cho anh ấy. Người này vừa tặng một nghìn vạn cho tiểu mễ nhi rồi. Anh ấy tùy tiện tặng cũng đủ lương mấy tháng của chúng ta rồi. Điện thoại Trần Viễn lúc này tin nhắn đến không ngừng. Cậu ta nhìn mà toát mồ hôi. Tiểu Mễ Nhi trên livestream vẫn còn đang lâng lâng với số tiền mà Trần Viễn đeo ATE vừa nãy. Mình không phải đang nằm mơ chứ có người tặng 1.000 vạn cho mình ư. Ừ. Cô đưa tay thử nhéo mặt mình xem có phải đang mơ không, đau. Lúc này có người đến gõ cửa phòng một nam thanh niên chắc là staff vì kỵ đang phát sóng nên cầm bảng dơ lên nói chuyện ông chủ nói phải nắm lấy được cô đơn hút một điếu thuốc sẽ cho cô thêm 10% hoa hồng tiểu mễ nhi đương nhiên hiểu chuyện đó mắng thầm trong lòng hừ còn cần anh nói sao đã đi như này sao tôi có thể vụt mất chứ cô chuyên nghiệp mà thay đổi sắc mặt vui vẻ hôn gió một cái vào màn hình nói cảm ơn tên lửa của anh trai cô đơn hút một điếu thuốc anh có thể nhắn tin riêng cho em em sẽ cho anh lên quản lý trong khung khung chat của trần viễn hiện lên tin nhắn của tiểu mễ nhi do còn chưa có kết bạn nên hiện ra dòng nhắc nhở đừng dễ dàng tin tưởng người lạ trên internet và đừng gửi thông tin liên hệ ảnh và video của bạn cho người lạ nếu gặp sự cố vui lòng báo cáo sớm nhất có thể hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè gia đình xung quanh bên dưới mễ nhi nhắn anh ơi anh có ở đó không anh ơi anh ơi em còn 5 phút nữa là tắt like rồi anh ơi em nhắn cho anh rồi anh rep lại em đi trong khi đó tên thổ hào trong miệng người người đang nằm ngủ say như chết còn nói mớ hê hey, hê hey, chị gái nhỏ chị đừng như vậy sáng hôm sau là thứ hai mặt trời lên cao ký túc xá cũng đã bừng sáng một tuần mới bắt đầu rồi giao diện Weibo giờ đang dần dần no một hot sớt bạo đỏ thổ hào thần bí xuất hiện ở cá mập nửa tiếng thưởng điên cuồng hơn một nghìn vạn một người vừa nhìn thấy đã hô hào đồng bạn lại xem lão nhị lão tam mau xem hot sớt tối qua có một thổ hào nửa tiếng tặng một nghìn vạn ở cá mập này người bạn đeo kính nháy mắt thấy tiền bay khắp nơi giàu thật đó ở quê tôi có thể mua mười mấy căn nhà rồi tôi có chỗ tiền đó thì tốt rồi mấy lời nói nhảm sang sớm của bạn cùng phòng đã truyền đến tai của trần viễn ôn quá người bạn tóc đỏ cũng cảm thán lão tào đúng là dám nghĩ nếu có một nghìn vạn là tôi nằm mơ cũng cười tỉnh rồi trần viễn thức dậy đánh răng vừa nghĩ tối qua tặng nhiều tiền như vậy vậy mà tiểu mễ nhi không trói buộc quan hệ bảng hệ thống hiện lên thông báo danh sách trời buộc quan hệ sim chúa từ lạc lạc lâm thư đồng đưa tay nhấp vào giao diện cá mập chẳng lẽ trói buộc quan hệ là phải gặp mặt ở ngoài hiện thực mới được ư vậy chỗ tiền đó của mình coi như vứt đi rồi vừa mới nghĩ xong mở ứng dụng cá mập trần viễn đã phát hoảng hửng tin nhắn quai tiểu nhiếp anh ơi em là quai tiểu nhiếp có thể làm quen không người khác thì lại nhắn thiếu phụ ly dị 28 tuổi mong chờ được làm quen với anh cô gái đào đào muốn ăn càng bạo hơn 19 36 d 172 6 k có thể offline khả khả tâm anh anh, mau tới livestream của em, đợi anh nó. Cái cuối cùng là tin nhắn của Tiểu Mễ Nhi, anh ơi, sao anh không rep tin nhắn của người ta? Trần Viễn choáng váng, vãi, nhiều tin nhắn vậy. Mình lọt vào ổ gà. Đám anh em phía sau vừa đi ra cửa vừa hò hét, a siêu mong chờ, mau mau mau, muộn là sẽ không có vị trí tốt đâu. Trần Viễn lúc này mới để ý có gì không đúng, ấy, ba người các cậu đi đâu mà không ới tôi thế? Một người bạn lên tiếng, đương nhiên là đi học rồi hôm nay có môn chung có thể ngắm nữ thần triệu ngọc kỳ ở khoảng cách gần đó trước đây cậu còn chạy nhanh hơn cả bọn tôi tan học rồi còn không nữa đi cậu bạn tóc đỏ tốt bụng nhắc nhở cậu đừng làm trò nữa đi hay không mau lên trần viễn lúc này mới như từ trong mơ thức dậy triệu ngọc kỳ lúc này tại một giảng đường môn chung có nhiều nam sinh đến học hơn thường ngày là vì lớp hôm nay có nữ thần triệu ngọc kỳ triệu ngọc kỳ hoa khôi trường kiêm phó chủ tịch hội học sinh là giấc mơ của toàn bộ nam sinh. Cô có rất nhiều tài lẻ. Piano cấp 10. Đứng đầu vũ đoàn ba lê. Vận động viên cấp 2. Tài năng xuất chúng cùng vui vẻ ngoại tuyệt vời nên rất khó tiếp cận cô ấy. Nam sinh thì ai cũng crush triệu ngọc kỳ, hồ đại có gia nhân. Tuyệt thế mà độc lập. Đúng trên đỉnh 3 năm mà không có ai có thể chiếm. Còn nữ sinh thì giờ đang phát cùng vì Trần Viễn, đó là ai? Đẹp trai quá. Là khoa khác sao? Chưa từng thấy. Đẹp trai quá ai mà để ý bây giờ Trần Viễn đang có nụ cười quái dở thế nào, nếu đã khó theo đuổi như vậy thì nhất định tiền hoàn lại rất nhiều nhỉ. Khà 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 khà. Ở hàng ghế phía sau, Lâm Thư Đồng cùng bạn mình cũng đang để mắt đến Trần Viễn, Ở đó là Trần Viễn ư. Mấy ngày không gặp mà đẹp trai như vậy, cậu ta đặc biệt lên đồ để cho cậu ngắm sao. Thư Đồng. Lâm Thư Đồng nghe bạn mình nói vậy mặt cũng dần đỏ lên, nhỏ giọng nói, chắc là, vậy đi, nhưng tớ có anh Tuấn Khải rồi. Ai ra? Loạn quá. Nhớ họ đánh nhau thì, màn hình hệ thống hiện lên kế bên thư đồng cho thấy độ tạo cảm của lâm thư đồng cộng 10. độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 10. độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 10. trần diễn thấy độ hảo cảm tăng liên tục không khỏi chửi thầm vãi chỉ là đổi kiểu tóc và quần áo mà tăng được độ hảo cảm đúng là người phụ nữ nông cạn cậu ta mắt nhắm mắt mở ngó ngó hệ thống nói đi nói lại nên trói buộc triệu ngọc kỳ kiểu gì đây lúc cậu ta còn suy nghĩ mê man thì giọng nói oang oang của tên thô lỗ nào đó vang lên lên đi lão đại để bọn tôi thấy bộ dáng của triệu nữ thần bị cậu chinh phục. Giữa giảng đường, hai, ba đứa con trai không ngừng cổ vũ lão đại của mình, go, 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 lão đại tất thắng. Tên lão đại cũng không để bọn chúng mất mặt. Hất cằm nói, các cậu nhìn đi, xem tôi làm thế nào để cô ấy mê anh đây. Tên lão đại xông đến trước mặt Triệu Ngọc Kỳ. Dù là người Trung Quốc nhưng hắn cũng giống như người Hải Phòng không lòng vòng mà nói thẳng, bảo bối, ad friendly, dám cướp người trước mặt bà đây tên lão đại đó còn không biết tốt xấu ghé sát lại triệu ngọc kỳ lúc này một cô bạn đột nhiên lên tiếng này cậu muốn làm gì tên lão đại nhìn cô gái kia khinh bỉ một cái không thèm quan tâm tiếp tục nói với triệu ngọc kỳ add friend làm quen đi nếu lời chưa dứt thì một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn ngược về phía sau hóa ra cô bạn vừa nãy bị hắn ngó lơ là ngô tiểu phi bạn cùng phòng với triệu ngọc kỳ tiểu phi cầm trong tay cây bút sắc khí đùng đùng gần từng chữ nói thằng nhóc thối cậu tìm chết à dám đánh chú ý đến ngọc kỳ của bọn tôi tên lão đại vừa nãy miệng còn oang oang giờ như con cá sắp chết không ngừng lẩm bẩm cái đó đều là hiểu nhầm thôi tôi chỉ muốn gia nhập hội học sinh bạn triệu là phó chủ tịch nên mới muốn hỏi ý kiến chút tiểu phi sao tin hắn dễ như vậy được không nói hai lời liền đâm cho hắn một phát chảy máu cô gái cũng không nghĩ ra cái cớ hay hơn gì vừa quê vừa xến cóc gẻ còn đòi ăn thịt thiên nga triệu ngọc kỳ bên cạnh dỗ bạn mình hạ hỏa được rồi được rồi bớt giận đi tức chết tớ rồi tình hình ổn hơn chút thì trần viễn tiến đến mở miệng bạn ngọc kỳ tớ cũng muốn ad friend cậu ngô tiểu phi mặt mày u ám lại thêm đứa nữa chưa hết ư hôm nay làm sao vậy nhiều tên hề như vậy trần viễn không quan tâm lắm cô bạn đáng sợ kia cậu ta vẫn bình tĩnh đưa mã qr đến trước mặt ngọc kỳ có thể không xung quanh không ngừng bàn tán chàng trai này dũng cảm dâng mặt lên cho người ta dẫm ai cho cậu ta dũng khí đó vậy chắc là tương tĩnh như đấy Ngô Tiểu Phi đã bình tĩnh hơn chút. Cô nhìn trầm trầm Trần Viễn mà nói, Jo, đẹp trai hơn tên trước. Thế nào? Cậu cũng muốn tham gia hội học sinh. Trần Viễn vui vẻ nói sự thật, tôi không hứng thú với hội học sinh. Ngô Tiểu Phi hơi khó hiểu. Ngây ngốc hỏi một câu, vậy cậu ad friend với Ngọc Kỳ làm gì? Trần Viễn thần bí trả lời, còn chưa rõ sao. Tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Cô gái ngơ ngác đó mặt nhìn lên. Mái tóc dài óng ả cùng đôi mắt long lanh càng tôn lên nét xinh đẹp của cô mọi người xung quanh thấy trần viễn bước đến chỗ hoa khôi kia thì vô cùng kinh ngạc cả lớp học liền bàn tán xôn xao cậu ta lên rồi anh trai dũng mãnh đấy tiếng bàn tán vẫn không ngớt nhìn đi bây giờ tự tin nhiều như vậy tí nữa sẽ khóc thầm lắm cho coi cô liền tỏa ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để tỏa nắng khuôn mặt xinh đẹp sáng lấp lánh của cô gái nhìn trần viễn rồi nhẹ nhàng nói được thôi để tớ quét mã của cậu nói rồi cô gái cầm điện thoại của mình lên phía bên này lâm thư đồng đã tức đến đen mặt cô bạn bên cạnh cũng thấy kỳ lạ liền hỏi ấy thư đồng trần viễn không phải là cá của cậu sao các cậu có phải xảy ra vấn đề gì rồi không trần viễn lúc này mặc kệ những tiếng oán than trách móc của những gã đàn ông sau mình đáng ghét vậy mà tên này thành công rồi nữ thần của tôi vậy mà bị đầu heo này ủi mất rồi anh ta cười đắc chí nghĩ bụng ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp vậy tại sao lại phải giấu nó có lúc đơn giản nhất là có hiệu quả nhất chỉ cần là phụ nữ làm gì có ai không thích được theo đuổi. Cùng lúc này hệ thống hiện lên dòng chữ, trói buộc quan hệ sim chúa thành công, trói buộc đối tượng Triệu Ngọc Kỳ, độ hảo cảm hiện giờ không. Nhìn theo bàn tay của cô gái đang chuẩn bị quét mã kết bạn, Trần Viễn cười thầm nghĩ, không phí công chuyến này rồi. Lúc ra về, mấy người bạn theo sau Trần Viễn hết lời bàn tán về cậu, Viễn tử cậu hôm nay được đấy, vậy mà có được WeChat của Triệu Ngọc Kỳ. Một người khác cũng tiếp lời, đúng vậy, hơn nữa gần đây cậu thay đổi nhiều thật, nhân mô dạng cậu anh bạn to con đến khoác vai nói với trần viễn viễn tử nếu cậu theo đuổi được triệu ngọc kỳ thì có thể bảo cậu ấy giới thiệu chị em cho bọn mình không trần viễn lúc này đỏ mặt sơ sơ cầm rồi trả lời ai bác tự còn chưa rõ người ta là hoa khôi tôi chả là gì các cậu quá khoa trương rồi đó lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng chửi hừ coi như đứa nghèo nàn như mày tự mình biết mình cùng lúc đó là sự xuất hiện của một tên đầu gấu vạm vỡ cùng hai tên đàn em to con theo sau tên cầm đầu mặt xám xịt nhìn trần viễn nói thằng nhãi coi như mày thức thời trần viễn không những tỏ ra không sợ hãi mà còn cười chế diễu hắn ta quả thực vậy tự dước lấy sỉ nhục như cậu đây khá chuyên nghiệp đấy về sau tôi sẽ học tập những người bạn phía sau trần viễn lúc này kinh ngạc bàn tán lãm tứ kiêu ngạo như vậy là muốn gây chiến sao ấy muốn đánh hội đồng sao tôi thấy giống đấy tên kia lúc này tức giận đến xì khói định lao đến trần viễn những bị hai tên đàn em phía sau ngăn lại nói lão đại bình tĩnh cậu đã bị cảnh cáo rồi còn đánh nhau nữa sẽ bị ghi tội đấy tên kia hét to chỉ vào trần viễn nói mày nói lại coi mày chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi mày đắc ý cái gì chưa dứt câu nói tên kia đã bị trần viễn khinh thường quay đi nói chật học sinh tiểu học lúc này trần viễn bỗng nghe phía sau có tiếng động là từ lạc lạc cô ta ăn mặc xinh đẹp nũng nịu nói với trần viễn anh viễn lâu quá đi người ta đợi anh nửa ngày rồi đó dàn con trai phía sau trần viễn lúc này đã há hốc kinh ngạc từ lạc lạc của học viện nghệ thuật hạng 6 trên bảng xếp hạng Hoa Khôi, nickname Trảm Trực Nam. Trần Viễn lúc này mỉm cười từ từ đi lại rồi nói, anh thật đáng chết. Vậy mà để mỹ nhân đợi anh lâu như vậy, có cơ hội tôi sẽ mời em ăn cơm để bồi tội nhà Từ Lạc Lạc nhìn anh cười nói, đáng ghét. Anh Viễn thấy bộ đồ em mặc đẹp không? Đều là anh mua cho em nó. Trần Viễn trả lời cô, bộ đồ đâu đẹp bằng người chứ? Túi này được em đeo là đẹp nhất. Lúc này trong đám đông, Lâm Thư Đồng đen mặt lại, cắn răng nhìn màn ân ân ái ái trước mặt mình tức đến xì khói từ lạc lạc khoác tay trần viễn bước đi vui vẻ nói tiếp thật sao người ta sẽ coi là thật đó trần viễn cũng tiếp lời đương nhiên còn thật hơn vàng tên lưu manh kia lúc này đã hoàn toàn gục ngã nước mắt lưng dòng nói tôi không hiểu tôi rốt cuộc kém chưa dứt câu thì bên kia đã có tiếng hét lớn hơn mình không hiểu mình rốt cuộc kém ở chỗ nào chứ hắn ta kinh ngạc quay sang ai vậy còn ủy khuất hơn cả lão tử. Phía bên này Lâm Thư Đồng đã đẫm nước mắt, khóc lóc nói, dựa vào cái gì? Rõ ràng là mình tới trước, cô ta là cái thá gì chứ? Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh nắng bị che khuất sau những tòa nhà cao tầng. Từ lạc lạc hớn hở đưa ra bức tranh vẽ Trần Viễn, nói, anh Viễn, đây là quà tặng anh đó. Trên bức tranh vẽ Trần Viễn còn có cả chữ ký của từ lạc lạc. Cô ấy nũng nịu nói, đây là bức tranh mà em thức đêm để vẽ đó. Nói đoạn cô ngước lên nhìn anh nói tiếp, nếu dám tùy tiện vứt đi là em không tha cho anh đâu. Trần Viễn nhìn bức tranh cùng cô gái trước mặt, nghĩ thầm, đây, đây là lần đầu tiên mình nhận được quà mà nữ sinh tặng từ lúc sinh ra tới giờ. Từ Lạc Lạc lúc này mỉm cười như tỏa nắng nói, thích không? Trần Viễn nhìn cô một lúc, sau đó anh gục mặt xuống. Anh ta đứng đó, thầm nghĩ trong lòng, Từ Lạc Lạc, đây là mùi nhử mà em chuẩn bị cho anh sao? Những suy nghĩ của Trần Viễn ngày càng nhiều, từ lúc anh tiêu tiền cho em, em đã lên kế hoạch làm thế nào để bẫy anh rồi. Trần Viễn nghĩ tới đó bỗng cười gian xảo nghĩ, đáng tiếc anh đã không còn là anh của trước kia. Từ lạc lạc nhìn theo sắc mặt của Trần Viễn, lo sợ nghĩ, hình như anh ấy không vui lắm, không thích món quà này sao. Trần Viễn nhìn cô ấy với gương mặt điềm tĩnh nói, tại sao lại tặng anh cái này. Từ lạc lạc lúc này đỏ mặt cười nói, à, cái đó, bức tranh em thức đêm để vẽ, anh không thích thì. Chưa kịp nói hết câu thì bữa tranh đã bị Trần Viễn rút đi anh ta ghé sát người vào cô rồi nói, về sau nếu không nhận được quà tốt như này thì em nên phụ trách với anh thế nào đây? Câu nói cùng với ánh mắt của Trần Viễn đã khiến Từ Lạc Lạc đỏ hết cả mặt. Nói xong Trần Viễn dơ cao bức tranh lên. Từ Lạc Lạc cũng giận dỗi nói, đồ chết tiệt nhà anh. Khốn kiếp, dọa chết em rồi. Trả tranh lại cho em. Trần Viễn càng dơ cao rồi nói, ấy, không đưa, không đưa. Anh muốn giấu làm bảo bối ra truyền cơ. Bỗng Trần Viễn nắm lấy cổ tay của Từ Lạc Lạc rồi nói, Từ Lạc Lạc, anh ghé người sát từ lạc lạc khiến cô đỏ mặt nói với giọng nhẹ nhàng so với quả của em thì anh thích con người em hơn gương mặt đẹp trai phản chiếu trong đôi mắt óng ánh của lạc lạc cô đỏ mặt thầm nghĩ anh ấy biết thả thính quá cùng lúc đó hệ thống cùng hiển thị độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 5 điểm trần viễn lúc này nở một nụ cười nham hiểm anh ta nghĩ bụng muốn lợi dụng tôi à ngoan ngoãn làm công cụ để tôi kiếm tiền đi bỗng từ đâu có một bàn tay sạch tới hắn ta hét to từ lạc lạc. Trầm Viễn quay sang nhìn. Một chàng trai tức giận tách hai người họ đang ngọt ngào với nhau. Chàng trai quay sáng từ lạc lạc tức giận hét, từ lạc lạc. Không phải em nói đi làm móng với bạn thân sao? Người đàn ông này là ai? Nam sinh khóc đến đáng thương. Không màng mặt mũi của mình trước mặt quát nữa, anh ấy khóc và nói ra những lời đau nhói trong lòng. Làm móng tay đến nỗi ôm nhau luôn. Cậu thật sự được đấy. Cậu ta chỉ vào Trần Viễn còn đang ngơ người đằng kia nói tiếp, hắn ta nhất định rất giàu đúng không? còn để ôm ôm ấp ấp rồi. Tôi theo đuổi cô lâu như vậy mà đến tay còn không được nắm. Trần Viễn cũng từ từ đoán mò được bạn học này là ai, cậu nhóc xui xẻo này xem ra là sim chúa của Từ Lạc Lạc. Mình quá quen với khí chất này rồi. Từ Lạc Lạc lúc này thì tức giận không thôi, mặt mũi đều đỏ lên quát với cậu trai kia, cậu là gì của tôi chứ? Tôi có yêu đương hay không không liên quan gì tới cậu. Trần Viễn đột nhiên chen ngang vào giữa hai người, cười thiện chí với cậu nam sinh kia. Hòa Nhã hỏi, "Xin chào bạn học. Tôi tên là Trần Viễn, cậu tên là gì theo đuổi từ lạc lạc bao lâu rồi từ lạc lạc phía sau chẳng hiểu chuyện gì chuyện gì thế này nam sinh thấy trần viễn hỏi thì cũng lên tiếng tôi tôi tên là vương vũ sinh viên học viện nghệ thuật theo đuổi từ lạc lạc từ nửa năm rồi nửa khuôn mặt trần viễn chìm trong bóng tối à một tiếng thiếu niên lầm đường à sau đó cậu ta vuốt mái tóc của mình lên hiện ra đôi mắt như hoài niệm về một ký ức đau khổ nào đó ra vẻ người từng trải nói chú đây từng theo đuổi một nữ sinh ba năm làm thêm bốn công việc, mỗi ngày đều ăn bánh bao với rau mặn. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương tột độ như sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng, cô ấy chọn lên chiếc MCD Benz của người khác. Lời này trực tiếp làm Vương Vũ không thể tin nổi, sao lại như vậy? Quá đáng quá. Trần Viễn nói tiếp, "Vì vậy, cậu ta bắt lấy vai Vương Vũ, truyền động lực lớn lao, những người bỏ rơi chúng ta sẽ trở thành động lực để chúng ta hoàn thiện bản thân." Đại trưởng phu Hà Hoạn vô thể. Đưa tay hướng về phía ký túc xá nhưng hai thanh niên này đều cảm thấy như đang hướng về một tương lai bừng sáng trở lại ký túc xá quên đi cô ấy cố gắng phấn đấu để cô ấy hối hận về sự lựa chọn của mình sau khi thành công vương vũ hít hít nước mắt vào trong quyết tâm chú yên tâm đi cháu sẽ trở nên mạnh mẽ cháu sẽ kiếm nhiều tiền từ lạc lạc nãy giờ xem vở kịch này của hai tên kia không khỏi dùng mình đây là sự phát triển gì vậy vương vũ vậy mà khóc ư cô bây giờ nói với theo sau của trần viễn giải thích anh viễn cậu ấy chỉ là bạn bình thường của em thôi em không ngờ. Trần Viễn lạnh lùng như bá đạo tổng tài, chậm chậm quay đầu lại nói, "Lạc Lạc, tôi không quan tâm quá khứ của em." Cậu chậm rãi phun ra những lời trực tiếp xé rách đi trái tim của Từ Lạc Lạc, "Nhưng tôi cảm thấy em không tôn trọng tôi lắm, cũng không tôn trọng bản thân mình." Từng mảnh vụn mơ mộng của Từ Lạc Lạc rơi xuống cùng với câu nói của Trần Viễn, "Thẻ hôm qua em có thể tiếp tục dùng, nhưng cho đến khi em giải quyết được mối quan hệ cá nhân của mình, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau." Trần Viễn cười thâm độc, nhắc lại anh ta là nam chính không phải phản diện từ lạc lạc xem cô sẽ ứng đối thế nào với chiêu lạc mềm buộc chặt như vậy tôi mong đợi quá một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại ngày một nhiều hơn từ lạc lạc không ngừng tự trách lần đầu tiên lần đầu tiên có người bao dung mình như vậy anh ấy thích mình thật lòng mà mình lại phá hỏng hu 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 qua một lúc hệ thống thông báo độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng năm trần viễn đi trong khuôn viên trường nhìn nhìn bảng hệ thống xem ra quả thực không thể trừ trụng phụ nữ quá nếu không sẽ được nước lấn tới. Mình lại trưởng thành rồi. Cậu ta lấy điện thoại ra xem xem gì đó. Rồi nghĩ, đã đẩy xong tòa tháp thứ hai bên từ lạc lạc rồi. Nên đổi sang Triệu Ngọc Kỳ rồi. Màn hình hiển thị. Triệu Ngọc Kỳ đang mở livestream. Triệu Ngọc Kỳ đang livestream. Cậu ấy cũng là streamer. Triệu Ngọc Kỳ ngồi trước đàn piano. Bắt đầu nói chuyện làm quen với mọi người. Chào mọi người. Tôi tên là Kỳ Kỳ. Là thực tập sinh đã livestream được khoảng 2 ngày rưỡi. Sở trường của tôi là ca hát. Nhảy vào piano, Xin hãy quan tâm đến tôi. Dưới khung bình luận, có vài người bắt đầu gõ phím streamer chuẩn bị biểu diễn tài nghệ rồi. Ấy, streamer mới sao? Chị gái streamer xinh quá. Em follow rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của Ngọc Kỳ, Trần Viễn không khỏi nghĩ nghĩ, khá đáng yêu đó. Chẳng lẽ chủ tịch triệu chính là loại người ngoài lạnh trong nóng ư? Ấy, Trần Viễn lúc này mới chú ý, mới chỉ có tí người xem ư. Không phải chứ? Lúc này, khung chat liền hiện lên tin nhắn của tiểu mễ nhi, ô, anh yên online rồi. Anh ơi mà mà. Trần Viễn trả lời. Cô là ai? Hu hu hu. Hôm qua anh vừa mới tặng cho em một đống tên lửa. Mà nay đã quên em rồi sao? Trần Viễn rồi ep. Ha ha ha. Tôi chưa có đấy gần đây rảnh không? Gặp mặt đi. Mễ Nhi nhanh chóng rồi ep lại. Hu hu hu. Anh vội quá. Gần đây lịch trình của em đều kín hết rồi. Ồ, vậy thôi vậy. Mễ Nhi thấy không ổn lắm bè nhắn thêm. Anh yên đừng tức giận. Tối nay tiểu Mễ Nhi sẽ đặc biệt nhảy cho anh một điệu vẻ mặt trần viễn khinh bỉ nhìn tin nhắn đó tức giận đến nghiến răng canh két, còn muốn lừa tôi tặng quà lão tử mất trắng hơn ngàn vạn mà không trói buộc được tôi thà tặng tiền cho chủ tịch triệu còn hơn lúc này có một thông báo hiện lên Streamer mà bạn follow đang biết tới cổ vũ cô ấy đi tiểu khả ái kỳ kỳ ngô tiểu phi nhìn màn hình điện thoại có vẻ kinh ngạc một chút kỳ kỳ có người muốn biết với cậu kìa hy vọng không phải là streamer lớn gì đó trần viễn như cún con vui vẻ cầm điện thoại xem ấy chủ tịch triệu sắp biết rồi có trò hay để xem rồi. Tiểu Mễ Nhi chính là người biết với Triệu Ngọc Kỳ lần này. Mễ Nhi vừa xuất hiện đã mở lời, ai ra? Vậy mà ghép đối với một em gái mới. Xem ra lần này thắng chắc rồi. Không bình luận thì khỏi phải nói. Vô số comment lập tức nhảy ra, vợ đẹp quá. Ở cao đạo lý đại thứ hoa bình luận còn chất hơn, vợ phát hiện tôi xem livestream của Tiểu Mễ Nhi nên rất tức giận. Đã ly hôn với vợ. Tạ phi cơ lầu dưới vạch trần, lầu trên tự gạt mình còn được. Đừng hòng lừa được bọn tôi. Anh lấy đầu ra vợ chứ. Trần Viễn nhìn một màn này thì cười đến u ám, chưa đến cuối cùng thì thắng hay bại khó nói lắm. Vậy mà hai người này lại ghép lại với nhau, đúng là duyên phận kỳ lạ. Trận biết diễn ra sôi nổi vô cùng, Ngọc Kỳ vẫn tiếp tục đàn không nghỉ. Bên kia Tiểu Mễ Nhi liên tục nhảy vũ đạo trách chi không tưởng. Rất nhanh, tỷ số giữa hai người đã là khoảng cách xa. Tiểu Mễ Nhi lên tiếng, "Ai, em gái vẫn nên bỏ cuộc đi. Dù có gãy tay cũng không thể đánh bại tôi. Tôi có sự chống lưng của thổ hào như anh yên đó." Không bình luận lại sôi nổi. Anh Yên, là thổ nào tặng hơn một nghìn vạn hôm qua sao? Đây là thần hào đỉnh cấp đó. Nhanh như. Vậy đã bị tiểu mễ khi cho vào bẫy rồi sao? Vẫn là tiểu mê nhi. Xin lỗi kỳ kỳ tôi phản bội rồi. Đèn pha của tiểu mễ nhi quá lớn rồi. Tiểu mễ nhi nhớ lại tin nhắn vừa nãy cùng Trần Viễn không khỏi cười cười, dựa vào kỹ thuật nuôi cá của mình. Chắc hẳn anh Yên đã mê đắm rồi. Đúng lúc này, tên lửa thế kỷ y chang hôm qua lại xuất hiện. Tiểu mễ nhi làm bộ mặt bất ngờ, rồi cảm ơn rồi rít. Anh Yên tới rồi. Cảm ơn anh Yên mò mò. Chưa dứt lời đã hóa đá. Giờ Tiểu Mễ Nhi mới nhận ra người được tặng tên lửa là Ngọc Kỳ chứ không phải mình. Đây. Đây. Sao có thể? Cô đơn hút một điếu thuốc lá đã tặng Tiểu Khả Ái Kỳ kỳ tên lửa 11000. Ngọc Kỳ và Ngô Tiểu Phi không khỏi kinh ngạc. Qua sai. Một nghìn tên lửa. Phát tài rồi. Tiểu Mễ Nhi âm u thấy rõ. Tức giận run người. Đáng ghét. Vậy mà không phải tặng cho mình. Lúc này. Staff lại như hôm qua gõ cửa rồi dơ bảng lên, ông chủ gọi điện rồi. Chuyện ban nãy cần cô cho một lời giải thích. Tiểu Mễ Nhi thấy Staff gọi thì lúng túng quay lại livestream nói, xin lỗi nha anh Tương, em có chút chuyện. Em tắt like trước đây. Dưới bình luận vẫn đang chấm hỏi rất nhiều, anh Yên, là thổ hào tặng một nghìn vạn tối qua đó sao? Nói xong, Tiểu Mễ Nhi không chần chừ mà tắt like đi. Dưới bình luận lại một hồi cười đùa, ha 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 bị vào mặt rồi phải không? Lầu dưới cũng góp vui, anh Yên uy lực lớn quá. Tiểu Mễ Nhi tự bế rồi ha ha. Tên này còn đỡ, tên bên dưới nói càng quá đáng hơn. Ban nãy còn nói Yên Tổng là núi rượu của cô ấy, quay đầu thấy Yên Tổng tặng quà cho người khác rồi. Trần Viễn lúc này cũng không khác mấy người trong bình luận là bao, cậu ta cười đến nham hiểm. Tôi có thể tặng quà cho cô, cũng có thể tặng quà cho người khác. Người bán tiếng cười liếm mặt người khác mà cũng muốn chơi tôi ư? Lúc này trên like chỉ còn mỗi triệu Ngọc Kỳ ngồi nói chuyện. Trần Viễn có thể nâng một người lên thì cũng có thể đẩy người đó xuống cậu ta cười đáng sợ nhắn nhủ thầm chủ tịch triệu tôi đã chơi tới bến rồi đừng để tôi thất vọng đấy một lúc sau tại công ty giải trí quen thuộc hôm qua ông chủ lại xảy ra chuyện lớn rồi thư ký tiếp tục như hôm qua chạy vào không gõ cửa cô đơn hút một điếu thuốc đó lại ông chủ không đợi được nữa nên xen vào lại tặng một nghìn vạn đứa trẻ này không phải là vương tử dầu mỏ trung đông nào đó chứ cùng lúc tại phòng nghỉ ngơi của streamer thần hào Yên Ca đang tặng một nghìn vạn cho streamer đánh đàn piano đó. Chẳng lẽ anh Yên thích âm nhạc? Các chị em streamer như vớ được tảng đá giữa biển lớn mà xôn xao, tiểu lý mau lấy cảnh tam giác của tôi tới đây. Cô khác, tiểu lý, cả tôi nữa. Mau lấy luôn cả Suona của tôi nữa. Buổi chiều tại trường, sinh viên vẫn như bình thường. Ngày ngày đến trường. Ngô Tiểu Phi đột nhiên la hét thất thanh. Vang khắp giảng đường, kỳ kỳ. Mau nhìn này, livestream hôm nay của cậu lên hot search rồi cô gái nhỏ vui vẻ hô hô tay loạn xạ nhìn không kỹ còn tưởng có hoa mọc xung quanh cô nàng cậu sắp hót rồi sắp trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi triệu ngọc kỳ vui mừng thì có nhưng cô cũng là người thực tế người nổi tiếng trên mạng hừ làm vui vẻ đàn ông trên mạng không phải kế lâu dài ánh mắt ngọc kỳ như có dao bên trong nhắc nhở ngô tiểu phi thứ quan trọng nhất của phụ nữ là có sự nghiệp kinh tế và nhân cách đều phải độc lập biết chưa ngô tiểu phi cười trừ có chút không nói nên lời được rồi đừng lúc nào cũng lên lớp cho tớ. Cô ghé sát tai, nói nhỏ với Ngọc Kỳ, vậy thì, cậu nói thật đi, thổ hào mà điên cuồng tặng quà cho cậu có phải cậu quen không? Triệu Ngọc Kỳ lập tức chối bỏ, nói bao nhiêu lần là không biết rồi, cậu tin thì tin không tin thì thôi. Ngô Tiểu Phi thấy bạn mình cự tuyệt thế cũng xua xua tay, được rồi được rồi, đừng tức giận, tớ tỏ mò thôi. Chưa đầy một phút mà Triệu Ngọc Kỳ đã quay lại trạng thái e thẹn, tim bay phấp phới nói, chẳng qua người ta tặng nhiều như vậy, vẫn nên lịch sự nhắn tin cảm ơn. Ngô Tiểu Phi vừa chỉnh đèn vừa bĩu môi nghĩ, vừa nãy ai nói làm vui lòng đàn ông không phải kế lâu dài, nói một đằng làm một nẻo à. Đang nói xấu thì chính chủ la lên một tiếng làm Ngô Tiểu Phi giật thót rớt luôn cái đèn mới gắn. Cô sợ hãi quay lại hỏi, "Sao? Sao thế?" Triệu Ngọc Kỳ giơ dơ, dơ điện thoại nói, "Tiểu, Tiểu Phi, có khả năng tớ thật sự quen thổ hào này." Hình như là Trần Viễn. Biết được phú hào đó là Trần Viễn, Triệu Ngọc Kỳ tự suy diễn ra được 77 49 tình tiết, chẳng lẽ cậu ấy là con trai của một nhà tài phiệt? Từ nhỏ đã được ăn no mặc đẹp nhưng lại khiêm tốn, luôn giả thành người bình thường sinh sống. Đứa trẻ nhà tài phiệt có quặng dầu mỏ không chịu đi trên con xe trên thế giới chỉ có một mà bước lên chiếc xe lam, nhận được một nền giáo dục ưu tú, nên cậu ấy chán ngấy việc được người khác ngưỡng mộ và chỉ muốn sống tự do. Cậu ta đi ngược lại với những thanh niên nhà giàu khác. Cho đến một ngày nọ, cậu ấy gặp người con gái mà mình yêu và cậu ấy quyết định dũng cảm theo đuổi với thân phận là người bình thường, cầu hôn cô ấy. Sau khi bổ não xong, Triệu Ngọc Kỳ tự cho mình là đúng, nhất định là như vậy. Ngô Tiểu Phi bên cạnh mặt sắp biến dạng đến nơi. Không khỏi nói, có phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết bá đạo tổng tài rồi đúng không? Triệu Ngọc Kỳ không từ bỏ tưởng tượng của mình. Tiếp tục ngưỡng mộ phú hào Trần Viễn, cậu ấy đã ăn ngon mặc đẹp từ khi khi còn nhỏ. Nên giả vờ làm một người bình thường chắc chắn sẽ rất vất vả nhỉ. Ngô Tiểu Phi chối bỏ, tỉnh ngủ đi. Cô nàng la lớn, không được, tớ phải chân thành cảm ơn cậu ấy mới được. Mới một lúc trôi qua, Trần Viễn vừa tắm xong bước ra đã nghe tiếng tin nhắn gửi đến, ừ. Nhìn vào màn hình hiển thị Triệu Ngọc Kỳ gửi một tin nhắn, Trần Viễn, hai ngày này cậu rảnh không? Thấy lời này của cậu thì chủ tịch Triệu đã mời thì lúc nào cũng rảnh. Tớ muốn mời cậu ăn cơm. Cậu thích ăn gì? Vậy chúng chúng ta đi ăn tôm hùm nhỏ đi. Tớ thích ăn cái đó nhất. Được thôi. 4 giờ chiều mai gặp ở cổng trường nhé. Trần Viễn cười nhạt, nhìn không ra cái người nhắn tin khách sáo lúc nãy và cậu ta là một, vậy mà không hỏi mình lấy tiền ở đâu ra để tặng, chỉ đơn thuần mời mình ăn cơm. Tôi muốn xem trong hồ lô của cô có bán thuốc gì. Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Trần Viễn vừa hoan hỉ vừa chạy xe trên đường, hát cái gì không rõ. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta đậu xe kế một con xe ô tô bóng loáng của ông chú nào đó. Ông chú hút điếu thuốc cười cợt đùa, chàng trai trẻ đợi người ư. Trần Viễn quay đầu lại trả lời, vâng, chú cũng vậy sao, chú tới đón con gái nuôi của chú. lúc này triệu ngọc kỳ xinh đẹp như hoa đi tới, ngó trái ngó phải tìm kiếm trần viễn. trần viễn thấy người đã tới mở miệng gọi triệu. ông chú làm mặt khinh bỉ, một bộ người trẻ này còn quá non mà nói đừng nhìn nữa. chàng trai trẻ cháu phải cố gắng kiếm tiền, nếu không mỹ nữ như vậy sẽ bị bọn chú bao mất đấy. ông chú đó nào hay, trần viễn nghèo khó đi xe máy điện trong mắt ngọc kỳ lại là bộ dáng chú rể giàu có đi mô tô chỉnh tề, cô nàng thả tim bay loạn xạ, a a. Đẹp trai quá. Người đàn ông kia còn đang tự diễn thuyết một hồi dài, lúc nào cháu mới có thể lái được chiếc này của chú thì hai người kia đã yên vị trên xe, ngồi chắc chưa? Ừm ừm. Đến khi hai người lái qua người ông chú thì ông ta mới giật mình hốt hoảng làm rơi luôn cả điếu thuốc trên miệng. Khi chỉ còn đứng phía sau hít khói nhìn hai người rời đi ngày càng xa thì ông ta mới quỳ thụp xuống khóc không ngừng, hu hu. Mình kiếm nhiều tiền như vậy thì có tác dụng gì chứ? Triệu Ngọc Kỳ ngồi phía sau xe của Trần Viễn, cô ôm lấy cậu ta từ phía sau khung cảnh giống hệt như ngày chú rể đến đón dâu trên chiếc xe mô tô sang chảnh. Triệu Ngọc Kỳ mắt giờ chỉ toàn hình trái tim mà nghĩ không ngừng, hình ảnh đó cứ đi đi lại lại trong đầu cô. Còn đang mơ mộng thì giọng của Trần Viễn cắt ngang, chúng ta tới rồi. Dừng trước quán tôm hùm đất, đỗ xe rồi đi vào. Phục vụ rất nhanh đã đưa món lên, vị cay và tỏi bạn đặt đã lên đủ. Chúc ngon miệng. Món ăn nhìn thôi đã thấy ngon, đỏ rực và phát sáng. Trần Viễn tinh tế mà lau lau bàn ăn nơi Triệu Ngọc Kỳ ngồi, Triệu Ngọc Kỳ thì nhìn cậu ta không rời mắt, ánh mắt như sắp bắn ra tình yêu. Cô chống cằm nghĩ, ở quán ăn bình thường cũng không quên tinh tế, đúng là phong phạm thế gia. Trần Viễn nãy giờ chú ý bàn ghế bát đũa, cũng sẵn tay đưa khăn giấy cho Ngọc Kỳ, nè, cẩn thận bị bẩn tay. Ngọc Kỳ vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn. Trong đầu lại tiếp tục suy diễn, trong việc cư xử thì có chừng mực, nhiều quá thì lại ân cần, ít quá thì lại lạnh lùng, đúng là gia giáo rất nghiêm. Trần Viễn bắt đầu chiến, ngô nghiến ăn tôm hùm không màn thế sự nữa còn bên kia triệu ngọc kỳ vẫn chưa động đũa không rời mắt khỏi cậu ta đây chắc hẳn là con tôm hùm nhỏ nhất mà cậu ấy từng ăn nhỉ cô lại tự hóa thân mình thành nữ chính ngôn tình nghèo khó được thiếu gia tài phiệt để mắt cậu ấy giàu như vậy mà lại ăn quán lề đường với mình chắc hẳn là không muốn mình bị áp lực phút chốc từ chân viễn ngồi ăn quán lề đường lập tức trở thành hoàng tử thưởng thức mỹ vị cậu ấy đúng là một bông hoa yêu nhã dịu dàng độ hảo cảm của triệu ngọc kỳ cộng 10, thông báo nhảy ra bất ngờ một thì trần viễn bất ngờ một trăm đến nỗi rơi con tôm đang ăn dở hả gì vậy thế mà cũng tăng đột nhiên một con tôm đưa đến bên miệng trần viễn có chút cứng đờ triệu ngọc kỳ giọng nhẹ nhàng như gió bảo cô cũng nói thêm trần viễn cảm ơn cậu tôi giúp cậu bóc tôm nhé trần viễn miệng còn dính đồ ăn không khỏi ngây ra thật lâu cùng lúc đó từ phía cửa có người bước vào phục vụ hồ hởi xin chào quý khách Lân thư đồng mắt chữ a mùng chữ o mà cả kinh mình hoa mắt rồi triệu ngọc kỳ đang đút tôm cho trần viễn cô nhanh chóng suy ngẫm về độ nguy hiểm của tên trần viễn kia trước là từ lạc lạc sau lại là triệu ngọc kỳ anh ta lại có bản lĩnh vậy ư nghĩ một chút rồi cô lập tức quay sang nhìn bạn trai bên cạnh với ánh mắt cún con anh tuấn khải ở đây đông quá chúng ta đi chỗ khác ăn đi nhưng tên bạn trai này có vẻ nhìn ra được tâm tư nhỏ của cô bạn gái mình nên thẳng thắn đáp đông sao hay là đông người quen tuấn khải khoác vai lâm thư đồng tiến vào trong không quên nhìn nhìn cô rồi bỏ thêm một câu, con người anh thích ăn ở chỗ đông người. Lúc này, từ đâu bàn ăn của Trần Viễn hiện ra một cái bóng từ phía sau. Trần Viễn đang ăn cũng chẳng để ý lắm. Cho đến khi có vài tờ tiền rơi từ trên xuống trước mắt Trần Viễn mới khiến cậu ta dừng ăn lại. Này, cậu tên là Trần Viễn đúng không? Tuấn Khải vừa quăng tiền vừa ra thế thượng đẳng ra lệnh, đây là 500 tệ, cậu nhường chỗ lại cho tôi. Trên bàn quán ăn lúc này có hai dĩa đồ ăn sang trọng, toát lên vẻ giàu có. Trần Viễn lúc này chán nản nghĩ ngợi, anh ta lên cơn điên à? Cảm thấy bản thân rất đẹp trai sao? Hoàng Tuấn Khải vung tiền càng nhiều rồi cười đắc ý nói, chê ít, một nghìn đủ để cậu chuyển ổ chưa? Lúc này có Triệu Ngọc Kỳ bên đây đã hiện vẻ mặt khó chịu. Triệu Ngọc Kỳ vô cùng tức giận, cả người như đang bốc lửa. Trần Viễn nhìn sang, hửm, anh nghĩ người bị khiêu khích không phải là mình sao? Sao cậu ấy lại tức giận như vậy? Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chó hoang từ đâu tới lại dám phá hoại buổi hẹn hò hoàn hảo của lão nương phía bên này hoàng tuấn khải không để ý cố tiếp tục móc trong ví ra sấp tiền dày cụ nói còn chê ít sao được vậy tôi cho hai chưa nói dứt câu anh đã nghe thấy tiếng loạt soạt lụng tiền trên bàn nhìn sang thì chỉ thấy tên phục vụ bàn đang vừa nhìn đống tiền vừa cười nịnh nói đại ca anh cho tôi chỗ tiền này đi tôi thêm bàn cho anh sắc mặt hoàng tuấn khải lúc này càng trở nên tức giận anh ta nắm lấy áo của tên kia tức giận quát thêm cái bíp đây là chuyện thêm bàn sao đây là thêm bàn chưa nói xong đã vang lên tiếng ai ra. Một chiếc túi từ đâu bay đến đạp thẳng vào mặt của Hoàng Tuấn Khải khiến anh ta xịt máu mũi, gãy mấy cái răng. Phía bên này Trần Viễn nhìn sang Triệu Ngọc Kỳ, cô ngại ngùng cười nói, tôi không có, không phải tôi. Bỗng phía sau hai người có một bóng người to lớn xuất hiện khiến cho cả hai ngơ ngác quay lại nhìn. Đó là một người phụ nữ to lớn với gương mặt đang vô cùng tức giận đến nỗi có thể đánh bất cứ ai nhập viện. Trần Viễn lúc này vội né sang bên thầm nghĩ, dọa chết lão tử rồi. Hoàng Tuấn Khải mới bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn người trước mặt càng thêm sợ hãi, Ngụy, Ngụy Tiểu Thanh, sao em lại ở đây? Ngụy Tiểu Thanh lúc này tức giận quát lớn, nếu tôi không ở đây, sao có thể phát hiện anh bao gái sau lưng tôi chứ? Anh đúng là xúc sinh còn không bằng heo chó. Hoàng Tuấn Khải lúc này khép nép bước đến bên cô ta rồi ra giọng nũng nịu, Tiểu Thanh, em hiểu nhầm rồi, sao anh có thể bao gái chứ? Trên người anh toàn là đồ em cho cả, sao anh có thể phản bội em chứ? phía bên này lâm thư đồng đã cúi sầm mặt xuống như hiểu ra điều gì đó vừa lúc đó hoàng tuấn khải bất ngờ quay sang nắm lấy tóc của lâm thư đồng rồi mắng cô xối xả là cô ta cô ta chủ động câu dẫn anh đồ tiện nữ nhân không có liêm sỉ thư đồng lúc này bị giật tóc đau đến điếng người cô ấy cố gắng gỡ tay tên xấu xa kia gương mặt đau đớn hết to anh nói láo tôi không có rõ ràng là anh hẹn tôi trước anh còn nói mình độc thân hoàng tuấn khải lúc này tát cô một cái mạnh bạo rồi trả lời cô cầm mồm cho tôi tiện nhân lâm thư đồng lúc này ngã quỵ xuống đất mặt bị tát đỏ đến dớm máu ngước lên nhìn tên khốn trước mặt mình nói hoàng tuấn khải anh hoàng tuấn khải lúc này giơ cao tay định tát thêm cho cô cái nữa anh ta tức giận nói nhìn gì mà nhìn cô còn nhìn tôi tôi liền nói đoạn anh ta giơ tay lên trực như sắp đánh vừa lúc đó có một bàn tay đến cản lại là trần viễn anh bóp chặt tay của tên khốn kia rồi tức giận nói đánh phụ nữ anh còn chê mình chưa đủ mất mặt sao lúc này lâm thư đồng ôm mặt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra nước mắt lưng dòng nghĩ là anh ấy trần viễn quả nhiên vẫn còn yêu mình hệ thống lúc này liên tục thông báo độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 20 điểm độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 20 điểm độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 20 điểm hệ thống hiện lên thông báo độ hảo cảm của đối tượng sim chúa số 2 lâm thư đồng đã đột phá 95 điểm chúc mừng ký chủ phản công thành công bỗng từ đâu những luồng sáng như cơn lốc xoáy đến người trần viễn hệ thống tiếp tục thông báo đối tượng sim chúa số 2 Lâm Thư Đồng đã tiêu 50.000 tệ tiền sim chúa, thưởng cho ký chủ 5.000 tệ. Luông sáng lúc này bao lấy Trần Viễn, hệ thống lại thông báo Lâm Thư Đồng chuyển thành sim ký chủ, thưởng 20 điểm cường hóa. Lúc này hệ thống xuất hiện hiển thị bảng thông tin của men, tên Trần Viễn, 21 tuổi, chiều cao 1m79, sức mạnh 9, thể chất 9, tinh thần 10, nhanh nhẹn 9, cảm ứng 10, điểm cường hóa. Trần Viễn lúc này có thêm sức mạnh, Đắc Chí nghĩ, cường hóa 10 điểm sức mạnh, 10 điểm thể chất. Anh ta bẻ lấy tay của Hoàng Tuấn Khải ra sau, hay a, à, khiến Hoàng Tuấn Khải đau đớn, Nhân mặt kêu lên, a, à, đau, 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 thả ra thả ra. Hoàng Tuấn Khải lúc này tay vớ được chai bia liền dơ lên đinh đánh. Tên đó dơ cao chai bia rồi nói, thích thể hiện phải không? Chết cho tao. Nhưng lúc này Trần Viễn đã có sức mạnh trong người. Anh chẳng còn sợ mấy thứ nhỏ bé đó. Lấy tay đấm lại Hoàng Tuấn Khải một cái mạnh khiến hắn ta văng ra xa 2 mét. Còn nói, ồn ào. Nhìn tên xấu xa Hoàng Tuấn Khải đang bị anh đánh tới mức ho khụ khụ trước mặt. Trần Viễn Khinh bỉ nói, Hoàng Tuấn Khải, ăn cơm mềm không mất mặt. Nhưng ăn cơm mềm còn đánh phụ nữ thì đúng là xúc sinh. Hoàng Tuấn Khải lúc này thấy Trần Viễn sỉ nhục mình, tức giận rút từ trong túi con dao găm ra. Phía bên này Triệu Ngọc Kỳ đã thấy, hoảng hốt hét lớn, Trần Viễn, cẩn thận. Hoàng Tuấn Khải lúc này không màng phạm pháp, cầm dao đâm tới chỗ Trần Viễn nhưng với sức mạnh đã được cường hóa trần viễn dễ dàng bắt lấy cánh tay đang cầm dao của tên khốn đó rồi xoay hự một cái khiến hắn ta đau đến nhân nhó mặt mày được đà trần viễn liền xoay người quật tên hoàng tuấn khải một cú khiến hắn ta ngã dầm xuống tiếng dầm vang dội lớn ra cả ngoài nhà hàng hoàng tuấn khải lúc này đã ngã lăn ra miệng sùi cả bọt mép trần viễn đắc ý mỉa mai chậc, hạt gạo cũng dám cạnh tranh với mặt trời và mặt trăng lúc này những vị khách xung quanh bàn tán sôi nổi về màn vừa rồi ha ha và mặt nhanh tới vậy có người nhìn Trần Viễn trầm trồ khen ngợi, đẹp trai vậy sao? Lúc này Trần Viễn và Triệu Ngọc Kỳ cùng nhau hiên ngang bước ra khỏi quán ăn. Lâm Thư Đồng đang ngã phía xa lúc này ngẩng mặt nhìn lên. Cô chạy lại ôm lấy chân của Trần Viễn, khóc lóc nói, "Trần Viễn, em sai rồi, là em mắt mù, có thể cho em cơ hội bắt đầu lại từ đầu không?" Trần Viễn lúc này cúi mặt xuống nghĩ ngợi. Rồi anh chậm rãi nói, "Trần Viễn mà cô đang nói đến là Trần Viễn đã cõng cô hơn 10 km đến phòng cấp cứu lúc 3 giờ sáng sao?" Anh nói tiếp, hay là trần viễn đã dùng tiền tích góp nửa năm để mua điện thoại di động cho cô nhưng lại bị chê vì không phải mẫu mới nhất lúc này lâm thư đồng ngước lên nhìn trần viễn với đôi mắt ngấn lệ ấp úng nói không phải em trần viễn quay lại nhìn cô nói tiếp hay là trần viễn biết cô ham hư vinh nhưng luôn tin tưởng cô một ngày nào đó cô sẽ quay đầu nói xong anh lạnh lùng quay đi bỏ lại lâm thư đồng phía sau lưng cùng câu nói trần viễn đó đã chết rồi là cô tự chọn mà lâm thư đồng nhìn theo bóng dáng trần viễn dần xa với gương mặt đầy nước mắt ra khỏi nơi ồn ào đó, Trần Viễn gãi đầu ái ngại nói với Triệu Ngọc Kỳ, "Xin lỗi chủ tịch Triệu, tối nay lai loạn cả lên, làm mất hứng ăn cơm của cậu." Triệu Ngọc Kỳ vui vẻ trả lời, "Gọi chủ tịch Triệu gì chứ, gọi tớ là Kỳ Kỳ là được." Cô giơ tay lên xoa cằm rồi nói tiếp, hơn nữa tớ cũng không cảm thấy bị làm phiền, ngược lại còn thấy được mặt khác của người nào đó. Cô nghĩ thầm, đúng là càng nhìn càng không nhìn thấu con người của Trần Viễn này. Phía bên này Trần Viễn cười đỏ mặt ngại ngùng nói, "Lần sau để tớ mời cậu đi." trong đầu triệu ngọc kỳ lúc này đang hình dung lại những chuyện vừa qua của trần viễn gương mặt cô hiện lên nét gian xảo nghĩ mình dự cảm cậu ấy nhất định sẽ mang đến cho mình vô số bất ngờ thư đồng thất vọng chạy về nhà bất chấp trời mưa khuôn mặt đẫm nước mắt khiến cô bạn cùng phòng bất ngờ hỏi thư đồng sao trời mưa mà cậu không mang theo ô vậy thư đồng khóc lóc nói nhuế nhuế trần viễn anh ấy anh ấy nhuế nhuế nghe thư đồng nhắc đến tên trần viễn thì cũng hiểu câu chuyện nói với thư đồng trần viễn xem ra cậu cũng nghe nói rồi. Hôm qua Trần Viễn tặng hơn 1000 vạn lúc Triệu Ngọc Kỳ livestream đó. Nhìn không ra thằng nhóc này vậy mà là trai nhà giàu, sao bị ướt hết rồi? Cậu không tìm nơi để trú sao? Nghe Nhuế Nhuế nói đến đây thư đồng càng bất ngờ hơn. Nói lớn, hơn 1000 vạn cái gì? Cậu nghe ai nói? Thật hay giả vậy? Nhuế Nhuế nói tiếp, thì Ngô Tiểu Phi bạn cùng phòng với Triệu Ngọc Kỳ nói, đã truyền khắp ký túc xá nữa rồi, tớ còn tưởng cậu biết rồi cơ lúc này thư đồng càng đau khổ hơn nữa khuôn mặt tràn đầy buồn bã và nước mắt cô lúc này lại càng khóc to hơn nữa cô khóc miếu máu nói trần viễn hu hu tiếng khóc vang cả ký túc xá khiến những phòng bên cạnh không khỏi bực mình mắng ai vậy đêm rồi còn gào thét lão nương đang xem phim mà đấy phía bên này trong phòng ký túc xá của trần viễn mọi người đang vui vẻ chơi game có tiếng nói của một cậu bạn á à, đây cũng quá nghịch thiên rồi trần tử cậu bạn nói với trần viễn Tối nay cậu đã thắng 18 trận liên tiếp rồi. Viễn tử, cậu ăn hào sống ư mà mạnh vậy. Anh bạn đeo mắt kính bên cạnh cũng tiếp lời, cậu không phải là thiên tài thể thao điện tử gì. Bình thường đều diễn với bọn tôi đấy chứ. Trần Viễn lúc này thầm nghĩ, không ngờ sau khi tăng thêm 20 điểm thuộc tính, ngay cả việc chơi game cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài miệng thì vẫn nói với bọn họ, nghĩ gì vậy? Trạng thái tốt mà thôi. Cậu bạn thấy Trần Viễn đánh hay cũng khen ngợi, Viễn tử hay là cậu làm streamer đi? đợi cậu thăng kiếm trăm vạn rồi thì đưa bọn tôi bay theo bên này trần viễn vừa cởi áo vừa nói thôi đi các cậu chơi đi tôi đi tắm đã trong phòng tắm trần viễn vừa soi gương vừa nghĩ ngợi điểm thuộc tính đã tạo ra thay đổi cơ thể mình và vóc dáng cũng được cải thiện mình bây giờ tự xung là bành vu yến của hồ đại cũng không quá đáng chứ không đúng có lẽ bành vu yến còn không mạnh bằng mình dù sao mình có hệ thống anh vừa ngắm thân hình của bản thân vừa đắc ý tự nói thầm cơ thể hoàn hảo như này không biết cô gái nào được lợi đây mải mê ngắm bản thân mà Trần Viễn Xích không nghe thấy tiếng gọi cậu bên ngoài phòng Viễn Tử cậu rơi vào bồn cầu sao mau ra đây có điện thoại Trần Viễn cầm điện thoại lên số đang gọi đến là Từ Lạc Lạc anh thầm nghĩ Từ Lạc Lạc muộn vậy rồi cô ấy còn gọi làm gì lại nghĩ ra chiêu mới để chơi đùa mình anh bắt máy hỏi alo học tỷ Từ Lạc Lạc à tìm tôi có chuyện sao đầu dây bên kia là tiếng khóc thất thanh của Từ Lạc Lạc Trần Viễn hu hu hu, hu em không biết phải làm sao hu hu hu. Trong phòng chỉ có mình Từ Lạc Lạc đang ôm mặt khóc thảm thiết, hu 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 hu. Trần Viễn, em không biết phải làm sao nên mới tìm anh. Cô dùng giọng nói đang đầy sự buồn tủi hòa cùng dòng nước mắt của mình nói qua điện thoại, anh, có thể chuyển cho em 50 vạn không? Từ Lạc Lạc khóc lóc kể lại đầu đuôi sự việc với Trần Viễn. Cô nói, cha của em nợ rất nhiều tiền vì cờ bạc. Khung cảnh theo lời kể như đang quay về lúc trước, khi mà Từ Lạc Lạc còn nhỏ, bị đòi nợ đánh đập tơi tả mẹ cô và cô ôm nhau đau khổ còn người ba thì van xin tên giang hồ anh cho tôi thêm hai ngày đi đến lúc đó chắc chắn sẽ trả hết cô khóc lóc nói một khi gia đình vốn tương đối giàu có rơi vào cảnh điêu tàn còn phải đối mặt với việc cho vay nặng lãi mỗi ngày em không phải là cô gái ham vật chất nhưng phải trả hết nợ đầu dây bên kia điện thoại trần viễn chỉ nhẹ nhàng nói cho tôi tài khoản từ lạc lạc nghe trần viễn nói thì kinh ngạc sau đó cô rối rít vội vàng tìm trong điện thoại nói à để em xem xem 62.255...89 Dinh rong Tiếng thông báo điện thoại vang lên Từ lạc lạc nhìn vào điện thoại thì hốt hoảng Thu nhập tài khoản Kính gửi quý khách hàng Tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 triệu tệ Thu nhập tài khoản 2889 Nội dung giao dịch thu nhận Thời gian giao dịch ngày 18 tháng 9 18 giờ 36 phút Số dư tài khoản 507 365 006 Từ lạc lạc nhìn số tiền được chuyển tới mà kinh hãi lắp bắp nói Chục Trăm Nghìn Vạn Đây Sao? Sao lại là 500 vạn? Trần Viễn bên này đầu dây chỉ thờ ơ trả lời, không sao. Không cẩn thận ấn thừa một số không. Chỉ thấy từ lạc lạc bên kia đầu dây hét lớn, một tiếng A vang thật là kinh khủng. Cùng lúc này hệ thống cũng hiển thị liên tiếp mấy thông báo, độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Dinh dinh. Độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Từ lạc lạc cảm động nói với Trần Viễn, Hu hu hu, cảm ơn anh Trần Viễn hu hu hu, em nhất định sẽ báo đáp anh hu hu hu. Hệ thống bên này cũng hiện lên dòng thông báo, độ hảo cảm hiện tại của Từ Lạc Lạc, 94. Phía bên này, trong phòng ký túc xá nam, Trần Viễn nhìn màn hình hệ thống thắc mắc, 94 điểm. Chuyện gì vậy? Như này cũng không chiếm được cô. Anh thầm nghĩ, hay là tỏ tình luôn? Không được người bộc lộ nhu cầu trước thường gặp bất lợi. Ai tỏ tình trước là người thua cuộc. Anh thầm nghĩ chiến thuật, hai quan đối chọi khí thế làm đầu. Địch không động, ta không động. Trần Thị Bình Phát. Sáng hôm sau ở ký túc xá Nam, Trần Viễn cùng mấy cậu bạn đang vui vẻ trò chuyện, lão tạm nhanh lên coi, tôi nổi này lão nhị, cậu như vậy không được. Bao gái. Trần Viễn, có tiếng gọi từ phía xa. Trần Viễn nghe ai gọi mình thì tò mò quay lại xem, người đến là Lâm Thư Đồng, cô mang một túi đồ ăn sáng vui vẻ nói với anh, Trần Viễn, em đến nhà ăn mua bánh bao cho anh, chúng ta cùng đi học đi. Lúc này một cậu bạn học của Trần Viễn thấy cảnh vừa rồi thì há hốc kinh ngạc. À? Chuyện gì vậy? Mặt trời mọc ở đằng tây rồi à? Lâm Thư Đồng vậy mà mua đồ ăn sáng cho Trần Viễn. Lúc này một giọng nói của cô gái khác cũng cất lên: Anh Viễn, em cũng mua đồ ăn sáng cho anh này. Tụi bạn của Trần Viễn nhìn xong càng há hốc. Là từ lạc lạc. Cô đem một hộp đồ ăn tự làm theo rồi nói với Trần Viễn: Em đoán anh chán đồ ở nhà ăn rồi, nên người ta đặc biệt nấu cháo hải sản cho anh đấy. Lúc này cả hai cô gái chạm mặt nhau, ánh mắt như phóng ra tia lửa về phía đối phương. Mấy người bạn chứng kiến thêm một màn chấn động hơn nữa. Lại thêm một giọng nữ gọi tên Trần Viễn. Họ ha hốc vừa nghĩ, việc lại nữa, để cho bọn tôi một ít a. À. Trần Viễn thì quay lại tò mò nghĩ, lần này lại là ai đây? Người tới lần này là Triệu Ngọc Kỳ. Cô nhẹ nhàng nói với Trần Viễn, "Trần Viễn, tớ mang mì thịt bò cho cậu này, cùng với đó trên tay cô là một túi đồ ăn và một túi quà gì đó." Lạc Lạc và Thư Đồng phía bên này ấm ức nhìn Triệu Ngọc Kỳ. Thư Đồng thầm nghĩ, Triệu Ngọc Kỳ, sao cô ta lại tới? Viễn cảnh hiện tại như là một sàn đấu mà ở đó, Triệu Ngọc Kỳ là một đối thủ nặng cân mà hai người họ khó có thể đấu lại để giành lấy Trần Viễn của họ. Thư Đồng và Lạc Lạc tức giận nghĩ thầm, đây chính là khí thế của Hoa Khôi đứng thứ hai ở bảng xếp hạng trường, cảm giác áp bức mạnh mẽ thật. Phía bên này, Trần Viễn nhận phần mì thịt bò thì ngạc nhiên hỏi, "Sao? Sao cậu biết tớ thích ăn mì thịt bò?" Triệu Ngọc Kỳ chỉ nhẹ nhàng trả lời, "Hôm qua lúc chúng ta ăn tôm hùm đất tớ đoán cậu thích ăn cay, đúng lúc tớ biết một tiệm mì thịt bò Tân Thị rất chính tông." Trần Viễn vui vẻ nhận lấy phần đồ ăn. Còn không quen nịnh nọt Triệu Ngọc Kỳ, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt. Cảm ơn cậu nha Kỳ Kỳ. Lúc này trong lòng anh đã thầm đánh giá, không hồ là Triệu chủ tịch, có thể đoán được sở thích của mình thông qua khẩu vị. Bất động thanh sắc mà thắng. Ngọc Kỳ nhẹ nhàng gật đáp lời, nhưng vẫn cố ý đá xéo hai cô gái đang cầm đồ ăn sáng phía sau, không cần khách sáo. Đưa đồ ăn sáng đương nhiên phải cân nhắc đến sở thích của đối phương là gì chứ. Thế này mà không nghĩ ra thì sao có thể nói là thích được. Nghe những lời nói của Triệu Ngọc Kỳ khiến Thư Đồng và Lạc Lạc tức đến ói máu. Quay lại viễn cảnh sàn đấu trong tưởng tượng của họ, chỉ cần hành động và câu nói vừa rồi của Triệu Ngọc Kỳ cũng đủ để đánh bại cả hai người. Quay lại hiện thực, lúc này Triệu Ngọc Kỳ đang đưa cho Trần Viễn một hộp quà. Cô nói, "Đúng rồi, tặng cậu món quà này để cảm ơn cậu." Trần Viễn nhìn món quà, kinh ngạc hỏi, "Đây là iPhone 15 Pro Max mới ra mắt?" Đám bạn nhìn màn vừa rồi của hai người thì vô cùng sốc, bàn tán với nhau triệu chủ tịch vậy mà tặng quà cho cậu ta. Còn lại điện thoại mẫu mới nhất, thấy cậu ta nhận quà, tôi còn khó chịu hơn cha ruột chết. Lạc lạc và thư đồng bên này cũng thầm ngưỡng mộ nghĩ, đây, đây là hơn một vạn tệ đó. Vậy mà cô ta nữ ư. Viễn cảnh sàn đấu lúc này đã đi đến hồi kết. Ngọc Kỳ làm một cú knock ao khiến cả hai người không thể đứng dậy nổi. Nhìn Trần Viễn và Ngọc Kỳ cậu cậu tôi tôi vui vẻ nói chuyện. Trần Viễn từ tốn nói, ai ra, không cần tốn kém như vậy. Ngọc Kỳ cũng tiếp lời, nhưng cậu tốn kém hơn tớ mà hai tớ không nhiều tiền lắm. Đây là tâm ý thôi. Trần Viễn cũng vui vẻ nhận quà nói, vậy tớ nhận nhé. Cảnh tượng vừa rồi khiến Thư Đồng và Lạc Lạc bên này tức đến vỡ mật. Thư Đồng quay đi về. Cô vừa đi vừa buồn tủi, mình chỉ muốn theo đuổi Trần Viễn lại cũng khó vậy sao? Mới mấy ngày mà đã nhiều thêm một triệu ngọc kỳ. Đúng là bực bội thật. Lúc này từ Lạc Lạc bước đến chỗ cô. Nói, cô tên là Lâm Thư Đồng đúng không? Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi. Thư Đồng thấy người đến là Lạc Lạc thì tức giận quát, nói cái gì? Tôi không có gì để nói với cô cả. Ô nữ nhân xấu sai, đều tại cô. Từ Lạc Lạc chỉ nhỏ giọng nói, đương nhiên là nói về chuyện kết minh rồi. Thư Đồng cố phản kháng nhưng vẫn tò mò hỏi, kết? Kết minh? Kết minh gì cơ? Từ Lạc Lạc nói, kết minh cùng chống lại kẻ địch chung của chúng ta. Triệu Ngọc Kỳ. Cầm chiếc điện thoại được Triệu Ngọc Kỳ tặng trên tay, Trần Viễn thầm nghĩ, Triệu Ngọc Kỳ thực sự sẵn lòng tặng mình một chiếc điện thoại di động đắt tiền như vậy, hơn một phả tệ. Triệu Ngọc Kỳ lúc này thấy Trần Viễn không đi tiếp thì tò mò quay lại hỏi, sao vậy? Điện thoại có vấn đề sao? Trần Viễn cười nói, không sao, khá dễ dùng. Hệ thống của Trần Viễn lúc này hiển thị độ hảo cảm hiện tại của đối tượng trói buộc Triệu Ngọc Kỳ 40. Anh nhìn dòng thông báo trên hệ thống, nghĩ thầm, nếu không phải độ hảo cảm chỉ có 40, mình còn tưởng cô ấy là yêu mình rồi. Không hổ là nữ thần, thủ đoạn cao minh hơn, khiến con mồi tưởng mình mới là kẻ săn mồi. Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ ngợi, xem ra phải nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ thôi. Cùng lúc này điện thoại cũng vang lên tiếng bíp bíp. Là tin nhắn đến của cô gái tên Tiểu Mễ Nhi, anh Yên lần trước anh bảo gặp mặt cũng không phải là không được a, à. Chỉ là người ta là người hương nội thôi, không phải không muốn gặp anh Yên. Trần Viễn nhìn dòng tin nhắn thì đắc ý nghĩ, đây là thái độ nhận sai sao còn không thèm đăng hai tấm ảnh 18 tuổi sao. Thật sự coi mình là kẻ ngốc sao. Tiểu Mễ Nhi. Thêm một dòng tin nhắn đến, bạn có tin nhắn mới. Long Hoàng xin chào anh Yên, Tôi là Long Hoàng top một của Tiểu Mễ Nhi. Tôi có một nhóm đều là top 1 của các streamer. Có hứng thú tới không? Lúc này có một lời mời tham gia nhóm được gửi tới, Long Hoàng đã mời bạn gia nhập group chat nhóm Hoàng Đồ Bá Nghiệp. Trần Viễn Hào hứng nghĩ, chẳng lẽ nhóm đã đi của các streamer trong truyền thuyết ư? Trong nhóm chat, nhóm Hoàng Đồ Bá Nghiệp, cô đơn hút một điếu thuốc đã gia nhập nhóm này. Đây là Yên Tần bản tôn ư? Long Hoàng đỉnh thật. Vậy mà có thể kéo được Yên Thần vào. Yên tổng đại lão, xin hãy chiếu cố. Trần Viễn cũng nhắn một tin vào chào hỏi, chào mọi người. Tôi là cô đơn hút một điếu thuốc, xin hãy chiếu cố. Một người khác nhắn tới, hài dậy, yên tổng vài ngày tặng mấy ngàn vạn, mấy anh em bọn tôi làm gì có tư cách chiếu cố. Trần Viễn nhắn thêm, tất cả chỉ là tiền nhỏ, chỉ để cho vui. Lúc này có một người nhắn vào group một tin nhắn, yên tổng giàu thật, mấy ngàn vạn đều là tiền nhỏ, người anh em tôi có một mối làm ăn, anh có thể chiếu cố không? Trần Viễn đọc tin nhắn đến lòng nghĩ thầm, hệ. Hình như mấy tên thổ hào này muốn thử tài của mình, vậy thì chơi với các anh vậy. Nghĩ xong anh nhắn vào nhóm, nơi chiếu cố gì chứ, có thể giúp thì add friend tôi rồi nói chuyện riêng đi. Vừa lúc này một thông báo gửi đến điện thoại, Trần Viễn cũng đồng ý kết bạn với Thanh Phong Từ Lai, bạn đã trở thành bạn bè với Thanh Phong Từ Lai. Cậu ta nhắn đến cho Trần Viễn, tôi có một căn biệt thự định bán nhưng không biết Yên tổng có hứng thú không. Trần Viễn chỉ trả lời bằng vài từ ngắn gọn, vị trí nào? Phía bên kia trả lời, khu Giang Khẩu, biệt thự Giang Cảnh. Trần Viễn nghe nói địa chỉ thì tức giận nghĩ, khu Giang khẩu là khu giàu có nổi tiếng, một biệt thự ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Anh vẫn điềm tĩnh đáp lại, "Có thể, đúng lúc tôi đang định mua biệt thự để để đồ linh tinh, ngày kia tôi sẽ đi xem nhà." Phái bên này, tên vừa nhắn tin với Trần Viễn nhận được phản hồi xem nhà của anh thì kinh ngạc, hình như thằng nhóc này thật sự định mua. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Long Hoàng, cậu ta không phải kẻ lừa gạt, người ta thực sự giàu. Anh chàng tên Long Hoàng ngồi bên cạnh vẫn điềm tĩnh uống trà đáp lời tên kia, thực sự giàu hay không? Đến lúc đó thì biết. Cho dù đoán sai thì có thể kết bạn được với người tiêu mấy ngàn vạn không chớp mắt thì lợi nhiều hơn hại. Anh ta nói tiếp, anh gửi địa chỉ cho cậu ta đi, đến lúc đó thăm dò cậu ta. Dòng tin nhắn được gửi đến Trần Viễn, tòa nhà C66, thư viện Giang Liễu, số 8, khu Giang khẩu. Trần Viễn nhìn tin nhắn, tắt điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Ngọc Kỳ đang đi đến, lòng thầm nghĩ, không biết tặng một căn biệt thự cho cô ấy sẽ kiếm được bao nhiêu độ hảo cảm nhỉ? Hi hi. Trần Viễn lúc này chở Triệu Ngọc Kỳ đến tòa biệt thự theo địa chỉ được nhắc đến. Cô ấy vẫn không biết gì. Tò mò hỏi anh, Trần Viễn, cậu thần thần bí bí dẫn tớ tới đây làm gì thế? Phía xa xa trước cửa biệt thự, có hai người đã chuẩn bị tiếp đón. Thầy khách quý đi tới, hai người bước tới chào hỏi nhiệt tình, ai ra ai ra. Đây chắc hẳn là yên tổng rồi. Thất lễ vì không đón từ xa. Trần Viễn chỉ cười đáp qua loa, khách sáo rồi, tên kia lúc này nhìn sơ qua hai người một lượt rồi thầm đánh giá yên tổng này trông có vẻ bình thường nhưng cô gái bên cạnh thì khí chất thoát tục không phải là tử đệ của gia tộc ẩn thế nào đó chứ xem ra giá cả ngày hôm nay không dễ bàn rồi lão to con tự giới thiệu bản thân trước tôi là hồng viễn kiều kinh doanh nhỏ bởi vì vòng vốn xảy ra vấn đề nên bất đắc dĩ bán căn biệt thự này nói rồi ông ra hiệu cho hai người vào nhà mời hai vị vào trong tiếp đến là màn giới thiệu các thông tin về căn biệt thự hoành tráng xịn so đầy đủ các thiết bị Nội thất sang trọng, Yên Tổng xem xem. Toàn bộ biệt thự có diện tích xây dựng là 500 mét vuông, diện tích thực dụng 2000 mét vuông. Đồ trang trí được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng và toàn bộ ngôi nhà được trang bị nội thất nhập khẩu của Ý. Ông dẫn mọi người đến ban công rồi nói, "Ngài xem chỗ này, đại giang cuồn cuộn, long bàn hổ cứ, phong thủy cực tốt, nếu không phải vì thiếu tiền thì tôi đã chôn mình ở đây rồi." Lúc này Triệu Ngọc Kỳ hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ Trần Viễn muốn mua nhà sao? "Đây đây đây, loại biệt thự này e là phải hơn ngàn vạn." Trần Viễn ngắm nhìn quang cảnh đứng từ phía cao của căn biệt thự sang trọng, nói với Hồng Viễn Kiều, "Được, nơi này không tệ, ông cũng đừng phí công nữa, trực tiếp nói bao nhiêu đi." Ông ta cười cười nói, "Yên tổng à, không giấu gì ngài, tuy tôi cần tiền gấp nhưng mấy tên đến trước ngài đều rất coi trọng chỗ này." Lúc này trong lòng ông cũng đã thầm tính toán, giá căn nhà này trong lòng mình tầm 5000 vạn, phải tăng chút để giảm dần, mình báo giá cao chút vậy. Ông nói với Trần Viễn, "Để tôi báo giá trung bình cho ngài nhé." sáu nghìn vạn ngài thấy được không trần viễn nghe xong thì thở một hơi dài làm vẻ chán nản lúc này hồng viễn kiều bên cạnh thầm nghĩ báo cao rồi sao quả nhiên quý tộc tử đệ đều là lừa đảo trần viễn lúc này điềm tĩnh nói mới sáu ngàn vạn à cũng được thôi câu nói như dán cho lão hồng một cú đau đớn vì độ chịu trì của anh trợ lý bên cạnh lúc này cũng kinh ngạc nghĩ chuyện gì vậy vậy mà có người mua nhà chia rẻ lão hồng cũng hối hận nghĩ sớm biết thì đã báo bảy không báo tám ngàn vạn rồi Trần Viễn không quan tâm hai người họ. Quay sang Triệu Ngọc Kỳ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bên này. Hỏi cô, Kỳ Kỳ, cậu cảm thấy nên mua căn nhà này không? Triệu Ngọc Kỳ ấp úng nói, cậu hỏi tớ. Đây, mua hay không cũng không liên quan gì đến tớ mà. Trần Viễn bước đến nhẹ nhàng nói với cô, căn nhà này là mua tặng cậu đó. Lão Hồng bên cạnh ngơ ngác nghĩ ngợi, tặng người ta 6 ngàn vạn. Đây là tài lực và khí phách bực nào đây? Hỏng rồi. Lời ban nãy của mình chưa đắc tội vị ra này đấy chứ. Triệu Ngọc Kỳ nghe Trần Viễn nói muốn tặng mình thì kinh ngạc hỏi lại, 6000 vạn. Tặng tớ? Cô thầm nghĩ trong lòng, Trần Viễn giàu đến nào thì cũng phải có mức độ chứ. Đây cũng quá khoa trương rồi. 6000 vạn ai không phải 60 tệ. Chẳng lẽ đây là bẫy lừa đảo gì đó ở miền Bắc Myanmar ư? Tí nữa có phải muốn lừa mình uống nước nghe lời đúng không? Triệu Ngọc Kỳ ấp úng nói, a, không tốt lắm nhỉ. Tớ không thể muốn. Trần Viễn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giải thích, kỳ kỳ cậu nghe tớ nói, gần đây không phải có lệnh ra hạn nhà ở sao bất động sản dưới tên mình quá nhiều muốn một căn đứng tên cậu huống hồ anh nhìn cô đầy tình cảm nói tớ cũng hy vọng có thể cho cậu một ngôi nhà triệu ngọc kỹ nghe xong những lời này thì đỏ mặt e ngại cố nghĩ nhưng loại đứng tên bất động sản không phải luật pháp quy định vợ chồng mới có thể sao chẳng lẽ trần viễn muốn cô càng nghĩ càng rơi vào lưới tình yêu trần viễn được dịp càng tiến sát gần cô và thả thính cô chúng ta là quan hệ gì của anh không phải của em sao cần gì phải phân chia chứ mặt triệu ngọc kỳ lúc này đã đỏ như cà chua né sang một bên e ngại hệ thống cũng đồng thời hiện lên thông báo độ hảo cảm của triệu ngọc kỳ cộng 10. độ hảo cảm của triệu ngọc kỳ cộng 10. độ hảo cảm của triệu ngọc kỳ cộng 10. nhìn dòng thông báo từ hệ thống độ hảo cảm của triệu ngọc kỳ hiện tại 90. trần viễn đắc ý nghĩ thầm kỹ năng diễn xuất của mình ngày càng tốt hơn ngành điện ảnh nợ trần viễn tôi một giải oscar phía bên này cô trợ lý thấy màn ân ân ái ái vừa rồi của họ cũng trọt trọt lão hồng nói nhỏ sếp à anh xem người ta kìa lúc nào anh cũng tặng em một căn đi lão ta nhìn cô nói khẽ làm việc tốt sẽ có a à, ha ha như lòng thẩm mỹ đây anh thực sự không tặng nổi anh bước đến máy thanh toán quẹt chiếc thẻ đen không chút do dự bước ra cửa anh nói với hai người kia đây là cọc một ngàn vạn số tiền còn lại sau khi làm xong sẽ chuyển khoản cho ông được chứ lão hồng vui vẻ đáp lời không vấn đề không vấn đề yên tổng cứ giao cho tôi, vài ngày nữa là xong. Hai người Tiễn Trần Viễn và Triệu Ngọc Kỳ ra xe, lão Hồng còn tận tình đứng vẫy tay chào đến lúc xe rời đi, nói theo, Yên tổng đi thong thả a, rảnh thì cùng đi chơi nhé. Lão Hồng nhìn theo thầm bàn tán với cô trợ lý bên cạnh, với sự giàu có của Yên tổng, vậy mà vẫn nhất quyết bắt taxi mỗi ngày để tập thể dục, thậm chí còn vi phục xuất tuần. Quả nhiên càng giàu thì càng khiêm tốn, quả thật là tấm gương cho thế hệ mình. Cô trợ lý cũng nói theo, đúng vậy, hơn nữa còn trẻ như thế không biết cậu ấy có thiếu thư ký không. Trên đường về, Trần Viễn vui mừng nghĩ thầm, độ hảo cảm của triệu chủ tịch đã đạt 90 điểm rồi. Đợi hoàn thành chuyển hóa sim chúa thì 7 ngàn vạn mình tiêu trên người cô ấy có thể phản hoàn 200 vạn. Phóng sự, Trần Viễn tặng quà còn tiêu 1 nghìn vạn, thưởng thêm điểm thuộc tính. Lần này hồi to rồi hê hey hê. Hey. Lúc này Triệu Ngọc Kỳ bên cạnh cũng lén nhìn sang Trần Viễn thầm nghĩ, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình thì ban nãy Trần Viễn nói lời xấu hổ như vậy, thì tiếp theo nhất định là tỏ tình. Cô vui vẻ mơ tưởng đến khung cảnh tương lai, Trần Viễn rất ân cần và hào phóng. Anh ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt trong tương lai. Viên kim cương to bằng quả trứng cút, đám cưới nên ở Milan hay trên dãy Alps đây? Đặt tên con là gì đây? Đợi Trần Viễn già đi có phải sẽ mắc bệnh Alzheimer không nhớ mình là ai nữa đúng không? Mãi suy nghĩ mà xe đã đến nơi lúc nào không hay, chỉ nghe tài xế nói đến rồi. Về đến ký túc xá, Ngọc Kỳ bước xuống xe nhưng thấy Trần Viễn vẫn còn trên xe chưa chịu xuống tỏ tình mình. Cô ngơ ngác hỏi: Trần Viễn Anh không xuống xe à? Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi nói với cô, "Ừm, bạn cùng phòng của anh hẹn anh chơi game, em tự về trước đi." Chiếc xe lao đi mất tăm, bỏ lại Triệu Ngọc Kỳ đứng ngơ ra bên đường. Cô thất vọng nói thầm, "Không phải chứ? Sao lại như thế? Tỏ tình của mình đâu?" Taxi dừng lại trước một tiệm game, Trần Viễn ra hiệu đến rồi, bước xuống xe vào tiệm game. Phía trong là tụi bạn của anh đã ngồi trong tiệm game từ trước. Anh bước vào nói, "Dô, chơi rồi à?" cậu bạn tóc đỏ nhìn Trần Viễn tới thì nói với cậu, Viễn tử sao giờ cậu mới tới? Bọn tôi đã chơi được một trận rồi. Cậu nói tiếp, vì cậu không có ở đây nên bọn tôi thua rồi. Lão Chu đi rừng quá gà rồi. Lão Chu bên cạnh phản bác, ác nhân cao trạng trước. Viễn tử cậu mau mở thẻ. Giữ một cái máy cho cậu rồi. Trần Viễn bước lại quầy còn không quên nói vọng lại bọn họ, đừng vội. Cha nuôi mở máy đưa các con bay. Bước đến quầy. Anh vừa nhìn điện thoại vừa đưa tiền nói, phiền mở thẻ 20 tệ. Bốn bao lợi quần, bốn chai hồng trà lạnh. Người đứng ở quầy thu ngân trùng hợp lại là Từ Lạc Lạc. Cô thấy người đến là Trần Viễn thì ngạc nhiên gọi, "Trần." "Trần Viễn?" Trần Viễn quay sang thấy Từ Lạc Lạc thì ngạc nhiên hỏi, "Từ Lạc Lạc, sao em lại ở đây?" Lạc Lạc ngại ngùng nói, "Em chưa nói với anh sao? Cha em mở tiệm nét. Tiệm nét này là do cha em mở đó. Nhờ có anh mà món nợ của gia đình em đã được trả hết." Cô vừa mừng rỡ đáp lời Trần Viễn, "Trần Viễn, em mời anh uống nước ngọt nhé." "Không, để em mở hội viên chọn đời của quán nét. Dùng không giới hạn. Trần Viễn nhìn cô vui vẻ dối rít Chỉ biết nói, a cũng không cần đâu. Em. Câu nói chưa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên có một tiếng nổ phía sau lưng, khiến Trần Viễn giật bắn mình. Một đám giang hồ bước tới. Tên cầm đầu to con nhìn từ lạc lạc hung hăng hỏi, cô là con gái của lão từ ư. Tiền cha cô nợ bao giờ mới trả. Từ lạc lạc lúc này tức giận đáp lại, rõ ràng lần trước tôi đã trả lại cho các anh 500 vạn rồi. Tại sao vẫn phải trả tiền? tên lưu manh đập mạnh cây gậy bóng bàn lên quầy nói với lạc lạc 500 vạn là tiền gốc còn có lãi nữa tiền lãi còn thiếu một nghìn vạn lạc lạc nghe xong thì tức giận quát các anh đây là tống tiền và cướp bóc tên lưu manh bắt lấy cô quát lớn đừng làm trò nữa hôm nay nếu không lấy ra một nghìn vạn thì cô phải đi theo bọn tôi với vẻ đẹp của cô tới hộp đêm của tôi chắc chắn là đầu bảng một năm có thể kiếm đủ một nghìn vạn để trả ha 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 lúc này trần viễn bên cạnh không thể nhịn được nữa bước đến bắt lấy tay của tên Lưu manh nói, "Được rồi đấy, nhân lúc tôi chưa tức giận thì mau cút đi." Từ Lạc Lạc mừng rỡ nói với Trần Viễn, "Trần Viễn, cứu em." Tên Lưu manh bị đánh thì tức giận nói, "Con chó từ đâu ra quản chuyện, lên cho tao." Đập hắn. Đàn em của hắn lúc này nghe lệnh thì xông đến phía Trần Viễn. Anh không sợ hãi mà phản đòn nhanh chóng, dùng một cú đá vào ngực của tên cầm đầu kèm tiếng hét, "À đánh." Lũ bạn của Trần Viễn chứng kiến màn vừa rồi thì há hốc kinh ngạc, "Đây đây là hồi toàn cước đại chiêu của nhà sư mù ư viễn tử từ lúc nào có thể đánh vậy thế trần viễn chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh bại đám lưu manh kia màn vừa rồi khiến những người bạn bên cạnh chứng kiến mắt chữ a mùm chữ o kinh ngạc tột độ họ đồng loạt bái phục anh hóa ra cường giả chân chính đã áp dụng trò chơi vào thực tế chúng ta thua cũng không oan đám lưu manh bị đánh cho nhiều đòn thì quay đầu chạy đi tên cầm đầu còn không quên quay lại nói Thằng nhãi hôm nay coi như mày may mắn đừng để tao gặp lại mày tên đàn em bên cạnh liền nói, đừng làm màu nữa đại ca. Mau chạy đi. Từ lạc lạc xà vào lòng anh. Cảm động nói, anh Viễn. Cảm ơn anh. Lại cứu em một lần nữa. Ban nay em bị dọa chết mất hù hù hù. Cùng lúc này hệ thống cũng hiển thị thông báo, độ hảo cảm của từ lạc lạc đạt đến 95 điểm. Chúc mừng ký chủ phản công thành công. Đối tượng sim chúa số 1 đã tiêu tổng cộng 530 vạn tệ. Thưởng ký chủ 53 vạn tệ. Từ lạc lạc thành công chuyển hóa thành sim chúa của ký chủ. Thường 5 điểm cường hóa. Trần Viễn nhìn hệ thống thầm nghĩ, hôm nay đúng là chuyện tốt nhân đôi. Để mình xem xem thêm điểm cường hóa ở đâu thì thích hợp. Vừa lúc này, Lâm Thư Đồng đang đi ngang qua bắt gặp cảnh Từ Lạc Lạc đang nằm gọn trong lòng của Trần Viễn thì tức giận. Thư Đồng bước đến chỗ hai người, hét lớn, "Từ Lạc Lạc, cô phản bội." Cô chỉ vào Từ Lạc Lạc mắng, "Đồ nữ nhân xấu xa nhà cô, đã bảo là kết minh mà cô ở đây câu dẫn Trần Viễn." Hai người cãi nhau kịch liệt. Trần Viễn bên cạnh sợ hãi nghĩ thầm, "Hệ thống điểm cường hóa thêm hết vào nhanh nhẹn cho tôi, có loại dự cảm không tốt. Đám bạn của Trần Viễn đang ra sức ngăn lại cuộc ẩu đả của hai cô nàng sim chúa. Quay sang thì đã thấy Trần Viễn mất tâm. Tức giận nói, Viễn tử tên khốn này vậy mà chạy trước. Bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người đều là bạn học mà. Trên sân trường học. Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ, đã công được Lâm Thư Đồng và Từ Lạc Lạc thành công, triệu chủ tịch cũng sắp rồi, phải tìm đối tượng mới thôi. Nếu không mình sẽ rơi vào tình cảnh không ai có thể sim Vừa lúc đó phía sau anh có tiếng nói cùng một bàn tay chạm vào vai, bạn học này, đi sang bên được không? Cậu cả người khác rồi. Một cô gái trông khá nghiêm khắc nói với anh, thao trường đã được câu lạc bộ thể thao của chúng tôi trưng dụng rồi. Sắp có cuộc thi chạy nước rút, cậu có thể tránh được không? Trần Viễn nhìn cô gái trước mặt mình, thầm nghĩ tuy nữ sinh này có chút hung dữ nhưng cũng khá được đấy. Anh chìa điện thoại đến trước mặt cô gái rồi cười nói, được a à, muốn tôi đi rất đơn giản, cậu quy WeChat của tôi là được vừa lúc đó phía xa có tiếng hét lớn dừng tay các người đang làm gì vậy một cậu bạn nam đứng chắn trước mặt cô gái tức giận nhìn trần viễn nói tôi là bạn trai của cô ấy cậu mau chết tâm đi mau cút trần viễn nhìn người trước mặt mình thầm nghĩ người này có chút quen mắt trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh bị người này đánh đập cũng những lời chửi rủa thậm tệ mày không tự nhìn lại bản thân xem mày cũng xứng theo đuổi tiêu nhược vũ dòng thời gian trở lại hiện tại tên đó hung hăng nói với trần vũ Cóc gẻ mà đòi ăn thịt thiên ha Mau chết tâm đi Trần Viễn nhìn tên trước mặt mình Tức giận nghĩ đúng là oan ra ngõ hẹp mà Lúc này hệ thống cũng hiển thị thông báo mới Xin chúa hành động bắt đầu Tên Hà Chỉ Anh Tuổi 19 tuổi Chiều cao 169cm Cân nặng 50kg Giá trị nhan sắc 8,2 điểm độ hảo cảm Của nữ sinh này đối với kỹ chủ Âm 5 điểm Trói buộc xin chúa số 4 khi độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ vượt qua 95 điểm. Thưởng 10% tiền sim chúa. Thưởng điểm cường hóa số lượng. 22 điểm. Trần Viễn nhìn những thông tin trên hệ thống. Đắc chí nghĩ, hê hey, hê, hey, 22 điểm nhiều vậy sao? Thú vị. Tại hội thao của trường, một cuộc thi chạy điền kinh sắp bắt đầu thí sinh đã dần vào vị trí. Thông báo từ trọng tài, trận đấu sắp bắt đầu. Tất cả các tuyển thủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hà chỉ anh lúc này bên ngoài khán đài đang hăng hái cổ vũ cho bạn trai, chồng cố lên chồng em đỉnh nhất. Một khán giả bên cạnh nhìn thấy điều lạ thì ngạc nhiên nói, ấy, sao cũng có người cúi xuống ngoài đường đua. Bằng, phát súng báo hiệu cuộc thi bắt đầu phát lên. Những thí sinh lao đầu chạy như điên về phía trước. Hai bên là những tiếng cổ vũ từ khán giả. Lý Dương, bạn trai của Hà Chỉ Anh đang dẫn đầu đoàn chạy. Cách phía sau đã khá xa. Đắc ý nghĩ, hê hey hê, hey, đám kiến. Bỗng nhiên lúc này có một bóng người sạch ngang cậu, nhanh như tia chớp, khiến cậu há hốc kinh ngạc người vượt qua cậu không ai khác chính là trần viễn trần viễn vượt mặt lý dương vừa chạy vừa đắc ý nghĩ xem đi lý dương tao sẽ đánh bại mày ở lĩnh vực sở trường của mày lý dương lúc mày tức giận nói đáng ghét lúc này lý dương dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân nhất quyết không thể bị coi thường giải trừ phong ấn chân trái hoàng kim cậu ta đắc ý chuẩn bị tăng tốc ngẩng đầu lên nói tuy không biết mày là ai nhưng tao sẽ để mày thấy thế nào gọi là tư thể đại đế ấy đâu rồi cậu ta không thấy bóng dáng của trần viễn đâu một lúc sau phía sau lưng hắn trần viễn lại vụt qua lý dương kinh hãi lắp bắp nói hắn 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 vậy mà vượt mình cả một vòng mới có mấy giây mà trần viễn đắc ý nghĩ thầm lý dương chỉ dựa vào mười mấy năm khổ luyện của mày sao có thể so được với thêm điểm của hệ thống trong một tuần của tao bình luận viên thấy màn vừa rồi thì không khỏi ngạc nhiên bình luận vô cùng sôi nổi tôi đang nhìn cái gì đây người bay thật sự xuất hiện rồi trước tốc độ của cậu ta cậu bé Astro cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ trong 50 giây, cậu ta đã chạy được một vòng thao trường. Lúc này Trần Vũ đã cán đích đầy ngoạn mục. Hà chỉ anh cũng phải ngơ ra. Kinh ngạc nói, lão, lý, vậy mà thua rồi. Tiếng bình luận viên vẫn vang vọng khắp thao trường, tân quán quân ra đời rồi. Cậu ấy phá vỡ kỷ lục, thậm chí còn vượt qua cực hạn của con người. Nhưng bây giờ bọn tôi không biết gì về cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn không phải là tuyển thủ tham gia huấn luyện viên cũng phải kinh ngạc với màn chạy vừa rồi bước đến chỗ trần vũ hỏi người trẻ tuổi tôi thấy cậu khỏe khoắn đấy có hứng thú gia nhập đội Điền kinh không tôi đề cử cậu vào đội quốc gia lý dương bên này bị thua thảm lại còn bị huấn luyện viên ngó lơ thì khóc lóc nói huấn luyện viên chẳng phải bảo danh ngạch này dành cho em sao trần vũ trước lời đề nghị của huấn luyện viên chỉ thờ ơ quay đi nói xin lỗi không hứng thú lúc này hà chỉ anh đang đứng bên cạnh nhìn trần viễn có chút ngưỡng mộ nghĩ thầm ban nay sao không cảm thấy nam sinh này có chút đẹp trai. Hệ thống cũng cùng lúc thông báo, độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 5. Lý Dương thấy Chỉ Anh ngơ ra thì bước đến nghi ngờ hỏi, em sao vậy? Lại thất thần như thế. Hà Chỉ Anh đưa nói cho Lý Dương, cười cười nói lãng sang, không có gì, em chỉ có chút lo cho anh thôi. Trần Viễn bước đi bỏ lại hai người phía sau, cùng nụ cười đắc ý và thông báo hệ thống đang liên tục hiện, độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 5. Độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 5. Ở ký túc xá nữ, Triệu Ngọc Kỹ về phòng với một gương mặt hào hứng đây vui vẻ. Bạn cùng phòng thấy cô về thì liền hỏi, "Kỳ Kỳ cậu đi đâu vậy?" Ngọc Kỹ hớn hở flexing, "Ấy, sao cậu biết Trần Viễn tặng tớ một căn nhà?" Cô bạn cùng phòng đứng dậy kinh ngạc hết, "Hả? Cậu ta tặng cậu một căn nhà?" Ngọc Kỳ vui vẻ nói, "Đúng vậy. Hôm nay đi xem nhà với anh ấy đây." Cô nói với bạn mình, "Đúng rồi. Căn nhà mà Trần Viễn mua là 6000 vạn. Giúp tớ tra xem giá nhà ở khu Giang Khẩu với." Nhớ tên béo đó bán nhà đội giá, tớ sẽ không tha cho ông ta. Trần Viễn nói của anh ấy là của tớ đó. Cô bạn cùng phòng thấy Ngọc Kỳ gặp được đại gia thì thẩm mỹ, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Sao mình không gặp được chuyện tốt như vậy? Ghen tị chết mất. Cô ngồi lại bàn máy tính lầm bầm nói với Ngọc Kỳ, đừng khoe nữa. Tớ giúp cậu cha. Vừa mở mạng lên thì cô ngạc nhiên nói, ôi trời, gì đây? Trên màn hình là một bài đăng tin tức với dòng tiêu đề, đỉnh cấp cha nam hồ đại. Trần Viễn cấp 21 một chân đạp nở thuyền. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, cha nam trần viễn cùng lúc đó ở ký túc xá nam trần viễn cũng ngạc nhiên chỉ vào mình nói cha nam tôi anh nhìn tin tức nghĩ thầm đùa gì thế tôi cmn rõ ràng là tán tài đồng tử đây là vu khống xem ra gần đây quá kiêu ngạo nên có người không vừa mắt rồi sẽ là ai đây ở một phòng ký túc xá khác có tiếng xì xào thế nào đăng lên chưa đăng lên chưa một đám bạn học đang trụng đầu vào máy tính một cậu bạn nói đăng lên rồi được top đầu luôn bài đăng này hot rồi một tên khác cười tiếp lời hệ hệ lần này thanh danh thắng nhãi đó toi rồi xem nữ thần có thích hắn nữa không lúc này lý dương từ sau bước đến tò mò hỏi ba người các cậu làm gì vậy ba ngày ban mặt lại kéo rèm còn tắt đèn một cậu bạn quay lại nói cậu đi đường không phát ra tiếng sao dọa chết người ta rồi dương ca gần đây viện văn học có người tên là trần viễn rất kiêu ngạo bọn tôi đang xử lý hắn lý dương nhìn vào màn hình ngạc nhiên nói ấy đây không phải là cậu nhóc chạy nước rút sao? Tên là Trần Viễn. Chẳng lẽ là cậu tạp kẻ thua cuộc mà tôi từng khen? Lý Dương nghĩ tới gì đó liền cười nham hiểm. Nói với đám bạn trong phòng, tôi biết cậu ta. Bọn tôi học cùng cấp 3. Từ nhỏ là một sim chúa chết tiệt. Tôi có rất nhiều thông tin của cậu ta đây. Có lẽ cậu ta không xứng với từ cha nam. Chắc là lại quấn lấy cô gái người ta không dứt chứ không quấy rối người khác. Ba tên bạn nhiều chuyện lúc này đã vây quanh Lý Dương. Nôn nao hối thúc Lý Dương kể chuyện. Dương ca cậu nói chậm chút, nói lại từ đoạn làm sim chúa đi. Đúng. Tôi thích nghe loại này. Quên dối cô gái gì đó. Dương ca mau ngồi xuống nói. Tôi ghi lại rồi sẽ viết vào bài đăng. Lý Dương lúc này đắc ý nghĩ, nhãi danh. Thi đấu thắng tao thì sao? Huấn luyện viên thích mày thì sao? Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt. Bản tin đầy đủ hiện trước mặt, đỉnh cấp cha nam hồ đại. Trần Viễn cấp 21 một chân đạp nờ thuyền. Đỉnh cấp cha nam hồ đại Trần Viễn. Học ở Viện Văn Học. Có thông tin cho rằng cậu ta yêu đương với rất nhiều bạn nữ, một chân đạp nhiều thuyền. Vật hóa nữ tính và tán gái rất nhiều và coi thường người lùn. Các học muội học tỷ lau sạch mắt cẩn thận tên thú đội lốt người này. Phía dưới bài đăng còn thêm nhiều bình luận, lâu chủ đính chính. Theo thông tin nội bộ, một số cô gái tiếp xúc với Trần Viễn không tự nguyện làm như vậy mà miễn cưỡng ứng đối với cậu ta sau khi bị cậu ta quấy rối. Loại hành vi này còn tàn ác hơn cả bó chân nhiều lần. Lâu chủ tiếp tục đính chính. Theo thông tin nội bộ, Trần Viễn hồi học cấp 3 có ác danh là chó ba đầu địa ngục. Sim chúa trong sim chúa. Nghe nói cậu ta đã theo đuổi không dưới 100 cô gái. Rất nhiều người có bạn trai rồi vẫn tiếp tục sim. Nghe nói bởi vì hành vi sim gái của cậu ta mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người. Tỷ lệ đỗ đại học của trường cấp 3 bọn họ thấp hơn những năm trước 10%. Thông tin nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Mọi người đều vô cùng sốc khi đọc được tin tức này. Hiệu trưởng đọc xong tin cũng tức giận đập điện thoại xuống bàn. Quát lớn, tôi không cho phép trong trường mình xuất hiện loại sâu mọt này. Ông đứng dậy nói lớn, tôi sẽ đích thân điều tra rõ ràng. Nếu là thật, tôi sẽ đuổi học học sinh bại hoại này phía sau là anh trợ lý đang đau xót vì chiếc điện thoại của mình nghĩ thầm lần sau ông có thể vứt điện thoại của mình được không điện thoại mới mua của tôi hu hu theo lời kể trần viễn của viện văn học hồ đại là người rất đặc biệt lúc này là khung cảnh trần viễn đang bước đi bỏ lại một cách hiên ngang cùng câu nói điều tôi ghét nhất là con gái phải chịu khổ đi lấy hoa anh ấy xuất thân danh môn thân phận phi phàm nhưng lại rất hào phóng hy vọng có thể giúp người khác giải trừ âu lo lúc này là khung cảnh trần viễn đá bay những tên xấu xa cùng câu nói ta ghét nhất bại hoại đánh nữ nhân mỗi khi màn đêm buông xuống anh ấy cô sẽ hóa thân thành sứ giả của bóng tối trừ gian diệt ác tấn công mạnh mẽ anh ấy mạnh mẽ bí ẩn bảo vệ thành phố đầy dục vọng và tội lỗi này cháu cho rằng khung cảnh lúc này trở lại hiện thực là triệu ngọc kỳ đang ngồi bên bàn khai báo cô nói cháu cho rằng trần viễn là một anh hùng hai tên dân phòng nghi ngờ nhìn nhau rồi nói anh hùng có khoa trương quá không vậy?" Người còn lại cũng tiếp lời, "Đúng vậy. Cháu dựa vào đâu mà có kết luận đó?" Triệu Ngọc Kỳ cứng rắn đáp lời, "Dựa vào trực giác của con." Phía bên này, hiệu trưởng trường cùng thư ký bên cạnh chứng kiến màn vừa rồi thì bàn tán xôn xao, "Lời khai của Triệu Ngọc Kỳ có đáng tin không?" Thư ký bên cạnh xem qua hồ sơ của Ngọc Kỳ rồi đáp, "Phó chủ tịch hội học sinh, tuy cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng chắc sẽ không nói dối. Trần Viễn có thể là người tốt." Hiệu trưởng nói, "Hỏi lại thằng nhóc cùng lớp." trong lòng ông thầm nghĩ, hừ, ta không tin, ta không tin, ta không tin, sao có người lại ưu tú hơn cả ta chứ? Tại trường đại học, bảo an đến tìm Lâm Thư Đồng, xuất giấy tờ nói với cô, xin chào bạn sinh viên này. Cần em hỗ trợ điều tra việc liên quan đến bạn học Trần Viễn của em, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Tại phòng thẩm vấn, Thư Đồng ôm mặt khóc lóc nói, hu 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 Trần Viễn là người tốt, đáng tiếc là cháu không xứng với anh ấy, cháu ham hư vinh, cháu thay đổi thất thường. Trần Viễn không muốn chọn cháu. Cháu cũng nhận rồi. Cô càng khóc lớn nói với bảo an, hu 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 xin lỗi hu 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 cháu có chút mất khống chế. Nhưng Trần Viễn rất tốt rất tốt. Cháu nhớ tới anh ấy sẽ rất đau lòng. Khăn không đủ lau đi những giọt nước mắt đau thương. Cô quay sang nói tiếp, chú có thể cho cháu xin thêm giấy không? Bảo An vừa đưa giấy cho cô vừa nghi ngờ hỏi tiếp, vì vậy cháu thích Trần Viễn. Trần Viễn từ chối cháu. Cháu vẫn cảm thấy cậu ta là người tốt. Thư Đồng vừa khóc vừa nói, cháu đáng đời, cháu không xứng yêu đương. Trần Viễn đương nhiên là người tốt, anh ấy cũng không làm sai gì, anh ấy chỉ không yêu cháu mà thôi. Hiệu trưởng phía ngoài nhìn cô gái trong phòng thẩm vấn khóc lóc minh oan cho Trần Viễn thì cũng bớt đi phần nào nghi ngờ. Ông chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Rít một hơi thuốc dài, hiệu trưởng trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ mình sai rồi sao? Trần Viễn đó vô tội, trên diễn đàn chỉ đang cố bôi nhọ cậu ta. Cậu ta thực sự là người tốt, người đàn ông tốt bỗng ông thấy bóng một người đàn ông và một cô con gái bước đến phía trường. Ông tò mò nói thầm, hử đây là đi đâu đây? Sao có người tặng biểu ngữ? Phía xa cô con gái đang hối cha mình, cha, sắp tới phòng hiệu trưởng rồi. Người tới là cha con từ lạc lạc đang chào hỏi hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đáp lời, xin chào, tôi là hiệu trưởng của Hồ Đại. Xin hỏi hai vị đang tìm ai? Hãy cho đi một cách hào phóng. Sự công bằng tồn tại mãi mãi. Từ lạc lạc nói với hiệu trưởng, xin chào hiệu trưởng. Em là từ lạc lạc của hệ nghệ thuật hôm nay tới tặng cờ cho trần viễn của viện văn học cha của cô cũng vui vẻ tiếp lời mấy ngày trước cậu ấy đã giúp nhà bọn tôi một việc lớn trên tờ biểu ngữ có dòng chữ tặng trần viễn viện văn học hồ đại hạo nhiên chính khí chuyện thiên cổ chữ nghĩa sơ tài phần thì vũ phụ huynh từ lạc lạc kính tặng hiệu trưởng giữ người hả à, cho trần viễn sao lại là trần viễn tiễn hai cha con lạc lạc vừa đi hiệu trưởng nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ mình trách nhầm cậu ta ư mình phải xem lại bài đăng trong lúc lướt điện thoại, ông bắt gặp một tin tức mới, nếu như cậu ấy là cha nam, thì đến đánh tôi một cái. Tiếp đó là một loạt những video về những cảnh Trần Viễn đẹp trai ngầu lòi, chạy điên kinh giỏi, ga lăng, khiến bao cô gái vừa nhìn đã rung động. Phía dưới là những bình luận đầy rẫy những lời tán dương anh, đây là Trần Viễn sao, đẹp trai quá, yêu rồi yêu rồi, chàng trai như vậy sao có thể là cha nam. Các người có thể vô lý hơn được nữa không, cho dù là cha nam tôi cũng yêu, thích bộ dáng cậu ấy chạy hy vọng chạy đến bên mình cảm thấy càng là nam sinh ưu tú thì càng dễ bị ghen tị tôi tin trần viễn trong sạch nụ cười của cậu ấy có cảm giác chữa lành vậy giống như trong phong cảnh lý đường tôi được chữa lành rồi hiệu trưởng ngạc nhiên toàn là bình luận của nữ sinh sao hiệu trưởng nhìn dòng tin tức nghi ngờ nhân sinh ôm đầu nói chẳng lẽ người tên trần viễn này là nam thần của mọi người giống như giống như giống ý hệt mình năm đó khung cảnh trở lại nhiều năm trước khi ông còn là một nam thần đầy phong độ lịch lãm tục ngữ có câu cây cao đón gió dễ đổ lúc này hiệu trưởng là một nam sinh nổi tiếng đẹp trai của trường nhiều nữ sinh say mê vẻ đẹp của ông luôn theo thả thính ông cậu thật xấu xa nói chuyện cười đó đâu có là cậu nghĩ lung tung thôi đúng vậy đúng vậy thật xấu xa lúc đó những nam sinh khác đã rất ghen ăn tức ở với độ nổi tiếng của ông sao lại là khổng tước chết tiệt đó một người nếu quả ưu tú sẽ dễ bị người khác nhằm vào và mưu hại vì thế lúc đó trên bàn học của ông luôn bị những người ghen ghét mình vẽ bậy trêu chọc ông đến thầy ở văn phòng cũng không giải quyết giúp ông ngược lại còn đổ tội cho ông tôi nói cho cậu loại sâu mọt xã hội như cậu tôi không dạy nổi cậu mau gọi cha mẹ tới dẫn về hiệu trưởng nhớ lại những ký ức trước kia khóc lóc nói thầm trần viễn thấy hiểu em nói ông nhìn ra phía xa nói lớn trần viễn đợi đó đi thầy sẽ đòi lại công đạo cho em thiên kiêu hồ đại ta vĩnh thể kiệt lộ không thể chịu được ủy khuất này vào ngày lễ chào cờ trước mặt toàn thể học sinh trường Hiệu trưởng thông báo, các bạn học sinh. Gần đây trên diễn đàn xuất hiện một số tin đồn nhằm vào học sinh Trần Viễn của trường ta. Nhưng theo sự điều tra nghiêm ngặt của thầy, thầy phát hiện ra rằng đó hoàn toàn chỉ là tin đồn, là vu khống. Hôm nay thấy ở đây chính danh cho em ấy. Nói rồi hiệu trưởng ôm Trần Viễn tuyên dương trước mặt tất cả mọi người. Trần Viễn ngỡ ngàng chưa bình tĩnh lại thì ông nói tiếp, bạn Trần Viễn không chỉ có tác phong sinh hoạt đoạn chính, giúp người làm niềm vui, thậm chí còn nhiều lần dũng cảm hành động vì công lý nhưng lại giữ bí mật. Ông cảm động nói đây quả là một nhân cách vĩ đại thật là một linh hồn cao thượng ông quay sang nói với trần viễn chúng ta nên học tập bạn trần viễn làm người có ích cho xã hội ông tuyên dương trần viễn khiến các bạn học ai cũng vỗ tay khen ngợi học tập bạn trần viễn trần viễn nghĩ thầm chuyện gì đang xảy ra vậy sao đột nhiên lại tặng giấy khen cho mình dũng cảm vui vẻ giúp đỡ người khác gì đó mình làm mấy chuyện này lúc nào vậy lúc này lý dương đang cay cú phía dưới khi chứng kiến màn vừa rồi cậu ta nghĩ thầm mẹ nó mình không hiểu, lần này rõ ràng hắn hẳn sẽ thân bại danh liệt, tại sao? Lý Dương tức giận lòng như bốc lửa, "Hiệu trưởng, giáo viên, các thầy mắt mù rồi sao? Tôi hận, đứng trên đài nhận hoa và vỗ tay phải là tôi, không phải hắn." Bỗng cùng lúc đó, Lý Dương thấy bên cạnh mình có tiếng khen ngợi bằng giọng nói khá quen thuộc, "A a ngã đẹp trai quá." Quay sang thì phát hiện giọng nói vừa rồi là của bạn gái mình. "Hà Chỉ Anh?" Cậu nghĩ thầm, "Hửm? Hà Chỉ Anh?" lúc này hệ thống cũng hiển thị trước mặt trần viễn độ hảo cảm của hà trì anh cộng 10. độ hảo cảm của hà trì anh cộng 10. nhìn xuống dưới thì thấy gương mặt đang vô cùng phấn khích của cô đang nhìn về phía anh lúc này trong trường học mọi người đang giải tán sau buổi hôm nay có tiếng của lý dương hỏi hà trì anh anh hy vọng em cho anh một lời giải thích là lý dương và hà trì anh đang cãi nhau lý dương tức giận hỏi anh đều thấy hết rồi ban nãy em vỗ tay cho thằng nhóc trần viễn đó ý em là sao chỉ anh cãi lại Lý Dương Anh có bệnh sao? Ghen gì vậy? Em chỉ đơn giản là không phục Trần Viễn thôi. Cô phấn khích khen Trần Viễn, đều là sinh viên. Cậu ấy có thể làm được nhiều chuyện tốt mà không màng danh lợi. Sau khi thắng anh, rõ ràng cậu ấy có thể trở thành thiên tri kiêu tử, nhưng lại muốn trở về bình phàm. Lý Dương nghe những lời này thì tức giận nắm chặt lấy cổ tay cô quát lớn, im miệng. Hắn không thể nào thắng được anh. Vĩnh viễn không thể. Hà chỉ anh bị Lý Dương nắm chặt đến mức ứa nước mắt. Đau đớn nói, Lý Dương anh làm đau em rồi, thả tay. Lý Dương mặt đầy tức giận nói tiếp, Trần Viễn chẳng qua chỉ là phê cầu mà anh đạp dưới chân thôi. Huấn luyện viên thích hắn thì sao chứ? Xã hội này là ai có tiền người đó thắng. Cha anh mua cho anh một chiếc Tesla. Trần Viễn hắn có gì? Lúc này phía xa xa có tiếng của Trần Viễn, a lão Hồng à, được đấy, ông lái vào đi. Lý Dương và Hà Chỉ Anh nhìn sang, là Trần Viễn đang nghe điện thoại, không để ý đến sự hiện diện của họ. Anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, tôi ở trường khá khiêm tốn. Ông đừng lái xe quá đắt đến đón tôi. Một chiếc xe sang trọng lại đến chỗ Trần Viễn, trái ngược với lời dặn của anh. Trần Viễn phàn nàn lão hồng, ông đúng thật là. Bảo ông đừng lái xe tốt như vậy rồi. Ông, ai, lần sau chú ý đó. Lão hồng cũng gãi đầu nói, nhất định nhất định. Về sau chắc chắn sẽ chú ý. Tôi tới vội quá nên quên mất. Ngài không thích quá phô trương thì lần sau tôi sẽ chú ý nói xong trần viễn bước vào chiếc xe sang trọng trước sự chứng kiến của lý dương và hà chỉ anh kèm đó còn có tiếng nói đầy nhẹ nhàng của lão hồng với trần viễn yên tổng ngài cẩn thận đầu bên này hà chỉ anh đã buồn bã nói với lý dương nếu anh không tin tưởng em như vậy thì chúng ta chia tay đi phía bên lý dương vẫn còn sốc khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi người run rẩy lẩm bẩm nói không thể nào cậu ta cứng đơ người xịt keo cứng ngắc không thể nào không thể nào mình không tin Hà Chỉ anh thấy cảnh này liền tức giận quát, lão nương chia tay với anh còn không quan trọng bằng cái này ư? Lúc này ở ngân hàng, Trần Viễn đã chuyển tiền mua nhà cho lão Hồng, thu nhập tài khoản kính gửi quý khách hàng. Tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 000 000, .000 nhân dân tệ. Trần Viễn quay sang nói với lão Hồng, chuyển cho ông 5000 vạn rồi đó. Lão Hồng nhận được tiền liền vui vẻ đáp lời, vâng vâng vâng. Trần tổng đúng là sòng phẳng. Trần Viễn ôm cuốn sổ đỏ quay đi và nói vọng lại, tiền và hàng đều xong xuôi rồi. Tôi về trường trước đây, lão hồng nịnh nọt được được yên tông để tôi tiễn ngài trần viễn thờ ơ không cần đâu xe của ông quá phô trương rồi tôi tự gọi xe về lão hồng nói được thôi được thôi ngài đi thong thả trần viễn vừa đi vừa cầm cuốn sổ hồng quạt quạt nghĩ tuy đã mua nhà xong nhưng vẫn chưa nắm chắc được triệu chủ tịch dù sao độ hảo cảm đầy sẽ thưởng 25 điểm thuộc tính mà những người xung quanh thấy cảnh vừa rồi thì ngạc nhiên nói bị điện sao dùng sổ đỏ làm quạt suýt anh nhỏ tiếng chút Trần Viễn cầm điện thoại lên lướt lướt nghĩ, phải tặng cô ấy gì đây? Xem xem hồng béo còn bán gì nữa không. Lúc này anh mở group chat lên để xem, Yên tổng quá đỉnh. Phất tay là có thể giải quyết được khó khăn tài chính của tôi. Yên tổng mua biệt thự của ông rồi ư? Ừ. Yên tổng đỉnh quá. Mới mấy ngày á? Đã mua rồi. Chắc Yên tổng có rất nhiều tiền trong tay nhỉ. Đỉnh hơn là Yên tổng mua nhà xong liền trực tiếp tặng biệt thự cho gái. Lần đầu tiên hồng mỗ tôi cảm thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là thần hào? cái gì gọi là hào phóng tặng người khác mấy ngàn vạn sao yên tổng rốt cuộc có ra thế gì tôi phục rồi trần viễn vui vẻ nhắn lại một tin vào group hồng tổng khách sáo rồi giúp một tay mà thôi những người phía dưới thấy tin nhắn của trần viễn thì đồng loạt nhắn vào yên thần bản tôn xuất hiện rồi bái lại bái lại bỗng một tin nhắn đa cấp của một người nào đó xuất hiện trong group yên tổng thiếu xe không có muốn mua xe không chỗ tôi có kênh trần viễn thấy tin nhắn giới thiệu này thì mắt sáng rực Mừng dỡ nói, đúng rồi. Mình còn có thể tặng cô ấy một chiếc xe mà. Tại một gara xe ô tô sang trọng. Chủ cửa hàng đích thân ra tiếp đón Trần Viễn, theo sau là một đoàn người vô cùng sang trọng. Người đứng đầu đưa danh thiếp và giới thiệu, "Tôi là Trương Hạo Thiên, gia đình kinh doanh nhỏ. Tôi điều hành một đại lý ô tô nhỏ, rất vinh dự được làm quen với Yên tổng." Trần Viễn cầm tấm danh thiếp trên tay xem qua, "Công ty thương mại Hạo Thiên, địa chỉ số 53, đường Tây, Trương Hạo Thiên, tổng giám đốc." Trần Viễn nghĩ thầm, tập đoàn Trương Thị. Là xí nghiệp lớn của thành phố này, tên này họ Trương xem ra là phú nhị đại rồi. Trần Viễn đánh giá sơ qua người trước mặt mình, nói với Trương Thiên Hạo, anh Trương trẻ như vậy mà đã điều hành một đại lý ô tô lớn như vậy, đúng là nên thiếu hữu vi nha ha ha. Thiên Hạo nghe thấy Trần Viễn khen tới mình thì điềm đạm tiếp lời, cùng lúc ra hiệu để dẫn anh theo lối vào nơi trưng bày xem các mẫu xe, yên tổng ngài đừng gọi tôi là anh. Tôi đâu gánh vác nổi, gọi tôi là tiểu Trương Nhi là được rồi ngài mới đúng là nên thiếu hữu vi. Lúc đầu tôi thấy hồng béo nói yên tổng yên tổng còn tưởng là một ông bác cơ. Thiên Hạo vừa đi vừa nói tiếp, không ngờ yên tổng lại trẻ như vậy, còn khí chất xuất chúng nữa. Phía xa những nhân viên thấy cảnh tượng trưng Thiên Hạo đích thân tiếp đón Trần Viễn thì há hốc kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Trường tổng vậy mà đích thân đón tiếp, người này là ai? Cô nhân viên bên cạnh cũng tiếp lời, có lẽ là con trai tài phiệt gì đó. Đừng nhìn nữa, loại đàn ông này không phải là người chúng ta có thể với tới đâu. Thiên Hạo dẫn Trần Viễn đi dạo quanh gara để xem mẫu xe. Vừa đi vừa flexing, chỗ khác thì không dám nói, nhưng ở thành phố này, chỗ tôi có đầy đủ các loại xe sang nhất rồi. Trần Viễn nghe Thiên Hạo nói thì ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Thiên Hạo nói tiếp, chỉ có ngài không nghĩ tới, chứ không có chuyện chỗ tôi không có. Chưa nói dứt câu, Trần Viễn đã ra một yêu cầu, tôi muốn một chiếc Bugatti Chiron. Câu hỏi khiến Thiên Hạo xịt keo, cứng đơ người. Trần Viễn thấy sắc mặt của anh ta còn bồi thêm câu nữa, ừ, có không? Thiên Hạo cười trừ đáp lại, ha, ha ha, ngài thật thích nói đùa. Đó là mẫu xe sang cao cấp được sản xuất giới hạn 20 chiếc trên thế giới và có giá 160 triệu cơ. Trong lòng lúc này đã thầm chửi Trần Viễn, hử em gái anh á. Trần Viễn không quan tâm lời giải thích, thờ ơ nói lại, vì vậy chỗ anh không có đúng không? Câu nói như thêm một nhát dao xoáy vào tim Thiên Hạo, khiến anh ta không thể phản đòn. Chưa dừng lại, Trần Viễn lúc này còn kể ra thêm một loạt những loại xe đắt tiền mà chỗ Thiên Hạo chưa thể nhập về, Lamborghini Poison. Pagani Zonda cũng được. Chỗ anh có không? Càng nói càng thêm nhiều con dao bạo kích phòng thẳng đến chỗ Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo nghĩ thầm, Yên tổng này không phải tới phá tiệm của mình đấy chứ? Ngoài mặt thì vẫn cười cười đáp lời, cái đó, tổng giá những chiếc xe mà cửa hàng chúng tôi bán thông thường là từ 2 triệu đến 89 triệu. Ngài muốn? Trần Viễn ngất ngang lời nói đang răng dở của Thiên Hạo, phóng thêm một con dao nữa, vì vậy cũng không có phải không? Trần Viễn xoay người đi bỏ lại một câu nói khinh thường, sao cái gì cũng không có thế, kinh doanh này của tiểu trương nhi anh cũng không lớn lắm nhỉ lúc này trương thiên hạo đã không thể chịu đựng nữa gian ác nghĩ thầm anh có thể mua căn nhà mấy ngàn vạn nhưng tôi vẫn không tin anh có thể mua được chiếc xe mấy ngàn vạn xem tôi lấy ra bảo vật chấn tiệm đây trương thiên hạo vừa bước đến chỗ có một chiếc xe đang được che kín bởi một tấm vải lụa sang trọng vừa nói tuy không có mấy chiếc đó nhưng chỗ tôi có một chiếc xe quý đây anh ta gỡ tấm vải để lộ ra một chiếc ô tô sang trọng giới thiệu lớn ra đi ferrari lafa của tôi chiếc xe siêu sang xịn mịn với động cơ hút khí tự nhiên V2. Dung tích 6,3 lít có thể tạo ra công suất tối đa 588 kW. Động cơ điện độc lập tạo ra công suất 120 kW. Công suất tối đa 800 mã lực. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và có thể tăng tốc từ 100 km lên 100 km trong vòng chưa đầy 3 giây. Trương Thiên Hạo giới thiệu chiếc xe màu đỏ sang trọng trước mặt. Báo giá với Trần Viễn, tổng giá là 22,5 triệu tệ. Anh ta nhìn Trần Viễn đắc ý nói, anh ứng phó thế nào đây? Trần Viễn trầm ngâm suy nghĩ, Ferrari, tuy không đắt nhưng cũng không tính là rẻ, tặng cho triệu chủ tịch là hợp lý. Nghĩ xong Trần Viễn vỗ vai Thiên Hạo cười nói, hơn 20 triệu thì hơn 20 triệu đi, có vẻ Tiểu Trương Nhi anh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Quẹt thẻ đi, anh đưa xe đến tiểu khu số 1 biệt thự Giang Cảnh của Hàn Thành là được. Trương Thiên Hạo bị màn vừa rồi làm cho ngơ ra, chỉ biết đáp lại, à. Ồ, được, được thôi. Lúc này đang đi ra thì Trần Viễn nhận được một cuộc gọi đến người gọi là Lưu Văn Kiệt. Trần Viễn ngạc nhiên nghĩ, hử, ừ, sao lại là cậu ta? Vừa ấn bắt máy thì phía bên kia đầu dây đã vang lên tiếng hét, Viễn Tử, tôi CMN bị cắm sừng rồi hu 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 hu. Giọng nói Lưu Văn chết đầy truyền cảm truyền qua điện thoại. Âm thanh run run có lẽ đang vừa khóc vừa kể chuyện, hôm đó sinh nhật tôi. Bạn gái tôi Lưu Giai nói muốn đi làm móng với bạn thân, rất muộn rồi mà vẫn chưa về. Hắn lo lắng suy nghĩ, Lưu Giai không mang ô, tôi rất lo cho cô ấy. Kết quả, trước mắt hiện ra hình ảnh mà có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được, lại thấy một cảnh tượng khiến lòng tôi tan nát. Lúc đó tôi có ảo tưởng rằng, rõ tàng người dầm mưa là họ mà người che ô là tôi lại ướt như chuột lột vậy. Lưu Văn Chiết khóc giống, rồi lại đập ly nước mạnh xuống bàn. Nước mắt không ngừng rơi, tôi rất đau lòng. Tình cảm 3 năm, tôi còn định đưa cô ấy về nhà gặp cha mẹ tôi. Trần Viễn Ba phần bất lực 7 phần 3 chấm khuyên thẳng bạn mình, mỗi đừng uống nữa. Cậu đã uống 8 chai pulser rồi. Nhìn rộng ra đi, Văn Chiết vừa uống vừa nói, cậu mặc kệ tôi, để tôi uống chết đi. Rồi cậu ta như bị vong nhập, nước mắt nước mũi tèm lem nắm cổ áo Trần Viễn kể tiếp, có phải tôi làm không tốt chỗ nào không? Giờ tôi đi níu kéo cô ấy thì còn kịp không? Trần Viễn nhịn hết nổi, cậu thoát ra, nắm ngược lại cổ áo Văn Chiết, kéo cậu ta đến tỉnh ra, cậu tỉnh táo lại đi. Người sai là cô ta không phải là cậu, nhặt lại tự tôn của cậu, đừng làm sim chúa. Nào ngờ, Văn Chiết lảo đảo lùi lại một bước, vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi biết. Rồi cậu ta gục xuống đất, tôi đều biết, nhưng chính là không nói nổi nữa. Văn Chiết đã ngưng lại không nói ra lời. Trần Viễn giúp cậu ta nói nốt lời còn lại, chính là không cam tâm đúng không? Cảm thấy cô ta chỉ xúc động nhất thời cảm thấy cô ta không phải đứa con gái xấu xa. Văn Chiết yếu ớt đáp, đúng. Trần Viễn không muốn nói với tên đầu óc mụ mị vì tình yêu này nữa. Cậu nhất quyết quay số, xem ra tôi phải lên lớp cho cậu rồi. Lưu Văn Chiết nhìn Trần Viễn nhấn số gọi ai đó thì hiếu kỳ, cậu ta cũng đã thanh tỉnh vài phần viễn tử lên lớp gì cậu gọi điện cho ai vậy trần viễn mặt mũi nghiêm túc đáp lời văn chết cậu phải tin tôi tiếp theo mọi thứ hãy giao cho tôi sắp xếp nói đến đây trên môi trần viễn lộ ra nụ cười danh mãnh một nụ cười thường chỉ xuất hiện khi muốn tiêu diệt cha nữ tôi nhất định sẽ khiến lưu giai quỳ trước mặt cậu sám hối vừa nói xong đầu dây bên kia cũng cùng lúc nhấc máy alo trần viễn vào thẳng vấn đề alo hạo thiên đúng không tôi muốn mấy chiếc xe không cần đắt quá. Loại mấy trăm vạn là được. Anh liên hệ giúp tôi mấy người bạn đáng tin để họ ngày mai lái xe tới. Lưu Văn Chiết ở phía sau nghe xong thì choáng váng. Mấy trăm vạn. Hạo Thiên nghe bạn mình nhờ vả thì vui vẻ đồng ý, không vấn đề anh yên. Đảm bảo sẽ làm theo lời anh. Nói xong, Trần Viễn cũng cúp máy. Tiếng bi bi bi. Kết thúc cuộc gọi. Trong lòng Văn Chiết có trăm mối ngổn ngang, còn thao tác hai tay luôn. Trần Viễn dùng điện thoại khác gọi điện cho ai đó. Khuôn mặt ôn nhu giả chân xuất hiện, chào buổi tối lạc lạc. Có rảnh ra ngoài không? Anh muốn gặp em. Lưu Văn Chiết bấy giờ mới nhìn ra một vấn đề, viễn tử. Hình như khác trước. Không biết bên kia nói gì. Chỉ thấy Trần Viễn đáp lại, ừm, anh đang ở 10. Đợi em đó. Một lát sau, tại một quán nhậu trong góc phố sầm uất, cụ thể là quán Trần Viễn đang ở. Bên trong, từ lạc lạc vừa đến đã ôm chầm lấy Trần Viễn không buông, anh Viễn. Người ta nhớ anh làm đó. Sau đó nữa, là cảnh tượng lạc lạc không ngừng cung phụng Trần Viễn như hoàng thượng. Văn Chiết trong đầu có vô số ý nghĩ, một cuộc điện thoại gọi tới một em gái 8 điểm. Đây còn là Trần Viễn Sim chúa mà mình quen biết nữa không? Hơn nữa có vẻ Viễn Tử mới là người được Sim. Bên kia Từ Lạc Lạc đang vui vẻ liên miệng nói, em rót đồ uống cho anh nha. Trần Viễn cứng nhắc đáp, cảm ơn. Xong xuôi, cậu cũng quay sang giới thiệu bạn mình với Lạc Lạc, Lạc Lạc. Đây là anh em tốt của anh Lưu Văn Chiết. Lưu Văn Chiết căng thẳng giơ tay, xin. Xin chào. Từ Lạc Lạc có hơi đỏ mặt, nhìn đến Trần Viễn giọng ngọt ngào nói, "Anh Viễn, muộn như vậy rồi gọi em ra đây là để giới thiệu bạn cho em sao?" Trong đầu cô thì lại bổ não ra tình tiết, anh em tốt, Trần Viễn đang giới thiệu vòng người thân của anh ấy cho mình ư? Rồi còn tự mình đắc ý, trong lòng anh ấy có mình. Trần Viễn quả là sát thủ kết thúc mọi mộng tưởng của người khác. Cậu thẳng thắn đáp, "Đương nhiên không phải, muốn nhờ em ngày mai giúp anh diễn kịch." Rất nhanh, ngày mai theo lời Trần Viễn nói đã đến. Lúc này một con xe xám trắng đang băng vù vù trên đường. Bên trong là tên bạn trai mới của Liêu Dài. Hắn ta lên tiếng, dai dai, đừng dầu dĩ không vui nữa. Em ở bên phế vật Lưu Văn Chiết đó sẽ không hạnh phúc đâu. Mấy ngày nữa sinh nhật em, anh sẽ tặng em túi sách mới. Liêu Dài quả nhiên là trà xanh. Cô ta giọng nũng nịu, bất ức, dù thế nào cũng là tình cảm mấy năm. Anh mã về sau phải đối xử tốt với người ta đó. Bỗng nhiên, lúc này, hướng ngược chiều có một con xe màu đỏ rực lửa không biết chạy kiểu gì mà nhém xíu đụng người ta. Bạn trai mới của Liêu Giai tức giận phanh nhanh lại vừa chửi lớn, biết lái xe không đấy. Sau khi phanh kịp lúc sang một hướng, anh mã gì đấy thò đầu ra khỏi cửa xe, giơ ngón tay thân thiện lên. Lửa giận phùng phùng quát lớn với xe đỏ rực lửa, biết lái xe không đấy. Nhưng rồi còn chưa chửi được sang câu thứ hai đã đỏ mặt im bặt. Ở phía xe đỏ rực lửa, bước xuống là một đôi chân trắng mút thẳng tắp. Tiếp đến đó là đôi gò bồng đào nghẹt thở. Những đường cong hoàn hảo này, những bánh xe sáng bóng này còn có cặp đèn pha không thể so sánh được hay cho một chiếc xe sang tuyệt thế người bước xuống xe là từ lạc lạc cô nàng ăn bận nóng đến bỏng mắt người nhìn còn làm ra bộ dáng ngọt ngào mà này rơi vào mắt anh mã gì đấy không khỏi khiến hắn xịt máu mũi cảm thán một câu trước mặt nó thì pha ra thì là cái gì chứ khung cảnh đẹp thường ngắn ngủi vì tiếp theo bước xuống xe chính là văn chiết một văn chiết hoàn toàn khác lạ mái tóc sói hoang hư hỏng cặp kính đen che đi tầm mắt vàng không có bao nhiêu chỉ có đeo đầy khắp người kết hợp với chiếc lông thú hàng hiệu sang chảnh một thân giàu sang này của văn chiết khiến lưu dai phải mở to mắt lưu lưu văn chiết từ lạc lạc bám vào tay cậu ta xà nẹo nũng nịu văn chiết dọa chết người ta rồi xe mới mà anh mua cho em suýt nữa bị người ta đụng hỏng rồi lưu văn chiết lần đầu làm chuyện này có hơi lúng túng cái tay không biết để đâu giọng run run đụng thì đụng thôi chuyện chuyện nhỏ anh mua 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 cho em cái mới mã gì đấy trong đầu không tin được lưu văn chiết sao lại biến thành như vậy? tên này là phú nhị đại ẩn tàng ư? lưu giai quen biết lưu văn chiết đã lâu nên liền nhìn ra vài điểm bất thường. lưu văn chiết, anh diễn kịch đúng không? văn chiết cứng đơ cười cười, ha ha ai đang sổ thế? em, em yêu chúng ta lên xe đi. tí nữa còn. lưu giai thấy cậu ta muốn lảng tránh, liền lên giọng nói lớn, tôi quen biết anh lâu như vậy, điều kiện gia đình anh thế nào tôi không biết ư? tôi cắm sừng anh quả thực không đúng, nhưng đặt sự thật sang một bên hôm nay anh diễn vở kịch này thật làm tôi ghê tởm anh chẳng lẽ không sai sao hạo thiên cùng với trần viễn ngồi trong chiếc xe phía xa xa xem tình hình hạo thiên thấy liêu dai nói như vậy nhị không được hỏi một tiếng anh yên cô gái này nhìn thấu rồi trần viễn cười cười không sai để đám anh em của anh lên sân đi tiếp theo mới là vở kịch chính lúc này không biết từ đâu vô số con xe nổi tiếng chạy gồ gồ đến nơi này chẳng mấy chốc cái đường đèo này kín mít toàn xe ô tô lúc này một cậu trai tóc nhuộm trắng bước xuống từ một chiếc xe vừa xuống đã vui vẻ nói ấy văn chiếc cậu cũng đang ở đây à văn chiếc đứng chân chân đáp đúng đúng vậy mã gì đấy nhìn đến mắt cũng sắp rớt ra ngoài không thể tin được không phải chủ thật sự là phú nhị đại tóc trắng vừa kéo cà vạt vừa khoan thai tiến lại chỗ mã gì đấy dô tôi tưởng là ai cơ hóa ra là mã cầu à còn nhớ tôi không mã cầu cả người run đến lợi hại anh anh bạch anh bạch đi đến kẹp cổ hai người giọng giễu cợt hỏi cô gái có phải cậu ta nói mình tên là mã khải gia đình có mỏ than đang du học ở mỹ đấy chứ ha ha nói xong lời đà kích anh ta còn kẹp đầu mã cẩu xuống mà cho liêu dai thêm một câu thằng nhãi này chỉ là kẻ lừa đảo tiểu bạch kiểm chuyên giả vờ thành người có tiền lừa phụ nữ lên giường mà thôi cô không phải thật sự tưởng cậu ta là phú nhị đại gì đó chứ mã cẩu kéo kéo tay tóc trắng ra vừa kêu anh bạch 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 anh nhẹ chút tha cho tôi đi Tóc trắng hoàn thành xong nhiệm vụ thúc đẩy tình tiết thì cũng không nán lại, lập tức bỏ đi. Thủ đoạn của Mã Cầu thật vụng về, đáng ra phải chết đói từ lâu rồi, không ngờ lại lừa được một người phụ nữ thiểu năng trí tuệ, ha 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 ha. Lưu Giai giờ đây đứng chôn chân tại chỗ, ngang tay như có hàng vạn tia sét đánh, mặt mày tối sầm. Tiếp nhận những lời đả kích như pháo liên thanh của Tóc trắng dành cho mình, cũng không dùng nước tiểu soi lại mình, có xứng với người giàu không? Ha <laughs> ha. Lưu Giai vì tức giận mà không có chỗ chút, chỉ có thể đuổi theo Mã Khải một đường chửi rủa muốn đánh người, đồ khốn anh lừa tôi. Anh còn không bằng lợn chó. Lão nương giết anh. Mã Khải đúng là xui xẻo. Một ngày toàn tai ương. Hắn khóc lóc chạy chối chết. Chị, chị em sai rồi. Em sai rồi. Sau khi diễn xong, trả thù xong, nhưng Lưu Văn Chiết không vui được chút nào. Ánh mắt cậu ta buồn buồn. Xoay người bỏ đi. Chúng ta đi thôi. Từ lạc lạc cũng đáp, ừm. Nhưng vừa đi vài bước đã dừng lại. Từ lạc lạc đầu có dấu chấm hỏi, sao lại không đi nữa? hóa ra nó xuất phát từ người đang kéo chân văn chiết liêu dai nước mắt lã chã khóc lóc hu hu văn chiết đừng bỏ lại em mà không phải em ham hư vinh mà em chỉ sợ nghèo thôi xin anh cho em một cơ hội nữa được không tiếng khóc thảm thương đó văn chiết một chút cũng không muốn nghe thêm nữa dứt khoát bỏ đi đừng gọi tôi như vậy bóng lưng đơn bạc của văn chiết sẽ mãi là nỗi ân hận của liêu dai sau này hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đừng liên hệ nữa phía bên này đám tóc trắng vui vẻ cười nói anh bạch vẫn độc miệng như trước đáng tiếc cũng coi như là một tiểu mỹ nữ vậy anh đi ăn ủi đi thôi xin mã khải muốn nhân lúc mọi người không chú ý mà chuồn đi như nào ngờ đời không như là mơ vừa đi được vài bước đã đụng phải lồng ngực của trần viễn cậu muốn đi đâu vậy muốn chạy sao ánh mắt trần viễn tựa hung thần nhìn xuống con mồi nhỏ bé thả cậu đi cũng không phải không được tự tát một trăm lần đi và sau đó là từng tiếng bốp 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 như pháo hoa vang lên đám người tóc trắng cũng vây quanh xem cha nam cho hà hê sau khi giải quyết xong mọi chuyện đám người trần viễn tụ tập nhau ở ba tiếng nhạc sập sình cô gái câu chuyện của anh mở ra vì em anh sẽ học cách kiên nhẫn vì em sẽ thay đổi mọi thói quen xấu của mình cạn ly hôm nay có thể làm quen với thần hào yên tổng đúng là có phúc ba đời trần viễn vui vẻ nâng cốc tôi phải cảm ơn các vị đã trợ giúp mới đúng tóc trắng khách sáo nói vào anh yên nói đùa rồi bạn của anh hạo thiên trinh là bạn của bọn tôi quá xa lạ rồi nghe nói yên tổng là thần hào ở nền tảng cá mập tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ yên tổng trần viễn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang tóc trắng ồ không biết là việc gì mấy cậu bạn kia ra ám thị với nhau điên cuồng tóc trắng có hơi ngại ngùng gãi gãi mặt nói em cũng có một chi mờ yêu thích muốn ủng hộ cô ấy nhưng dùng hết tiền mà nhà cho tháng này rồi không biết yên tổng có thể giúp không hê hey hê hey. trần viễn chậm rãi đưa cốc rượu lên uống đồng thời cũng che đi khuôn mặt của mình trong bóng tối ánh mắt cậu sáng hoắc một tia khinh thường xoẹt ngang qua khó mà nhìn thấy hừ lại nữa rồi muốn xem thực lực của mình đám người giàu mãi mãi vẫn thích dùng mắt chó nhìn người hạo thiên thấy không khí đông cứng anh ta cũng sắp thở không nổi rồi bèn lên tiếng giải vây thế cuộc anh yên cậu ấy đùa thôi anh đừng làm nói rồi quay sang mắng tóc trắng tiểu bạch cậu ủng hộ cô gái của cậu dựa vào cái gì để yên tổng chi tiền yêu cầu của cậu quá đáng rồi đấy đi 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 ra bên kia chơi đi. Bỗng nhiên Trần Viễn đập mạnh cốc rượu xuống bàn, rượu cũng từ đó tràn ra ngoài không ít. Mọi người đều có phần kinh ngạc với hành động này, hiếm thấy trong đầu có cùng suy nghĩ, tức giận rồi, muốn động thủ ư. Lúc này, Trần Viễn lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình vừa nói, được rồi không phải chỉ là tặng quà thôi sao. Nói xong cậu đặt điện thoại xuống bàn, sau đó đứng lên, tôi đi vệ sinh, cậu cứ dừng nick của tôi tặng thoải mái. Đám người đó nhìn bóng lưng rời đi của Trần Viễn, Cậu ta vẫn còn nói thêm, "Đừng giúp tôi tiết kiệm tiền, tặng thoải mái." Mấy người đó nghe xong câu này thì lại nghĩ, đây là phát triển gì vậy? Tóc trắng đạt được mong muốn, đi lại cầm điện thoại Trần Viễn lên, mở miệng cảm thán, đưa điện thoại cho mình tặng thoải mái. Anh ấy yên tâm mình vậy sao? Nghĩ một lát rồi cậu ta cũng thật sự ấn vào livestream, sau đó vào mục tặng quà, "Vậy tôi thật sự tặng thoải mái đây." Trần Viễn vừa đi vào nhà vệ sinh, trong đầu cũng suy nghĩ về chuyện vừa nãy, "Hey, nếu để mình thanh toán thì mình đúng là có thể đau lòng. Mình không cảm thấy mệt mỏi khi phải trả tiền qua vì hệ thống vẫn trả tiền cho việc đó. Trần Viễn chẳng quan tâm kế bên chỗ giải quyết của mình có người. Cậu chỉ đơn giản muốn đi cho xong, tên to con kế bên huýt sáo vài cái. Sau khi thấy có người thì quay sang nhìn. Trần Viễn cũng ba chấm, nhìn gương mặt người kia rồi tự hỏi, người này là ai vậy? Giải quyết xong, Trần Viễn cũng trở lại. Vừa ra tới ngoài đã nhìn thấy một đám người bu lại tóc trắng, ừ mấy người đó đang không ngừng hét lớn, một nghìn hai trăm, mau mau, sắp một nghìn ba trăm rồi, cố lên, cố lên. bên này, một đám con trai nhìn chằm chầm vào điện thoại, mặt ai nấy đều căng thẳng, một nghìn bốn trăm, một nghìn sáu trăm. Trần Viễn len lỏi qua một đám người mới chen vào trong được, cậu ngơ ngác hỏi, làm gì vậy, sao vây xung quanh đây thế? lời vừa hỏi, bước lên liền thấy tóc trắng nước mắt lưng tròng, dâng điện thoại bằng hai tay đưa cho mình, yên tổng cuối cùng anh cũng quay lại rồi mau cứu bé với. Trần Viễn nhận điện thoại, cuối cùng cũng nhìn thấy màn hình hiển thị, lâu như vậy cậu mới tặng được gần 2000 vạn, cũng quá gà rồi. Một đám người vây quanh, giờ đây đầu ai nấy đều xám xịt, hàng chục người ai nấy cũng chỉ có một câu hỏi không dám nói ra lời, Yên tổng này có thân phận gì? Trong nhà còn giàu hơn cả ngân hàng thiên địa vậy. Tóc trắng được giải thoát rồi thì thở phào rồi lau đi mồ hôi. Cậu ta bẩm báo, bình thường em cũng chỉ tặng mười mấy vạn. Hơn một nghìn vạn. Không ngờ tự tặng hơn mấy chiếc xe thể thao trong lòng em như nứt ra rồi. Trần Viễn lại chẳng để lọt tai lời tâm sự chân tình của Tóc Trắng, cậu chỉ có duy nhất một chấp niệm, hai nghìn vạn, hai nghìn vạn, nghe không hay lắm. Tôi góp cho cậu đủ sáu nghìn vạn đi. Tóc Trắng nghe xong mặt cũng muốn trắng bệch như mái tóc, cậu ta vội vã chụp lấy điện thoại của Trần Viễn, ánh mắt van xin, đừng đừng đừng, yên ca anh dừng tay, đủ rồi đủ rồi, cô ấy thật sự không xứng có nhiều tiền như vậy, anh thu lại thần thông đi hạo thiên giờ này mới đi đến cặp cổ tóc trắng rồi lên tiếng cười cười biết mình gà rồi chứ mau kính yên tổng một ly làm thần hào không đơn giản vậy đâu hôm nay để cậu nghiện đủ tóc trắng quả thật cầm cốc rượu lên hướng về phía trần viễn mà kính anh yên anh đại nhân không chấp tiểu nhân em thực sự phục rồi về sau anh như thiên lôi sai đâu em đánh nó mấy người khác bắt đầu nhộn nhịp góp vui không khí trở nên vui vẻ một ly sao đủ được ít nhất phải hai ly ba ly sao được ba chai mới đủ tên nhóc cậu muốn tôi uống đến chết à mấy mỹ nữ nhà bên nghe ngóng chuyện trò nãy giờ ánh mắt đều dán lên đám người trần viễn cô gái ngoài bìa lên tiếng trước người này là ai vậy có vẻ rất có lại lịch ban nãy người tóc trắng kính rượu anh ta là bạch kỳ lân của bất động sản bạch thị đó tóc vàng kế bên nhỏ nhẹ cất giọng cảm giác là vòng tròn nhị đại đình cấp của hàn thành tụ tập nếu có thể tùy tiện ngồi bên cạnh một người nào đó trong đấy là nửa đời sau không lo ăn uống rồi cô gái khác cũng góp thông tin Người tên Anh Yên kia chẳng lẽ là người thần bí đã tặng ngàn vạn lên hot sớt trước đó ư? Cuộc sống của anh ấy là giấc mơ của tôi. Đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, âm nhạc đùng đùng vui tai thì cô gái không muốn thấy bạn chịu tổn thương tương tự, vì vậy học cách yêu chiều. Tiếng nhạc trữ tình là quẻ vang lên, đó là dấu hiệu tiếng chuông điện thoại của Trần Viễn. Trần Viễn dừng tay, nhìn đến màn hình. Sau đó lập tức đứng dậy, nói với mọi người, các anh em uống trước đi, tôi còn có việc, đi trước đây. Chúng ta lần sau lại hẹn tiếp nhìn bóng lưng trần viễn đi ngày càng xa bọn họ mới dám bàn tán sao yên tổng lại đi vội vậy có phải sợ thanh toán không hạo thiên lại lần nữa lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình yên tổng có thân phận như nào mà không trả nổi tiền một bàn rượu mấy người khác cũng đồng thành đúng vậy thằng nhóc cậu đừng dùng thu nhập hàng năm đi khiêu chiến tiền lẻ của người ta yên tổng không thiếu chút tiền đó nói lung tung nữa cẩn thận tôi trở mặt đấy sau khi ra khỏi ba trần viễn mới lấy điện thoại ra xem là tin nhắn của tiểu mễ nhi anh yên em đến hàn thành rồi muốn gặp anh luôn quá. Trần Viễn tùy tiện đáp được. Ngày mai chúng ta gặp. bên kia, mama. Trần Viễn nhìn những tin nhắn này xong, nụ cười quái gở quen thuộc lại hiện ra. bơ cô ta lâu như vậy, đã đến lúc lột một lớp da của độ hảo cảm rồi. sáng hôm sau, tại sân bay nội địa, Tiểu Mễ Nhi bước đi vội vã. ừ, không phải chỉ là gặp mặt thôi sao? chỉ cần lão nương phát ra chút mị lực, anh yên thần hào gì đó vẫn sẽ trở thành cá trong ao cá của mình thôi. Mới sang sớm. Mở đầu ngày mới của Trần Viễn là tin nhắn dài hơn cả vạn lý trường thành của Lâm Thư Đồng, Trần Viễn. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Trần Viễn, đêm qua em nằm mơ, mơ thấy chúng ta kết hôn, cùng nhau sống tại biệt thự ở quận Giang Khẩu. Anh đi làm hàng ngày, còn em ở nhà chăm con với sáu bảo mẫu. Năm nào anh cũng đưa em đi Paris ném rượu vang đỏ, đến Iceland ngắm cực quang. Sáng dậy em buồn lắm vì không có túi và cũng không có cực quang, cũng không có anh. Vì em đã để mất anh, em biết trước đây em đã làm tổn thương anh nhưng đó không phải là em có ý. Em nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới bị Hoàng Tuấn Khải lừa. Không nhận ra rằng người thực sự quan tâm và yêu thương em đang ở bên cạnh em. Bây giờ em nghĩ lại, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh gấp đôi. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em chỉ mắc phải sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải. Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên, ấy, anh Yên Anh đang xem gì thế? Trần Viễn Thuận tay kéo Lâm Thư Đồng vào thùng rác. Vừa trả lời Mễ Nhi, à, không có gì, có người đang nghĩ ăn gì gì kìa trần viễn buông điện thoại xuống cười nói với người trước mắt vì vậy ban nãy em vừa nói gì đấy tiểu mễ nhi nhớ đến bữa trước quản lý đến gặp trực tiếp mình còn vác theo loa nói vào tay mình mười tóp đầu của cô cộng vào có bằng anh ta tặng một ngày không lần này cho dù cô cởi sạch rồi lên giường anh ta cũng phải giữ chân anh ta cho tôi trong lòng mễ nhi tức giận ánh mắt trong tối đầy oán khí nhìn trần viễn đáng ghét đối diện mỹ nữ như mình mà thờ ơ như vậy tôi không tin tôi không giữ chân được anh nghĩ xong cô liền bày ra bộ dáng em gái nhà bên đơn thuần trong sáng. Ánh mắt long lanh nói, em vừa mới nói. Ông chủ yên trẻ tuổi nhiều tiền. Thật là hiếm có khó tìm. Tên, hứa ý hàm, tiểu mễ nhi. Tuổi, 26 tuổi. Chiều cao, 167cm. Cân nặng. Giá trị nhan sắc, 7,8 điểm. Độ hào cảm với ký chủ của nữ sinh này. 60 điểm độ hảo cảm quá cao. Không thể trói buộc. Nhìn bảng hiển thị xong. Trong lòng Trần Viễn cuồn cuộn sóng ngầm. Điên cuồng gào thét, hảo cảm quá cao không thể trói buộc. Tiền lúc trước của mình coi như vứt đi hết à? Không được, xem ra phải giảm độ hảo cảm trước. Bắt đầu vào vai, Trần Viễn đưa tay lên móc mũi, mắt trợn trợn lên khó coi vô cùng, hiếm có khó tìm. Cô nhầm rồi, tôi là người vô gia cư. Tiểu Mễ Nhi đã bắt đầu gượng cười, không đi làm sao? Xem ra Yên tổng tự mình mở công ty kinh doanh nhỉ? Nếu không lấy đâu ra một nghìn vạn? Trần Viễn diễn được liền diễn cho chót, lấy tay móc mũi chét xuống bàn, mở miệng nói mở công ty không có. Tiền mà tôi tặng cô đều tiêu tiền của cha tôi. Bây giờ công ty của cha tôi bị tôi làm phá sản rồi. Nợ ngân hàng mấy ngàn vạn. Thực ra. Đột nhiên cậu sấn đến. Nắm lấy bàn tay Mễ Nhi. Giọng nói hấp tấp. Lần này tôi gặp cô chính là muốn hỏi cô có thể trả lại cho tôi một phần tiền mà trước đó tôi đã tặng không. Tiểu Mễ Nhi trong lòng kinh sợ. ACMN. Anh còn chưa rửa tay. Lúc này. Liên tiếp hiện lên bảng thông báo. Độ hảo cảm của Tiểu Mễ Nhi âm 20. Mễ Nhi chịu hết nổi hất tay Trần Viễn ra. Bắt đầu chửi thề, Hừ, không có tiền còn ở đây giả làm phú ca. Năm lần bảy lượt bơ lão nương. Lão nương không chịu nổi anh từ lâu rồi. Còn trả lại tiền quà. Anh không phải là đàn ông. Đúng là hành kém. Độ hảo cảm của tiểu mễ nhi âm 20. Độ hảo cảm của tiểu mễ nhi âm 20. Cô cầm điện thoại lên. Như muốn gọi ai đó. Bên miệng vẫn còn chửi rủa Não tôi cũng ứng nước rồi mới phí thời gian với kẻ nghèo như anh. Độ hảo cảm của tiểu mễ nhi âm 20. Lúc này, đầu dây bên kia bắt máy. Mễ Nhi xoay chuyển biểu cảm 180 độ, giọng điệu tranh chua biến mất, nhỏ nhẹ nói với bên kia, "Anh Lam, em ở quán cà phê đó bên ngoài sân bay, anh mau đến đón người ta đi. Nơi này có một tên nghèo quấy rối em, em sợ quá hu hu." Trần Viễn đạt được ý định, vui vẻ cười ra mặt, thấy phụ nữ thực dụng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ vừa thực dụng còn đảo trắng thay đen như vậy. Một lúc sau, một thanh niên đạp cửa bước vào, chân còn chưa đặt vào bên trong tiếng nói đã ầm ầm vang lên, thanh thiên bạch nhật trêu chọc người phụ nữ của tao, không biết Hàn Thành là địa bàn của ai sao? Mễ Nhi thấy người đến thì hớn hở chạy ra, anh Lam, người ta sợ quá, biến thái đó nắm tay em. Nhưng không ngờ, anh Lam của cô lại bơ đẹp mình, không ôm cô mà lách qua đi đến tìm người phía sau. Cậu ta đi lại bắt tay Trần Viễn rồi vui vẻ chào hỏi, anh Yên, sao anh cũng ở đây, đúng duyên phận. Tiểu Lam vui vẻ giới thiệu bản thân, sợ Trần Viễn quên mất, em là Tiểu Lam mà đã cùng anh bạch kính rượu anh hôm qua đó. Trần Viễn cũng cười đến vui vẻ chào hỏi lại, Tiểu Lam. Ô ô Tiểu Lam, tôi nhớ ra cậu rồi. Tiểu Lam nắm tay được người rồi không muốn buông. Luôn miệng nói, hôm qua em còn đang hối hận vì chưa cùng anh uống thêm vài ly nữa đây. Không ngờ lại gặp ở đây. Hôm nay em chủ trì anh hãy nể mặt nhé. Mà nay Tiểu Mễ Nhi đều nhìn thấy tất cả. Mặt mày cô tối đen. Không tin mà nhìn hai người trước mắt. Lam Tổng vậy mà khách sáo với anh ta vậy. Lam Tổng này là phú nhị đại đỉnh cấp của Hàn Thành. Gia sản trong nhà cực nhiều. Một tay che trời. Tiểu Mễ Nhi bắt đầu chơi chiêu. Cô thút thít nói nhỏ, Lam Tổng, người ta vừa mới. Tiểu Lam quay sang lớn tiếng, vừa mới CMN cô à. Cô biết anh Yên là đại ca của đại ca tôi không? Tiền của anh ấy nhiều tới mức có thế chôn sống cả nhà già trẻ của cô đó biết không? Bây giờ Mễ Nhi mới vừa lẽ, anh, anh ta vậy mà có bối cảnh vậy sao? Vậy vừa nãy anh ta đang. Cô mở to mắt nhìn Trần Viễn, sắc mặt tái nhợt, ban nãy anh ta thăm dò mình, thử xem thành ý của mình mình vậy mà không nắm bắt cơ hội. Không được bao lâu, ánh mắt cô lại trở nên sắc bén, không được, mình phải vãn hồi lại. Dáng vẻ mềm yếu xinh đẹp lại được khôi phục, cô nàng sấn đến trước mặt Trần Viễn nhỏ giọng ngại ngào, xin lỗi anh Yên, hiểu nhầm anh rồi, tha thứ cho em được không? Trần Viễn liếc nhìn bảng hiển thị, trói buộc quan hệ sim chúa thành công, phân công hứa ý hàm, tiểu mễ nhi, thành công sẽ nhận được 25 điểm cường hóa. Thấy mục đích đã hoàn thành, Trần Viễn nhẹ nhàng nhấp ngụm trà làm người rộng lượng nói, Quên đi, cô còn trẻ không hiểu chuyện. Tôi đùa với cô mà thôi, đừng để ý. Mễ Nhi thấy người ta dễ dãi như vậy thì hai mắt đều là trái tim. Hào phóng khen ngợi, cảm ơn anh Yên. Người ta yêu anh Yên nhất đó. Độ hảo cảm của tiểu Mễ Nhi cộng 10. Độ hảo cảm của tiểu Mễ Nhi cộng 10. Độ hảo cảm của tiểu Mễ Nhi cộng 10. Trần Viễn trong lòng không khỏi cười chê, không hổ là streamer chức nghiệm. Chỉ cần có tiền, độ hảo cảm tăng nhanh như được bơm máu gà. Đáng tiếc tôi sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy đột nhiên tiểu lam đứng phát dậy tức giận đập bàn quát mễ nhi hừ anh yên của tôi đã tặng cho cô cũng hơn ngàn vạn rồi mà mời anh tôi uống loại sữa đậu nước ngoài đáng ngắt này sau đó cậu ta nghĩa khí mà quay sang nói với trần viễn anh yên chọn ngày không bằng gặp ngày hôm nay em chủ trì anh nhất định phải nề mặt đấy em biết một quán khá ngon chắc có thể khiến anh ưng ý trần viễn không từ chối mà thuận theo được thôi được thôi đều là anh em nhất định tôi sẽ nề mặt cậu rồi ra đến ngoài xe tiểu lam còn cung kính mà mở cửa xe cho trần viễn anh yên cẩn thận đầu mễ nhi nhanh chân đuổi theo hai người ấy lam tổng yên tổng đợi em với em cũng đi chiếc xe nhanh chóng đã được khởi hành trên xe mễ nhi ngồi cạnh trần viễn cô liên tục nhích lại gần cậu sau đó dứt khoát nắm lấy cánh tay người ta luôn anh yên có phải anh vẫn giận em đúng không ai ra người ta biết sai rồi mà trần viễn bâng quơ trả lời sao có thể cô nghĩ nhiều rồi Mễ Nhi thấy Trần Viễn lướt điện thoại thì hiếu kỳ, hửng, livestream cá mập, anh ta muốn làm gì? Lúc này, đang phát một livestream của một nữ streamer, có vẻ là đang chuẩn bị kết thúc. Cô gái nói, anh trai nào thích Văn Nhi thì đừng quên theo dõi nhé. Tiểu Mễ Nhi cảm thấy có gì đó không ổn, không phải là anh ta muốn. Quả nhiên, những gì cô nghĩ chính xác là những gì Trần Viễn muốn làm. Cậu điên cuồng ấn tặng quà cho người nữ streamer kia. Lúc này, bên kia livestream, Văn Nhi đang đứng hình vì vô số tên lửa không ngừng bay loạn xạ trên livestream. A. A. 3000. Ừ. Văn Nhi ngã xuống đất bất tỉnh. Mấy chị em xung quanh chạy lại giúp đỡ. Chị chị tỉnh lại đi. Gọi 120. Mau gọi 120. Cả đời chị. Tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Tiểu Mễ Nhi nhìn thấy động tác tay của Trần Viễn vẫn chưa chịu dừng lại thì cả kinh. Nhanh quá lần đầu tiên mình thấy người khác tặng quà nhanh như vậy. Không. Người bình thường cho dù có tốc độ này cũng không có nhiều tiền như vậy. Cô nàng đen mặt, ánh mắt thất thần ôm đầu gào thét, nếu như, nếu như trước đó mình nắm bắt cơ hội thì, ba nghìn vạn đó chắc chắn là của mình. Sau đó, cô bình tĩnh lại nhìn kỹ người trước mắt, âm thầm cảm thán, người đàn ông này rõ ràng đang chơi mình, nhưng, nhưng bộ dáng tiêu tư tiền của anh ấy đẹp trai quá. Độ hào cảm của tiểu mê nhi cộng 30, sau đó là cảnh tượng bổ não nặng, nếu ngón tay của anh ấy không chạm vào màn hình, mà chạm ở trên người mình, độ hào cảm của tiểu mê nhi cộng 30. Trần Viễn khó hiểu nhìn sang người con gái đang thất thần bên cạnh. Ánh mắt khó nói, người phụ nữ này có máu mờ sao? Mình tặng quà cho người khác mà cô ta cũng tăng độ hào cảm. Xe rất nhanh đã đến một nơi cảnh quan yên bình. Tiểu Lam lên tiếng giới thiệu, "Anh Yên, đến rồi. Đây là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất Hàn Thành, Hắc Trân Châu ba sao. Nơi này phải có hội viên hẹn trước nên đảm bảo được tính riêng tư, nhưng nổi tiếng nhất là nhà hàng này có ba điểm bán lớn." Trần Viễn cười cười, như người từng trải mà hỏi, "Ba điểm bán lớn?" một là món ăn nổi bật, hai là phong cảnh độc đáo phải không? Còn cái còn lại thì sao? Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt thích thú, tiếp lời, anh yên đúng là người đã từng trải. Hai cái trước anh nói đúng rồi, còn điểm bán cuối cùng. Ba người cùng nhau đi vào đình viện, bên trong có một mỹ nhân đang ngồi đàn, khung cảnh vô cùng hữu tình. Tiểu Lam chỉ chỉ sang bên đó, điểm bán thứ ba chính là con gái của ông chủ, Triệu Ngọc Kỳ. Triệu Ngọc Kỳ nghe có người tới, ngước mắt lên thì trông thấy Trần Viễn Trần Viễn cũng bất ngờ, ngờ. hở, triệu chủ tịch. Triệu Ngọc Kỳ lúc này mới chú ý, bên cạnh Trần Viễn còn có người con gái khác. Độ hảo cảm nhanh chóng giảm xuống, độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ là âm năm. Cô tức giận đứng dậy bẻ gãy cây đàn tranh, sau đó nước mắt cũng rơi xuống bỏ đi. Trần Viễn nghiến răng, chết tiệt, sắp phản công Triệu Ngọc Kỳ được rồi. Cậu nhanh chân đuổi theo, thời khắc mấu chốt chẳng lẽ lại lật xe sao? Hai người sau một cuộc rượt đuổi, thì Trần Viễn cũng giữ được người lại, Triệu Ngọc Kỳ nước mắt tuôn như suối mắng Trần Viễn, cha nam, anh chơi đùa tình cảm của tôi, thả tôi ra. Trần Viễn vây Triệu Ngọc Kỳ trong tường, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, không được, cứ tiếp tục như vậy sẽ hết sạch độ hào cảm, không còn lựa chọn nào khác ngoài mạo hiểm. Trần Viễn lại bắt đầu vào vai, lần này là vào vai một tổng tài thiếu thốn tình cảm, không ai có thể hiểu cho nỗi khổ của anh ta. Chủ tịch Triệu, cậu xem phú ông cà chua chưa? Triệu Ngọc Kỳ vừa tức giận vừa khó hiểu, tôi đang nói với cậu chuyện cậu bắt cá hai tay, cậu lôi phim vào làm gì? Trần Viễn vẫn nói tiếp, tôi chính là phú ông cà chua. Sau đó, cậu buông Triệu Ngọc Kỳ ra, lấy tay châm cho mình một điếu thuốc. dáng hình cô độc, ngước mặt lên trời, bắt đầu kể chuyện. Chắc cậu cũng biết ra thế tôi bất phàm, nhất định cũng nghi ngờ tại sao tôi vẫn luôn cam nguyện làm người bình thường đi. Gia tộc ẩn thế mà tôi ở, có một quy định bất thành văn. Người thừa kế sau khi đủ 18 tuổi phải tiêu sạch 1 tỷ tệ trong vòng 1 tháng, mới có thừa kế thừa toàn bộ gia sản 50 tỷ. Vì vậy, tôi cố gắng tiêu tiền. Tôi sẽ đầu tư hạng mục này. Đầu tư các loại. Từ thiện. Làm các loại hoạt động bảo vệ môi trường, kế hoạch di chuyển bằng bắc cực. Nói xong hoàn cảnh của mình, cậu rơi tầm mắt sang nhìn Ngọc Kỳ. Ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nữ sinh vừa nãy là một nữ streamer mà tôi đã thưởng tiền. Tôi vì có thể tiếp tục tiêu tiền. Không thể không gặp dịp thì chơi. Rồi cậu tiến đến. Nắm tay Triệu Ngọc Kỳ. Ôn nhu nói, chuyện này trừ cậu ra thì không ai biết tôi không cầu xin cậu hiểu cho tôi, chỉ là tôi giữ bí mật này quá lâu rồi. Sau khi giải thích xong, cậu ôm chán, mệt mỏi bỏ đi, tôi mệt rồi, tạm biệt. Triệu Ngọc Kỳ nhìn bóng lưng cô độc của Trần Viễn, lại nghĩ đến những lời của người kia vừa thổ lộ, nước mắt tiếp tục chảy, mình đúng là gây chuyện vô lý, anh ấy vất vả như vậy, vì kế thừa gia sản mà kiệt sức mình vậy mà nghi ngờ anh ấy. Triệu Ngọc Kỳ không chịu nổi dáng người cô độc của Trần Viễn, cô chạy hết sức về phía đó. Ông chầm lấy cậu từ phía sau rồi nói lớn, "Không, em không muốn tạm biệt. Trần Viễn anh đừng đi là em trách nhiệm anh." Ôm chặt Trần Viễn, Triệu Ngọc Kỳ cũng cảm nhận được sự ấm áp, anh ấy thậm chí còn thành thực nói về những bí mật khó khăn như quyền thừa kế của gia tộc mình. Trong lòng anh ấy nhất định có mình. Độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ cộng 20, độ hảo cảm hiện tại là 92. Sau khi giải quyết thành công, hai người vui vẻ tay trong tay trở về đình viện. Triệu Ngọc Kỳ lên tiếng, "Xin lỗi. Ban nãy tâm tình của tôi không tốt." ảnh hưởng đến việc dùng bữa của mọi người. Bạn của Trần Viễn là bạn của tôi. Bữa này tôi mời. Tiểu Lam ánh mắt sáng hơn sao nhìn Trần Viễn, mới 5 phút đã giải quyết xong. Anh Yên đúng là đỉnh. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh vui vẻ ở đây. Tiểu Mễ Nhi mặt lạnh ngắt. Gắt gao nhìn trầm trầm Ngọc Kỳ, mẹ nó. Làm màu cái gì? Tưởng mình là chính cung nương nương chắc. Vào tay ai còn chưa biết đâu. Giờ đây, hai mỹ nữ ngồi hai bên Trần Viễn. Mễ Nhi bắt đầu công kích lấy sự chú ý. Anh Yên, anh còn chưa giới thiệu chị gái này cho bọn em đâu. Là ai của anh vậy? Tiểu Lam chỉ biết làm bóng đèn trong trận chiến này, hai đại mỹ nữ tranh đoạt. Anh Yên chịu được sao? Triệu Ngọc Kỳ lắc đầu lên tiếng, chật. Anh Yên, gì này? Ngay cả tên của anh ấy còn không nói cho gì. Gì vẫn đừng nên gọi anh nữa. Chắc anh ấy không lớn tuổi bằng gì đâu. Lời này nói ra chính là đẩy mễ nhi vào thế yếu. Trận chiến ngang tài ngang sức bỗng chốc biến thành. Một phượng hoàng, một gà mái. Tiểu Lam chảy mồ hôi lạnh, mạnh quá đây hoàn toàn không phải là chiến đấu cùng một cấp độ đây là nghiền áp triệu ngọc kỳ như một con phượng hoàng lửa xéo sắp phản đòn của tiểu mẫn nhi tiểu mẫn nhi bị ngọc kỳ chê bai thì tức giận quát ồ chưa kịp mắng gì thì đã bị trần viên đạp mạnh đôi đũa xuống thờ ơ nói vài câu nhưng lại thành ra cảm giác vô cùng mất kiên nhẫn được rồi ăn cơm thôi tôi đói rồi hai cô gái lườm nhau chỉ bằng nửa con mắt sự thu hận như ánh lửa rực cháy khi hai người nhìn nhau quả thật phụ nữ khi ghen thật đáng sợ Tiểu Lam ngồi bên cạnh thấy màn vừa rồi trong lòng thầm kinh sợ. Run run nói, như vậy mà không đánh nhau ư. Thủ đoạn của Yên Tổng đúng là quỷ thần khó lường. Một là streamer nổi tiếng của cá mập. Máy thu phú ca. Người còn lại là tài nữ nổi tiếng ở đây. Mắt cao hơn trời. Tiểu Lam thầm ngưỡng mộ nghĩ, thao tác của anh Yên đã vượt qua cái gọi là ngự nữ chi thuật rồi. Anh ấy đúng là nam mị ma. Tiểu Lam ngưỡng mộ Trần Viễn như một chàng trai đầy cuốn hút. Thu hút hoa khôi, gái đẹp đến bên bằng vẻ đẹp cùng sự giàu có của mình. Tiểu Lam thầm nghĩ, trước đó mình chỉ bị tài phú của anh ấy chinh phục, mà bây giờ, anh ấy chính là thần tượng tinh thần của mình, thề chết theo anh Yên. Trong khuôn viên hồ đại, Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ ngợi, sao quán đó đắt như vậy, may không phải là mình trả tiền. Trần Viễn nghĩ đến lúc thanh toán tiền ở quán ăn của gia đình Triệu Ngọc Kỳ, quả thực rất đắt, nhưng Ngọc Kỳ đã vui vẻ làm tròn cho anh. Từ một vạn tám chỉ còn tám nghìn. Anh nghĩ thầm, nói đến tiền, để mình xem tiến độ công lược hiện tại của mình nào. Hệ thống hiện lên thông tin những người mà Trần Viễn đã và đang công lược, công lược hoàn thành. Lâm Thư Đồng, Từ Lạc Lạc. Tiếp theo là những người đang công lược, họ tên, Triệu Ngọc Kỳ, độ hảo cảm, 91, phần thưởng công lược, 25, điểm thuộc tính kỹ năng sở trường đánh piano, chưa hoàn thành. Họ tên, Hứa Ý Hàm, Tiểu Mễ Nhi, độ hảo cảm là 92, phần thưởng công lược, 25 điểm thuộc tính kỹ năng sở trường vũ đạo, chưa hoàn thành. Trần Viễn nhìn hệ thống trước mặt, nghĩ thầm, độ hảo cảm của hai người này đã rất cao rồi, có phải nên đẩy mạnh tiến độ một phen không? Anh lướt tới một cô gái khác trong hệ thống đang công lược. Ngạc nhiên, hửm, đây là ai? Chói buộc lúc nào vậy? Anh vuốt qua nhìn, đó là Hà Chỉ Anh. Trần Viễn nghĩ thầm, mình nhớ hình như là bạn gái của Lý Dương thì phải. Thông tin trên hệ thống hiển thị, họ tên, Hà Chỉ Anh độ hảo cảm, 76. Phần thưởng công lược, 22. Điểm thuộc tính sở trường vũ đạo, chưa hoàn thành. Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ, mình nhớ sớm nhất cũng chỉ là 25 điểm độ hảo cảm mà. Mấy ngày không gặp mà tăng nhiều vậy ư? Ừ. Sức quyến rũ của mình lớn vậy sao? Lúc này có mấy người đang chạy về hướng ngược lại để hóng chuyện gì đó. Mấy người tụng lại bàn tán, đi mau. Nghe nói có người tỏ tình với nữ sinh ở dưới tầng đó. Ha ha, chiến sĩ xông lên vì tình yêu à? Trần Viễn nghĩ thầm, chiến sĩ tình yêu. Thú vị. Lúc này ở dưới ký túc xá nữ, một giọng hát vang vọng khắp nơi, người hiếu kỳ vây quanh xem trò vui yêu anh xin lỗi không phải vì không thương em anh thực sự không muốn là em khóc em yêu anh xin lỗi không phải vì anh không yêu em là lý dương anh ta đang hát vu vơ ở dưới ký túc xá của hà chỉ anh để níu kéo cô anh thực sự không muốn làm em buồn lần nữa anh ta đưa một bó hoa đến trước chỗ hà chỉ anh hối hận cầu xin em yêu anh sai rồi anh không nên hung dữ với em không nên chiến tranh lạnh với em hãy nghĩ lại những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta cho anh thêm một cơ hội đi. Vừa nói anh vừa hát tiếp, anh tin. Anh tin. Em sẽ tốt thôi. Xung quanh là những tiếng gieo hò cổ vũ hai người trở về bên nhau, tha thứ cho cậu ấy. Tha thứ cho cậu ấy. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Cảnh tượng bày vẽ khoa trương này khiến cho Hà Chỉ Anh thực sự tức giận. Trần Viễn ở ngoài hóng chuyện thì thấy đó là người quen. Nghĩ thầm, ấy, đây không phải là thằng chó Lý Dương đó sao? Chơi trò gì vậy? Lúc này Hà Chỉ Anh thấy trong đám đông xuất hiện bóng dáng của Trần Viễn thì mừng rỡ, hai mắt bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô nhìn về phía trần viễn vừa thấy trần viễn hà chỉ anh liền sáng rực mắt gạt bó hoa của lý dương sang bên cô không thèm để ý đến lý dương chạy một mạch đến chỗ trần viễn lý dương phía sau với theo khóc lóc chỉ anh chỉ anh em đi đâu vậy chỉ anh anh ở đây cơ mà hà chỉ anh đến chỗ trần viễn gương mặt không giấu nổi sự vui mừng hớn hở nói trần viễn cậu tên là trần viễn đúng không Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Vừa nói cô vừa rút điện thoại mình ra, hôm nay đúng là lucky day của mình. Cô đưa điện thoại đến phía Trần Viễn Ngại ngùng nói, tôi có thể add WeChat của cậu không? Chỉ là add WeChat thôi, xin cậu đừng từ chối tôi. Phía bên này, Lý Dương gục ngã cùng với những lời bàn tán xung quanh, tình huống gì vậy? Sao lại có một nam sinh nữa thế? Chiến sĩ tình yêu ngã xuống rồi. Lý Dương càng đau lòng khi nghe câu nói, đau, quá đau rồi. Học trưởng Lý Dương thua rồi cậu ta tức giận thầm nghĩ dựa vào cái gì mà là trần viễn mình không phục hà chỉ anh em phụ tôi quá nhiều rồi trần viễn nhìn sang lý dương đang tức giận mặt không chút biểu cảm gì anh bước đến nói với lý dương lý dương có phải cậu cảm thấy không cam tâm cảm thấy không thể hiểu nối cảm thấy hà chỉ anh một chân đạp hai thuyền đúng không lý dương nhìn trần viễn tức giận nói ý gì vậy còn muốn sỉ nhục tôi sao lý dương nhìn sang phía hà chỉ anh nhẹ nhàng nói nhưng lời nói lại như đang trách móc Lý Dương, "Lý Dương, thực ra tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu. Một người đẹp trai giỏi thể thao như cậu rất dễ được người khác giới chú ý. Cậu coi tình yêu của con gái giống như là chuyện đương nhiên vậy. Nhưng khi cậu phát hiện mình mất đi ánh hào quang, cậu hoảng rồi. Trong đầu cậu chỉ toàn là thắng bại, lại thờ ơ cảm xúc của bạn gái cậu." Trần Viễn càng nói càng thấm. Đổ hết tội lên Lý Dương là cậu tự mình đẩy cô ấy xa hơn từng chút một. Chuyện đến nước này, lại muốn giả vờ đáng thương để đòi quay lại. Cậu không cảm thấy mình như một tên hề sao? Lúc này Lý Dương đã hoàn toàn bị Trần Viễn thao túng. Ôm đầu gục xuống nói, Trần Viễn nói đúng. Tôi, tôi tự làm tự chịu. Lúc này những nữ sinh xung quanh bàn tán sôi nổi, trời ơi, nói như vậy cũng không phải do kẻ thứ ba chen vào. Chiến tranh lạnh quả thực rất đáng sợ. Lúc ở bên nhau thì không đối xử tốt với người ta. Bây giờ đòi quay lại có tác dụng gì? Hà chỉ anh chứng kiến màn vừa rồi thì vô cùng vui vẻ. Ngượng ngùng nghĩ, cậu ấy, hiểu mình. Lúc này hệ thống cũng hiện lên thông báo, độ hảo cảm của Hà Trì Anh hiện tại là 91 điểm. Trong đám đông lúc này có bạn của Triệu Ngọc Kỳ, thấy Trần Viễn cùng Hà Trì Anh và màn giải cứu vừa rồi thì nghi ngờ nghĩ, đó là Trần Viễn, cậu ta cùng nữ sinh này có quan hệ gì? Cô bạn chạy nhanh về ký túc xá vừa đi vừa tức giận, không được, mình phải nói cho Kỳ Kỳ, cha nam này. Về đến ký túc xá, vừa mở cửa phòng cô đã quát lớn báo với Ngọc Kỳ, Kỳ Kỳ không hay rồi, Trần Viễn ngoại tình rồi. Ngọc Kỳ nghe Tiểu Phi nói lớn như vậy nên giật mình tháo mặt nạ xuống. Cô bình tĩnh nói, "Tiểu Phi cậu đừng nháo nữa, ai cũng có thể ngoại tình. Riêng Trần Viễn thì không." Tiểu Phi hận rèn sắt không thành mà nói lớn, "Ban nãy dưới tầng có một nữ sinh tỏ tình với Trần Viễn, hai người họ còn mắt đưa mày lại đấy." Triệu Ngọc Kỳ tức giận quay lại phản bác, "Người khác muốn tỏ tình, bản thân Trần Viễn cũng không kiểm soát được, lại nói điều này cũng không đại biểu cái gì." Tiểu Phi thấy bạn mình cứng đầu như vậy, thì lôi ra bằng chứng, đưa điện thoại đến trước mặt Ngọc Kỳ chỉ. Vậy cái này thì sao? Cái này thì giải thích thế nào? Cậu ta tặng tiền điên cuồng cho người phụ nữ khác. Trái ngược lại sự kích động của Tiểu Phi, Ngọc Kỳ lại bình tĩnh đến lạ. À, cái này à, Trần Viễn nói với tớ rồi. Hơn nữa tổng số anh ấy tặng không chỉ 3.000 vạn đâu. Hả? Cậu ta tặng quà cho nữ streamer còn nói cho cậu. Ngọc Kỳ xoa đầu bạn mình cho hạ hỏa, rồi cười vui vẻ đáp. Đúng vậy, cơ sở của việc hai người ở bên nhau chính là tín nhiệm A. Anh ấy tin tớ, tớ tin anh ấy rất vô lý sao? nói đến đây là ổn rồi, nhưng Ngọc Kỳ lại thêm một câu làm Tiểu Phi triệt để chết tâm. Quên đi, Tiểu Phi, cậu độc thân từ trong bụng mẹ sẽ không hiểu kiểu thần giao cách cảm này. Tiểu Phi hết cách, chỉ có thể buồn hiu mà nhìn bạn mình vui cười tung tăng. Một người đang tốt như vậy sao có thể trở nên ngu ngốc như thế? Trần Viễn, rốt cuộc cậu cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú gì thế? Bên đây, Trần Viễn ngáp ngắn ngáp dài khi đang chơi game với tụi bạn. Tóc đỏ bên cạnh nổi giận đùng đùng mắng Viễn từ cậu tập trung chút nào có ai chơi phó bản còn buồn ngủ trần viễn tay chống cằm nhìn xa xăm tôi cũng không muốn tới mà là cậu xin tôi tới người bạn khác lên tiếng giải hòa cho cả hai hùng đào cậu to tiếng như thế làm gì sẽ dọa trần viễn đấy hai mỹ nữ đối diện mắt đều là trái tim nhìn trần viễn không chớp mắt bọn tôi thích nhìn trần viễn ngủ cậu gọi cậu ấy dậy làm gì nữ nhân khác cũng góp vui đúng thế đúng thế trần viễn cậu không sao chứ tối nay có rảnh không trần viễn tôi thấy cậu hình như có chút mệt tôi mua cho cậu một cốc latte nhé. Hùng đào khóc không thành tiếng. Cắn áo nhìn bạn mình, cậu xem đi. Họ nói cậu không tới thì họ cũng không tới. Soái ca như cậu sao có thể hiểu nỗi khổ của nam sinh bình thường như bọn tôi chứ? Trần Viễn chỉ chỉ tay, vậy cậu giải thích xem tại sao cô ấy cũng ở đây. Người Trần Viễn chỉ là cô nương đang khóc hu đây, hu hu tôi là tiểu thúy. Tôi từ bỏ thanh mai trúc mã rồi chạy theo con trai của Kim Viên Ngoại. Sau đó bị giết rồi. Nhưng tôi cảm thấy tôi đáng đời. Không cần tìm hung thủ gì đó đâu, tội tôi đáng phải chịu người phía sau mặt mày bất lực lên tiếng bạn học bình tĩnh chút cậu như vậy bọn tôi không còn cách nào để chơi nữa hùng đào buồn chán lên tiếng giải thích cho mình lâm thư đồng nghe nói cậu ở đây nên cứ muốn đến tôi cũng hết cách cậu rốt cuộc làm gì cô ấy vậy nghe nói gần đây cô ấy đi khám hình như có thai rồi trần viễn vẫn chống cằm suy tư ánh mắt chăm chú theo dõi người con gái kia chậc là mình quá đáng quá rồi sao tuy cô ấy làm tổn thương mình nhưng sau quan hệ trói buộc hình như cô ấy cũng thật tâm hối cải nhìn dáng vẻ khóc đến đáng thương của lâm thư đồng trần viễn hơi bất đắc dĩ mà thở dài mặc dù cô ấy sai nhưng cũng không đáng tội chết mình có tuyệt tình quá không mấy mỹ nữ bên cạnh vui vẻ trò chuyện với trần viễn ai trần viễn trong trường đều đồn cậu là thần hào yên tổng trên mạng có phải thật không đúng vậy đúng vậy nickname của các cậu đều giống nhau trần viễn cũng thuận theo mà đáp lời bên cạnh lâm thư đồng cũng cố vểnh tai thỏ lên nghe a à, yên tổng à Tôi. Đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh vang lên, cắt ngang lời nói của Trần Viễn, ha ha nếu Trần Viễn là yên tổng, tôi lấy đầu xuống cho các cô đã ha ha ha. Người bước vào là một tên nam nhân cao to, ăn mặc cũng ra dáng nhà có tiền đó, yên tổng là một thần hào tặng mấy trăm triệu trên cá mập. Trần Viễn cậu là cái thá gì mà đòi so với yên tổng. Trần Viễn biết người đến là ai rồi thì sắc mặt cũng không còn vui vẻ nữa, ánh mắt thâm trầm, mày nhíu lại, vậy mà là anh ta. Người đó vừa vào đã giở trò lưu manh, đi đến nâng cầm thư đồng lên rồi buông lời tán tỉnh xin chào tôi tên là lý vân đào ông chủ quán này tôi đã chú ý tới em rất lâu rồi có thể quy wechat không lâm thư đồng mặt đỏ lên e thẹn do dự nói a cái này nhìn thấy lý văn đào thẳng thừng xin wechat của lâm thư đồng trần viễn không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ lý vân đầu là tình địch hồi cấp 3 của mình ỷ nhà có tiền có thế nên thường bắt nạt mình giờ đây ánh mắt gã còn đầy khiêu khích nhìn Trần Viễn như thể gã luôn chiến thắng trong mọi chuyện. Trần Viễn không hề như xưa nữa, cậu nở nụ cười khiêu chiến lại, nếu mày đã muốn làm màu, tao cũng sẽ khiến mày làm màu đã thì thôi. Đúng lúc mình cũng không muốn tỏ ra quá cao ngạo ngạo ở trước mặt bạn học. Sau đó rời ánh mắt sang nhìn Lâm Thư Đồng đang e thẹn, tiện cho người nào đó một bài kiểm tra áp lực. Trần Viễn nghĩ là làm, cậu tiến đến chỗ Lý Văn Đào, thân thiện giới thiệu, xin giới thiệu với mọi người, phú ca này tên là Lý Văn Đào là bạn học hồi cấp 3 của tôi, học ở đại học 985, còn tự mở công ty, tài sản ngàn vạn, có thể nói là phú ca sắt đá chân chính. Quả nhiên, lời nói này có lực công kích rất mạnh. Ánh mắt ai nấy nhìn về Lý Văn Đào đều mang theo kinh ngạc cùng ngưỡng mộ về phần tôi. Tôi quả thực không phải là yên tổng, chỉ là được bồi thường một số tiền do gần đây nhà bị phá rỡ, cũng chỉ được 3 đến 500 vạn mà thôi. Các cậu hiểu nhầm rồi. Lý Văn Đào ở sau lưng nghe Trần Viễn Liên Thuyên, cười khẩy một tiếng, Thằng nhóc này vậy mà có mấy trăm vạn gia sản ư? Lâm Thư Đồng nghe hết toàn bộ từ nãy đến giờ, cuối cùng chỉ dính lại được điểm mấu chốt, Trần Viễn không phải là Yên tổng, vậy mình không phải là. Cô ngước mắt lên nhìn hai người con trai trước mắt, trong đầu nhỏ có những suy nghĩ len lỏi, một bên là học sinh giỏi 985 nhà có ngàn van, một bên là Trần Viễn có chút tiền nhưng từng thích mình. Mặc dù có do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, Trần Viễn liền biết Lâm Thư Đồng chọn ai, độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng âm 20. Độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng âm 20. Độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng âm 20. Giải trừ quan hệ sim chúa, độ hảo cảm hiện tại 15. Cuối cùng Trần Viễn nở nụ cười có phần cay đắng, cậu rốt cuộc cũng biết lòng dạ cô ta chẳng có chút nào là thật, chỉ là tự bản thân mình cho là có thôi. Lâm Thư Đồng sau khi suy nghĩ xong, thì nhanh chóng sấn đến chỗ Lý Văn Đào đưa điện thoại ra, "Được thôi, tôi ắt anh nhé." Đã thế lại còn nở nụ cười nghĩ mình rất thông minh, tên ngốc cũng biết chọn thế nào. Lý Văn Đào nghĩ mình chọc tức được Trần Viễn rồi thì đi lại cười nhạo, "Trần Viễn, thế đạo này thật kỳ lạ. Em gái mà cậu gọi đến lại quy WeChat của tôi." Ha ha. Gã ta còn tiến lại gần hơn, nhỏ giọng chăm chọc bên tai Trần Viễn, "Trước kia tôi đánh cậu như đánh chó thì bây giờ cũng chỉ có thể bị tôi đạp dưới chân." Ánh mắt Trần Viễn như có sóng ngầm, đứng im một chỗ. Lý Văn Đào đi lại phía lão bản vỗ vai người ta nói, "A Thái, Trần Viễn này là bạn của tôi. Hôm nay cậu ấy khiến tôi vui, bàn này miễn phí." "Vâng." vâng thưa ông chủ trần viễn bấy giờ mới có phản ứng cậu dùng tay che đi biểu cảm trên mặt cười đến run cả người tiếng cười có phần quái dị khó tả ha 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 hùng đào thấy bạn mình kỳ lạ như vậy nhị không được gọi một tiếng viễn tử trần viễn lúc này mới ngước mặt lên cười đến chảy nước mắt nói tôi không sao tôi không sao chỉ là đột nhiên hiểu rõ một số chuyện cười xong trần viễn khôi phục lại dáng vẻ xa cách của mình nghĩ đến người kia lần cuối lâm thư đồng cô muốn cơ hội tôi cũng cho cô rồi Đáng tiếc cô không thay đổi được cái tính đấy. Từ nay về sau tôi sẽ không động lòng với cô lần nào nữa, bởi vì cô không xứng. Lý Văn Đào thấy Trần Viễn có ý muốn đi về, gã ta đứng hút thuốc ở cửa, khói bay khắp nơi mở miệng hỏi, "Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Ngày mai sẽ có buổi họp lớp cấp 3 ở quán Cửu Châu, Trần Viễn dám tới hay không?" Trần Viễn dừng bước chân lại, nghĩ ngợi, "Họp lớp sao?" Sau đó, không biết cậu ta trong đầu nghĩ cái gì, nụ cười cũng trở nên đáng sợ như quỷ tu la. Nếu Lý đại thiếu đã mời, tôi đương nhiên sẽ tới. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã đến sáng ngày hôm sau. Theo như mọi người đã hẹn thì bọn họ họp lớp ở quán Cửu Châu 888. Vừa đến phòng đặt trước, bên trong đã ồn ào không thôi. Năm nay có vẻ mọi người đều đi đủ, đã mấy năm không gặp rồi. Mọi người cạn ly. Lý Văn Đảo đứng lên, tay cầm cốc rượu hào phóng nói, hôm nay mọi người ăn uống thoải mái đi, bữa nay tôi mời, đừng giúp tôi tiết kiệm tiền, tiền chính là để tiêu. Ha 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 một người nữ lên tiếng cảm kích đào tổng hào phóng cảm ơn đào tổng mấy người khác cũng phụ họa vào vẫn là bạn vẫn đào của tôi đỉnh tôi coi thường cậu ấy rồi những câu chuyện cười đùa vui vẻ khách sáo vẫn không ngừng vang lên đừng khách sáo tí nữa lúc nhược vũ tới thì giúp tôi nói mấy câu lời hay ý đẹp là được a à, hóa ra lý tổng vẫn đang đợi ư lý tổng yên tâm cậu và tiêu nhược vũ đó là môn đang hộ đối lang tài nữ mạo các anh em nhất định sẽ giúp cậu có được cậu ấy trần viễn nãy giờ vẫn ngồi trong đám người này cậu chưa từng lên tiếng xem bản thân như không khí đến hết cỡ giờ phút này cũng không nhìn nổi nữa mà phỉ nhổ trong lòng tên này đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội làm màu nào ngay lúc này cửa phòng lại lần nữa được mở ra một cô gái dung mạo hài hòa sắc sảo bước vào theo sau còn có một cô gái trông có chút quen mắt tiêu nhược vũ vừa bước vào vừa lên tiếng xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi cô vuốt tóc mái sang một bên giọng nói ô nhuận như nước lần nữa được cất lên hôm nay tài xế trong nhà xin nghỉ nên tôi gọi xe tới nên mới muộn một chút. Trần Viễn vẫn luôn nhìn người con gái này từ lúc cô vừa bước vào cửa, nhìn đến quên cả uống nước. Hồi ức xưa cũ như nước tràn về, tiêu nhược vũ. Bạch Nguyệt Quang duy nhất chiếu sáng cuộc đời mình hồi cấp 3 năm 3. Cô ấy bí ẩn và cao quý, giống như một phương trình không thể giải được, khiến tất cả nam sinh trong trường đều mất đi lý trí. Tên nhóc thối, tránh xa nữ thần của tôi xa chút, Mại cậu mới nên cút xa ra cho tôi. Trần Viễn nghĩ rồi cười một cái, tiến lên phía trước, bạn Tiêu, đã lâu không gặp có thể át quy chất tiện liên lạc không? Lý Văn Đào ở xa hắc tuyến đầy đầu nhìn chăm chăm Trần Viễn, gã chỉ thể trong đầu, đúng là keo ra chói tí nữa tao sẽ khiến mày biến thành chó chết. Tiêu Nhược Vũ trong mắt người khác như đóa hoa tuyết liên khó gần, xa cách nhưng ngược lại, tính cách cô hoàn toàn dịu dàng. Cô đáp lời, a, à, được thôi, không vấn đề. Trong đầu không nhịn được suy nghĩ, người này là ai? Cảm giác như chưa từng gặp qua. Quan hệ sim chúa chói buộc thành công, đối tượng trói buộc. Tiêu Nhược Vũ giá trị nhan sắc 9,2 điểm độ hào cảm hiện tại. Không. Phân công thành công thưởng điểm thuộc tính, 35 điểm thưởng kỹ năng. Tinh thông bốn ngôn ngữ Anh Pháp Nga Hàn. Mấy người trong bàn đều cảm thấy chấn động, dường như ai nấy đều kinh ngạc, trong ấn tượng Trần Viễn đâu có dũng mãnh như thế, bây giờ trở nên đỉnh vậy sao? Liêu Gia bên cạnh cười khẩy, lời nói ra có 9% chọc, đỉnh, làm chân chạy vặt cho phú nhị đại thôi. Cô kích động đứng lên chỉ thăng về phía Trần Viễn quát lớn, Trần Viễn cậu tưởng tôi không biết gì sao? Cậu làm chân chạy vật của mấy tên phú nhị đại, còn lăn lộn cùng Lưu Văn Chiết. Mấy phú nhị đại đó đều là cha nam nổi tiếng. Cậu không biết bọn họ đã lừa bao nhiêu cô gái vô tội đâu? Một bạn học khác lên tiếng phản bác. Lưu dai cậu 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 nói lung tung. Rõ ràng. Lưu dai không cho người kia cơ hội nói hết. Cô lớn giọng cắt ngang. Tôi nói lung tung gì chứ? Lưu Văn Chiết chơi đùa tình cảm của tôi rồi chia tay. Sau khi chia tay còn cưỡi lừa tìm ngựa. Nói đến đây đột nhiên cô lấy khăn tay ra rồi khóc đến thương tâm thút thít kể khổ bây giờ tôi còn mang thai rồi đúng là mất mặt trần viễn muốn quy chat của bạn học tiêu sẽ không phải là muốn chuyển tay bán phương thức liên hệ đấy chứ một bạn nữ khác tiến đến chỗ liêu giai an ủi quá kinh tởm rồi ăn cùng bàn loại người này làm tôi cũng mất ngon đừng khóc nữa vì cha nam đó thì không đáng tiêu nhược vũ không biết ngọn ngành mọi chuyện duy chỉ nghe lời liêu giai nói đã nghĩ toàn bộ là thật cô nhìn trần viễn với vẻ mặt thất vọng độ hảo cảm của tiêu nhược vũ là âm năm Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ là âm 5. Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ là âm 10. Lý Văn Đào sợ chỗ này còn chưa đủ loạn. Hắn cười khoái trá đứng lên nói lớn. Ra vẻ bản thân đại phát từ bi, Trần Viễn nếu cậu thiếu tiền thì theo tôi đi. Tôi giới thiệu cho cậu một công việc. Tôi cũng là phú nhị đại đó. Cậu làm chân chạy vặt cho họ thì không bằng làm việc cho tôi. Ít nhất tiền của tôi sạch sẽ, sẽ ha ha ha. Trần Viễn hết nhịn lại nhịn không muốn chấp nhất với con gái. Nhưng lần này quả thực đã ép đến cậu phát điên, liêu dai ăn cướp còn la làng lý vân đào thì trợ giúp xem ra hai người đã bàn bạn trước rồi nếu đổi lại là người khác thì hết đường chối cãi rồi xung quanh trần viễn tỏa ra khí đen dày đặc cho thấy cậu đang rất bực bội lần này là tự các người đưa mặt cho tôi dẫm đấy sau đó cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình ra nhắn cho trương hạo thiên một tin tiểu trương lái chiếc ferrari của tôi tới cửa quán cửu châu sau khi tất cả chè chén say sưa thì cũng đến lúc tàn cuộc mọi người cùng nhau đi xuống sảnh trên đường đi luôn miệng tán gẫu với nhau không hổ là bốn sao ăn ngon thật Cảm ơn Lý Thiếu hôm nay đã mời. Ai nói không phải chứ? Quả nhiên tiền có thể nuôi người. Văn Đào bây giờ thật khí phái, ai tí nữa chúng ta đi đâu đây? Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, Lý Văn Đào cũng nở mày nở mặt. Gã để ý Văn Chiết cùng Trần Viễn đi phía sau mà âm thầm đắc ý, thằng nhóc này và Lưu Văn Chiết có lẽ mất mặt rồi, đêm nay mình thắng rồi. Gã quay sang nháy mắt đưa tình với Tiêu Nhược Vũ, đưa tay ra ngụ ý muốn nắm tay cô, "Nhược Vũ, cần tôi chở cậu về nhà không?" tối nay tôi chính là tài xế riêng của cậu tôi vĩnh viễn sẽ không nghỉ phép nhược vũ âm thầm lùi về phía sau từ chối à tôi cảm thấy không cần đâu đột nhiên một lễ tân đi đến chỗ bọn họ cậu ta lên tiếng lý tiên sinh tôi đang tìm anh đây anh có thể rời xe được không lý văn đào tức giận vì bị cắt ngang rời xe chi tiêu ở khách sạn của các cậu mà không thể đỗ xe sao thật là vô lý lễ tân cũng không muốn phật lòng khách anh ta tận tình giải thích là như vậy lý tiên sinh Chỗ đậu xe của chúng tôi chỉ mở cửa cho khách VIP sau 9 giờ. Có khách VIP muốn đỗ xe bây giờ nên phiền anh di chuyển xe. Lý Văn Đào cũng không phải người muốn gây sự vô cớ, sau một hồi thì gã cũng chấp nhận. Đi ra phía bên ngoài, VIP, mình muốn xem VIP đến mức nào. Lý Văn Đào ra đến bên ngoài, đi đến nơi đỗ xe của mình, quan sát em là ai mà dám bảo gã rời xe, mình muốn xem xem ai có lai lịch lớn vậy. Lúc này, tiếng động cơ ngày càng gần đó là một con xe Ferrari đỏ rực lửa sang trọng đang dừng trước mặt hắn. Lý Văn Đào không nhịn được chửi thề một tiếng, đây là Ferrari Lafa, hơn 2.000 vạn A, mình chỉ thấy nó ở triển lãm ô tô thôi. Sau đó, từ trên xe, Trương Hạo Thiên bước xuống, một bộ dáng con nhà giàu chính hiệu là anh ta Trương Hạo Thiên của tập đoàn Trương Thị. Chẳng trách lại lịch lớn vậy. Nghe nói người này ở trong vòng phú nhị đại hàn thành, nổi tiếng không dễ chọc, may mà mình chưa xung đột với anh ta. Lý Văn Đào thầm cảm ơn tổ tiên nhà mình. Không ngờ, Trần Viễn đi ngang qua bọn họ, đi đến chỗ Trương Hạo Thiên, Hạo Thiên lại niềm nở kính cẩn đưa hai tay bắt tay với cậu ta. Lý Văn Đào đầu đầy chấm hỏi, "Trần Viễn, chuyện gì vậy?" Sau đó, chỉ thấy Trần Viễn tự nhiên mà khoác vai Hạo Thiên nói chuyện, "Phiền anh rồi Trương tổng, đi xa vậy để đưa xe cho tôi." "Ai? Phiền gì chứ?" Trương Hạo Thiên khách khí đáp, "Đều là anh em cả, có thể đưa xe cho Yên tổng là vinh hạnh của tôi." Lý Văn Đào vẫn còn đang ngơ ngơ không biết chuyện gì nghe cuộc trò chuyện của hai người xong thì chết để đứng tim mắt trợn trắng tiếp nhận thông tin xe này là của trần Viễn. trương hạo thiên vậy mà khách sáo như vậy với trần viễn ư vậy trần viễn cậu ta cậu ta cậu ta lời không cần gã nói ra hết những người khác đã nói giúp gã cậu ta giàu vậy sao cậu ta không phải là chân chạy vặt ư chắc cậu chưa tỉnh ngủ nhỉ ferrari của trần viễn đủ để mua mấy chục xe của lý vân đào rồi lại nghe giọng của trần viễn vang lên nào trương tổng giới thiệu cho anh bạn học của tôi cậu ta cũng là phú nhị đại. Đột nhiên, giờ phút này, ánh mắt của đám bạn học đều nhìn về phía Liêu Giai. Người đầu sỏ gây ra hiểu nhầm về Trần Viễn ngày hôm nay. Liêu Giai, trước đó cậu nói lời gì thế? Thân phận này của Trần Viễn mà cũng cần làm chân chạy vật ư. Tôi, tôi. Tiêu Nhược Vũ giờ mới ngộ ra chân lý, xem ra Lý Vân Đào và Liêu Giai đang vu khống Trần Viễn. Cô lại ngước nhìn đến Trần Viễn cùng hai người kia đang nói chuyện. Đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng rõ ràng thân phận của cậu ta phi phàm lại không hề giải thích cho bản thân, người này đúng là thú vị. Chỉ một lời nói liền hóa giải khuất mắt, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 5, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 5, độ hảo cảm hiện tại là 10. Trần Viễn thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy thì cười cười, đi lại phía Tiêu Nhược Vũ đưa tay ra, lịch sự hỏi, "Bạn Tiêu, tôi có thể có vinh hạnh đưa cậu về nhà không?" Nhược Vũ cũng có hứng thú nên không từ chối, "Được thôi." chiếc xe Ferrari đỏ rực lửa nhanh chóng khởi động ầm ầm rồi bỏ đi. Một đám người ở đây vẫn không ngừng cảm thán, Trần Viễn có thực lực vậy sao? Oa, wow, đẹp trai quá. A ngưỡng mộ chết mất. Lưu Văn Chiết thấy bạn mình oách như vậy thì cũng thơm lây. Cậu lên tiếng châm chọc, "Trương tổng, cậu nói người với người khác biệt, có lúc khoảng cách giữa người với chó còn lớn hơn." Thành phố về đêm, đèn neon vàng rực thắp sáng mọi ngóc ngách. Xe cộ cũng chạy đi chạy lại không nghỉ. Trong đó cũng có Ferrari đỏ băng băng trên đường. Tiêu Nhược Vũ vào trong xe được một lúc rồi mới nhận ra mình có hơi thất thố, hình như mình có chút xúc động rồi. Mình và Trần Viễn không hề thân thiết, lại tùy tiện lên xe của cậu ấy. Nhờ đột nhiên suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của người bên cạnh, tôi đã chú ý rất lâu rồi. Bạn Tiêu, mà dây chuyển trên túi của cậu có lẽ là đi cao ta man nhỉ. Trần Viễn nào biết đụng chúng đi cao ta man như là đụng chúng dây thần kinh giao tiếp của Nhược Vũ. Cô nàng lập tức trả lời, a, đúng vậy, cậu biết cái này. Trần Viễn nghĩ có lẽ mình tìm được chủ đề bắt chuyện rồi, nên vui vẻ mà tiếp lời vì tôi cũng thích xem Otaman, đặc biệt là Dika. Tôi thấy trạng thái biến hình của anh ấy rất đẹp trai. Nhược vũ khó khăn lắm mới tìm được bạn cùng sở thích. Cô phá lệ nói nhiều một chút, đúng đúng đúng. Tôi cũng vậy. Tôi đã xem từ nhỏ rồi. Đáng tiếc những cô gái bên cạnh tôi đều không thích xem cái này. Nói liên miên một lúc. Rồi Nhược Vũ mới nhận ra mình quá kích động rồi. Nói nhiều như vậy. Cô len lén nhìn sang Trần Viễn. Phát hiện cậu cũng nhìn mình thì ngại đến đỏ mặt. Giả vờ phòng má giận dỗi quay sang chỗ khác. Sau đó lại phì cười e thẹn. Một loạt hành động đáng yêu này đều được Trần Viễn ghi vào mắt. Cậu lâu rồi mới thấy thoải mái như vậy, không ngờ Tiêu Nhược Vũ lại có một mặt hoạt bát như vậy. Bộ dáng lãnh đạm bình thường là trạng thái bảo vệ của cô ấy sao? Trần Viễn nhịn không được lại nghĩ nghĩ, thấy bộ dáng vui vẻ của cô ấy, thật khiến người khác không nhịn được mà đi bảo vệ thứ tốt đẹp này. Lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác yêu đương. Hai người trên đường về đều vui vẻ cười nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà của Nhược Vũ. Trần Viễn dừng xe lại, cũng xuống xe tạm biệt người ta, tối nay gặp được ban tiêu khác với bình thường. Tôi rất vui. Nhược Vũ thấy người ta pâu dáng của Tam An thì cô cũng trẻ con mà đáp lại, gọi tôi là Nhược Vũ là được. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Hai tên trẻ con này làm xong thì cũng tự mình ngại ngùng rồi phì cười, ha ha ha. Sau cùng, thì Trần Viễn cũng tạm biệt rồi quay người trở về. Tiêu Nhược Vũ nhìn theo bóng lưng của cậu thầm nghĩ, Trần Viễn này có chút thú vị. Vậy mà không thấy mình trẻ con, khác với mấy người đàn ông tỏ ra trưởng thành như dầu mỡ đó. Tiêu Nhược Vũ trở vào trong nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ vang lên trách mắng, không phải đã nói với con mấy ngày nay không được đi lung tung sao? Sao muộn vậy mới về? Nhược Vũ cũng không biết đáp thế nào, ấp úng nói, "Mẹ, con." Mẹ cô tiến lại gần, sau đó lại vào chuyện chính mà hỏi, "Lần trước đối tượng xem mắt đã nói qua với con, con thấy thế nào?" Thấy con gái không trả lời, Ba lần nữa lấy con át chủ bài ra mà bán thảm, con cũng biết rằng công ty của bố con gần đây đang rất tệ. Khoản đầu tư của Hàn gia lần này là rất quan trọng bọn ta cũng hết cách rồi. Nhược Vũ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng cô không kiềm chế được nữa mà phản bác, nhưng mà mẹ, hôn nhân của con hạnh phúc của con không quan trọng sao? Dựa vào đâu con phải cho cái tên hoa hoa công tử của Hàn ra đó? Mẹ cô cũng không phải dễ ăn nói. Bà lớn tiếng quát, dựa vào đâu? Dựa vào bọn ta tiêu tiền nuôi con lớn. Công con ăn đồ con mặc thứ con chơi đều là dựa vào bọn ta. Đứng giữa sảnh nhà, bà không ngần ngại nói to, nếu công ty của cha con sụp đổ thì nhà chúng ta cũng to luôn sau một chàng lớn tiếng mắng chửi bà cảm thấy có hơi ác độc nên vội vàng nắm lấy tay nhược vũ mà van xin hàn tiểu cương của hàn gia quả thực chẳng ra làm sao nhưng thế lực hơn người lại nói kết hôn xong đàn ông sẽ thu tâm hơn chẳng lẽ con muốn mẹ quỳ xuống cầu xin con ư tiêu nhược vũ vẫn luôn cúi đầu từ nãy đến giờ nơi nào đó chẳng ai hay một giọt nước mắt tuổi thân của cô đã rơi xuống trần viễn vừa về đến nhà mở điện thoại ra xem thì thấy group chat hoàng đồ bá nghiệp đang bàn luận cái gì đó vô cùng sôi nổi có người gửi hình đồng hồ và khoe, có đồng hồ mới rồi. Người khác lại gửi, đây là streamer mới sao, hình như khá xinh. Chuẩn bị lên thôi. Sau đó là một người khác nữa tác cả nhóm vào rồi thông báo, ăn dưa ăn dưa. Có drama, tăng tất cả. Trần Viễn đang gặm bánh cũng dừng động tác, drama. Trương Hạo Thiên làm trò gì vậy? Nhấp vào link Hạo Thiên gửi. Một trang báo hiện ra, tiêu đề là ra mắt hay là đính hôn, mạnh mạnh liên hợp hay là cưỡng ép nghi ngờ chuỗi vốn của tập đoàn tiêu thị bị đức thiên kim tiêu nhược vũ sắp phải kết hôn với thiếu gia tập đoàn hàn thị miếng bánh tội nghiệp trên miệng trần viễn rơi xuống vì chủ nhân của nó đang sốc đến đứng hình luôn rồi hít drama mà hít cả vào mình rồi tiêu nhược vũ sắp xem mắt trần viễn nhớ đến khoảnh khắc ban nãy hai người không ngần ngại cùng nhau làm trò nữ thần của hắn hóa ra lại trẻ con như thế hắn muốn yêu đương với cô giờ lại chuyện gì thế này trần viễn siết chặt nắm tay hắn từng bước hữu lực bước trở ra ngoài trong lòng quyết tâm không lần này mình sẽ không sợ hãi nữa anh không muốn làm người qua đường trong cuộc đời em nữa nào ngờ bên ngoài có người đang đợi cậu một bà gì nhìn chằm chằm trần viễn đang bước đi quay sang hỏi người bên cạnh người đó là trần viễn ư người kia nói không sai chính là cậu tại tên đầu đường xó chợ mặc quần phồng tay ngắn như trong video xác nhận đúng người bà ta tiến lên chặn ngang con đường đi cứu tiểu kiều thê của cậu xin chào trần viễn tôi tên là thẩm thục nghi có hứng thú làm người nổi tiếng trên mạng không Bà ta đưa ra một cái danh thiếp của mình, công ty truyền thông Trúc Mộng, Thẩm Thục Nghi. Trần Viễn liếc mắt một cái rồi bỏ đi, xin lỗi, không có hứng thú. Thẩm Thục Nghi mặt mày u ám, nhíu mi, từ chối dứt khoát vậy sao? Chẳng lẽ ký công ty rồi? Vậy đổi cách khác. Bà ta vẫn tiếp tục đuổi theo sau Trần Viễn luyên thuyên nói, bạn học, cậu đợi đã, công ty chúng tôi là một công ty MCN chính quy, thực lực hùng hậu và sẽ trả cho cậu mức lương hậu hĩnh. Sau đó, bà ta còn bạo gan hơn bước nhanh về phía trước chặn đường Trần Viễn. Điều quan trọng hơn là công ty chúng tôi có thần hào yên tổng chống lưng cho chúng tôi. Cậu biết yên tổng chứ? Thổ hào vô địch của nền tảng cá mập. Bà ta nở nụ cười mười phần nhìn y chang mấy tú bà. Buông lời đe dọa, nếu cậu không ký với bọn tôi, cẩn thận bị yên tổng phong sát đó. Trần Viễn đã gấp đến độ muốn bốc khói rồi, giờ còn bị người này năm lần bảy lượt ngăn cản. Cậu trừng mắt chửi thề trong lòng, sao phiền thế? Còn mẹ nó yên tổng, tôi mẹ nó chính là yên tổng đây đừng trì hoãn chính sự của lão tử nữa. Thẩm Thục Nghi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bà ta đưa mặt lại gần Trần Viễn rồi nhỏ nhẹ hỏi, thế nào, bà cô này tưởng mình không làm gì được cô ta sao? Nghĩ là làm, cậu lại lấy chiếc điện thoại thần thánh ra, nhắn tin nhiều vả, chỉ còn cách này, mình không thể thì không có nghĩa người khác không thể. Group chat hoàng đồ bá nghiệp, các anh em giúp với, có người biết truyền thông chúc mộng không? Có người tên là Thẩm Thục Nghi cứ quấy giày tôi, còn lấy tên tôi đi rêu rao lừa gạt. Có thể giúp tôi giải quyết không? những người khác như đang online chờ đợi cậu nhắn vậy. Rất nhanh đã có 3,4 người trả lời, tôi tra xem. Yên Tổng giao cho tôi. Anh đợi chút Yên Tổng. Vài phút thôi tôi sẽ xóa tên nữ nhân đó và công ty đó ở Hàn Thành. Ấy, Yên Tổng, Yên Tổng, có phải có hiểu nhầm gì không? Nhắn xong cho đồng bọn, Trần Viễn buông điện thoại xuống chờ cái kết. Thẩm Thục Nghi vẫn còn ngây thơ ve vãn, thế nào? Còn chưa nghĩ xong sao? Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hử. Ừ. Sao ông chủ lại gọi? bà ta vừa bắt máy đã có một âm thanh không thân thiện quát lớn người phụ nữ điện này cô mau về cho tôi nếu cô thật sự không muốn làm nữa thì đừng làm ngu ngốc thẩm thục nghi vội vàng muốn giải thích ông ông chủ tôi tôi không có trần viễn rốt cuộc cũng thoát khỏi ngục tù cậu ta vội vã bước đi tập đoàn hàn thị đúng không dám cướp phụ nữ với tôi tôi cho các người chút sắc mặt xem xem người nhà họ tiêu cùng đi với nhau đến gặp hàn gia bàn chuyện làm ăn trên đường đi mẹ của nhược vũ không ngừng nhắc nhở con gái nhược vũ à lần này chỉ là đến xem mắt đứa trẻ của Hàn Gia mà thôi. Đừng dầu dĩ không vui nữa. Chuỗi vốn của tập đoàn viễn hàng của nhà chúng ta đã bị phá vỡ. Tóc của cha con đã bạc trắng khi ông ấy đi khắp nơi để cầu người rồi. Lần này bác Hàn con nguyện ý đưa tiền giúp chúng ta. Yêu cầu cũng không quá đáng. Chúng ta chỉ cần coi là kết bạn. Hơn nữa đứa trẻ Hàn Tiểu Cương này trông cũng khá thành thực. Có thể tiếp xúc thử. Bàn tay đang nắm chặt của Nhược Vũ bị điện thoại làm cho rung lên một cái. Cô chậm chậm mở điện thoại ra nhìn là tin nhắn của Trần Viễn đến từ WeChat, Nhược Vũ. Cậu ở đâu thế? Cô vội vàng nhắn lại, trên đường đến khách sạn Đế Hào. Trong nhà sắp xếp chút chuyện. Trần Viễn rất nhanh đã trả lời, được rồi. Lúc sau nói cho tôi vị trí cụ thể. Đợi tôi nhé. Nhìn điện thoại một lúc lâu, Tiêu Nhược Vũ mới chậm chậm nhận ra, Trần Viễn, chẳng lẽ cậu ấy biết mình đi xem mắt. Cô không thể không nhớ đến người con trai ngày hôm ấy. Ánh mắt cậu ta dịu dàng nhìn cô, còn cùng cô làm trò. Nếu phải ở bên một người nào đó, so với Hàn Tiểu Cương ghê tởm đó thì Trần Viễn hình như càng. Suy nghĩ vốn đang bay lượn của cô bị giọng của ba cắt đứt. Ông ấy lên tiếng, Nhược Vũ à, cha chưa từng cầu xin con điều gì. Nhưng cha chỉ xin con lúc gặp chuyện thì bình tĩnh chút, coi như con giúp cha được không. Nhược Vũ nhìn đến đấng sinh thành của mình đang này nỉ, đành lòng không chịu nổi. Chỉ có thể cắn răng đáp ứng, con, biết, rồi, cha. Chiếc xe lao băng băng trên đường, một chốc đã đến điểm hẹn khách sạn đế hảo. Xe dừng trước cửa. Một người xem như là quản lý dẫn cả nhà họ tiêu vào bên trong. Xin chào tiêu tổng. Hàn tổng đang ở phòng hội nghị 305 để đợi ngài. Mời đi theo tôi. Ba tiêu khách sáo nói. Làm phiền rồi. Cả ba đi theo sau người quản lý kia. Chẳng ai trong họ biết tên quản lý bề ngoài lịch sự này bên trong suy nghĩ lại có bao nhiêu gây tổng. Nghe nói thiên kim tiêu ra trời xinh đẹp đẽ. Chăm nghe không bằng một thấy. Đúng là không phí công. Đáng tiếc rất nhanh sắp biến thành miếng thịt trong miệng của Hàn thiếu bọn mình rồi hê hey, hê. Hey. Tiêu Nhược Vũ đi sau lưng mọi người. Bây giờ cô mới để ý đến cặp táp ba mình cầm theo trên tay, không phải xem mắt sao? Tại sao cha lại mang nhiều văn kiện tới vậy? Đi hết một dãy hành lang đã đến nơi hẹn. Quản lý nhã nhận mở cửa mời ba người vào trong, Tiêu tổng, mời vào trong. Vừa bước vào, ông chủ Hàn gia đã đứng lên nghênh đón, Tiêu tổng tới rồi. Tiểu Cương, tới rót trà cho chú của con. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Tiêu Nhược Vũ nhìn đến đóng giấy tờ trên bàn kia, có hơi thất thần bây giờ mới lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó đây tuyệt đối không phải là xem mắt cô lại nhìn đến bóng lưng người cha của mình cha rốt cuộc đang muốn làm gì vậy trong hiểu biết của tiêu nhược vũ về hàn thị thì tập đoàn hàn thị một trong những tập đoàn lớn nhất ở hàn thành nhiều hoạt động kinh doanh thậm chí liên quan đến nhiều ngành công nghiệp xám người đứng đầu hàn tam thủy lại càng nổi tiếng là lão hồ ly gian xảo không lợi không làm miên man trong suy nghĩ của mình thì nhược vũ bị hàn lão ra bắt chuyện Nhược Vũ đúng là trưởng thành rồi, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều rồi. Nhược Vũ vui vẻ cười khách sáo với ông, chú quá khen rồi. Hai tay giấu phía sau âm thầm nhắn địa chỉ qua cho Trần Viễn, tôi đang ở phòng hội nghị 305. Tiểu Cương thấy mỹ nữ thì nhịn không nổi nữa, nước miếng cũng sắp chảy đến nơi. Chạy lại nắm lấy tay Tiêu Nhược Vũ mà cười, "Hê hey hê, hey, Nhược Vũ em cũng tới à? Từ sau khi gặp em ở quán rượu lần trước, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên, nằm mơ cũng thấy em." Rồi hắn lại nói tiếp Lời này nghe như là đang thị uy với cô, em yên tâm, lần này cha anh nhất định sẽ giúp nhà em qua cửa ải này." Tiêu Nhược Vũ cũng không phải điếc, có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói của hắn. Cô vội vàng rút tay lại, cười cứng đờ nói, "À, cảm ơn." Tiểu Cương mặt dày, bị từ chối cũng chẳng để ý, hắn đem tay đặt sau eo của Nhược Vũ, giả vờ nhã nhặn, "Nhược Vũ em khách sáo với anh làm gì? Dù sao chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi." Lời này hắn vừa nói vừa cho đôi tay hư của mình đi du lịch không đúng chỗ động tác này trực tiếp làm cho tiêu nhược vũ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề cô hất mạnh tay hắn ra lớn tiếng mắng anh tôn trọng tôi chút đi ai là người một nhà với anh lấy tay của anh ra còn chưa đợi tiểu cương lên tiếng ba tiêu đã sớm một bước tiến lên nói lớn trách mắng nhược vũ nhược vũ sao nói chuyện với tiểu cương như vậy thật bất lịch sự tiêu nhược vũ bị ức hiếp đã đành còn bị mắng oan ức cô khóc không ra nước mắt chỉ có thể uất hận lắp bắp vài chữ cha con Ba tiêu mắng xong con gái thì quay ra nịnh nọt Hàn lão gia. Ông ta dùng ánh mắt ái náy nói, Hàn tổng, con gái tôi không hiểu chuyện. Anh đừng tính toán với con bé. Tôi thấy tiểu cương và con gái tôi rất xứng đôi ha ha ha. Hàn lão gia đó cũng thật khách sáo. Ông ta cũng cười cười đáp lại, ha ha ha. Nếu đã như vậy thì mọi người đều ngồi đi. Tiêu tổng cũng xem hợp đồng đi. Sau một hồi sóng gió gia tộc, mọi người rốt cuộc cũng ngồi vào bàn đàng hoàng. Quản lý đứng giữa như chủ phiên tòa mà lên tiếng giải thích mọi thứ. Đây là hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần, tôi sẽ giới thiệu chi tiết các điều khoản bổ sung trong đó cho Tiêu tổng. Theo thỏa thuận, Hàn Gia cung cấp 100 triệu cho tập đoàn Viễn Hàng của Tiêu gia để mua 20% cổ phần với điều kiện Tiêu Nhược Vũ phải kết hôn với Hàn Tiểu Cương. 100 triệu nhân dân tệ sẽ được chuyển vào tài khoản công khai của tập đoàn Viễn Hàng theo đợt. Hắn ta đọc đến đây thì bắt đầu thả chậm từng chữ từng chữ, mà đồng thời từng chữ này cũng đánh cho Tiêu Nhược Vũ một đòn nặng nề, cho đến khi con gái của Tiêu tổng cũng có nghĩa là Tiêu Nhược Vũ sinh một đứa cháu cho Hàn gia thì sẽ chuyển số tiền cuối cùng. Tiêu Nhược Vũ không ngồi yên được nữa, cô dứt khoát đứng lên giật lấy tờ hợp đồng run run xem rồi nức nở hôn lễ cái gì sinh con không thể nào cô nước mắt lã chã rơi từng giọt đều đẹp đến hoa lê đáy vũ quay sang nhìn cha mình cha cha lừa con đến nơi này là vì cái này sao cha đang bán con gái đó mẹ tiêu lúc này cũng lên tiếng khuyên con gái nhược vũ con bình tĩnh chút mẹ con không muốn bình tĩnh ánh mắt cô dại đi tầm mắt tối sầm con không hiểu các người kinh doanh thất bại dựa vào đâu mà đạp lên cuộc đời của con chẳng lẽ cha mẹ không biết hàn tiêu cương đó ăn uống cờ bạc làm đủ thứ độc hại sao con chết cũng không muốn gả cho hắn tức giận vùng lên vì hạnh phúc của bản thân những tưởng được sự thương cảm của ba mẹ ruột nhưng không ba tiêu lại đứng lên người ba ruột yêu thương cô giờ đây lại cho cô một bạt tai vừa đau thể xác lẫn tinh thần cũng vỡ nát ba tiêu không hiểu sao con gái lại không hiểu chuyện như vậy ông ta lửa giận phừng phừng mắng cha đã chiều con quá rồi Lúc tiêu gia gặp khó khăn, con lại chỉ nghĩ cho bản thân, sao cha lại dạy ra được một đứa nghịch trướng như con chứ? Tiêu Nhược Vũ vẫn còn tan nát trong cái tác của ba tiêu lúc nãy, giờ đây cô bất động cũng chẳng muốn động nữa, con, con chỉ nghĩ cho bản thân con. Mẹ Tiêu đi đến, an ủi cho đứa con gái duy nhất của mình, bà mong cô hiểu cho họ, Nhược Vũ ép. con phải hiểu cho cha con. Ông ấy làm vậy cũng vì nhà chúng ta thôi, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện đúng không? Nếu tập đoàn Viễn Hàng sụp đổ thì chúng ta cũng sụp đổ. Tiêu Nhược Vũ càng ngay càng cảm thấy nực cười. Rốt cuộc thì họ thật sự vẫn muốn bán cô cho Hàn gia, mẹ. Sao ngay cả mẹ cũng như thế? Viễn Hàng sụp đổ thì chúng ta có thể cố gắng cùng vực nó dậy. Có con có mẹ, có cha cả nhà chúng ta vẫn đang ở đây. Viễn Hàng sẽ không. Lời đến bên miệng, Nhược Vũ còn chưa có cơ hội nói tiếp. Mẹ cô đã đột ngột quỳ xuống. Bà ấy nắm lấy tay cô. Như van xin này nỉ, Nhược Vũ. Mẹ xin con. Con thương mẹ được không? Hành động này của mẹ Tiêu không chỉ làm Nhược Vũ sợ hãi, mà mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Nhược Vũ nước mắt như chân châu lại rơi xuống. Cô vội vã muốn kéo mẹ đứng lên, "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ mau đứng lên đi." Mẹ Tiêu không đồng ý. Bà tiếp tục quỳ, "Mẹ cũng hết cách rồi. Chúng ta đã không còn con đường nào để đi. Con không đồng ý kết hôn thì mẹ sẽ không đứng dậy." Nhược Vũ sớm đã run run giọng, cô chỉ có thể nhìn hai đấng sinh thành của mình, "Cha mẹ, cha mẹ, con." Tiểu Cương quả nhiên là kẻ biết tận dụng thời cơ, Hắn ta chọn ngay lúc này để nói lời đường mật trước mọi người. "Còn dụ dỗ Nhược Vũ, Nhược Vũ. Anh thật sự thích em, chỉ cần em gả cho anh thì em có muốn sao trên trời anh cũng sẽ lấy cho em. Em xem bác gái đã như vậy rồi, em đồng ý đi." Tiêu Nhược Vũ đứng trước vòng xoay số phận, chọn cũng không được, khâu chọn cũng không xong. Cô tự hỏi, đây là số mệnh của mình sao? Sinh ra ở gia đình như vậy, cần trả ra một cái giá tương ứng, làm một con chim hoàng yến xinh đẹp mãi mãi bị xiềng xích. Cuối cùng, không thể khâu chấp nhận cô cúi đầu thấp giọng con đồng ý mẹ đứng dậy đi cha mẹ nói gì thì là cái ấy hai vợ chồng tiêu ra giờ mới thở phào một hơi nặn ra nụ cười vui vẻ đây mới là con gái ngoan của mẹ con gái ngoan ba tiêu cũng nhẹ giọng dịu dàng nhược vũ à ban nãy cha tức giận nên mới nói vậy con đừng để trong lòng chúng ta cũng là lần đầu làm cha mẹ có lúc sẽ có chỗ không chú đáo hàn lão ra xem một nhà ba người diễn cũng mệt rồi lão ta vừa lấy điếu xì gà ra vừa lên tiếng nếu lệnh thiên kim không có dị nghị vậy chúng ta tiếp tục ký hợp đồng thôi tiêu tổng ba tiêu mơ còn không được ông ta nhanh tay nhanh chân lấy tài liệu trong cặp ra đúng 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 hợp đồng quan trọng hàn tổng nói đúng hàn lão ra ngậm xì gà trong miệng nói nói ký hợp đồng sớm thì tiểu cương và nhược vũ cũng kết hôn sớm để tài chính của tiêu gia cũng có thể đến được tiểu cương bên này sớm đã chảy nước miếng ánh mắt cháy bỏng mà nhìn nhược vũ trước mắt trong đầu hắn toàn là những thứ dơ bẩn khó coi coi thường mình còn không phải làm vợ mình sao người phụ nữ cao quý băng lãnh như vậy lên giường sẽ hê hey hê hey. mọi người đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị ký tên thì ngay lúc này cánh cửa phòng hội nghị đột ngột bị đạp bể người tiến vào chính là nam chính của chúng ta con chó nào đào góc tường của lão tử cút ra đây một màn này làm tất cả mọi người đều bị dọa nhìn về phía trần viễn trần viễn xông vào không báo trước còn dùng khí thế hơn người mà nói đào góc tường của tao ăn gan hùng mật gấu rồi hả là ai cút ra đây Tiêu Nhược Vũ thấy người thật sự đến, đôi mắt ánh lên ánh sáng, mong chờ mà nhìn đến Trần Viễn, là Trần Viễn, cậu ấy thật sự tới rồi. Tiểu Cương tức giận vì bị giật mất mặt mũi, hắn tiến lên muốn đấm Trần Viễn, chó điên từ đâu chạy tới sủa loạn, chán sống à? Nhưng vẫn là chưa đụng được sợi tóc của người ta nữa đã bị đánh cho một cái rụng mất một cái giang cửa, sau đó còn ngã chỏng vó ra đất, khó coi vô cùng. Trần Viễn phủi phủi tay, nhìn về phía Hàn Gia lên giọng trông như chưa bát giới, còn không cút ra cho ra. Tiểu Cương vì bị đánh đến đau, hắn mất mặt giận dữ gào lên: Mày, mày dám đánh tao, mày, 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 mấy tên lính của hắn cũng bất bình thay to gan, vậy mà dám đánh hàng công tử, không cần mạng nữa sao? Mày biết người ngồi trên ghế là nhân vật có thân phận thế nào không? Chán sống rồi sao? Trần Viễn nghe xong thì cười khinh bỉ, nhìn cậu giống người sẽ sợ mấy con tôm tép này à? Thân phận không phải là hai lão già, một người đang bán con gái, một người mua con gái sao? Các ngươi động vào ta thử xem? ta sẽ khiến hàn gia biến mấy khỏi hàn thành. mấy tên lính cuối cùng cũng chịu không nổi, bọn họ muốn sông lên sống chết với trần viễn, nhưng cũng may hàn lão gia vẫn còn giữ cái đầu lạnh. quả đúng là người làm ăn. lão suy tính trong lòng, giao dịch với tiêu gia lần này rất bí mật, gia tộc khác cũng tưởng là xem mắt, tên nhóc này không chỉ biết rõ như vậy, còn có thể tìm đến đây. lão ta nhìn chăm chú vào đôi mắt trần viễn sau đó chốt một câu, không đơn giản. qua một hồi suy xét, ông ta cũng lên tiếng, không biết cậu là công tử nhà nào. Hàn Mỗ hôm khác đến thăm hỏi. Trần Viễn chẳng khách sáo, cậu thẳng thừng từ chối, không cần. Ông không có tư cách này. Tiểu Cương vừa mới cố gắng gượng đứng dậy được, có vẻ lại muốn ăn đòn, tiến lên quát mắng Trần Viễn, khẩu khí lớn thật. Hàn lão quát hắn, im miệng. Cha dạy con như nào? Làm việc phải suy nghĩ trước sau, xem hắn giở trò gì đã. Trần Viễn thôi không muốn cùng những người này nói chuyện nữa, cậu quay sang, "Trấn An Nhược Vũ, Nhược Vũ, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giải quyết khó khăn của nhà cậu." Tiêu Nhược Vũ ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nở hoa, ừm. Trần Viễn tiến đến bàn, tiện tay cầm một bảng hợp đồng lên xem. Ba Tiêu đứng kế bên nhân mày nói, cậu làm gì thế? Hợp đồng này. Trần Viễn chẳng quan tâm hắn. Cậu quay sang nói với Ba Tiêu, Tiêu tổng đúng là quá coi nhẹ con gái mình rồi. 100 triệu mà đã bán, còn dâng lên 20% cổ phần của công ty mình. Có phải ông già rồi nên lú lẫn không? Nói xong lời này, cậu chẳng để ai kịp lên tiếng, thẳng tay xé nát nó, như vậy đi, tôi trả 500 triệu để mua 60% cổ phần viễn hàng của tiêu gia ông. Con số được đưa ra, cả năm người ở đây ai cũng đều kinh diễm, 500 triệu. Hàn lão hiếm khi có chuyện khiến ông ta nhíu mi, nhìn chằm chằm người trước mắt, phát tay là có thể lấy ra 500 triệu. Ít nhất cũng là tập đoàn thế lực có tài sản hơn tỷ. Hàn Tam Thủy ta đã đọc vô số người, nhưng lại không thấy được đường lối của hắn. Thật kỳ lạ. Ba tiêu thụ sủng nhược kinh. Ông ta suy tính trong đầu, 500 triệu. Con số tiền này mình không những có thể đông sơn tái khởi, còn có thể khai cương thác thổ. Tuy nhiên Trần Viễn lúc này mới đưa ra yêu cầu của bản thân, đương nhiên không thể cho ông 500 triệu không, trừ cổ phần tôi cũng có một yêu cầu. Vừa nói xong, cậu đưa tay chỉ về phía Tiêu Nhược Vũ đang đứng ngốc. Tiêu Nhược Vũ cả kinh, ấn đường bắt đầu tối đi, Trần Viễn muốn dùng 500 triệu mua mình. Tiêu Nhược Vũ suy sụp vô lực ngã xuống đất, cô rõ ràng cho rằng Trần Viễn khác với mọi người nhưng hóa ra cậu ấy và họ giống nhau. Những giọt nước mắt chân châu ấy lại rơi, Cô không tin tưởng được ai nữa cả, đều coi mình là hàng hóa có thể tùy ý mua bán. Nhưng đau thương chưa được bao lâu, lời tiếp theo của Trần Viễn trực tiếp cắt đôi nỗi sầu của Nhược Vũ, điều kiện của tôi là 60% cổ phần đều chuyển hết dưới tên của Tiêu Nhược Vũ. Trần Viễn vui vẻ nói tiếp, chỉ cần cổ phần chuyển xong thì tôi sẽ lập tức trả 500 triệu. Nhược Vũ mới hiểu ra, hóa ra bản thân hiểu nhầm người đó. Giờ đây trong lòng cô như rừng hoa nở. Con chim hoàng yến kiều diễm rốt cuộc cũng tìm được người tốt bụng mà mở khóa cho nó giúp nó vươn cánh bay ra thế giới bên ngoài. Nhược Vũ không khỏi suy nghĩ, có tồn tại anh hùng, Trần Viễn, cậu ấy chính là anh hùng của mình. Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm hiện tại 85 điểm. Tên quản lý gương mặt niềm nở đi đến bên bàn, lấy ra bản hợp đồng mới, Trần công tử, đã soạn thảo hợp đồng mới xong rồi, có thể ký tên rồi. Trần Viễn nhẹ nhàng skin ship với Nhược Vũ, làm cho cô đỏ chính cả mặt nhược vũ nào ký hợp đồng này về sau ai cũng không thể điều khiển cuộc đời của cậu nhược vũ kích động trần viễn cậu tôi vừa ký tên xong một thông báo đã hiện lên điện thoại của mẹ tiêu kính gửi quý khách hàng tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 triệu nhân dân tệ thời gian giao dịch mẹ tiêu hớn hở nói lão tiêu tiền tới thật này 500 triệu đó ba tiêu thái độ thay đổi 180 niềm nở khách khí với trần viễn trần trần công tử yêu cầu ngài đưa ra thật sự chỉ có vậy thôi sao? Trần Viễn đáp lời, đương nhiên là như vậy. Ông còn muốn gì nữa? Cậu như nghĩ ra gì đó? Tiến đến gián sát vào mặt ba tiêu đe dọa, hương suy của tiêu gia ông đều trong một ý niệm của tôi. Nếu ông còn cưỡng ép nhược vũ làm chuyện cô ấy không muốn thì sẽ để ông biết cái gì gọi là đau không muốn sống. Ba tiêu bị lời này dọa sợ không dám hò hé. Sau khi thấy ổn thỏa, Trần Viễn quay sang bảo với nhược vũ, nhược vũ, nơi này không còn gì lưu luyến nữa. Chúng ta đi thôi. Hàn lão cũng kính nể vài phần với nhân vật lớn này. Lão ta khách sáo nói, Trần Thiếu hào phóng kinh người. Hàn Mỗ không phục, bạn này khuyển tử có chút xung đột với ngài. Tôi xin lỗi thay thằng bé. Ngài đừng tính toán với nó. Có thể không chấp mắt mà lấy ra 500 triệu. Giàu nhất cả nước chẳng qua cũng chỉ có vậy. Thực lực của tiểu tử này hùng hậu, thủ đoạn khó lường, không thể đối địch. Tiểu Cương quả nhiên là một pháo hôi chính hiệu. Hắn ta đã xấu lại còn hay tìm đường chết. Lúc nào không lên tiếng lại chọn lúc này. Cha, rõ ràng hắn động thủ đánh trước. Hàn lão muốn lấy lòng người ta còn con trai lão thì hết lần này đến lần khác gây sự. Lão tức điên lên, giáng cho nó một bạt tay, nghiệp chướng con câm mồm lại. Gia nghiệp của Hàn gia sớm muộn gì cũng hủy trong tay tên ngu xuẩn con. Trần Viễn không muốn xem cha con nhà này tình thâm như nào. Cậu thần nhiên bỏ đi, để lại tiếng mắng chửi của Hàn lão phía sau, cha phải đánh chết con. Ra đến ngoài xe, vẫn là con Ferrari đỏ rực lửa hôm trước. Tiêu Nhược Vũ thuần thục ngồi vào ghế phó lái, cô dịu dàng cảm ơn trần viễn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi trần viễn vừa chăm chú chỉnh nhạc trong xe vừa thuận miệng đáp không sao cũng không phải là lần đầu tiên cứu cậu câu nói của trần viễn khiến tiêu nhược vũ phải dừng lại động tác chuyện phải kể về từ lúc bọn họ còn là học sinh cấp 3. hôm ấy tiêu nhược vũ đi học về muộn thất thầm một chút đã muộn vậy rồi sẽ không gặp phải người xấu gì đó chứ cô cố gắng đạp xe thật nhanh trước khi trời tối để về đến nhà nhưng quả thật trời không chiều lòng người Vừa nhắc đến người xấu thì phía trước thật sự có người xấu xuất hiện. Bọn họ năm sáu người vây quanh Nhược Vũ, ánh mắt ác ý nhìn đến cô gái nhỏ. Nhược Vũ sợ hãi, "Ai vậy? Các anh muốn làm gì?" Một tên trong đó lên tiếng trả lời, "Không làm gì, gần đây có chút kẻ tiền, nên mượn chút tiền lẻ để tiêu vặt thôi." Nhưng mà tên khác lại không thành thật. Hắn ta đi đến từ phía sau, giữ Nhược Vũ lại rồi sờ soạn khắp nơi, "Em gái, không có tiền lẻ cũng không sao, xin như vậy để anh đưa em đi chơi." Tiêu Nhược Vũ sợ đến sắp khóc đến nơi. Cô không ngừng hét lớn hòng muốn đuổi bọn gớm ghiếc này đi, tôi không quen các anh. Thả ra tôi báo cảnh sát đấy. Nhưng mà trời sinh bọn chúng đã là đám người vô liêm sỉ. Nào chỉ vì vài lời đe dọa không có trọng lượng này của cô mà mà hoảng sợ. Ngược lại còn cợt nhà nói, em gọi đi. Em càng gọi bọn anh càng hưng phân ha ha ha. Nhược Vũ chỉ bất lực cầu xin, đừng mà thả tôi ra. Đột nhiên từ phía sau, một bạn nam sinh xông đến, hất ngã một tên trong đó xuống, nam sinh không màn đau đớn hết lớn bảo nhược vũ bạn học tiêu chạy mau tiêu nhược vũ vẫn còn kinh hãi đứng ngây ra đó trần viễn cố hết sức giữ lấy đám người này cậu chạy mau đừng quay đầu chạy mau tiêu nhược vũ rốt cuộc cũng hoàn hồn cô bỏ đi thật nhanh đằng sau chỉ còn vọng lại tiếng chửi bới cùng với những nắm đấm thô bạo rơi xuống người của trần viễn thằng nhóc thối từ đâu ra phá hỏng chuyện tốt của ông nội mày đánh nó cho tao tiêu nhược vũ nghe trần viễn gợi lại chuyện cũ thì mới vỡ lẽ hóa ra đó là trần viễn sao cô cũng lên tiếng giải thích Lúc đó mình quá sợ hãi nên không thấy rõ người cứu mình là ai. Đợi mình hồi thần tới báo cảnh sát thì lúc cảnh sát tới người đó và mấy tên giang hồ đã không thấy đâu rồi. Tiêu Nhược Vũ rơi nước mắt, cô chậm rãi đưa tay lên ngực, giọng nói pha lẫn vui mừng cùng hối tiếc, "Tôi, tôi tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được người cứu tôi nữa." Sau đó cô đột nhiên quay sang, cười vui mừng, dùng ánh mắt long lanh nhìn đến Trần Viễn, không ngờ vậy mà là cậu Trần Viễn. Sau câu chuyện cũ mơ hồ, giờ đã rõ người ân nhân xưa là ai nhược vũ càng mến mộ trần viễn hơn hảo cảm cũng tăng lên độ hảo cảm của tiêu nhược vũ cộng 10. độ hảo cảm hiện tại 95. chúc mừng ký chủ phản công thành công trong mắt trần viễn giờ đây là hình ảnh nữ thần một thời mình mong nhớ cô ấy đang ngồi trước mắt mình kiểm tra được ký chủ đã chi tổng cộng 500 triệu tệ thường ký chủ 50 triệu tệ tiêu nhược vũ chuyển hóa thành sim chúa của ký chủ thường 35 điểm cường hóa nhận được kỹ năng tinh thông ngôn ngữ bốn nước anh pháp ngã hàn bảng thông báo không ngừng hiện lên tên trần viễn tuổi 21 tuổi. Chiều cao 181 cm. Cân nặng 70 kg. Sức mạnh 29. Thể chất 29. Tinh thần 15. Nhanh nhẹn 19. Trạng thái siêu nhân nhỏ cực kỳ mạnh mẽ. Kỹ năng: Tinh thông vũ đạo, Tinh thông tiếng Anh, Pháp Nga Hàn điểm cường hóa 35 điểm. Sau một loạt tin nhắn thông báo hiện lên, Trần Viễn mới hoàn hồn, cố rời tầm mắt đến màn hình, phản công thế thôi ư? Nhanh như vậy tôi còn rất nhiều chưa chưa dùng đâu chị à. Cậu còn đang giật mình là thật, nhưng khi quay lại nhìn đến gương mặt của tiêu nhược vũ cậu lại không kìm lòng được chỉ là như vậy hình như cũng không tệ nhớ đến những năm tháng trung học bản thân chỉ là một học sinh bình thường chẳng có gì nổi bật chỉ dám nhìn người mình thích từ phía xa lần này mình đã có dùng khí quang minh chính đại đứng trước mặt cô ấy theo đuổi cô ấy lần này mình không cô phụ mình của trước kia trần viễn rốt cuộc cũng không kiềm lòng được cậu chậm rãi tiến về phía nhược vũ hai người bốn mắt nhìn nhau Đến khi Trần Viễn sắp thật sự chạm được môi của nữ thần thì lại bị tiếng nhạc chung bolero của mình đánh gãy, anh không muốn thấy em tổn thương như tình yêu cô gái ạ. À? Hai người vừa rồi còn định hôn nhau giờ đây mặt ai nấy đều đỏ như gấc, ôm mặt quay sang một bên chẳng dám nhìn nhau. Một lúc sau Trần Viễn mới để ý, người gọi đến chính là Triệu Ngọc Kỳ. Trần Viễn cũng không ngần ngại mà bắt máy ngay trong xe, vừa mở lên thì giọng Triệu Ngọc Kỳ đã vang lên trước, "Alo, Trần Viễn, em đã chuyển vào biệt thự rồi, hai ngày nay đều đang mua đồ gia dụng." anh biết mai là ngày gì không trần viễn vừa trả lời ngọc kỳ vừa lén nhìn trộm nhược vũ kế bên anh đương nhiên biết rồi ngày mai là sinh nhật em anh đã chuẩn bị quà rồi trong lòng trần viễn ầm ầm xét đánh triệu chủ tịch vậy mà đúng giai đoạn mấu chốt triệu ngọc kỳ bên kia quả thật đang dọn nhà trong nhà có rất nhiều người đang không ngừng vận chuyển đồ đạc cho cô đúng rồi ngày mai anh đừng tặng em quà quá quý trọng đó nha lần này em tổ chức sinh nhật sẽ mời rất nhiều bạn học quà quá quý trọng em ngại nhận ý trong đầu Trần Viễn cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vậy mà chặn đường mình trước. Vậy Ferrari của mình phải làm sao đây? Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn bình thản trả lời, được thôi. Vậy anh nghĩ xem nên tặng em quà gì? Triệu Ngọc Kỳ vui vui vẻ vẻ trò chuyện với Trần Viễn, lại để cho Tiểu Phi đứng ở sau căn nhân một trận, kỳ kỳ cậu đừng nấu cháo điện thoại nữa. Cái này nên treo ở đâu? Triệu Ngọc Kỳ bây giờ mới sực nhớ ra mình đang dọn nhà. Cô cười cười đáp lại Tiểu Phi, tới đây tới đây. Sau đó gấp gáp nói với Trần Viễn một tiếng, được rồi không nói chuyện với anh nữa, em phải đi làm việc đây. Bái bai mòa. Cô buông điện thoại xuống. Vui vẻ múa mai đi đến bên cạnh Tiểu Phi, về sau mình có nhà của mình rồi. Ngôi nhà trị giá 6.000 vạn. Thật ngọt ngào. Sau khi cúp máy với Ngọc Kỳ, Trần Viễn mới liếc nhìn Nhược Vũ lần nữa, ấy. Vậy mà cậu ấy không chủ động hỏi ai gọi. Trần Viễn lên tiếng phủ đầu trước, có một bạn đại học tổ chức sinh nhật. Sẽ có tiệc sinh nhật cậu muốn tới không? Trần Viễn trong lòng chính là muốn lấy tín nhiệm của Nhược Vũ, cho dù thế nào, chủ động mời sẽ thể hiện mình thẳng thắn trung thực đối phương sẽ không nghi ngờ những lời nói dối được bao bọc bởi sự thật là điều khó nhìn thấu nhất binh pháp trần thị tiêu nhược vũ nghe nhắc đến mình thì cũng nhanh chóng đáp lại à thôi ký hợp đồng rồi nên ngày mai trong nhà sẽ có rất nhiều việc huống hồ đều là bạn của cậu tôi đi cũng không tốt lắm nhưng vốn dĩ trong lòng cô đã có suy tính riêng có một số vấn đề có thể hỏi một số vấn đề hỏi chưa chắc đã có đáp án nếu đã vậy thì không bằng không hỏi thì hơn tiếc thật nếu cậu mà đi thì chắc chắn diễm áp quần phương về sau nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm trường các cậu. Trần Viễn thở phào một hơi, tôi cũng là khách sáo thôi. Nếu cậu đi thật thì tôi gặp rắc rối rồi. Điều này chứng tỏ rằng hai tuyển thủ của chúng ta đều là người nhìn xa trông rộng, đã nhường đối phương một bước. Nhược Vũ hiểu rõ bên cạnh người đàn ông ưu tú luôn sẽ có oanh oanh yến yến, là của mình thì cuối cùng sẽ là của mình, mình tin mị lực của mình. Sau đó, cả hai cũng chẳng trò chuyện gì nữa suốt chặng đường. Trần Viễn đưa Nhược Vũ đến nhà. Sau khi xuống xe, Nhược Vũ mới lên tiếng, hôm nay cảm ơn cậu Trần Viễn, cũng khiến cậu tốn kém rồi. Trần Viễn hiếm khi mà chủ động như vậy. Cậu đưa mặt lại gần Nhược Vũ nửa đùa nửa thật nói, nếu Nhược Vũ thật sự băn khoăn thì cho chút lợi tức đi he he. Tiêu Nhược Vũ ngượng thì có ngượng nhưng cô vẫn không phải là không có can đảm làm. Ngay sau đó lập tức tiến lên hôn má Trần Viễn một cái. Rồi như nữ thần ngược sáng mà tạm biệt, đây chính là lợi tức cậu đã bị tôi đóng dấu rồi. Về sau chính là người của tôi rồi. Trần Viễn nhìn bóng dáng rời đi của Nhược Vũ mà trong lòng không ngừng cảm thán, người phụ nữ nhược vũ này đúng là đỉnh thật vui vẻ dạo bước về phía xe của mình trong lòng không ngừng cảm thấy mỹ mãn hi hi hôm nay công đức viên mãn về chơi game thôi nhưng chưa bước được bao nhiêu đã có giọng nói quen thuộc vang lên trần viễn đây là xe của cậu người đến chính là lâm thư đồng đầu heo trong lời nói của trần viễn trần viễn vừa nghe giọng liền biết người đến là ai cậu đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho người kia liền lập tức đóng cửa xe bỏ đi lâm thư đồng đứng im như tượng nhìn làn khói trắng mà trần viễn để lại lòng không ngừng run rẩy. Ấy vậy mà bạn cô còn sát muối vào tim, Trần Viễn này, lần trước chắc chắn là nói điều. Chắc cậu ta giàu hơn Lý Vân Đào nhiều, hoặc là lần trước rất có thể là cậu ta đang kiểm tra cậu đấy thư đồng. Lâm Thư Đồng càng ngay càng không cam tâm, nhớ đến bản thân hôm trước đã ngu ngốc thế nào kiểm tra mình. Lại làm hỏng rồi mình thật sự là một con heo ngu ngốc. Cô nhịn không được nước mắt bắt đầu tuôn như suối, chạy nhào đến ôm bạn thân tìm kiếm an ủi, hu 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 nhuế nhuế tớ lại bỏ lỡ rồi cơ hội quan trọng như vậy tớ lại bỏ lỡ trần viễn nhất định sẽ không tha thứ cho tớ nữa hu hu nhưng chẳng như cô tưởng tượng người bạn thân của mình chẳng những không ăn ủi ngược lại còn nói thêm nặng đúng vậy thư đồng cậu bỏ lỡ rồi việc đến nước này cậu đã không còn cơ hội nữa rồi nhưng nếu là tớ thì chắc còn có cơ hội lâm thư đồng như không tin vào tay mình cô dứt khoát nắm chặt lấy vai nhuế nhuế hét lớn ý cậu là gì cậu còn nhớ nhung tới trần viễn ư ừ. nhuế nhuế càng nói càng hăng đúng thể cậu ấy ưu tú như vậy tớ muốn theo đuổi cậu ấy cũng rất hợp lý mà dựa vào cái gì mà cậu có thể còn tớ thì không được chứ nói không chừng trần viễn đã ghét người như cậu còn thích người như tớ thì sao thư đồng bị chọc đến cực điểm cô tức phát điên lao đến nắm lấy tóc nhuế nhuế mà chửi suối xả tôi nhuế đồ tiện nữ nhà cậu có phải cậu gài bẫy tôi ở buổi họp lần trước đúng không tôi nhuế cũng không phải người dễ ức hiếp cô cũng nắm lại tóc thư đồng mà chửi tôi tiện cậu tưởng bản thân là thiên kim tiểu thư gì đó sao cậu cũng không phải vì tiền mà bò lên giường hoàng tuấn khải sao Thư đồng tức phát ức hét càng lớn, a a a cậu câm mồm. Tôi muốn giết cậu. Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đồ trà xanh chết tiệt. Tôi tuyệt giao với cậu. Hai người đánh đến thê thảm. Xung quanh ai nấy đi qua đều phải dừng lại mà nhìn một cái con gái nhà ai đây. Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra mà livestream nữa. Sau khi đánh tơi tả với tô nhuế xong, thư đồng vừa đi vừa khóc dọc đường, hu hu hu. Hu không còn bạn trai cũng không còn bạn thân nữa rồi mẹ nó. Trần Viễn càng ngày càng tốt, cách mình cũng càng ngày càng xa. Cô nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của mình lặng lẽ rơi nước mắt, cứ tiếp tục như vậy, mình thật sự hết cơ hội rồi. Đang buồn tình thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, cô gái nhỏ, đừng khóc nữa em là Lâm Thư Đồng đúng không? Lâm Thư Đồng quay lại nhìn, đó là một người phụ nữ trông khá uy tín, xin chào. Chị tên là Thẩm Thục Nghi có hứng thú tới công ty chị làm hot mạng không? Bà ấy đưa tấm thẻ mời cho Thư Đồng rồi nói tiếp, chị có cách giúp em theo đuổi Trần Viễn. Về đến nhà, Trần Viễn nằm ngửa người trên ghế miên man suy nghĩ, sinh nhật triệu chủ tịch thì nên tặng gì đây? Rõ ràng đã mua con Ferrari rồi cơ đấy. Vấn đề lớn này nếu tối nay tặng tốt thì nói không chừng sẽ phản công được rồi. Nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ được cái gì ra hồn. Đành sách mông ra ngoài vậy, ra ngoài lựa xem. Nghĩ mãi mà chả biết mua gì cả. Đang bước đi đến cửa thì đột nhiên thằng bạn cùng phòng la lớn làm người ta giật mình, vãi. Lâm Thư Đồng mở livestream. Cô ấy làm gì vậy trừ tượng vậy? trên màn hình máy tính là trang cá nhân của lâm thư đồng 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 thích ăn cá người hâm mộ 2762 nhân khí hôm nay 3.700. cô ta để tựa đề livestream hôm nay là một số chuyện của tôi và thần hào yên tổng trần viễn nhìn thấy thì thiếu điều muốn té xỉu cái quỷ gì vậy mới mở vào livestream xem thì đã nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân hu hu tôi là tình đầu của yên tổng bọn tôi quen biết từ năm nhất đại học là cậu ấy theo đuổi tôi lúc đó tôi còn không biết cậu ấy có tiền nên chỉ cảm thấy người này khá thành thực Liên đồng ý với cậu ấy yên tổng thường mua bánh bao thịt cho tôi ăn, từng làm ba công việc part-time để mua điện thoại mới cho tôi. Cô ta càng kể càng hăng, bọn tôi từng rất yêu thương và ngọt ngào nhưng sau đó cậu ấy không cần tôi nữa rồi. Hu hu hu. Chuyện Lâm Thư Đồng kể là chuyện buồn nhưng dưới phần bình luận thì đa số đều chỉ mắng cô ta, Lưu Đại Năng, chim mờ đi khám đi yên tổng sẽ coi trọng cô sao? Bội Kỳ bản kỳ lại là một nữ nhân xấu xa muốn bú phim yên tổng. Ta phi cơ, chim mờ nên tìm một nhà máy mà làm việc đi. Yên tổng tặng điện thoại mà còn cần làm part tham ư? Đạt lờ, chim mời đọc tin nhắn riêng của tôi. Tôi muốn tìm hiểu nhiều thông tin hiện thực về Yên tổng hơn. Dù đa số mọi người đều không ai tin cô ta đang nói hưu nói vượn cái gì, nhưng việc này chẳng đủ để Trần Viễn bỏ qua. Cậu nghiến răng, tiện nhân này. Bạn cùng phòng không biết gì chỉ thuận miệng cười hỏi vu vơ, thật hay giả vậy? Lâm Thư Đồng còn có một khoảng thời gian với Yên tổng ư? Nhưng câu nói vu vơ này của cậu bạn đã chọc cho Trần Viễn bùng nổ. Cô ta còn liêm sỉ không vậy? làm như mình là kẻ mù quáng vì tình yêu vậy. Tức giận đùng đùng được hai giây thì cậu lập tức cảm thấy có vấn đề, không đúng. Với đầu heo của Lâm Thư Đồng thì không thể nghĩ ra chiều này. Dùng danh nghĩa yên tổng để gây sự chú ý. Dùng dư luận để đóng gói mình như một nạn nhân. Có người giúp cô ta. Cậu nghĩ như thế, nên nhanh chóng đi ra ban công. Đồng thời mở điện thoại lên điện người, alo, lão Hồng à, giúp tôi điều tra livestream số 0187639 áp cá mập là của công ty nào. Ừm ừm được. Qua thời gian không đến 15 phút, đã có một tin nhắn gửi đến Trần Viễn, Yên Tổng. Tra được rồi livestream đó thuộc về công ty truyền thông Trúc Mộng. Pháp nhân tên là Thẩm Thục Nghi. Trần Viễn nghe đến cái tên này thì ký ức ùa về, Thẩm Thục Nghi. Chính là cái bà cô đáng ghét hôm trước cứ níu chân cậu lại không cho cậu đi cứu nhược vũ. Hư Trần Viễn nhíu chặt mày. Âm u nói, năm lần bảy lượt khiêu khích thật sự tưởng tôi không dám là gì cô à. Lúc này, tại công ty của Thẩm Thục Nghi, thư ký vui vẻ bước vào phòng thông báo với bà ta, Thẩm Tổng, nhưng khí livestream của Lâm Thư Đồng phá 10 vạn rồi cô thật lợi hại. Thẩm Thục Nghi ngồi trên ghế uống trà, bà ta cười đắc ý, hừ hừ, cách cách sơn đả ngưu luôn có hiệu quả nhất. Bà ta nhớ lại hôm trước mình đã bị cấp trên chỉ mắng đến ngốc đầu dậy không được, tiểu thẩm đầu cô bị bò đá à? Cô biết người cô đe dọa là ai không? Một câu của cậu ta có thể khiến công ty của chúng ta phá sản đó. Cô oan ức lên tiếng, ông chủ ngài uống say rồi à không phải chỉ là sinh viên đại học thôi sao? Ông chủ hiếm thấy lại sinh khí như vậy, ông ấy càng hét càng lớn sinh viên đại học con mẹ nó đó là thần hào yên tổng cô gặp qua sinh viên đại học nào khí chất xuất chúng vậy chưa lời này trực tiếp làm thẩm thục nghi xịt keo tại chỗ bà ta không tin được mà lập lại yên tổng yên tổng đập mấy trăm triệu vào áp cá mập trong nửa tháng ư sau hôm đó bà ta liền cho cấp dưới điều tra về thông tin đời tư của trần viễn không lâu họ liền tìm được chuyện thú vị cha được rồi trần yên tổng có mối tình đầu cùng trường tên là lâm thư đồng yên tổng theo đuổi cô ấy ba năm nhưng hiện tại đã chia tay rồi thẩm thục nghi vui mừng ra mặt bà ta vui vẻ tự khen chính mình tốt quá rồi yên tổng chắc chắn nhớ mãi không quên cô gái này mối tình đầu luôn đẹp nhất đây là cơ hội của bọn mình bà ta lấy ra một điếu thuốc nhả ra một làn khói rồi cảm thán chỉ cần cô ấy trở thành hot mạng nhất định sẽ làm yên tổng bớt giận thậm chí còn có thể nhìn công ty chúng ta với ánh mắt khác mình đúng là thiên tài còn đang mải đắm chìm trong sự hư vinh thế giới màu hồng tự mình vẽ ra thì một cuộc gọi từ boss đến kéo bà ta về hiện tại chẳng biết bên đầu dây kia nói gì chỉ thấy đột nhiên thế giới màu hồng do thẩm thục nghi tự mình vẽ ra ban nãy giờ đây trở nên xám xịt phong sát cái gì công ty của chúng ta bị phong sát toàn mạng rồi sao trần viễn bên đây gõ phím cạch 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 cậu muốn nhắn tin bàn chút chuyện với ai đó tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi các vị có một công ty tên trúc mộng tôi rất không thích tôi không hy vọng những người bạn của tôi có bất cứ liên quan nào tới công ty này đương nhiên tốt nhất là có thể khiến công ty này hoàn toàn biến mất chỉ một tin nhắn của cậu đã sai khiến được hàng loạt công ty chủ quản khác phải làm việc lập tức, chấm dứt hợp đồng với Trúc Mộng OK đã hiểu. Ra giá gấp đôi để lấy đi toàn bộ blogger của Trúc Mộng. Được. Báo cáo Trúc Mộng công ty trộm thuế. Chúng tôi lập tức điều tra, tiến hành tịch thu tài sản đối với Trúc Mộng. Đã rõ. Chỉ như vậy, vòn vẹn chưa đến một tiếng, bầu trời tươi sáng ở Trúc Mộng lập tức chỉ còn lại mây mù sớm chớp. Bên trong lại càng âm u hơn. Bên tai thẩm thục nghi như có hàng vạn thiên lôi đánh xuống. Cái gì? Công ty chúng ta bị phong sát, chấm dứt tất cả hợp đồng. Vừa cúp điện thoại với boss, thư ký đã nhanh chân đi và đưa đến cho bà ta máy tính rồi thông báo, "Thẩm tổng, vừa rồi mấy cổ đông lớn của công ty đều thông báo rút đầu tư. Theo hợp đồng, chúng ta cần trả 10 triệu tệ để mua lại cổ phần của bọn họ." Thẩm Thục Nghi run run cả người, yếu ớt lên tiếng, "10 triệu tệ? Công ty làm gì có nhiều tiền như thế?" Bà ta gục mặt xuống bàn, đến nói cũng không ra lời, đây rốt cuộc là ai đang giở trò với mình. Một lúc sau, Thẩm Thục Nghi bị gọi xuống dưới sảnh, bà ta đi ra tiếp đón cổ đông, bọn họ vừa gặp đã lập tức lên tiếng thẩm thục nghi công ty cô quá hạn trả nợ đã nửa năm, tòa án quyết định đóng băng toàn bộ tài sản của cô, còn chưa để bà ta kịp thời hoàn hồn khi bị phán đóng băng toàn bộ tài sản, thì phía sau giọng của các blogger dưới chứng của bà ta cũng đồng loạt vang lên đòi rút lui thẩm tổng xin lỗi chúng tôi quyết định rời khỏi công ty chúc cô làm ăn thuận lợi một người khác cũng theo đó nói vào thẩm tổng nếu cô còn không nộp phí bất động sản thì chúng tôi chỉ đành làm theo quy định của công ty tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát từ một tổng giám đốc của một công ty lớn giờ đây thẩm thục nghi đến cái ghế cũng không có mà ngồi bà ta cùng thư ký đứng thu gom giấy tờ cả văn phòng đều chống hơ thẩm thục nghi không còn nghi ngờ đây nhất định là hắn nhất định là yên tổng chỉ có hắn mới có bản lĩnh này nhưng tại sao chứ lúc này tài khoản đồng đồng thích ăn cá phòng livestream này vi phạm quy định pháp luật nên đã bị đóng vĩnh viễn trần viễn lướt lướt điện thoại nhớ đến mấy lời của những người mình nhờ cậy không thành vấn đề cứ để tôi lo. Cậu cười cười, hiệu quả cũng khá cao. Có thời gian phải mời Long Hoàng các anh ăn một bữa mới được. Xác nhận mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Cậu mới bước vào xe chuẩn bị đi tìm đồ cho Triệu Ngọc Kỳ nên đi mua quà cho Chủ tịch Triệu rồi. Vừa mới lên xe còn chưa kịp khởi động xe thì Trần Viễn bị gương mặt dán sát cửa kính xe làm cho giật mình. Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy? Thẩm thục nghi cả người rũ rượi. Người không ra người dán bên ngoài xe giọng run rẩy cầu xin. Yên tổng! Yên tổng! Tôi sai rồi tôi không nên khôn vật mong anh dơ cao đánh khẽ. Cho tôi một con đường sống. Cùng lúc đó bảng hệ thống hiện lên, đối tượng thẩm thực nghi đã bị trói. Hành động nghịch chuyển bắt đầu. Độ hảo cảm hiện tại không. Trần Viễn vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng của bà ta. Cậu chậm rãi hạ kính xe xuống. Má, ngươi trói cô ta lại làm gì? Ta không có hứng thú với bà gì này đâu. Dù nghĩ vậy, nhưng Trần Viễn vẫn thành thật đáp lại lịch sự. Gì à, Lần này coi như lời cảnh cáo cho gì nhận thức rõ vị trí của mình. Đừng gây phiền phức cho tôi nữa. Cút đi. Nói xong cho phải phép rồi cậu cũng khởi động xe bỏ đi. Thẩm Thục Nghi vẫn ngồi ngay chỗ vừa nãy. Hình như bà ta phát điên rồi, trước đây sao không thấy? Người đàn ông tên Yên tổng này thật ra trông cũng đẹp trai thế nhỉ, đặc biệt là khi anh ấy bảo mình cút. Thẩm Thục Nghi không biết động đến dây thần kinh nào mà lại thấy thích dáng vẻ chỉ mắng mình của Trần Viễn. Độ hảo cảm của Thẩm Thục Nghi cộng 10. Trần Viễn đang lái xe thì thấy thông báo, không kìm nổi bất ngờ mà đánh xe lệch một đường, sao còn tăng độ hảo cảm bị thần kinh hả? Chẳng bao lâu đã đến sinh nhật của Triệu Ngọc Kỳ. Lần này cô tổ chức sinh nhật tại nhà mới của mình. Các bạn học đều được mời đến đông đủ. Họ không ngừng ngưỡng mộ ngôi nhà mới này của cô. Trời ơi, đây là biệt thự hoa viên số một đó tổng giá trị lên tới 5 đến 6 nghìn vạn đấy. Những bạn học khác cũng cảm thán, Triệu Chủ tịch là đích nữ hào môn sao. Phú bà bao nuôi tớ đi. Triệu Ngọc Kỳ ngượng ngùng, không phải đâu. Khi mọi người đang cười đùa vui vẻ thì một bạn nữ lên tiếng, Triệu Chủ tịch. Biệt thự này thật sự là của cậu sao, khi tiểu khu biệt thự giang cảnh mở bán. Tôi và cha tôi đã tới xem qua nghe nói biệt thự số 1 là được một ông chủ họ Hồng mua. Nghe nói ông chủ đó đã 3 đến 40 tuổi rồi. Người nói những lời mang đầy châm chọc này chính là bộ trưởng tuyên truyền hội sinh viên, Trung Lệ Lệ, kẻ địch của Triệu Ngọc Kỳ. Tiểu Phi đứng phía sau Ngọc Kỳ nghe được những lời kỳ quái của người bạn học kia thì tức khắc xông lên phản bác rút Ngọc Kỳ, "Trung Lệ Lệ cậu có ý gì vậy? Sao Kỳ Kỳ có thể lừa các cậu được?" Bạn trai của Trung Lệ Lệ đi đến khoác vai bạn gái mình rồi cũng châm biếm thêm vào, lệ lệ nói không sai mà trước đây ông chủ hồng từng tổ chức sinh nhật cho con gái ở đây tôi may mắn được tham gia con gái của ông ấy cũng đã 12 tuổi rồi các bạn học khác vốn luôn nhìn về phía bốn người bọn họ nói chuyện giờ nghe đến chuyện này thì cũng bắt đầu bàn tán xì si xào ông chủ họ hồng không phải là biệt thự của triệu chủ tịch sao chẳng lẽ là triệu ngọc kỳ bị bao nuôi tôi nghe nói tuy điều kiện gia đình của triệu ngọc kỳ không tệ nhưng có được loại biệt thự này cũng quá khoa trương rồi tiểu phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cô dứt khoát đem giấy tờ đất ra đập một cái thật mạnh lên bàn cho bọn họ xem các cậu tự xem xem giấy tờ sở hữu này ghi tên ai sau đó cô vui vui vẻ vẻ mà đứng khoanh tay nhìn chung lệ lệ có một số người thích đưa mặt cho người khác và đúng là không thể hiểu nổi các bạn học khác sau khi thấy chứng cứ xác thực nhà này thật sự của ngọc kỳ rồi thì lại chuyển hướng tôi nói mà sao triệu chủ tịch lại là là nữ nhân hư vinh mặt dày thế được triệu chủ tịch mở livestream kiếm tiền không dẫn dắt tới với ngọc kỳ xua tay đáp không đầu chỉ là may mắn thôi Triệu chủ tịch còn chưa tốt nghiệp đã giàu có tự do như vậy, đúng là giỏi quá. Triệu Ngọc Kỳ nhìn mọi người tán gẫu, lâu lâu lại không tự chủ được nhìn ra bên ngoài cửa chính, sao anh ấy vẫn chưa tới? Tắc đường sao? Sau một lúc, rốt cuộc Trần Viễn cũng lái xe đến nhà của người ta, cuối cùng cũng tới rồi. Cậu bước xuống xe, trên tay là một con gấu bông vừa mới mua. Cậu chậm rãi tiến vào bên trong sân nhà của Triệu Ngọc Kỳ, đêm nay Triệu chủ tịch mời nhiều bạn học, mình nên đỗ xe xa chút, không thể rêu ra được mới nhấc chân đi được vài bước thì một chiếc xe lao nhanh như gió chạy sát bên chân cậu làm cho cậu phải giật mình mà nhích sang bên cạnh có ai lái nhanh như vậy không con xe vàng trói đó chạy một mạch thẳng vào bên trong khuôn viên nhà triệu ngọc kỳ các bạn học vừa thấy xe đã ồn ào bàn tán ferrari 488 đấy chẳng lẽ là đường học trưởng tới rồi đúng thế là xe của đường học trưởng trị giá hơn 400 vạn đó chắc chắn là anh ấy lúc này từ trên xe bước xuống một người con trai với mái tóc vàng óng cậu ta ăn vận sang trọng vừa đi vừa nghe điện thoại ừm đúng vậy biệt thự số một tiểu khu giang cảnh tí nữa các anh đỗ xe vào trong đi đây chính là hot boy hồ đại đường tu văn thứ tử tập đoàn đường thị hàn thành cậu ta vừa cúp máy thì chú ý đến trần viễn đang đứng bên cạnh trong lòng khinh bỉ nghĩ ngọc kỳ sao vậy mời cả con chuột bẩn thỉu này tới tham gia tiệc sinh nhật trần viễn chẳng hay biết bản thân khi không bị gán cho cái mác ngơ ngốc nghèo đường tu văn nhìn đến trên tay trần viễn lại lần nữa khinh bỉ tặng gấu bông làm quà sinh nhật thật là lố bịch cậu ta hãy còn đang đánh giá trần viễn thì triệu ngọc kỳ từ bên trong hớn hở chạy ra tiến về phía hai người họ anh cuối cùng cũng tới rồi em đợi anh nửa ngày rồi đường tu văn nhìn thấy ngọc kỳ chạy về phía mình thì cũng rời mắt khỏi trần viễn mà giang tay muốn đón lấy cô khi ngọc kỳ sinh nhật vui vẻ nhưng là không có như hắn tưởng tượng triệu ngọc kỳ không có ngã vào lòng hắn mà là né tránh vòng qua cánh tay của hắn mà tiến về phía trần viễn trần viễn cũng không thấy có gì là không đúng cậu đưa gấu bông đến trước mặt ngọc kỳ rồi chúc mừng kỳ kỳ sinh nhật vui vẻ món quà này tặng cho em. Có thích không? Triệu Ngọc Kỳ ngại đỏ cả mặt nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Mọi người xung quanh ai cũng đều trầm trồ khó hiểu, mình đang nằm mơ sao. Mỹ nữ băng giá giã đông rồi. Tôi tặng chủ tịch Triệu một cái đồng hơn 2.000 cũng không thấy cô ấy vui mừng như thế. Người anh em cậu nhìn đi. Diêu Viễn tặng chủ tịch Triệu một cái túi Prada trị giá hơn 2 vạn. Chủ tịch Triệu từ chối ngay tại chỗ mặt Diêu Viễn danh lét rồi kìa. Đường Tu Văn nhìn hai người này cười vui vẻ như vậy trong lòng càng thêm tức giận, mình theo đuổi Ngọc Kỳ lâu như vậy mà không được chú ý mấy. Bên cạnh cô ấy có thêm một con chuột từ lúc nào vậy? Nhưng hắn ta vừa buồn một tí thôi thì từ sau có một chiếc xe tải chạy đến rừng kế bên hắn. Đường Tu Văn đắc ý, cơ hội của mình tới rồi. Nghĩ xong hắn ta liền tiến lên bắt chuyện với Ngọc Kỳ, "Ngọc Kỳ, anh cũng có một món quà muốn tặng em, em nhất định sẽ rất thích cho mà xem." "Hả?" À. Đường Tu Văn nhìn nhân công đang hì hục thả đồ xuống, rồi lại nhìn đến Trần Viễn đang ngơ ngác tò mò nhìn theo bọn họ thì cười thầm, chuột thì chỉ nên ở trong cống. Tôi sẽ cho anh hiểu cái gì gọi là khác biệt đẳng cấp. Món quà mà Tu Văn tặng cho Ngọc Kỳ là một cây đàn, đây là cây đàn piano Yamaha CFG diễn tấu chuyên nghiệp, là hàng nhập khẩu chính hãng. Anh cảm thấy đây là món quà hợp nhất với chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Hắn ta càng nói càng khoa trương, Ngọc Kỳ, sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Có thích không? Triệu Ngọc Kỳ có phần ngại ngùng, Cô vuốt tóc lịch sự trả lời, "Thích thì có thích, nhưng cây đàn piano này trị giá tiền triệu quá đắt tiền rồi tôi sẽ chuyển tiền lại cho học trường đường." Đường Tu Văn làm bộ như món tiền này chẳng là gì so với gia sản của hắn. Hắn phất tay đi đến cây đàn rồi nói, "Ngọc Kỳ em thích là được, có đáng là bao đâu chứ." Nói rồi hắn ngồi xuống ghế, đặt tay lên đàn, "Ngoài cây đàn piano anh tặng em hôm nay ra, anh còn có một ca khúc muốn tặng em do chính anh viết." Lời này quả nhiên chấn động, làm cho các mỹ nữ trong bữa tiệc đều bắn ra trái tim về phía hắn trời ơi học trưởng đường sắp đánh đàn kia kể từ khi anh ấy tổ chức buổi hòa nhạc solo ở viên vào năm ngoái thì đây là lần đầu tiên đàn công khai nhỉ he 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 tối nay quá xứng đáng mình sẽ phát trực tiếp cho chị em trong lớp xem rất nhanh mọi người đều im lặng vì tiếng nhạc du dương đã bắt đầu vang lên những âm thanh trầm thấp hay bay bổng đều hòa quyện vào nhau một cách hài hòa nhất khi du dương như gió giữa ngày thu khi mạnh mẽ tựa sấm rền ngày bão các bạn nữ đều nghe đến nghiện bọn họ không ngừng nhả ra những lời khen có cánh cho bản nhạc này giỏi quá tiếng đàn của học trưởng chữa lành tâm hồn quá anh ấy và triệu chủ tịch quá xứng đôi ha 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 đúng đó học trưởng đường và chủ tịch triệu cặp này tôi đấy thuyền tích cực ngọc kỳ cũng cảm động trước món quà này cô chủ động mở lời trước cảm ơn học trưởng đường anh đàn piano rất hay em tự thấy xấu hổ không bằng đường tu văn cười cười đáp lại ngọc kỳ quá khen rồi anh chỉ là tung gạch như ngọc đến đây không hiểu sao hắn ta lại đột ngột nhìn sang trần viễn đang đứng gần đó rồi ra lời thách thức, bạn học này có thể khiến Ngọc Kỳ ấn tượng, chi bằng biểu diễn tài năng chút nhỉ. Trần Viễn cười thầm nghĩ, xem ra tên này muốn làm mình bẽ mặt đây mà. Trần Viễn lên tiếng, được thôi, đường học trưởng muốn tôi đàn thì tôi liền thỏa mãn nguyện vọng của anh. Ngọc Kỳ thốt lên trong sự bất ngờ, Trần Viễn biết đánh đàn ư, mấy khách mời xung quanh liền được dịp bàn tán xôn xao. Tên này mặc giống ăn mày vậy cũng biết đánh đàn piano sao? Không hiểu à? Đường học trưởng đang dạy bảo cậu ta. Đợi xem kịch đi. He he, thú vị tối nay thằng nhóc này bị mất mặt rồi trần viễn lúc này thầm than vãn mình biết đàn bíp ý hệ thống đột nhiên xuất hiện và thông báo sử dụng điểm cường hóa 35 điểm trần viễn liền vui vẻ nghĩ nhưng mình có thể hách hệ thống hiện lên kiểm tra được bạn không có kỹ năng piano cường hóa kỹ năng này cần thêm 10 điểm cường hóa trần viễn thầm nghĩ dùng điểm thuộc tính khiến mình bay lên luôn cậu liếc nhìn đường tu văn một cái rồi nghĩ muốn dẫm lên anh đây à vậy nghĩ gì vậy Trần Viễn thầm nói, hệ thống, cường hóa cho tôi kinh nghiệm piano 50 năm. Ngay sau đó, cả cơ thể của Trần Viễn dường như biến hóa thành một người khác. Đường tu văn có chút kinh ngạc, chuyện gì vậy? Khi thế của thằng nhóc này thay đổi rồi. Sau đó, Trần Viễn bắt đầu đặt tay xuống phím mà đánh ra những nốt nhạc cực kỳ hay. Mắt đường tu văn mở lớn đầy kinh ngạc. Đây không phải là bài mình vừa đàn sao. Sao có thể? Không ai có thể ghi nhớ toàn bộ bản nhạc trong thời gian ngắn như vậy. Trần Viễn khẽ liếc qua rồi cười thầm trong bụng, như vậy mà đã kinh ngạc rồi ư? Tuyệt kỹ ở phía sau đây. Trần Viễn bắt đầu tăng nhanh tốc độ đàn. Điều này khiến cho Đường Tu Văn đổ mồ hôi hột, cậu ta bắt đầu tăng tốc rồi. Nhanh quá, nhưng không có âm nào bị sai. Trần Viễn như mọc ra thêm hai cái tay để bắt được tốc độ nhanh như gió này. Một người xung quanh trố mắt ra nhìn, ai nấy cũng thầm cảm thán, một người đàn ra cảm giác hai người hợp tấu. Đây đây đây. Tôi hoa mắt rồi sao? Sao có tận bốn cái tay thế? chẳng lẽ là kỹ xảo đã thất truyền từ lâu mà thầy giáo từng nói ư đây là phương pháp nhảy legato tốc độ cao cơ bản của beethoven huấn luyện kỹ xảo này vô cùng tàn khốc nghị lực thiên phú thể năng không thể thiếu cái nào một khi luyện thành thì từng nốt nhạc được chơi đều vô cùng chính xác và quyết liệt chạm tới trái tim mọi người giống như một gelatin tàn nhẫn tấn công không thương tiếc vào màng nhĩ người nghe tay trần viễn vẫn thoăn thoát lướt trên từng phím đàn một hồi sau cậu dừng lại cậu thốt lên hai chữ đã xong xung quanh đều là một bầu không khí im lặng ai ai cũng đều thắn phục trước tài năng thiên phú này trong khi mọi người còn đang ngây ngô trước màn biểu diễn của trần viễn thì cậu chậm rãi đứng dậy lấy từ trong túi ra một bao thuốc vô cùng ngầu mà châm lửa rồi sau đó trượt nó trên dây đàn làm màu xong cậu đi về phía tu văn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta mà khuyên nhủ tu văn à thực ra trình độ của anh rất tốt tiếp tục cố gắng sẽ có thành tựu tiếp theo đó là động tác đốt điếu thuốc vào miệng cậu ta trần viễn làm một loạt động tác khiến ai ai cũng đứng hình vươn mắt dõi theo sau cùng cậu lại nói thêm một câu nhưng đàn piano là phương tiện để thể hiện tấm lòng của một người chứ không phải là một món đồ chơi dùng để tranh giành quyền lực và ghen tị tu văn ngây ngây ngốc ngốc mở to mắt đáp à được được mấy người bạn có mặt tại sảnh tiệc hôm nay bấy giờ mới cử động trở lại bọn họ đột ngột òa lên thâm tàng bất lộ a à có tài hoa như vậy chẳng trách triệu chủ tịch nhìn bằng ánh mắt khác đúng vậy phân cao thấp rồi đường học trường tự mình đào hố cho mình rồi ha 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 lần này đường học trưởng đã phải tấm sắt rồi gặp phải đại sư chân chính tự chúc lấy nhục khung cảnh chuyển đổi đến gương mặt của triệu ngọc kỳ đẹp đẽ quyến rũ cô nở một nụ cười thập phần ma mị quả nhiên mình không nhìn nhầm người trần viễn không chỉ có tài lực kinh người mà tu dưỡng tài nghệ cũng cao như hai ba tầng lầu vậy cô nhìn đến trần viễn đang ngồi trên sofa chầm chậm uống nước xung quanh như có hào quang phát sáng nam nhân này đúng là cực phẩm trong cực phẩm người con trai kho báu chân chính lúc này thông báo hiển thị hiện lên độ hảo cảm của triệu ngọc kỳ cộng 5. đối tượng sim chúa số 3 độ hảo cảm đối với kỹ chủ đột phá 95 điểm chúc mừng ký chủ phản công thành công chúc mừng tinh thông piano của kỹ chủ thăng cấp lv 60 Triệu Ngọc Kỳ hóa thành sim chúa của ký chủ, thưởng 26 điểm cường hóa. Trần Viễn đã nhìn thông báo đến hoa cả mắt, nước vãi cũng muốn chảy xuống đến nơi nhưng thông báo vẫn cứ tiếp tục hiện lên, đối tượng sim chúa số 3 tiêu tổng cộng 7816 vạn tệ tiền sim chúa, thưởng ký chủ 718 vạn tệ. Trần Viễn mừng đến kích động, tự nâng ly hoàn hồ chính mình, 718 vạn tệ, tiền hoàn lại lớn nhất sau 6000 vạn, mua biệt thự này đúng là đáng. Cậu ngồi nhìn chăm chăm cái bảng thông báo, không nhịn nổi nở nụ cười ngày càng sâu, còn có 25 điểm cường hóa thêm vào đâu đây. Trần Viễn hãy còn đang ngồi nghĩ nghĩ vấn đề thì giọng điệu vui vẻ của Ngọc Kỳ truyền đến, "Trần Viễn anh thật sự cho em quá nhiều bất ngờ." Cô tiến đến dán lên người Trần Viễn, "Tối nay em rất vui." Trần Viễn mặt không đổi sắc, cậu nhích lại càng gần hơn, khiến cho Triệu Ngọc Kỳ mặt đỏ cũng càng đỏ hơn, coi như là anh tặng em món quà thứ hai đi. Triệu chủ tịch chuẩn bị cảm ơn anh thế nào? Triệu Ngọc Kỳ ngại ngùng mắng yêu, đáng ghét à. Tu Văn đứng phía sau hai người nãy giờ, mặt cậu ta đã đen đến khó coi, nước mắt cũng rơi rồi, mình thua rồi. Cậu ta rút vào một góc ngồi xuống ôm đầu gối, mình hoàn toàn thua rồi xung quanh mọi người đều đang dự tiệc vui vẻ thì có người hô lên ấy đó là tần băng tuyết tần học tỷ chị ấy cũng tới rồi triệu ngọc kỳ cùng trần viễn cũng bị lời này gây chú ý nhìn ra cửa chính tần băng tuyết ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cửa lớn ngoài đó một bóng người đang chậm chậm đi vào tần băng tuyết hoa khôi xếp hạng thứ nhất mẹ ơi nữ thần của con qua wow, lần đầu tiên thấy người thật mọi người ai ai cũng đều biết danh tính của tần băng tuyết tương truyền người đẹp băng xương tần băng tuyết đứng số một trong bảng xếp hạng nhan sắc học đường 4 năm liên tiếp đồng thời là chủ tịch hội sinh viên của hồ đại nhưng thứ nổi danh nhất của cô ấy không phải là nhan sắc mà là thái độ thù ghét đám nam sinh của cô ấy bọn họ ai dám chọc đến cô thì cũng phải run rẩy mà quỳ xuống xin lỗi là bởi vì lý do đó vậy nên rất nhiều người đoán tần băng tuyết là lét và vì cô ấy và phó chủ tịch triệu ngọc kỳ đều có giá trị nhan sắc cao nên rất nhiều người ghép couple hai người họ nhưng theo lời của bạn cùng phòng của tần băng tuyết thì hồi nhỏ cô ấy từng bị bắt cóc tuy mặc dù cảnh sát đã đến kịp thời cô ấy cũng không bị làm sao cả tuy nhiên cô ấy lại sinh ra sự căm ghét với nam sinh cô ấy tỏa ra một ánh mắt cùng với một giọng điệu lạnh lùng đối với bất kỳ nam sinh. Triệu Ngọc Kỳ thấy Trần Viễn đưa mắt nhìn Tần Băng Tuyết một hồi khá lâu, nhưng mà vẫn không có ý định rời đi. Cô liền ôm tay cậu chặt hơn, sau đó nũng nịu hỏi, "Trần Viễn, anh thấy Tần Học tỷ sinh hay là em sinh hơn?" Trần Viễn thừa biết người này là muốn được khen nên cũng chiều theo ý cô, như thủy ba ngàn, anh chỉ lấy một gáo em ở trong lòng anh là đẹp nhất. Rồi cậu liếc mắt nhìn sang Tần Băng Tuyết đang đứng trước mắt, nữ nhân như Tần Băng Tuyết mình còn muốn tránh càng xa càng tốt, mình chỉ là sim chúa chứ không muốn là đế chúa. Triệu Ngọc Kỳ có được câu trả lời như mong muốn, rồi cô mới vui vẻ vẫy tay với Tần Băng Tuyết, "Bên này bên này, Tần học tỷ qua bên này a, à, chị tới muộn quá." Trần Viễn hốt hoảng trong lòng, còn gọi cô ấy tới đây sao? Tần Băng Tuyết tiến đến chỗ bọn họ rồi lên tiếng chào hỏi, "Xin lỗi Ngọc Kỳ, bị tắc đường nên đến muộn." Trần Ngọc Kỳ vui vẻ đáp lời, "Không sao, không sao, giới thiệu với chị, đây là Trần Viễn." Tần Băng Tuyết lúc này mới nhìn sang người đứng bên cạnh Ngọc Kỳ, cô liền nói với một giọng điệu khá bất ngờ, "Ồ, là Trần Viễn?" Trần Viễn nghe nữ nhân này gọi tên cậu, thì mồ hôi trên người đã rơi đầy mình. Cậu lắp bắp lên tiếng, xin, xin chào, Tần Học Tỷ, nghe danh đã lâu. Tần Băng Tuyết lại nói, người vừa đánh đàn là cậu. Trần Viễn cũng gật gù đáp, vâng, vâng, là tôi. Tần Băng Tuyết tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy. Cô nhìn sang hướng khác vừa vô vô nói vài câu, tôi từng nghe nói về cậu, gần đây rất nổi ở trường, đến đâu cũng trêu ong chọc bướm, mập mờ với nhiều nữ sinh, loại người như cậu, đúng là có tài vô đức, thật xác rưởi. Trần Viễn bị mấy lời này chạm đến tim, một phát đâm thẳng vào trong không có lời nào biện hộ. Tần Băng Tuyết mắng xong một loạt thì xoay người bỏ đi, để lại Trần Viễn nổi cáo phía sau. Bên cây cú thầm nghĩ trong lòng, bà cô này có bệnh à? Triệu Ngọc Kỳ phải cố gắng kéo cậu lại, không thì có thể sẽ xảy ra ẩu đả. Vừa can ngăn cô vừa giải thích cho Trần Viễn nghe, Tần Học tỷ là như vậy, miệng cứng lòng mềm, anh đừng để trong lòng. Lúc này bảng hệ thống lại hiện lên, tinh, hành động sim chúa bắt đầu, họ tên, Tần Băng Tuyết tuổi, 22 tuổi chiều cao, 1m71, cân nặng 52 kg, giá trị nhan sắc 9,3 điểm. Độ hảo cảm của nữ sinh đối với ký chủ là âm 80 điểm. Phản công hoàn thành sẽ được thưởng 10% số tiền sim chúa đã tiêu, thưởng 35 điểm cường hóa, thưởng kỹ năng tinh thông chiến đấu. Trần Viễn mọi lần thấy thông báo đều cười đến vui vẻ, nhưng cái thông báo lần này thật sự quá đã rồi, cậu tức đến không nói nên lời, cậu liền ném một bảng hệ thống xuống sàn nhà. Nên tức giận quát thầm, may có phải bị hỏng rồi không? Lần trước trói buộc thầm tục nghi, lần này là tần băng tuyết, tao không muốn sim cô ta. Trong khi Trần Viễn dẫm đạp hệ thống, Ngọc Kỳ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Trần Viễn vẫn đang cay cú chửi mắng hệ thống. Hơn nữa âm 80 điểm là cái quỷ gì vậy? Mình mới nói với cô ta có mỗi một câu, hệ thống lại hiển thị dòng thông báo, độ hảo cảm âm 80 điểm. Dù là nói vậy, nhưng khi cậu lại nhấc mí lên nhìn lén người con gái đó, trông có vẻ cũng không đến nỗi nào. Anh tự nhủ, chẳng lẽ mình thật sự là tên háo sắc? Không thể nào. Anh nhìn Tần Băng Tuyết đang uống trà như một tiên nữ dáng trần, và suy diễn ra một ý khác, người háo sắc chắc chắn là hệ thống mà thôi. Trần Viễn sau khi chỉ bới xong cái hệ thống đáng ghét của mình thì cũng đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của Triệu Ngọc Kỳ. Mọi người đều vây quanh nhân vật chính, Trần Viễn đẩy xe bánh kem đi ra đến trước mắt Ngọc Kỳ, bên cạnh là nhiều tiếng chúc mừng không ngớt, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Triệu Ngọc Kỳ vui vẻ nhắm mắt lại để ước nguyện. Sau khi cô ước nguyện mong ước của mình xong, cô liền cùng Trần Viễn cùng nhau cắt bánh, Trần Viễn cũng vui vẻ góp một tay cùng cô cắt. Ngọc Kỳ điềm đạm vui vẻ chia cho mọi người từng dĩa bánh, cô cũng không quên dặn mọi người, ăn nhiều bánh vào nha, hôm nay hãy chơi thật vui vẻ. Tần băng tuyết bước đến gần nói nhỏ với Ngọc Kỳ: Ngọc Kỳ em có rảnh không? Chị có chuyện muốn nói với em. Ngọc Kỳ có phần bối rối nhưng cũng đồng ý. Sau một lúc, hai người hẹn gặp nhau ở ban công. Tần băng tuyết lên tiếng trước, cô khuyên nhủ Ngọc Kỳ: Ngọc Kỳ à, chị cảm thấy về sau em nên duy trì khoảng cách với Trần Viễn đó thì hơn. Trượng Ngọc Kỳ thắc mắc đáp: nhưng tại sao? Tần băng tuyết chuyển tầm mắt đặt lên người cô, chân thành nói: không tại sao cả. Trần Viễn dây dưa không dứt với rất nhiều nữ sinh trong trường, chị hy vọng em không rơi vào vòng xoáy tình cảm của cha nam này nói được đoạn cô khát nước nên cô nhâm nhi một ngụm rượu rồi nói tiếp hơn nữa chị cũng sắp tốt nghiệp rồi chị định giao vị trí chủ tịch hội sinh viên cho em triệu ngọc kỳ bị lời này làm cho bất ngờ cho mình vị trí chủ tịch sao ngọc kỳ không khỏi nhớ lại vài chuyện cũ lúc trước mình và tần học tỷ tranh cãi rất nhiều chuyện ở hội sinh viên ai cũng không nhường ai nhưng chị ấy lại muốn mình tiếp nhận vị trí chủ tịch chẳng lẽ nghĩ đến đây triệu ngọc kỳ trong lòng lại tự suy diễn ra một kịch bản chẳng lẽ tần học tỷ thật sự là lét như lời đồn chị ấy đã sớm nhìn chúng mình nghĩ xa một dặm rồi ngọc kỳ mới xanh mặt xua tay Tần học tỷ thật ra em luôn kính trọng chị năng lực của em không đủ để làm chủ tịch hội sinh viên gì đó hơn nữa trần viễn cũng không như chị nghĩ bọn em tần băng tuyết chẳng để cô nói hết lời đã gấp gáp tiến lại gần cắt ngang ý của chị đã quyết em không cần nhiều lời tình yêu làm người ta mở mắt em xem bộ dáng hiện tại của em đi đâu giống là một cán bộ cao cấp của hội sinh viên ngũ giảng tứ mỹ nghiêm túc kỹ luật ngọc kỳ bị áp sát đến mặt cũng bắt đầu đỏ lên cô bị nói chúng tim đen nên nhất thời có chút lúng túng thực ra em vẫn luôn suy nghĩ có nên từ chức ở hội sinh viên không như vậy em có thể có nhiều thời gian ở cạnh trần viễn hơn tần băng tuyết bị lời này chọc cho tức giận cô lớn giọng nói ngu ngốc sao em có thể hồ đồ như thế lòng trách nhiệm và sự nghiệp của em đâu cha nam đúng là hại người rất nặng trần viễn đang ăn tiệc vui vẻ thì tự dưng bảng thông báo không ngừng hiện lên độ hảo cảm của tần băng tuyết âm năm độ hảo cảm của tần băng tuyết âm năm độ hảo cảm hiện tại âm 90. mươi hại trần viễn đang ăn bánh cũng bị sặc mà ho lên vài cái cậu tức tối nhìn ra hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ở ngoài ban công anh thầm đau nhói trong lòng bà chị à em chưa chọc gì chị rồi em ăn cái bánh thôi cũng đắc tội sao độ hảo cảm lại giảm 10 điểm rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn buổi tiệc cuối cùng cũng tan mọi người lần lượt ra về ngọc kỳ ra cửa chào tạm biệt từng người xe đã đến chưa đi đường cẩn thận nha cảm ơn mọi người nhưng cô cũng nhìn thấy trần viễn hình như cũng muốn ra về cô thấy vậy liền gọi anh lại trần viễn đợi chút trần viễn dừng bước lại anh cũng tò mò chỉ biết chấm hỏi nhìn ngọc kỳ ngọc kỳ lại đỏ mặt ấp úng em em có lời muốn nói với anh Lúc này sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người đều ra về, sau khi Ngọc Kỳ gọi Trần Viễn lại nói chuyện gì đó, một lát sau cậu cũng ra về trong một trạng thái vui vẻ, sau khi độ hảo cảm của chủ tịch chữa đầy, thì càng ngày càng đáng yêu. Vừa đi trên đường Trần Viễn cũng không quên hoài niệm lại những cảnh tươi đẹp ấy, chỉ là hẹn mình ngày mai đi xem phim mà chính thức như vậy. Mình còn tưởng cô ấy bảo mình ở lại qua đêm cơ, cậu vừa suy nghĩ vừa vui mừng không ngớt. Đang mơ mộng đẹp thì đột nhiên có một âm thanh khóc lóc đáng sợ vang tới, phá hỏng mộng đẹp của Trần Viễn, khiến Trần Viễn sợ nổi gai ốc. Anh chàng thua cuộc ngồi sau chiếc xe vàng hoe chói lóa mà khóc lóc. Sau khi thua Trần Viễn, anh ta không biết làm gì ngoài ôm đầu khóc. Anh ta lẩm bẩm nói một mình: Mình luyện đàn thì có tác dụng gì? Hu hu. Trần Viễn thấy cảnh này cũng bất lực, mặt cậu cũng biến sắc theo trạng thái. Trong lòng cậu thầm nhủ: Mình còn tưởng gặp phải ma khóc cơ. Sau đó bên tiến lại gần lên tiếng: Ấy đây không phải là học trưởng Đường Tu Văn sao? Sao anh ta vẫn còn chưa đi? Trần Viễn liền nhảy lên đầu xe ô tô của anh chàng Đường Tu Văn. Sau đó cúi người xuống hù anh ta một trận. Trần Viễn nhỏ giọng gọi: Halo đường học trưởng sự xuất hiện đầy bất ngờ của Mên làm cho anh ta run sợ ngã ra đất anh chàng đường tu văn ngã lùi ra phía sau rồi hét lên cậu cậu là trần viên đó men hiên ngang đứng trên chiếc siêu xe của người ta rồi khẽ cười nói đường học trưởng vẫn nhớ tên tôi đúng là bình dị gần gũi ngay sau đó Mên cũng trở lại trạng thái bình thường nói chuyện với đường tu văn chỉ là thua một trận đàn thôi mà có gì mà phải khóc chứ trong đầu trần viễn nghĩ anh thua cái được gọi là hệ thống tăng điểm cũng không mất mặt anh chàng đường tu văn nghe xong liền tức giận lửa giận tung trào khắp người anh ta lớn giọng nói cậu đây là có ý gì ánh mắt đó và hành động đó của cậu cậu coi thường tôi phải không trần viễn liền nhảy xuống khỏi xe của đường tu văn rồi đáp lời không có không có đường học trưởng cũng quá nhạy cảm rồi tôi ăn tối hơi nhiều nên hơi no một chút thôi đường tu văn tức đến tối sầm mặt mũi tôi thừa nhận rằng cậu tên khốn hôi hám quả thực có thể chơi piano giỏi hơn tôi nhưng vậy thì đã sao anh ta bước tới hiên ngang khoe của gia thế của tôi tài phú địa vị của tôi cậu phi ngựa cũng không đuổi kịp Đường Tu Văn khoe đồ hiệu xa xỉ trên người đang mặc và chiếc siêu xe Ferrari 4000 vạn của mình. Anh ta liền lấy chiếc chìa khóa xe vàng chói lóa của mình ra thể hiện. Anh ta bấm điều khiển cho xe khởi động rồi trêu chọc mên. "Trần Viễn, xe bộ dạng nghèo khó của cậu có lẽ không có tiền gọi xe, hay là tôi phát lòng từ bi đưa cậu về nhà?" Chưa kịp thể hiện hết câu liền chứng kiến cảnh tượng đau lòng thêm một lần nữa, chỉ biết ấm a ấp úng nhìn Trần Viễn lên chiếc siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn đắt đỏ. Đường Tu Văn tức đến phát điên, anh ta bóp nát chìa khóa siêu xe của mình không chút cảm xúc. Đường Tu Văn nhìn bên rời đi, anh ta ngục ngã dưới đường, than thở với trời đất, dựa vào gì chứ? Mặc một bộ đồ vỉa hè lái Ferrari Rafa, ông trời mù mắt rồi sao? Trần Viễn lúc này đã lái xe rời khỏi, không còn để tâm tới tên khoe khoang Đường Tu Văn nữa. Ngày mai xem phim gì bây giờ? Wolf Warrior 6, Wandering Earth 7, nên mặc áo sơ mi ngắn tay hay áo ba lỗ đây? Đang lái xe mải mê suy nghĩ thì đột nhiên Trần Viễn phát hiện Tần Băng Tuyết đang đứng bên đường. Trần Viễn nhìn thấy liền thầm nghĩ, đó không phải là Tần Học Tỷ ư? Đang đợi xe một mình sao? cậu nhìn tần băng tuyết đang đứng một mình mà run rẩy vì thời tiết xe lạnh trần viễn thầm nghĩ mùa này nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên lệch rất lớn nếu mặc ít như vậy sẽ bị cảm lạnh nhưng mà trần viễn lại khẽ cười nham hiểm nhưng liên quan bíp gì tới mình nữ thần kinh này bị lạnh cóng hay bị sao thì liên quan gì tới mình trần viễn không ngần ngại phóng xe nhanh chóng đi qua trước mặt tần băng tuyết cậu trên xe vui vẻ nghĩ bái bai tần học tỷ chị có giỏi giảm 5 điểm hảo cảm nữa đi tôi không quan tâm vừa vượt qua tần băng tuyết được một đoạn không xa trần viễn liền chú ý thấy gì đó qua gương chiếu hậu của xe Lúc này có một đám người thanh niên to lớn bao quanh lấy Tần Băng Tuyết, Trần Viễn tò mò nghĩ, chuyện gì vậy? Một đám người thanh niên bao quanh lấy Tần Băng Tuyết, tên nào tên nấy đều không tốt đẹp gì cả. Một tên liền nói, "Người đẹp, ở đây một mình à? Ban đêm nguy hiểm lắm, có cần các anh đây làm bảo tiêu đưa em về không?" Một tên to con ôm lấy vai Tần Băng Tuyết rồi nói, "Bảo tiêu miễn phí, em chỉ cần chơi cùng bọn anh mấy ngày là được." Tần Băng Tuyết tức giận quát, "Các anh làm gì vậy? Còn như vậy là tôi báo cảnh sát đấy." Cả đám nghe đến đây liền bật cười. Báo cảnh sát hả? Ha ha, cô ta muốn báo cảnh sát kìa. Ha ha, cả đám liền cười điên cuồng. Tên to con tiến lại gần nói nhỏ, cô nàng cá tính như vậy, Chơi chắc rất ô sờ kê. Nhưng chưa vui được bao giây, đột nhiên khuôn mặt của anh ta biến sắc, mặt mày nhăn nhó, cảm giác đau đớn đến khó tả. Không chút do dự, tần băng tuyết hạ sát họa mi của anh ta trong giây lát, cả đám người xung quanh đều hốt hoảng vì cảnh tượng này. Theo như nghiên cứu thì họa mi ngừng hót có cường độ đau nhất thế giới, đâu đó khoảng 9.000 độ đau. Ngay khi tần băng tuyết thu chân lại, anh ta liền cố gắng bảo vệ họa mi của mình trong đau đớn cả đám người đàn em lao tới hỏi thăm biêu ca biêu ca anh không sao chứ biêu ca tên đại ca có tên biêu ca này tức giận trong đau đớn anh ta hét lên biêu ca cái bíp bắt con đó lại về đây cho tao lúc này tần băng tuyết đang cố gắng chạy đám người côn đồ này vẫn cố gắng đuổi theo sau tên nào tên nấy la lớn đừng chạy đứng lại tần băng tuyết vừa chạy vừa nghĩ một đám hạ lưu xúc sinh đáng chết nếu không phải chúng quá nhiều người với kỹ năng chiến đấu của mình mình chắc chắn có thể đánh bọn chúng chảy nước mắt và khiến chúng phải khóc. Cô nàng xinh đẹp nhưng lại khá thích hạ sát họa mi người khác. Tần Băng Tuyết chạy không chú ý liền va phải Trần Viễn đang đứng ngay đó. Trần Viễn quan tâm hỏi han cô, "Chị không sao chứ?" Tần Băng Tuyết ngước nhìn lên liền thấy Trần Viễn, cô ấy thầm nghĩ, "Là cậu ta." Ngay lúc này đám người côn đồ cũng đã đuổi tới, cả đám bao vây lấy Trần Viễn và Tần Băng Tuyết. Tên đại ca có tên Bưu ca cuối cùng cũng đuổi tới, tên này tức giận chỉ trỏ Tần Băng Tuyết trong đau đớn, "Con chó này, mày chạy nữa đi, mày chạy nữa tao xem nào. Hôm nay lão tử sẽ xử con tiện nhân này. Tần băng tuyết cắn răng trong tức giận, cô thầm chửi bới, vô sỉ, hạ lưu, đàn ông chẳng có ai tốt cả. Tần băng tuyết đứng sau Trần Viễn thầm nghĩ, còn cả Trần Viên này cũng thế, nếu không phải do cậu ta, thì mình đã sớm chạy thoát được rồi, thành sự không đủ bại sự có thừa. Trần Viễn lạnh lùng nói, mấy anh đủ rồi đấy, xã hội pháp luật không phải là nơi cho các anh dương oai, tôi cho các anh 2 phút rời khỏi đây. Tên đại ca Bill giơ tay lên khinh thường nói, anh hùng cứu Mỹ nhân sao, tao không quan tâm, tao cũng không đi đấy. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, ánh trăng tà, cũng là lúc đám côn đồ tàn luôn, Trần Viễn không ngần ngại hạ gục toàn bộ đám côn đồ trong phút chốc. Xử lý xong Trần Viễn phủi tay vài cái rồi giảng đạo lý, ở đời vẫn là nên nghe lời khuyên. Trần Viễn quay người lại hỏi Han Tần Băng Tuyết, "Tần học tỷ, chị không sao chứ?" Đột nhiên hệ thống thông báo, độ hầu cảm của Tần Băng Tuyết trừ 5 điểm. Lúc này Trần Viễn đứng hình rồi hóa đá, rồi từ đá mà nứt vỡ đến thổ huyết, hệ thống thông báo, độ hầu cảm hiện tại là âm 95 điểm. Trần Viễn nhìn Tân Băng Tuyết với một ánh mắt cay cú, cậu có lòng giúp đỡ người ta, không nhận được sự hảo cảm thì thôi, còn nhận được sự tránh ghét của đối phương. Lúc này Tân Băng Tuyết dùng một ánh mắt khinh thường và căm ghét để nhìn Trần Viễn. Mê nhìn cô ta mà tức đến đỏ mặt, cậu thầm tự nhủ, bà chị à, tôi cứu chị cũng là sai sao, không tăng độ hảo cảm thì thôi đi, sao lại còn giảm như vậy. Âm 95 điểm, tôi trong mắt chị khác gì phân đâu chứ, không những không như thế, rác rưởi trong mắt Tần Băng Tuyết còn có thiện ý cao hơn những tên côn đồ bị trần viễn hạ gục dưới đất nằm im bất động người thì đầy đủ hàm tiền đạo người thì bay vải thanh hậu cần một tiếng nói xé tai của tần băng tuyết vang lên trần viễn cậu cảm thấy là cậu làm như vậy là thú vị sao cậu cảm thấy tôi sẽ bị cậu kéo vào con đường như những nữ sinh khác sao tần băng tuyết chỉ ra đường rồi nói tiếp tôi tùy tiện gọi xe cũng gặp phải lưu manh sau đó cậu lại trùng hợp xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân tần băng tuyết tiến đến trước mặt mên thẳng thắn nói cậu đánh giá quá cao trí thông minh của bản thân mình rồi cũng đánh giá quá thấp trí thông minh của tôi. Trần Viễn ngương ngác đứng nghe cô ta nói, nhưng cậu chả hiểu chuyện gì, đầu óc của cô ta có vấn đề ư? Nói rồi Tần Băng Tuyết túm lấy cổ áo của Trần Viễn rồi lớn giọng nói, Ngọc Kỳ vì cậu mà ngay cả vị trí chủ tịch hội sinh viên cũng có thể từ bỏ, cậu lại trăm phương ngàn kế muốn tán tôi. Tần Băng Tuyết tỏa ra sát ý mãnh liệt rồi lạnh nhạt quay người rời đi, tặng thêm cho Trần Viễn một câu, đồ cặn bã, cậu làm tôi thấy ghê tởm. Trần Viễn bị cô ấy nói liên tục xối xả không kịp giải thích, anh ấp úng nói, không phải, Tôi. Trong đầu mên là những câu nói trong bất lực. Động não này cũng quá lớn rồi. Chị có phải bị chứng vọng tưởng bị hại không đấy? Trần Viễn vươn tay lên giải thích. Không phải. Tần chủ tịch. Chị nghe tôi giải thích. Tôi thật sự. Chưa kịp nói hết câu. Tần băng tuyết nói cắt ngang câu của cậu. Làm cậu như bị đau thấu xương. Không cần giải thích. Hy vọng cậu đối xử tốt với Ngọc Kỳ. Nếu cậu cố tỏ ra thông minh một lần nữa, tôi sẽ khiến họa mi của cậu ngừng hót. Nghe đến đây không còn đau thấu xương nữa. Trần Viễn run rẩy trong sự sợ hãi đối với Tần Băng Tuyết. Trần Viễn bị đứng hình, im lặng không thể làm gì, không thể giải thích minh oan cho bản thân. Tên cô đồ Bưu Ca lúc này đột nhiên tỉnh lại sau khi bị Trần Viễn cho ăn hành, anh ta ôm đầu than đau. Ôi. Trần Viễn sau khi đợi Tần Băng Tuyết rời đi rồi mới lớn giọng nói ra những cục tức của mình, xui xẻo gì đâu thế này, lần sau sẽ không thèm quản chuyện của người khác nữa. Trần Viễn bước đi rồi dùng chân suốt đại cho bớt tức giận, nhưng lại trùng hợp tác động vật lý lên mặt anh chàng côn đồ Bưu vừa mới tỉnh dậy khuôn mặt liền bị biến dạng, rồi lại từ từ nằm xuống ngủ tạm thời tiếp. Sau đó Trần Viễn rời đi và tự than trách bản thân, vừa nãy hình như mình đã phải cái gì thì phải, thôi quên đi, mặc kệ vậy. Mên rời đi để lại tên Bill Ca nằm bất động, không một động tác thừa. Chuyển cảnh đến khu ký túc xã của học sinh nam. Trần Viễn vẫn đang tức giận đi bộ dưới khu ký túc xã, miệng vẫn lẩm bẩm nói, thật là xui xẻo, lùi lại một bước, càng nghĩ càng tức giận, mình thực sự đã để mặt chị ta rồi đột nhiên chuông điện thoại trong túi của cậu vang lên những âm thanh cùng với nhạc đong đưa kết hợp vang lên cô gái câu chuyện của anh vì em mà mở ra vì em mà học cách nhấn lại vì em mà thay đổi thói xấu trần viễn liền thay đổi cảm xúc 380 độ quay trở về trạng thái bình thường và tự hỏi muộn như vậy rồi là ai gọi cho mình thế cậu cầm chiếc điện thoại lên trên tay và nhìn bên trên màn hình hiển thị số điện thoại của người gọi tới có tên là tiêu nhược vũ trần viễn tự nhủ giờ này nhược vũ còn gọi cho mình trần viễn không ngần ngại bắt máy Phía đầu dây bên kia là Tiêu Nhược Vũ bắt máy nói trước, "Trần Viễn, ngày mai cậu có rảnh không?" Nên tò mò hỏi lại cô ấy, "Hả? Có chuyện gì vậy?" Nhược Vũ liền nói vấn đề chính của câu chuyện, "Chuyện là như vậy, ngày mai đúng lúc tôi không có tiết, muốn hẹn cậu đi xem phim cùng." Trần Viễn liền trả lời, "À thì ra là như vậy." Trong lòng cậu liền thầm lo lắng, "Ngày mai, ngày mai triệu chủ tịch cũng hẹn mình đi xem phim, chung ngày rồi, làm sao đây?" Lúc này Trần Viễn đã lái chiếc siêu xe Ferrari tới trước cổng trường học. Một âm thanh nào đó vang lên, làm trò gì vậy? Trần Viễn ngồi bên trong chiếc siêu xe sang trọng đắt đỏ nhắn tin với bạn thân của mình, "Văn Tử, cậu đến đâu rồi?" Cậu bạn thân liền trả lời, "Sắp đến rồi, đợi tôi thêm một lúc nữa." Ngồi trong chiếc siêu xe, cậu nhớ lại hồi ức vừa diễn ra lúc trước, cảnh tượng anh bạn thân khóc lóc kể với cậu, "Viễn Tử, tôi hẹn cô gái đi xem phim bị từ chối rồi, đã mua vé rồi, cậu đi cùng tôi đi xem phim đi." Hu hu. Trần Viễn chống tay lên mặt trong sự bất lực mà nghĩ, vốn tưởng rằng hôm nay đi xem phim hai lần thôi là được ai ngờ đâu tận ba lần luôn đúng là người tính không bằng trời tính mà Minh vuốt cảm ngẫm nghĩ ai ai bảo văn tử là anh em tốt của mình cơ chứ lúc trước không có tiền ăn cậu ấy thường giúp đỡ cho mình trần viễn liền nhanh chóng lên lịch hẹn với ba người cùng một ngày cậu bạn thân chí cốt văn tử đi xem cùng nhau vào lúc 14 giờ đi xem phim cùng triệu chủ tịch vào lúc 17 giờ đi xem phim cùng tiêu nhược vũ vào lúc 20 giờ sau khi sắp xếp ổn thỏa xong bên thở phào nhẹ nhõm cậu tự nhủ phải sắp xếp thời gian hôm nay hợp lý chỉ đành đi xem ba lần một ngày vậy Trần Viễn thấy trên xe mình có người mới vừa mở cửa đi vào, cậu liền quay sang nói, văn tử sao cậu mới. Khi Trần Viễn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên xe của mình, chứ không phải là người anh em trí cốt văn tử, anh liền dừng nốt câu kia mà nói câu khác, ủa, cô là ai vậy, sao lại lên xe của tôi. Cô gái quay sang nhìn Trần Viễn nũng nịu nói, xin lỗi, tôi trang điểm chăm chú quá, nên vào nhầm xe. Trần Viễn không chút mê hoặc nói thẳng, không sao, cô xuống xe đi, lần sau chú ý một chút câu nói của Trần Viễn như một ngọn núi đè đầu cô gái vậy. cô gái này vẫn cố gắng tiếp cận Trần Viễn. cô gái nhỏ nhẹ nói với cậu, mặc dù là nhầm xe, nhưng nói không chừng gặp đúng người rồi đó, anh trai. trong lòng cô gái này nghĩ, xuống xe ư, xuống xe thì làm sao lão nương câu dẫn anh được, lái xe sang như vậy lại còn đẹp trai, mình không thể nào bỏ qua được. cô gái này bắt đầu nũng nịu đưa chiếc điện thoại ra và nói, anh trai, ad quy chat với em được không, em cảm thấy rất có duyên với anh. Trần Viễn không chút ngại ngùng tặng cô thêm một quả núi nặng chiếu trên đầu cậu nói ồ xin lỗi tôi không có điện thoại minh khẽ cười nham hiểm mà nghĩ chà chà khác với những người đàn ông trung quốc truyền thống chưa khai hóa như văn tử sigma male bọn tôi vĩnh viễn sẽ không rơi vào cạm bẫy của phụ nữ cô gái này bật lực chỉ đành hét lên một câu rồi tự giác bước xuống xe được coi như anh áp tôi xuống xe cô gái này vừa mở cửa đi ra thì bắt gặp anh anh trí cốt văn tử của trần viễn anh chàng văn tử liền nói đỗ tiểu nguyệt sao em lại ở đây cô gái đỗ tiểu nguyệt này cũng với men trần viễn của chúng ta đều kinh ngạc thốt lên Lưu Văn Chiết. Lưu Văn Chiết mặt u ám nói, "Không phải em nói buổi chiều phải đến bệnh viện thăm mẹ, nên không thể đi xem phim với anh sao? Sao bây giờ lại ở trong xe bạn của anh? Chẳng lẽ hai người?" Trần Viễn nhìn tình hình liền nhận ra được sự việc, cậu thầm nhủ, trời đất, hóa ra cô gái này là người từ chối Văn Chiết, cậu ấy sẽ không hiểu nhầm mình đâu chứ. Ngay sau đó Trần Viễn liền xuống xe rồi giải thích, "Văn Tử cậu nghe tôi giải thích, bọn tôi." Không để cho Trần Viễn nói hết câu, Lưu Văn Chiết tức giận quát cô gái đỗ tiểu nguyệt cắt ngang lời Trần Viễn là người lạ không có một chút quan hệ nào. Anh chàng bạn thân trí cốt của Mên chỉ tay thẳng mặt Đỗ Tiểu Nguyệt nói, "Đỗ Tiểu Nguyệt, cô thấy bạn tôi lái Ferrari nên muốn câu dẫn cậu ấy, nhưng cậu ấy không quan trọng cô nên yêu cầu cô xuống xe, hai người không có quan hệ gì, hoàn toàn là cô mặt dày dính vào bạn tôi, như vậy đúng không?" Trần Viễn nghe xong liền gật đầu lia lịa đồng tình với câu nói của Lưu Văn Chiết, "Đúng, đúng đúng, đúng là như vậy." Ngay sau đó Trần Viễn cùng Lưu Văn Chiết lên chiếc siêu xe Ferrari, không ngần ngại Trần Viễn đạp ga rời đi, để lại cô gái Đỗ Tiểu Ngọc đứng lại phía sau hối tiếc. Cô ta lẩm bẩn nói, Lưu Văn Chiết, vậy mà quen biết bạn giàu như vậy ư? Cô gái này không tin vào mắt mình, khuôn mặt xám xịt lại, không phải anh ta là một kẻ nghèo kết xác, chỉ có 800 tệ tiền phí sinh hoạt mỗi tháng ư. Lúc này tại khu trung tâm thành phố, nơi phồn hoa bậc nhất thế giới, khu trung tâm mua sắm, mọi thứ để có đầy đủ. Trong một tòa nhà nào đó, tại một rạp phim đang chiếu, Trần Viễn cùng với Văn Chiết đang xem phim, anh bạn của mình khóc lóc quay sang nói với cậu, Viễn tử, có phải tôi quá cùi bắp rồi không? tại sao cậu luôn được các cô gái vây quanh mà chuyện tình cảm của tôi lại không được thuận lợi như vậy trần viễn vừa ăn bỏng ngô vừa nói sao tôi biết được chứ nhưng sao phải theo đuổi con gái chứ cậu thiếu tổ tông để cung phụng sao hai cô gái phía sau nhìn men và văn chết rồi thì thầm hai người này thật là lạ hai đứa con trai lại đi xem phim cùng nhau cậu nhỏ tiếng một chút có thể bọn họ là gai đó trần viễn lúc này khẽ cười nói người bộc lộ nhu cầu sớm hơn thường là người yếu thế hơn yêu đương như chiến trường không chơi nhà tròi đó là lưới dao nhuốm máu Trần Viễn liền chỉ giáo cho anh em xương máu của mình. Cậu càng sim chỉ khiến con gái thấy cậu càng hạ tiện. Mấu chốt không phải là ở thủ đoạn, mà là bản thân cậu có đủ mạnh mẽ hay không. Lúc này Trần Viễn trong mắt Văn Chiết như một ngôi sao lấp lánh, đạo lý của mình như một triết lý cuộc sống. Tiền cho con gái tiêu là thằng ngốc, tiêu tiền cho con gái mới là đại trưởng phu. Anh chàng Văn Chiết nhìn mên cũng cảm thán, cậu nói có lý thật. Anh chàng Văn Chiết nắm lấy tay Trần Viễn nói, sư phụ, không, cha nuôi, con ngộ được rồi, xin cha hãy dạy con cách trở nên mạnh mẽ. Hai cô gái phía sau hóng chuyện thì đang hiểu lầm, hai cô gái này đang hóng cái kết có hậu của cuộc tình ngang trái này. Oa, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi kìa. Mê liền ngăn cản người anh xem sương máu lại. Văn Tử cậu bình tĩnh một chút, đừng làm như vậy, mọi người đang nhìn kìa. Trần Viễn ôm mặt lạnh lùng nói, "Văn Tử, tôi không có gì có thể dạy cậu cả. Tôi chỉ đẹp trai hơn cậu một chút, giàu hơn cậu một chút, nhiều bạn gái hơn cậu một chút. Thực ra tôi như vậy rất vất vả, nam sinh bình thường như các cậu rất khó để trải nghiệm." Người anh em Văn chiết nghe xong cũng khá cay mặt mày cũng nhăn nhó lại cậu ấy nhỏ giọng nói với mên viễn tử cậu đừng nói nữa cậu còn nói nữa tôi sợ không nhịn được sẽ chém cậu nói đến đây trần viễn cũng rẻ luôn sau khi xem phim trong dạp chiếu phim xong cả hai liền ra về trên đường hai người trò chuyện vui vẻ với nhau viễn tử nói chuyện với cậu xong tôi thoải mái hơn nhiều rồi gần đây luôn làm phiền cậu về sau nếu có cơ hội chưa kịp nói hết câu liền bị trần viễn cắt ngang đừng có về sau cậu phải báo đáp tôi bây giờ trần viễn nắm lấy bàn tay của văn chiết nói tí nữa khoảng hai tiếng sau cậu gọi điện cho tôi là coi như cậu giúp tôi được việc lớn rồi anh chàng văn chiết tò mò hỏi gọi điện à có thể thì có thể nhưng tại sao vậy hai cô gái ngồi ở phía sau dạp chiếu phim lúc này cũng đi ra bắt gặp trần viễn đang nắm tay văn chiết hai cô gái kia cười nói với nhau tớ nói rồi mà hai người họ là một đôi đấy nghe xong trần viễn và bạn trí cốt của mình lạnh hết sống lưng Mên rời đi và cười lạnh lùng tại sao à đương nhiên là có lý do rồi chính là thoát thân từ chỗ triệu chủ tịch để đi hẹn hò rồi cậu rời đi để lại anh bạn thân phía sau ngơ ngác khó hiểu một thời gian không ngắn cũng không dài trôi qua hai tiếng sau tại láp chiếu phim trần viễn cuối cùng cũng tới trước cửa dạp phim thấy triệu ngọc kỳ đang đứng đợi cậu ở trước cửa trần viễn bèn nghĩ nguy hiểm quá đến kịp rồi lúc này triệu ngọc kỳ chưa thấy trần viễn tới liền nhìn đồng hồ trong sự lo lắng còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi sao trần viễn vẫn chưa tới đột nhiên có một âm thanh vang tới từ phía sau hello chị gái một người thanh niên khá bảnh bao xuất hiện anh ta vẫy tay chào và giới thiệu bản thân xin chào tôi tên là ngô bán thạch thấy cậu đứng đây nửa ngày rồi có thể ad WeChat với tôi không? Trong lòng anh ta thầm mong, làm ơn, cầu xin đấy. Ngọc Kỳ không ngần ngại kiếm lý do từ chối. Xin lỗi, tôi hiện tại đang có hẹn, không tiện. Anh chàng này liền nói, vậy thật sự rất xin lỗi, nhưng chỉ là ad WeChat thôi, tôi sẽ không quấy rầy buổi hẹn của cậu. Anh chàng này nói tiếp, nếu cậu cảm thấy tôi đáng ghét thì có thể xóa liên lạc, coi như thỏa mãn tâm nguyện của tôi đi. Đột nhiên Trần Viễn xuất hiện phía sau vỗ vai anh ta, mê liền nói, người anh em, cô gái nhà người ta đã từ chối cậu rồi, còn sống chết không buông thì không thú vị đâu. Trần Viễn bước lên nói thêm, nào, để anh đây thì phạm cho cậu, cách thả thính là như thế nào? Trần Viễn bước lại gần Ngọc Kỳ, rồi dùng tay chống vào tường ngay cạnh cô ấy. Ngọc Kỳ cũng rất kinh ngạc. Trần Viễn nhẹ nhàng nói, chị gái, chị thật là đẹp, chúng ta có thể tìm một nơi ít người để giao lưu sâu sắc hơn không? Ngọc Kỳ lúc này ngại ngùng đỏ mặt không biết nói gì. Anh chàng Ngô Bá Thạch ở phía sau nhìn khinh thường, anh ta nghĩ, chỉ có vậy, cậu là lưu manh à? Có tác dụng mới là lạ nhưng ngay sau đó anh ta liền bị vả mặt. Ngọc Kỳ liền đồng ý. Cô cười tươi đáp, được thôi. Anh chàng Ngô Bá Thạch đứng hình chết lặng không biết đây là tình huống gì. Anh ta cay cú thầm nhủ, trời ạ, à, đây là cái loại tình huống gì vậy? Những người xung quanh nhìn cũng kinh ngạc thốt lên, như vậy cũng được à? Ngay sau khi Trần Viễn trêu đùa anh chàng Ngô bán Thạch, cậu cùng với Ngọc Kỳ vào trong giạp chiếu phim. Bên trong giạp chiếu phim, triệu Ngọc Kỳ cùng Trần Viễn đã xem đến gần cuối bộ phim. Trên màn ảnh là nam chính đang không ngừng chạy về phía trước muốn trốn thoát khỏi máy bay địch. Anh ta còn hô đánh với đồng đội. Triệu Ngọc Kỳ xem thì có thích thú nhưng thứ cô chú ý nhiều hơn là phản ứng của Trần Viễn. Cô nhíu mày nhỏ giọng hỏi cậu, "Trần Viễn anh không hứng thú với bộ phim này ư? Em thấy anh cứ nhìn điện thoại." Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên cất giọng làm cho Trần Viễn giật nảy mình. Cậu bắt đầu cười trừ tìm ra một lý do ngụy biện cho bản thân, "Hả? Không có gần đây công việc kinh doanh của gia tộc khá bận rộn, có chút lo lắng." Triệu Ngọc Kỳ nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy phải kế thừa gia sản lớn như vậy áp lực nhất định rất lớn, người bình thường bọn mình vô ưu vô lo, anh ấy lại phải gánh chịu nhiều như vậy. Rồi Triệu Ngọc Kỳ lại như mọi khi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Trần Viễn tựa nhân vật chính vất vả trăm bề gồng gánh gia tộc, người khác chỉ thấy Trần Viễn có kỳ nghệ phi phàm, lại không biết rằng đằng sau anh ấy phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Thân thủ xuất sắc như vậy, tự nhiên cũng là kết quả của việc khổ luyện từ nhỏ. Trong trí tưởng tượng nhỏ bé của cô là hình ảnh Trần Viễn phải biết tất cả các môn thể thao, phải học giỏi hơn người, biết kéo đàn, biết làm mọi thứ, người đã tiếp nhận giáo dục tinh anh từ nhỏ như anh ấy lại chưa từng nói khổ và mệt chỉ âm thầm gánh vác trách nhiệm của mình. Triệu Ngọc Kỳ không chịu nổi nữa, cô bắt đầu rơi nước mắt cho số phận của Trần Viễn. Hu <laughs> hu, anh ấy vất vả như vậy mình lại vì tư lợi mà chiếm dụng thời gian của anh ấy bảo anh ấy đi xem phim cùng mình mình đúng là nữ nhân xấu xa rồi cô đột ngột nắm lấy tay trần viễn chính cậu ấy cũng sửng sốt đưa mắt nhìn qua nhận lại là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của triệu ngọc kỳ trần viễn trợn tròn mắt tự hỏi đây không phải phim hành động đấu súng sao sao cô ấy lại khóc như thế này cuối cùng sau mấy chục phút qua đi bộ phim cũng kết thúc hai người quyết định đi ra triệu ngọc kỳ khoác tay trần viễn giọng ôn nhu nói trần viễn anh đói không hay là chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi Trần Viễn mặt mày ngây ngốc muốn từ chối, "Ăn cơm, anh không muốn thấy bàn tay của em bị tổn thương tương tự." Tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên. Trần Viễn nở nụ cười 3 phần vui vẻ 7 phần hài lòng nhớ lại ban nãy mình có nói với Văn Triết, "Tí nữa hai tiếng sau cậu gọi điện cho tôi là coi như cậu giúp tôi một việc lớn rồi." Trần Viễn âm thầm cảm thán, "Văn Tử đúng là anh em tốt, gọi điện thật đúng lúc." Trần Viễn thu liễm nụ cười ác quỷ của mình lại, giả vờ ngây ngốc bắt máy, "Alo, xin chào. A à, Văn Chiết à." "Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao tôi lập tức qua." Triệu Ngọc Kỳ nhìn Trần Viễn đột nhiên nói lớn, còn có vẻ rất nghiêm trọng, cô cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Bên kia Văn chích còn đang ngưng ác thì điện thoại cũng bị cúp, cậu chỉ có thể kịp nói cái gì vậy mà thôi. Trần Viễn làm bộ dạng có lỗi với Triệu Ngọc Kỳ, cậu nói, "Triệu chủ tịch, tôi có chuyện phải rời đi trước, bạn tôi xảy ra chút chuyện." Triệu Ngọc Kỳ là người hiểu chuyện nên cũng không kỳ kèo, "Không sao, anh có chuyện thì đi giúp trước đi, em không sao đâu." Nhìn bóng dáng Trần Viễn bỏ đi, Triệu Ngọc Kỳ ngược lại còn thấy thích thú, bạn của Trần Viễn nhất định gặp phải chuyện lớn gì đó, anh ấy đúng là người đàn ông tốt có tình có nghĩa. Trần Viễn an toàn trốn thoát khỏi ma chảo của Ngọc Kỳ, cậu an ổn ngồi trên xe tính toán, mình đúng là thiên tài. Tiếp theo phải mau đến dạp kế tiếp. Tiêu Nhược Vũ, trời đã tối, thành phố cũng đã có nhiều ánh đèn điện bật lên. Trần Viễn đứng dựa lưng lên con xe của mình nhắn tin cho Tiêu Nhược Vũ, tôi đến nhà cô mới thuê rồi. Nhược Vũ nhanh chóng đáp lời, được tôi xuống đây, đợi tôi 2 phút. Trần Viễn cất điện thoại vào túi, hơi đau đầu mà xoa xoa mi tâm, cuối cùng chỉ còn lại một bộ phim cuối cùng. Cả ngày hôm nay như đánh vật vậy, lần sau sẽ không chơi nhiều tuyến thao tác thế nữa. Đang thất thần thì giọng nói thập phần mị lực của Tiêu Nhược Vũ vang lên kéo sự chú ý của Trần Viễn, "Trần Viễn, xin lỗi để cậu đợi quá lâu rồi. Tiêu Nhược Vũ hôm nay ăn vẫn đơn giản, áo crop top phối với quần thể thao tạo cảm giác thanh xuân tươi mát." Trần Viễn nhìn đến có chút xuất thần thầm khen, "Hôm nay cậu ấy đẹp quá. Bạn học Tiêu có thể cân được các loại phong cách, không hổ là cực phẩm trong nữ nhân." Tiêu Nhược Vũ bị nhìn đến có chút xấu hổ, cô ngại ngùng lên tiếng, "Chúng ta xuất phát thôi." Trần Viễn bấy giờ mới hoàn hồn cười xòa chữa quê, xuất phát ồ đúng xuất phát trong đầu trần viễn lại âm thầm cẩn thận suy nghĩ vài chuyện nếu hôm nay thuận lợi thì nói không chừng có thể tiến thêm một bước nữa với bạn học tiêu cả hai rất nhanh đã đến dạp chiếu phim cả hai đều rất vui rất chăm chú thưởng thức nó rồi sau đó lại cùng nhau đi ăn tối tại một hàng quán ven đường đông nghẹt người nhưng lại rất vui vẻ cảm giác trở lại thời cấp 3 vô ưu vô lo cuối cùng trăng cũng đã lên cao người cũng bớt đi rất nhiều cả hai mới lên xe trở về nhà trần viễn đỗ xe trước chung cư của tiêu nhược vũ nhược vũ bước xuống xe rồi thì lịch sự cảm ơn với trần viễn cái đó trần viễn cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi cảm ơn cậu đã chơi cùng tớ đến muộn như vậy tớ rất vui tiêu nhược vũ xoay người mới bước vài bước đã nghe trần viễn nhỏ giọng gọi tên à nhược vũ trần viễn hiếm thấy mặt đỏ như gấp ấp úng nói ớ ờ, tớ có thể đến nhà cậu uống một ly nước không tiêu nhược vũ hoàn toàn sửng sốt trước yêu cầu này nhưng cô cũng không có từ chối một lúc sau tại phòng của tiêu nhược vũ không biết có chuyện gì mà trần viễn thì đang tắm còn nhược vũ thì đang nằm ôm gối trên sofa hôm nay làm sao vậy không giống chuyện mình sẽ làm ra Tiêu Nhược Vũ mặt đỏ đến sắp chín rồi. Cô suy nghĩ không thôi, vốn uống một ly nước rồi đi. Kết quả tên này uống nước xong nói muộn quá rồi nên muốn ở nhà một đêm. Nhược Vũ ngượng đến độ không biết phải làm sao, chỉ có thể nằm sắp xuống tự mắng chính mình, mình vậy mà còn đồng ý. Tí nữa nếu cậu ấy yêu cầu về phương diện kia mình nên làm thế nào? Nếu là với cậu ấy hình như cũng không phải không được. Tiêu Nhược Vũ lần đầu cảm thấy áp lực như vậy cô vùi đầu vào gối ôm, ai ra, mình đang nghĩ gì vậy? Sau một hồi xoắn xuýt Nhược Vũ bấy giờ mới chú ý đến trong túi áo khoác của Trần Viễn hình như có cái gì đó, ấy đây là cái gì? Tiêu Nhược Vũ lấy nó ra, gương mặt khó giấu tức giận cùng ghen tuông bên cạnh đó còn có kinh ngạc, vé xem phim, sao lại có bốn cái? Cậu ấy cũng xem phim cùng nữ sinh khác. Trần Viễn sau khi tắm xong, một thân vẫn còn ướt bước ra ngoài thông báo với Tiêu Nhược Vũ một tiếng, tôi tắm xong rồi, chúng ta. Lời đến bên miệng thì bị kẹt lại. Trần Viễn nhìn mấy tấm vé xem phim của mình đã bị Tiêu Nhược Vũ phát hiện, nhất thời không nói được lời nào. Tiêu Nhược Vũ thấy người đứng ngay ra đó thì tức giận xông lên, cô quát lớn, Trần Viễn sao trong túi cậu lại có bốn vé xem phim, hôm nay cậu còn cùng nữ sinh khác xem phim ư? Ừ. Cô tức giận đến cực điểm, nước mắt cũng sắp chảy ra, nếu cậu không thích tôi có thể từ chối tôi tại sao xông vào cuộc đời của tôi rồi lại hẹn hò cùng đứa con gái khác. Trần Viễn vẻ mặt muốn nói lại thôi, cậu chỉ có thể ấp úng, ớ. Tiêu Nhược Vũ đã chịu hết nổi rồi, cô chỉ tay thẳng ra cửa, cậu có suy nghĩ qua cho cảm nhận của tôi không? Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ âm 10. Cậu cút ra đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ âm 10. Độ hảo cảm hiện tại 75. Trần Viễn nhìn thấy độ hảo cảm giảm nhanh như vậy thì càng lo lắng hơn nhưng cậu vẫn không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống bả vai run run tình huống tình huống này mình mình đã dự liệu từ trước rồi trần viễn lại nở một nụ cười quen thuộc đó chính là nụ cười phản công đến lúc ra đại chưa rồi trần viễn bắt đầu nhập vai nạn nhân vô tội gương mặt đều diễn đến xuất thần hóa ra tớ trong lòng cậu không đáng được tín nhiệm như vậy mấy vé xem phim đã có thể khiến những thứ mà tớ bỏ ra hóa thành hư không tiêu nhược vũ quyết không xuống nước chính mắt cô nhìn thấy như thế cô không muốn nghe tên này giải thích cậu còn muốn rảo biện trần viễn đột ngột lấy điện thoại ra bấm đến số của Văn Chiết, rồi cậu đưa máy cho cô, cậu tự hỏi Lưu Văn Chiết xem hôm nay tớ có cùng cậu ấy đi xem phim không. Sau khi ấn gọi, một chuỗi im lặng bao trùm hai người, chỉ có tiếng bíp 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 là đều đều vang lên. Mất một lúc sau Văn Chiết mới nhấc máy, "Alo, Viễn Tử sao muộn rồi cậu còn gọi làm gì?" Tiêu Nhược Vũ lên tiếng, "Lưu Văn Chiết, tôi là Tiêu Nhược Vũ tôi muốn hỏi hôm nay Trần Viễn có cùng cậu đi xem phim không?" Lưu Văn Chiết ngồi trên giường thản nhiên nói, "Đúng thế, xem chiến lang 14 vốn tôi hẹn đỗ tiểu nguyệt đi nhưng cô ấy từ chối tôi nên tôi chỉ có thể kéo viễn tử đi cùng tôi vừa nói xong đột nhiên văn chiết nhận ra thứ gì đó lại lập tức mở to mắt đây không phải là điện thoại của viễn tử sao sao lại ở trong tay cậu hai người ở cùng nhau ư từ trong điện thoại vang lên tiếng la hét của văn chiết trần viễn tên cậu tạp chủng này vậy mà có thể với tới cậu ư tôi không tin trần viễn trong lòng nghĩ thầm chắc không thể cần đứa bạn này nữa rồi tiêu nhược vũ muốn cúp máy nên nói trước được rồi không sao rồi quấy giày cậu nghỉ ngơi rồi bái bai văn chiết rõ ràng mọi chuyện tiêu nhược vũ mới thấy mình giận dỗi vô cớ như vậy có vẻ mình hiểu nhầm cậu ấy rồi không đúng nhỡ lưu văn chiết bao che cho cậu ấy thì sao cô quyết định hỏi xem bạn mình tình cơ đỗ tiểu nguyệt ở cùng lớp với mình mình xác nhận lại xem cuộc gọi rất nhanh được nối máy alo tiểu nguyệt áp tớ là tiêu nhược vũ hôm nay lưu văn chiết hẹn cậu đi xem phim sao giọng nữ dịu dàng bên kia vang lên đúng vậy tên đó hẹn tớ xem chiến lang đó nhưng tớ từ chối rồi còn thấy một soái ca lái ferrari đón cậu ta cơ sớm biết cậu ta quen biết rộng vậy tớ đã đồng ý rồi hài dậy Trần Viễn thấy mình thắng rồi liền hỏi dồn dập đẩy đối phương vào thế yếu, thế nào? Xác nhận lại chưa? Hay là kiểm tra thông tin thanh toán trong máy tớ nữa? Tiêu Nhược Vũ biết sai liền yếu siêu nói, Trần Viễn, ớ, tớ không phải. Trần Viễn diễn xong liền xoay người muốn đi, cậu còn bỏ lại cho cô một câu, Tiêu Nhược Vũ, hôm nay tớ rất thất vọng với cậu. Tiêu Nhược Vũ nghe xong hồn bay phách lạc, cô hấp tấp gọi lớn mong người nọ tha thứ, Trần Viễn tớ sai rồi, cậu đừng tức giận, tớ không nên hiểu nhầm cậu, cậu tha thứ cho tớ đi. Nhưng kết quả là Trần Viễn vẫn ra về, còn đóng cửa một cái rầm thể hiện sự thất vọng của bản thân. Ai biết khi ra ngoài cậu lại dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm vãi. May mà lão tử đã chuẩn bị trước, nếu không lần này lật xe rồi. Buổi sáng tại trường học, Nhược Vũ nhắn tin cho Trần Viễn, màn hình điện thoại hiện những dòng tin nhắn nhẹ nhàng xin lỗi, xin lỗi, tối qua tớ hiểu nhầm cậu, cậu nói đúng, hai người nên tin tưởng lẫn nhau, tớ đã kiểm điểm lại rồi. Tha thứ cho tớ được không? Trần Viễn ngay sau đó cũng trả lời tin nhắn của cô, không sao đâu Nhược Vũ, chuyện này cũng trách tớ, không giải thích được rõ ràng tớ cũng xin lỗi cậu như vũ nhìn tin nhắn từ trần viễn mặt đỏ bừng thầm khen anh rõ ràng là lỗi của mình mà cậu ấy lại chủ động xin lỗi cậu ấy thật ấm áp cùng lúc này hệ thống cũng hiển thị độ hảo cảm của tiêu nhược vũ cộng 10. hệ thống liên tiếp thông báo độ hảo cảm của tiêu nhược vũ cộng 10. độ hảo cảm của tiêu nhược vũ cộng 1. trần viễn bên này thấy mình vừa thoát nguy thì thở dài nghĩ tăng lại rồi anh nhìn vào màn hình hệ thống độ hảo cảm của sim chúa số 6 tiêu nhược vũ đối với ký chủ đã đột phá chín điểm thưởng điểm cường hóa cộng mười lòng nghĩ thầm còn cao hơn trước một điểm lần sau không thể như vậy được nữa, suýt nữa tự mình chơi chết mình. Anh cũng thầm nhắc nhở bản thân, cũng là nhắc nhở mình, các đối tượng trói buộc nên được phân chia, làm người công cụ cho những người nào, duy trì quan hệ tốt đẹp với những người nào, độ hảo cảm phải quét tới mức các cô ấy khăng khăng một mực vì mình. Trần Viễn vừa nghĩ vừa đắc ý cười lớn nói, trẻ con mới chọn, mình lấy tất, cha thì cha đi, ai mà không có giấc mơ hậu cung chứ. Lúc này bên cạnh anh có hai cô gái đang đi về hướng ngược lại, nói chuyện vui vẻ, nghe nói đường học trưởng đã tài trợ cho đội trường tổ chức cuộc thi tìm người qua đường mạnh nhất đúng thế đúng thế ngay trong phòng tập thể dục của trường chúng ta mau đi xem xem soái ca trong đội bóng rổ khá nhiều đó trần viễn loáng thoáng nghe được câu chuyện vừa rồi lòng thầm nghĩ đường tu văn người qua đường mạnh nhất thú vị mình đi xem xem thế là trần viễn quay lại trường để xem trò náo nhiệt đến tòa thể chất trần viễn chóng ngợp với sự náo nhiệt ở đây người người nhà nhà đều đến xem anh thốt lên đồng thế phía bên cạnh là những cô gái đang xem mê trước vẻ đẹp của những chàng trai bóng rổ hét lớn về phía sân đường học trưởng bọn em yêu anh Đường học trưởng cố lên. Đường học trưởng, em muốn sinh khỉ con cho anh." Trần Viễn nghe mà khó chịu, gãi tai nói thầm, "Ôn chết mất." Anh thầm nghĩ, cuộc thi vua qua đường mà Đường Tu Văn Tạo ra này có cảm giác như nó chỉ để thể hiện bản thân. Anh nhìn xung quanh một lượt nghĩ ngợi, chắc cậu nhóc này sẽ không mời một đám diễn viên tới làm nền cho mình đấy chứ. Đúng là có bệnh. Bỗng nhiên anh thấy trong đám đông có bóng dáng của hai cô gái quen thuộc, là Từ Lạc Lạc và Thư Đồng. Vừa lúc đó hai người họ cũng thấy anh, Từ Lạc Lạc chỉ vui mừng hét một tiếng Trần Viễn thì liền chạy đến chỗ anh, còn Thư Đồng chỉ kịp nói, "A." À, Trần thì đã thấy lạc lạc biến mất từ lạc lạc vừa gặp đã dính vào người anh nũng nịu nói anh cũng tới ưu trùng hợp quá trần viễn vui vẻ trả lời hello lạc lạc em cũng ở đây à thư đồng bên cạnh đến sau nên tức giận không thể làm gì lúc này có thêm một bàn tay đặt vào vai trần viễn anh quay lại nhìn thì thấy hà chỉ anh cô vui vẻ hỏi trần viễn hello cậu cũng thích bóng rổ ư trần viễn có chút khó chịu nghĩ lại thêm một người nữa những người xung quanh thấy anh được nhiều cô gái vây quanh thì ganh tị bàn tán đó là từ lạc lạc đúng không xinh quá nam sinh đó là ai ai trần viễn của viện văn học không chỉ từ lạc lạc cậu xem hà chỉ anh đó vì trần viễn mà trực tiếp bơ bạn trai cũ luôn lúc này từ phía cửa triệu ngọc kỳ cùng chị gái bước vào khí chất ngất trời chị gái nói với hai tên thanh niên kia các cậu nói xấu sau lưng con gái người ta như vậy đúng là làm tôi buồn nôn nghe bị nói thẳng mặt lại từ một cô gái vô cùng cao quý hai tên kia chỉ biết khóc lóc né ra nói a à, hội trưởng tha mạng bọn tôi không dám nữa tha cho bọn tôi đi chị gái tức giận nói đàn ông đúng là ghê tởm chỗ này đúng là bốc mùi triệu ngọc kỳ bên cạnh hạ hỏa nói với chị được rồi được rồi chị đừng nói nữa tí nữa xem thì đấu đi phía bên này đường tu văn nhìn thấy trần viễn đang đứng cùng những hoa khôi xinh đẹp thì ghen ghét nghĩ đáng chết là con chuột trần viễn đô sao cậu ta cũng ở đây vậy mà có nhiều nữ sinh vây quanh cậu ta như vậy họ đều mù rồi sao không thấy hot boy như mình ư ừ. thấy trương ngọc kỳ cùng chị gái đang đến đường tu văn tức giận nhìn sang trần viễn thầm nghĩ hừ hừ đúng lúc ngọc kỳ cũng ở đây cơ hội rửa nhục của mình tới rồi anh ta gian xảo tính toán mình luyện bóng rổ hai năm rưỡi rồi con gà trần viễn này chắc chắn không thắng được mình nghĩ rồi anh ta liền ném thẳng trái bóng đến chỗ trần viễn nhưng trần viễn đã nhanh tay bắt được nó quay sang nói với tu văn đường tu văn cậu có ý gì thua piano nên đánh lén báo thủ tôi sao quá trẻ con rồi đấy đường tu văn đắc ý nhìn trần viễn nói báo thủ cậu còn không xứng dám ra đây solo một một với tôi không tôi nhường cậu ba quả tên bạn bên cạnh cũng cười cợt nói tu văn không phải cậu đùa đấy chứ nhìn thằng nhóc này chính là Trạch Nam. Ngay lúc này tại trường học, nơi mà các học sinh ai cũng phải đến đây mỗi ngày, nơi đào tạo ra những thiên tài, những siêu cấp bá đạo. Tại bên trong phòng bóng rổ, Trần Viễn cầm trái bóng trong tay mà tức giận nghĩ, thích chơi đúng không? Trần Viễn khẽ cười trong sự đắc ý, với sự giúp đỡ của hệ thống thì không có gì là anh không làm được. Anh khẳng khái nói, vậy thì tôi chơi với anh tới bến luôn, nói rồi cậu ném quả bóng tới Đường Tu Văn. Quả bóng bay với vận tốc cực nhanh lao tới trước mặt Tu Văn, anh ta cười kinh bỉ mên, chậc chậc, chỉ là thường dân phát bóng ngay sau đó liền bị và mặt cực mạnh quả bóng bay cực nhanh đâm trực diện đường tu văn khiến hắn ta bị thổi bay ra xa khiến những bạn học chơi bóng rổ của hắn há hốc miệng kinh ngạc triệu ngọc kỳ đứng cùng hội trưởng tần băng tuyết sau khi chứng kiến thì cảm thán nói trời ơi đường học trưởng là đội trưởng của đội bóng rổ đó vậy mà không đỡ được phát bóng của trần viên ư tần băng tuyết lạnh lùng nói ừ chỉ toàn dùng vũ lực thôi đàn ông thích dũng đấu đường tu văn nằm bệt xuống sàn nhà trong sự khó chịu này những bạn học bóng rổ xung quanh lo lắng hỏi đội trưởng không sao chứ đội trưởng Đường Tu Văn mặt mày xám xịt, anh ta khó chịu tới đổ mồ hôi liên tục. Trong đầu cậu ta nghĩ, lực đạo mạnh quá, nhìn thằng nhãi Trần Viện này yếu đến mức có thể bị gió thổi bay, vậy mà khí lực lại lớn như vậy ư? Ngay lúc đó Mên Tiến đến trước mặt Tu Văn nói, một một thì có gì thú vị chứ, không bằng chúng ta 5 năm, năm, để tôi kiểm tra xem trình độ của đội trưởng. Câu nói này khiến Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết và toàn bộ tất cả mọi người có mặt tại phòng thể chất đều phải há hốc miệng trong sự kinh ngạc. Đường Tu Văn ngồi im một chỗ chết lặng, anh ta cùng với những thành viên trong đội của mình để lo ngại men đến toát mồ hồi. anh ta thầm nghĩ năm với năm người chơi trọng tài đều là người của mình cậu ta vậy mà muốn đấu năm với năm với mình sao đường tu văn tức đến nhân hết mặt không những mặt nhân mà còn sắp biến dạng luôn rồi tên ngốc trần viễn đây không phải là năm với năm mà là một với chín lần này cậu ta thua chắc ngay sau đó hai bên đều đã đủ đội hình trần viễn và đường tu văn đã vào vị trí tiếng còi phát tín hiệu bắt đầu trận đấu vang lên đường tu văn liền di chuyển nhanh chóng lên sân của trần viễn nhận được bóng từ đồng đội anh ta cảm thán một câu chuyển hay đường tu văn đắc ý tiến tới trong đầu cậu ta đã ảo tưởng ra một diễn biến của người thắng cuộc ha tên gà chơi bóng rổ xem lão tử người cậu thế nào đây đợi tôi đập nát mặt cậu ngọc kỳ sẽ biết ai mới là người xứng đáng với cô ấy nhất phía bên này đồng đội của trần viễn đột nhiên chạy tới bao vây cậu lại không cho bên có cơ hội di chuyển để phá bóng bên thầm cười đường tu văn anh tưởng tôi không biết ở sân đều là diễn viên nội gián của anh sao trần viễn chừng mắt một cái thật sắc đá anh nói cần đồng đội cái bíp một mình lão tử là đủ rồi anh gọi hệ thống lên và nói hệ thống tăng sở trường bóng rổ lên 30 năm độ thuần thục nên tuyên bố tôi muốn làm màu phía bên này đường tu văn vẫn đắc ý tiến lên những học sinh bên trên sân hô hào cổ vũ anh ta đường đội trưởng cố lên yêu anh những lời nói đó làm anh ta có thêm ảo tưởng anh ta nghĩ lúc này đúng là có thể khoe khoang đường tu văn đắc ý nhảy lao tới để ghi điểm anh ta ảo tưởng cảm thán nghĩ dùng tư thế úp rổ đẹp trai nhất của mình để kết thúc đi đột nhiên ngay lúc này trần viễn lao tới như tốc biến xuất hiện ngay trước mặt tu văn trần viễn nhảy lên cản lại pha ghi bàn của đường tu văn trái bóng liền bay đi chỗ khác trong sự ngớ ngàng của đường tu văn những người xem phía bên trên xem xong cảnh này liền hóa đá tất cả đều không tin vào mắt mình đường đội trưởng tinh thông bóng rổ vậy mà bị trần viễn chặt bóng thật là khó tin đám người đồng đội trong nhóm bóng rổ vừa hoang mang vừa kinh ngạc nói sao cậu ta lại qua đó được vậy cậu có thấy không anh bạn bên cạnh đáp lời không cảm giác trước mắt đã biến mất rồi cảm giác như tốc biến vậy Người kế bên lớn giọng nói, "Không phải là gặp quỷ đấy chứ?" Đường Tu Văn phía bên này đã sợ đến toát ướt đẫm mồ hôi, anh ta không cam lòng nghĩ, không thể nào, mình không tin, đây chắc chắn là ảo giác. Trần Viễn cầm trái bóng rổ trên tay, cậu quay nó trên tay một cách điêu luyện, anh khẽ cười khinh thường nói, "Đến lượt tôi rồi, đường đội trưởng, anh." Chưa kịp nói dứt câu, trọng tài bị mua chuộc của Đường Tu Văn liền thổi còi giơ thẻ vàng. Trần Viễn tức giận đến bốc lửa, đôi mắt cậu tức đến đỏ như nham thạch, cậu thầm nghĩ, "Phạm quy, Đường Tu Văn có liêm sỉ không vậy?" Cả hai đều chơi bóng ngang tài ngang sức, Đường Tu Văn quăng một cú, bóng lập tức vào rổ, tỷ số thay đổi, nhưng về phía Tu Văn. Cậu ta đắc ý cười đều, cậu chơi bóng giỏi thì sao tôi thổi còi đen đấy cậu tức ư? Sân bóng cũng có quy tắc ngầm đó, cậu quá trẻ con rồi Trần Viễn. Mấy người bên ngoài chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức tiếng ồn ào xôn xao vang lên, đây không phạm quy mà sao trọng tài thổi còi vậy? Chẳng lẽ là còi đen? Chỉ là đánh trận hữu nghị thôi cũng đòi còi đen đúng là vô liêm sỉ những người khác chửi đường tu văn còn cay nghiệt hơn vô sỉ như vậy mà cũng có thể đại diện hồ đại sao mất mặt trần viễn nhìn thấy một màn này cậu đương nhiên hiểu rõ lửa giận trong người trần viễn bốc lên cậu quyết không chửi tên kia mặt mũi đường tu văn anh thật sự chọc giận tôi rồi tôi có thể nhịn anh ra lận nhưng tôi không cho phép anh sỉ nhục tinh thần thể thao trần viễn quyết tâm ánh mắt kiên định tôi sẽ đánh nổ tạp chủng nhà anh ngay sau đó tiếng còi báo hiệu trận đấu tiếp tục lại vang lên trần viễn trong trước mắt đã giành được trái bóng cậu lách qua đường tu văn mà đi nhanh quá trần viễn nhanh như cắt đã đến bên trụ bóng rổ cho bóng vào một đòn đánh đẹp đến không thể đẹp hơn một mình các cậu đánh nhanh như vậy đội đối thủ cùng với đội cậu chẳng ai kịp nhìn thấy gì đường tu văn tức giận quát lấy đồng đội mình vây đi không được thì phạm quy cản cậu ta đồng đội nghe thấy thì đều chán ngán mà lắc đầu đường tu văn chẳng biết xấu hổ mà còn chỉ sang những người khác còn có mấy người các cậu làm gì thế trong khi đường tu văn đang quát mắng đồng đội thì trần viễn bên này đã lần nữa có bóng trong tay chẳng ai nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cậu cả, chập, ngay sau đó Trần Viễn một thân nhảy lên cao khiến ai ai cũng kinh ngạc, chuyện quái gì thế? Những người trong sân đều có cùng một câu hỏi, sao cậu ta làm được? Cậu ta có cần phải như thế không? Bọn họ đều đứng bất động nhìn Trần Viễn mà suy nghĩ, dù biết đây là một cuộc thi đấu đầy mờ ám, nhưng tại sao cậu ta lại liều như vậy? Trọng tài trận đấu bắt đầu có suy nghĩ riêng, ông nhớ đến ba của mình đã từng dặn dò, con trai à, trọng tài là điểm mấu chốt của một trận đấu. Khi tiếng còi thổi lên phải làm không thẹn với lương tâm, đứa nhỏ vui vẻ mà đáp vâng ạ. Vì trọng tài giữ người, vì tôn trọng sao? Những cầu thủ khác cũng nhớ đến những lời dặn dò của thầy bóng rổ khi bé. Thắng thua của trận đấu không phải nhìn vào điểm mà là em có cố gắng hết sức không. Bọn họ đều nghĩ Trần Viễn liều như vậy hay là vì đam mê? Không hiểu mọi người lại suy nghĩ xa đến đâu. Giờ đây đều nước mắt lưng tròng nhìn Trần Viễn, so sánh với chàng trai này chúng ta thật là xấu xí không chịu nổi. Đúng là báng bổ bóng rổ. Trần Viễn đang đánh hang say thì cảm giác như chẳng ai muốn đánh với cậu nữa. Cậu quay ra sau nhìn thì thấy bọn họ đều đang đứng im một chỗ, sao vậy? Đầu hàng rồi? Đột nhiên một cầu thủ lùi lại phía sau, bên ngoài vang lên tiếng kinh hô của các cổ động viên, chuyện gì thế? Đội bóng rổ điện rồi sao? Còn chơi nữa không thấy. Bên trong sân là cảnh tượng, tất cả các cầu thủ đều lùi ra sau, vạch đường cho Trần Viễn. Trần Viễn cũng sững sờ nhìn mọi người, bên tai vang lên tiếng của ai đó, Trần Viễn lấy đức phục người. Triệu Ngọc kỳ đỏ mặt, cô ngại ngùng khen Trần Viễn, đây mới là tinh thần thể thao chân chính. Ai ai cũng đều thán phục Trần Viễn, có mỗi Đường Tu Văn là vừa tức giận, vừa chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, mẹ nó, chuyện gì thế các cậu còn muốn kiếm tiền nữa không? Sau khi những người đồng đội và trọng tài của Đường Tu Văn không còn giúp đỡ hắn nữa, kết quả đã thay đổi một cách chóng mặt. Điểm số hiện tại đã đảo ngược và bị áp đảo đáng kinh ngạc. Trần Viễn được 60 điểm, Đường Tu Văn chỉ được 2 điểm. Trên sân Đường Tu Văn thở dốc trong sự mệt mỏi, mồ hôi toát ra khắp cơ thể. Trần Viễn nhân lúc nói thêm vài câu, "Đường Tu Văn, anh xỉ nhục môn vận động bóng rổ này." mọi sỉ nhục tiếp theo đều do anh tự chuốc lấy nói rồi trần viễn cầm bóng trên tay lao tới như một cơn gió đường tu văn đổ mồ hôi lạnh nghĩ chỉ cần phòng thủ được quả này mình sẽ không coi là mất mặt thật sự cậu ta tự nhủ mình vẫn còn cơ hội nói rồi anh ta lao tới cản trần viễn ghi điểm lúc này đã đến khoảng cách đẹp trần viễn nhảy lên chuẩn bị úp rổ ghi bàn đường tu văn nhảy lên dùng cùi trỏ định tấn công trần viễn trong lòng anh ta nghĩ đây là cậu tự chuốc lấy đi bệnh viện nằm đi trần viễn nhưng kết quả thì lại ngược lại với suy nghĩ của Đường Tu Văn. Cùi tay của Đường Tu Văn sau khi tấn công Trần Viễn liền bị gãy. Đường Tu Văn đau đớn vô cùng, đôi mắt cũng đã lấm lem màu máu. Anh ta đau đớn hét lên một tiếng a à vô cùng tuyệt vọng. Đường Tu Văn đau đớn nằm xuống sàn nhà mà than vãn, sao có thể? Tay của tôi. Lúc này Trần Viễn đã ghi bàn một cách tuyệt đẹp, anh nhảy cao bay tới trước rổ, rồi anh ghi bàn rất là ngầu. Sau pha ghi bàn cuối cùng của Trần Viễn Triệu Ngọc Kỳ liền vui vẻ vỗ tay, hệ thống liền hiện lên thông báo. Độ hảo cảm của sim chúa số 3 triệu Ngọc Kỳ đã đột phá 96 điểm. Hệ thống thưởng 10 điểm cường hóa. Ngay sau đó hệ thống lại hiển thị. Độ hảo cảm của đối tượng sim chúa số 2 Lâm Thư Đồng đã đột phá 96 điểm. Hệ thống thưởng 10 điểm cường hóa. Bảng hiển thị lại hiện lên thông báo mới. Độ hảo cảm của đối tượng sim chúa số 1 từ Lạc Lạc đã đột phá 97 điểm. Hệ thống ban thưởng. Cộng 10 điểm cường hóa. Phía bên này hệ thống lại cập nhật. Hiển thị thông báo mới. Độ hảo cảm của đối tượng sim chúa số 4 hạ Chỉ Anh đã đột phá 95 điểm. Hệ thống ban thưởng cộng 22 điểm cường hóa. Phía bên này Trần Viễn quay sang nhìn Đường Tu Văn nói, cho dù là năng lực hay là đạo đức của anh, đều không xứng làm đội trưởng của đội bóng rổ của trường. Trần Viễn mặt toát ra sự khinh thường dành cho Đường Tu Văn, anh nói thêm, so tài cùng với tên rác rưởi như anh, đúng là sỉ nhục kỹ thuật bóng rổ của tôi. Đường Tu Văn không phục lên tiếng, "Trần Viễn, mày đừng kiêu ngạo, chúng ta đợi xem, tao sớm muộn gì cũng sẽ khiến mày đẹp mặt." Những bạn học ở phía bên trên quan sát trận bóng đều háo hức nói, cậu quay được cảnh Trần Viễn úp rổ ban nãy chưa? Cô bạn bên cạnh nói, coi rồi, tớ xem mê quá nên quên mất rồi. Hà chỉ anh lúc này cầm chai nước tới nhìn tới nhìn lui, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh nghĩ, đáng ghét, sao không thấy Trần Viễn đâu nữa rồi? Hà chỉ anh đỏ mặt khi vô tình nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ cũng mang nước tới cho Trần Viễn. Ngay lúc này bốn cô gái xinh đẹp đều đi mua nước cho Trần Viễn, vô tình cả bốn cô gái đều cầm chai nước trên tay nhìn nhau trong im lặng. Chuyển cảnh đến ký túc xã nơi Trần Viễn, một nơi có kiến trúc đổ sộ tráng lệ. Trần Viễn vừa chạy về đến phòng của mình, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể. Cậu thở dài, may mà mình chạy nhanh, nếu không chỉ chọn chai nước nào cũng có thể xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay sau đó Trần Viễn liền đi tắm rửa để giải tỏa căng thẳng. Sau khi tắm xong cậu nói một câu mãn nguyện, thoải mái quá. Cậu lau người để lộ ra thân hình săn chắc, một thân hình hoàn hảo để lộ ra thân hình sáu múi của bao nhiêu người mong ước. Chơi bóng xong người đầy mồ hôi, tắm xong thật là thoải mái. Đột nhiên điện thoại của cậu có một thông báo gửi tới, Lãng Tử đa tình ở nhóm chat Hoàng Đồ bá nghiệp gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Trần Viễn thầm nghĩ, ấy, lời mời trong đám thổ hào, có chuyện gì vậy? Trần Viễn liền cầm điện thoại lên và trả lời, nội dung tin nhắn: Bạn đã đồng ý kết bạn với Lãng Tử đa tình. Phía bên kia đầu dây liền liên lạc trước, "Chào Yên tổng." Trần Viễn nhắn lại hỏi, "Xin chào, có chuyện gì sao?" Phía bên kia liền đáp lại, "Ồ, không có gì, chỉ là muốn hỏi anh có cần vợ hay không thôi." Trần Viễn liền biến sắc kinh hãi trước nội dung này, cậu thốt lên hả cái quái gì vậy kể về giới giải trí trần viễn cũng có chút hứng thú cao toàn ngâm đoạt danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi mới 22 tuổi và được mệnh danh là ngọc nữ đứng đầu trong bốn tiểu hoa đán của làng giải trí trong nước nữ diễn viên nổi tiếng phong bà quy tắc ngầm cao toàn ngâm bị chỉ trích là tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người ta nhưng gần đây cô vướng vào một vụ bê bối danh tiếng trên mạng ngày càng giảm sút và cô phải đối mặt với khoản bồi thường thiệt hại hơn 30 triệu tệ mặc dù cao toàn ngâm là thiên kim tiểu thư tập đoàn cao thị nhưng gần đây tập đoàn cao thị phát triển không được tốt 30 triệu cũng đủ để thương ngân động cốt cao thị hiện tại. Tóc vàng kề khổ, Cao Toàn Ngâm là chị của tôi, hẹn ngài ra ngoài lần này là muốn xin yên tổng giúp chị tôi. Giờ Trần Viễn mới biết hóa ra đây là thứ tử tập đoàn Cao thị, Cao Lãng. Trần Viễn vừa uống nước vừa hỏi, "Cưới chị cậu, cậu muốn tôi đến cao gia cậu ở gì?" Cao Lãng thấy người hiểu sai ý mình thì liền giải thích, "Tôi không phải, tôi không có. Tôi 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 tôi, tôi tùy tiện nói ở áp cá mập tôi sợ anh không cái tôi." Cao Lãng càng nói càng kích động, "Cậu thật sự lo cho chị mình, chị tôi bị người ta hãm hại. Bây giờ dư luận đang bất lợi với chị ấy, còn muốn tiền đền bù vi phạm hợp đồng. Nhưng lúc này cậu có hơi khó khăn nói ra thứ mình cần, tôi muốn bảo anh mua biệt thự của chị tôi. Với yêu cầu đó ấy vậy mà Trần Viễn chẳng mảy may cảm thấy không thích hợp, cậu suy nghĩ, mua nhà mình quả thực cũng cần nhà của mình rồi. Chẳng qua Cao Toàn Ngâm là nữ minh tinh nhất định rất biết tiêu tiền nhỉ. Trần Viễn nghĩ xong thì chậm rãi đặt cốc nước xuống rồi nói, tôi có thể giúp, cậu hẹn giúp tôi gặp chị cậu đi, tôi tiện xem nhà luôn. Cao Lãng nghe được lời này thì vui đến khó tả. Cậu ta còn nhanh nhẹn nói thêm, tôi giúp anh hẹn đây trong lòng cao lãng sớm đã mở cờ cậu rất vui vì người ta vậy mà đồng ý yên tổng quả nhiên trượng nghĩa như trong truyền thuyết đúng là mưa tới kịp thời à nghĩ nghĩ một hồi suy nghĩ của cậu lại bay xa nghe nói cách đây không lâu yên tổng đã bơm một số tiền lớn cho tiêu thị xem ra việc chị trở thành vợ anh ấy cũng không phải là không được lúc này tại một khu nhà lớn cao toàn ngâm đang nói chuyện với quản lý của mình anh bảo hồ ra đó cút ra xa chút tôi biết ông ta cơ lớn lời đồn bên ngoài không phải đều là do ông ta làm sao nhưng muốn tôi cúi đầu thì đừng hỏng cô nói xong không đợi đối phương trả lời liền lập tức cúp máy tức giận đập mạnh điện thoại xuống mẹ nó lão giả thối tha muốn ngủ với lão nương đi chết đi cô thật phần mệt mỏi mà ngã lưng xuống giường đầu óc minh man suy nghĩ nhưng phải làm sao đây tiền vi phạm hợp đồng nhiều như thế mình chỉ muốn làm diễn viên thôi mà khó vậy sao lúc này điện thoại đột ngột đổ chuông cô vừa nhấc máy thì giọng nói vui vẻ của em trai đã truyền đến chị là em đây em giúp chị tìm được núi dựa thần thông quảng đại đây chị không cần lo về chuyện tiền nong nữa rồi cô ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc núi dựa núi dựa gì gần đây em bắt đầu dẫn mối à cao lãng thấy chị không vui thì cũng ủ rủ theo cậu ta chậm gì gì nói dẫn mối gì chứ nói khó nghe vậy chính là yên tổng thần hào gần đây nổi ở hot sớt ý anh ấy đồng ý mua nhà của chị rồi có lẽ cũng có thể giải quyết những chuyện đó cho chị trần viễn ở ngoài rõ ràng đẹp trai như thế nhưng cao toàn ngâm cũng là chưa từng gặp qua nghe em trai nói vậy trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của một ông chú năm mươi bụng bia yên ca cô tức giận gào quát vào điện thoại với em trai mình thần hào cái bíp lại là lão nam nhân muốn chiếm tiện nghi mà thôi cao lãng em giúp người ngoài hố chị đợi chị về nhà sẽ cho em đẹp mặt cao lãng nghe mắng đến run tay cậu ta trấn an chị mình chị chị tin em một lần yên tổng thật sự rất lợi hại có lẽ tí nữa sẽ đến rồi chị dẫn anh ấy đi xem nhà đi cuối cùng cậu còn không quên nhắc nhở chị gái nhớ thái độ tốt với đại lão chút sau đó cúp máy cao toàn ngâm bên kia tức đến run người cô hét lớn a à, đàn ông không có ai tốt cả em trai rồi cũng thế sau đó cô còn trẻ con mà giơ tay lên thể thốt cao toàn ngâm mình cho dù nhảy lầu chết trong nhà cũng sẽ không cần một đồng tiền nào đàn ông sau đó chẳng đến một lúc trần viễn đã đến trước nhà của cô cậu đánh giá một chút tiểu khu này không tệ cách khu biệt thự mà mình mua lần trước cũng rất gần khoảng cách và hướng giữa các tòa nhà tốt đây chính là nhà của cao toàn ngâm ư không ngờ mình ở gần đại minh tinh như vậy nói rồi cậu tiến lên nhấn chuông cửa dinh xong mấy lần bên trong mới nghe động tĩnh cao toàn ngâm nghi hoặc nhanh như vậy đã đến rồi sao đúng là kiếp trước chưa từng gặp qua phụ nữ gây tởm cô vội vàng khoác áo khoác vào sau đó nói vọng ra tới đây tới đây đừng ấn nữa cô mở cửa ra sau đó không kiềm được mà mắng lớn tuổi vậy rồi mà còn có tính cách vội vã thế chung cửa đều bị anh ấn cao toàn ngâm im bặt khi nhìn thấy trần viễn cậu lên tiếng trước xin chào xin hỏi chị có phải là tiểu thư cao toàn ngâm không tôi là bạn của cao lãng cô ấp úng mặt cũng đỏ lên a cậu cậu là quấy rầy rồi cao toàn ngâm đi sau trần viễn cô không ngừng cảm thán người này chính là Yên ca ư cũng quá trẻ rồi đó hơn nữa cũng rất đẹp trai mình quay phim nhiều như vậy, chưa từng thấy nam diễn viên nào có khí chất như thế. Trần Viễn tiến đến sofa tìm đại chỗ ngồi rồi nói, Cao tiểu thư đừng quá câu nệ, ngồi đi. A, à, ồ, trong lòng cô cũng khó hiểu đây là nhà mình mà. Cô chậm rãi yên vị rồi mới mở miệng nói, yên à ca, cậu không tiếp tục xem nhà sao? Trần Viễn trả lời, nhà khá ổn, tôi đã xem xong rồi. đương nhiên quan trọng không phải là nhà. Cao toàn ngâm chấm hỏi, vậy là cái gì? Trong lòng cô không ngừng đề phòng, ánh mắt của tên này kỳ lạ quá nhìn đến mức mình nổi ra gà. Trần Viễn thẳng thắn đáp lời, điều quan trọng là chị, tôi muốn chị làm tình nhân của tôi. Bảng thông báo lập tức hiển thị, tinh, hành động sim chúa bắt đầu. Họ tên Cao Toàn Ngâm, tuổi 22 tuổi, chiều cao 168 cm, cân nặng 50 kg, giá trị nhân sắc 9,2 điểm. Độ hảo cảm của nữ sinh này đối với ký chủ âm 35 điểm. Cuộc phản công hoàn thành khi độ hảo cảm vượt quá 95 điểm. Thưởng 10% tiền sim chúa, thưởng điểm cường hóa 30 điểm. Phần thưởng kỹ năng, tinh thông biểu diễn, Trần Viễn âm thầm suy nghĩ cách công lược, so với vòng vo không bằng đánh bất ngờ, các hạ ứng đối thế nào đây? Cao Toàn Ngâm bên đây cũng đề phòng nhìn chằm chằm Trần Viễn, muốn mình làm tình nhân cậu đang sỉ nhục ai đấy, có chút tiền mà đã tự mãn vậy rồi, xem lão nương sỉ nhục cậu thế nào đây. Cô nghĩ xong thì chậm rãi nói chuyện tiếp, cậu đúng là trực tiếp đấy, được thôi làm tình nhân của cậu cũng không phải là không được, nhưng tôi có điều kiện. Thứ nhất, một xe sang trên ngàn vạn thứ hai, một căn nhất phẩm ở Ma Đô Thang Thần, thứ ba, cậu phải đầu tư cho tôi hai bộ phim trên 500 triệu tệ đương nhiên nữ chính là tôi cô càng nói càng đắc ý ánh mắt khiêu khích nhìn trần viễn nếu cậu cảm thấy điều kiện này quá hà khắc lời còn chưa nói hết trần viễn đã ánh mắt sáng người cắt ngang thật sao như vậy là được ư cứ làm vậy đi một căn nhất phẩm của thang thần không đủ đâu hay là thêm mấy căn nữa em trai chị cha chị cả nhà chị mỗi người một căn được không cao toàn ngâm hoàn toàn cứng đờ khó tin nhìn trần viễn đầu tên này bị úng nước à cao lãng sau một lúc rồi vẫn chưa thấy chị gọi đến nói gì cả cậu tò mò mà chạy sang nhà chị gái để xem xét chị em tới rồi cậu vừa vào khuôn viên đã nhìn thấy một con xe màu đỏ nổi bật chiếm chỗ ở đây ấy đây không phải là ferrari của yên tổng sao vẫn chưa đi hừ. không suy nghĩ nhiều cậu rón rén đi vào trong xem sao ấy chị sao lại chỉ có một mình chị yên tổng đâu em thấy anh ấy đỗ xe dưới nhà còn tưởng yên tổng ở đây cơ tự mình vui vẻ rồi trong khi công an phường lãng hỏi một loạt câu hỏi thì cao toàn ngâm vẫn đang ngơ ngác in cô thất thần nói em nói chiếc ferrari đó sao yên tổng tặng chị đấy cao lãng nghe xong nước mắt liền tuôn rơi hả tặng cho chị chiếc xe hơn hai vạn sao anh ấy không tặng em? Cao Toàn Ngâm tiếp tục thất thần, không những tặng xe cho chị mà Yên Tổng còn chuyển khoản một khoản tiền cho chị. Cao Lãng vui vẻ cười hề hề, tiền mua nhà ư? Bao nhiêu? 100 vạn hay là 200 vạn? Em xem xem. 100 triệu. Cao Toàn Ngâm nói lời này xong còn đưa điện thoại đến trước mắt em trai, thu nhập tài khoản, kính gửi quý khách tài khoản của bạn đã nhận được 100 triệu tệ. Cao Lãng đơ xong thì lập tức mặt mày sáng ngời, trông giống như cún con mà nghĩ, còn chưa mua nhà đã cho hơn trăm triệu. Yên Tổng nhìn chúng chị mình rồi. Chắc là có drama rồi đây, hệ hệ mình sắp được làm em vợ của yên tổng ư ha 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 cao toàn ngâm nhìn em mình tự biên tự diễn đến sợ hãi quả nhiên là không cần đứa em trai này nữa cô nhớ lại vừa nãy trần viễn nói làm tình nhân của tôi đi mặt mày không hiểu vì sao đột nhiên đỏ lên mình bị sao vậy cái miệng chết tiệt của người này muốn mình là tình nhân của cậu ta mình nên ghét cậu ta mới đúng lại nhớ đến dáng vẻ thoải mái quẹt thẻ của trần viễn nhưng cậu ta cho tiền quá dứt khoát rồi chuyển xe dưới tên chị rồi chị cầm trăm triệu này trước mà dùng không đủ thì tôi sẽ đưa thêm con người tôi không chịu được khi thấy cô gái xinh đẹp chịu khổ tôi còn có việc đi trước đây. Hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không động chân động tay với mình, thậm chí còn khá thân sĩ, hình như tên này cũng không phải người xấu. Độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm cộng 10, độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm cộng 10, độ hảo cảm hiện tại âm 5 điểm. Ngay lúc này tại trường đại học của Trần Viễn đang tổ chức lễ tốt nghiệp. Tần Băng Tuyết gọi Triệu Ngọc Kỳ nói chuyện, "Ngọc Kỳ, Trần Viễn không phải là người tốt gì cả, em nên nhân lúc còn sớm mà rời khỏi cậu ta đi, qua hôm nay chị tốt nghiệp rồi thì sẽ không bảo vệ em được nữa." Triệu Ngọc Kỳ cười cười giải thích, "Tần học tỷ, Trần Viễn thực sự không như chị nghĩ mà. Tần Băng Tuyết nhất quyết không tin tưởng đàn ông, lần trước ở trận đấu bóng rổ em cũng nhìn thấy rồi, nhiều nữ sinh tặng nước cho cậu ta vậy đủ chứng tỏ cậu ta lăng nhăng không tuân nam đức. Triệu Ngọc Kỳ sống chết binh vực Trần Viễn, em thấy rồi, nhưng Trần Viễn không phải không nhận nước của bất cứ ai mà đã đi rồi sao? Anh ấy làm rất tốt, em cảm thấy không vấn đề gì. Tần Băng Tuyết nhíu mi khoanh tay đầy nghiêm túc hỏi tiếp, vậy chị phải nói cho em, tối hôm sinh nhật em, Trần Viễn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân lúc chị đang trên đường về nhà, muốn thả thính chị em còn cảm thấy không vấn đề gì không? triệu ngọc kỳ bình chân như vậy lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó tần học tỷ em cảm thấy chị có lúc ừm quá yên ma hóa nam nhận rồi em có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của chị trần viễn chỗ nào cũng tốt chính là chính nghĩa quá mạnh rồi anh ấy thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không phải là một phẩy lần rồi chị xem triệu ngọc kỳ còn bổ sung thêm hơn nữa hôm đó anh ấy căn bản không biết chị sẽ tới không thể tự biên tự diễn được tần băng tuyết thấy mọi cáo buộc của mình đều bị bác bỏ cô như bị xét đánh mà đứng im đây chẳng lẽ mình thật sự hiểu nhầm trần viễn ư là mình quá yêu ma hóa nam nhân rồi ư. Rồi cô không một lời nào liền xoay người bỏ đi, Ngọc Kỳ bị làm cho bất ngờ gọi theo, ấy Tần Học tỷ chị đi đâu đấy lớp các chị còn chưa chụp ảnh mà. Tần Băng Tuyết vừa chạy vừa đỏ mặt vì ngại, quá mất mặt rồi, mọi thứ đều là mình tự mình đa tình. Tại công ty làm việc, Tần Băng Tuyết không khỏi lơ đễnh sau cuộc nói chuyện với Ngọc Kỳ hôm trước, mất mặt quá mất mặt quá vậy mà mình nói với Ngọc Kỳ mấy lời như là Trần Viễn muốn thả thính mình gì đó. Hơn nữa qua nhiều ngày như vậy, đi làm mà mình vẫn chưa quên được cảm giác xấu hổ đó, làm sao đây? cô ôm đầu nằm dài trên bàn làm việc, mặt đỏ như gấc, hơn nữa không hiểu sao, mỗi khi nhớ lại cảm giác xấu hổ này, khuôn mặt của Trần Viễn lại hiện lên trong đầu, quá kỳ lạ rồi. Đột ngột một giọng nói truyền đến, "Tiểu Tân à, cô qua đây chút, có chuyện muốn bảo cô làm." "À vâng, ông chủ." Tại phòng giám đốc, Tần Băng Tuyết nghi hoặc hỏi, "Tiệc tối từ thiện?" Nữ giám đốc thành thật nói, "Đúng vậy, gần đây thương giới nổi tiếng ở Hàn Thành đã tổ chức tiệc tối từ thiện, cô với tư cách là trợ lý của tôi, hãy thay mặt tôi tham dự, hơn nữa có một nhiệm vụ giao cho cô." nghe nói tiệc tối từ thiện lần này đã mời thổ hào thần bí yên nhiệm vụ của cô là đi kết giao với thần hào mở đường cho hoạt động kinh doanh tiếp theo của công ty tần băng tuyết ánh mắt tối sầm đây lại là như vậy còn tưởng công ty có giám đốc là nữ sẽ tránh được chuyện này quên đi dù sao nhiệm vụ lần đầu sau khi nhậm chức hơn nữa chỉ là kết giao bình thường nhưng dù sao đây vẫn là công việc cô chỉ có thể cúi đầu chấp nhận được thôi tôi sẽ cố gắng không phải là cố gắng mà là bắt buộc phải hoàn thành lúc này tại ký túc xá trường học Trần Viễn đang nói chuyện vui vẻ với Tiểu Trần, Yên Tổng, xem Weibo chưa? Chị của Cao Lãng đã tự tay giết chết đại lão trong giới điện ảnh và truyền hình. Trần Viễn thấy thú vị liền xách ghế lại laptop xem, Cao Toàn Ngâm, đặc sắc vậy ư để tôi đi xem xem. Hot như vậy ư? Cao Toàn Ngâm vậy mà leo lên hot search bạo đỏ, tìm kiếm nóng Weibo. Bao Cao Toàn Ngâm đã tự tay giải quyết đại lão trong giới điện ảnh và truyền hình. Bên trong là bài đăng của cô, sự việc đã đến nước này, tôi không thể im lặng được nữa. Tôi muốn lên tiếng thay tất cả người bị tên cặn bã này hãm hại. Bên dưới có vô số bình luận ủng hộ chị chị dũng cảm bay, Cao Toàn Ngâm có nhiều tư liệu đen vậy mà còn cắn ngược người khác, anti không đọc bài làm rõ sau đó đều là vu khống, Cao Toàn Ngâm vô tội. Bên đầu dây bên kia nói tiếp, đại lão trong giới điện ảnh truyền hình đó thấy Cao ra sắp không được nữa, nên muốn quy tắc ngầm với Cao Toàn Ngâm, cô ấy không đồng ý nên mới bị hất nước bẩn và phong sát. Trần Viễn thấy người này không tệ, cô gái Cao Đình Ngâm này đúng là có quốc khí, khá đặc biệt trong giới này của các anh. Bên kia cười cười đáp, chắc hẳn rồi, nói đến giới này, có một hội đấu giá từ thiện và tất cả những người nổi tiếng có máu mặt ở Hàn Thành sẽ đến. Yên tổng phải nề mặt tới đấy nhé. Trần Viễn lần đầu nghe thấy cái này, hội đấu giá từ thiện, có lẽ lại là nơi có thể tiêu tiền, có thể đi xem xem. Chẳng qua trước đó, còn có chuyện phải đi làm. Mau, thủy quân của đối phương bắt đầu phát lực rồi. Mở nick phụ ép bình luận của chúng xuống. Giọng nói của Cao Toàn ngâm vang lên không mừng. Bên trong nhà, cô tức đến độ đập bàn nói, tôi không tin sự thật sẽ bị che giấu bởi lời nói dối. Trợ lý lập tức đáp, Cao tiểu thư hỏa lực của đối phương mạnh hơn chúng ta, chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Các cô liên hệ đại phan trước đi, họ cũng đập rất nhiều tiền cũng có quan hệ công chúng và thủy quân rất chuyên nghiệp. Toàn Ngâm như ngồi lên lửa nóng, thì có một tin nhắn gửi đến máy cô, thu nhập tài khoản. Xin chào quý khách hàng, tài khoản của bạn đã nhận được 100 triệu tệ. Cô dừng sốt thầm nghĩ, lại là trăm triệu tệ. Bên kia trợ lý thì đang sợ hãi nói, cái gì? Tài chính ở tài khoản công ty không đủ. Cao Toàn Ngâm mặt có chút đỏ, cô động lòng mắng thầm, chẳng lẽ cậu ta thấy màn combat trên Weibo, lo mình không đủ tiền ư? Khuôn mặt của cô càng lúc càng đỏ trông rất đáng yêu, nhưng cô vẫn mắng, cha nam đáng chết, có chút tiền là giỏi ư? Đúng là thật. Lúc này hệ thống hiển thị thông báo, độ hảo cảm của Cao toàn ngâm cộng 10. Sau khi nhận được lời mời tới khu đấu giá cao cấp, Trần Viễn cũng không ngại mà nhận lời, vì đây là nơi có thể tiêu tiền thoải mái nhất, nơi mà không sợ tiêu không được nhiều tiền, ở khu hội đấu giá, có rất nhiều người đã tới đây để chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp và những người đàn ông lịch lãm sang trọng, những người này đang ở bên trong hội đấu giá họ đang thưởng thức âm nhạc kèm theo những ly rượu sâm panh ngon lành ở một góc nào đó có một nhóm người đang vui cười trò chuyện cùng cao lãng một anh chàng tóc bạch kim hỏi cậu ấy cao lãng thằng nhóc cậu dạo này mặt mày tỏa sáng đấy trước đó vẫn luôn ủ rũ không vui vì chuyện của chị cậu hôm nay lại biến thành người khác vậy cao lãng vui vẻ đáp lời ai gần đây không phải chị tôi quen biết yên tổng sao bây giờ coi như là một nửa anh rể của tôi rồi người gặp việc vui đương nhiên là tinh thần sung sướng rồi một anh chàng to con phía sau nói yên tổng là Yên tổng thu mua cổ phần của Tiêu gia và tặng mấy trăm triệu trên áp cá mập đó ư? Một anh bạn to con không kém phía bên cạnh nói, "Đúng vậy, nghe nói Yên tổng này thần thông quảng đại, ngay cả Hàn Tam Thủy cũng bị anh ta ấn mặt xuống đất dẫm." Những người này nghe đến đây khá là kinh ngạc về sự khủng bố của Trần Viễn. Anh chàng tóc bạch kim điển trai kia nói tiếp, "Chẳng trách mấy ngày trước thấy chị cậu mắng chửi với một nửa giới giải trí ở trên mạng, hậu thuẫn đằng sau quả thực rất khủng." Anh chàng có đôi chút to con kia nói, "Lãng thiếu, hôm nào có cơ hội thì giới thiệu cho bọn tôi làm quen với Yên tổng nha." lão ra tử nhà bọn tôi muốn làm quen với anh ấy rất lâu rồi cao lãng được nở nang mặt mày cậu ấy vui vẻ nói anh để tôi mấy ngày trước còn hẹn tôi uống rượu được thôi được thôi một anh chàng bảnh bao tóc cũng khá giống với cao lãng nhưng lãng tử hơn anh ta đứng dậy tính rời đi anh chàng tóc bạch kim bên cạnh cao lãng tò mò hỏi ấy tu viễn cậu đi đâu đấy tu viễn xua tay nói các cậu cứ nói chuyện đi tôi đi vệ sinh tu viễn rời đi trong sự tức giận mặt anh ta cũng đã nhăn nhó về sự khoe khoang của cao lãng anh tha thầm mắng đáng ghét không phải chỉ là chị gái làm tiếp cho người ta ư còn đòi lôi bày kéo phái ư không có yên tổng thì mày xách dép cho lão tử cũng không xứng tu viễn rời đi trong dòng người đông đúc anh ta vừa đi vừa thầm suy nghĩ tiệc tối đấu giá từ thiện ngày hôm nay thực chất là nơi săn lùng những quyền quý ở hoàn thành để chia miếng bánh lúc còn ở nhà tu viễn đã tìm hiểu thông tin anh ta phán đoán thông qua tiệc tối nay sẽ hiện thực hóa sự phân chia lợi ích trong 10 năm tới yên tổng là khách mời quan trọng tối nay anh ta khẽ cười với một khuôn mặt đáng sợ mà thầm vui mừng, "Mình đã thu thập tất cả tin tức liên quan đến Yên tổng từ lâu rồi, và lập hồ sơ tâm lý của anh ta, tỷ lệ sai sẽ không vượt quá 5%." Tu Viễn tự ảo tưởng, tự từng thuật ra một kịch bản cho rằng vị Yên tổng đó là một ông lão lịch lãm giàu có, nhưng Tu Viễn nào biết vị Yên tổng đó lại là Trần Viễn. Theo giả thuyết của Tu Viễn, ông ta là một trưởng giả lịch lắm, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng. Cho dù bản chất là người khiêm tốn, nhưng khí chất xuất chúng của ông ấy không thể che giấu được sau đó anh chàng tu viễn này liền đi ra phía bên ngoài cửa hội đấu giá đứng trước những vệ sĩ trông rất oai phong anh ta thầm cười mừng chỉ bằng các người mà cũng muốn kết giao với yên tổng ư nằm mơ đi mình ôm cây đợi thỏ đợi ngay trước cửa yên tổng vừa tới liền có thể trực tiếp chào hỏi tu viễn liền cười với một bộ mặt đắc ý hãy đợi đấy đường ngạo kiệt tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tôi mới là người thừa kế có giá trị nhất của tập đoàn đường thị đột nhiên anh chàng tu viễn nhận ra gì đó anh ta nhìn thấy ai đó liền bất ngờ hửng một tiếng Bóng dáng người đó không ai khác đó chính là Trần Viễn. Anh ta kinh ngạc nói: "Đây không phải là Trần Viễn sao? Sao cậu ta lại ở đây? Lại còn mặc đồng phục bảo vệ nữa." Trần Viễn lúc này tới trước cửa tiệc hội đấu giá, cậu có chút ngại ngùng trong trang phục vét lịch lãm. Trần Viễn nhìn vào trước cửa hội đấu giá có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ, cậu tự thầm nghĩ: "Đây là tiệc tối từ thiện, thật xấu hổ, mình đã tốn rất nhiều tiền để tham dự bữa tối này." Trần Viễn nhớ lại khoảng thời gian ngắn lúc trước, cậu tới một cửa hàng mua sắm sang trọng mua sắm, nghĩ lại mà cậu khóc thầm mình đã chi hai vạn tệ cho một bộ trang phục và bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn cảm thấy sót tiền hóa ra đây chính là cảm giác khi tiêu tiền của chính mình đột nhiên trần viễn trừng mắt trong sự hốt hoảng và kinh ngạc cái quái gì thế này chuyện gì vậy trời đây là đụng hàng sao nên nhìn đám bảo vệ trước cửa tiệc hội đấu giá mà thán phục cảm thán bảo vệ của người giàu đều mặc vest đắt như vậy sao đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra trần viễn đang buồn vì sót tiền đột nhiên có một giọng nói vang tới bên cạnh Dô, đây không phải là hoàng tử bóng rổ trần viễn ư Mấy ngày không gặp sao lại biến thành bảo vệ rồi? Trần Viễn quay sang nhìn liền nhận ra, tiếng ẻo là này, là anh ta. Anh chàng Tu Viễn bước tới trước mặt Trần Viễn mà châm chọc kinh thường, "Gần đây cậu nghèo nên tới đây làm bảo vệ sao?" Trần Viễn trầm tư không cảm xúc nói, "Xin lỗi, tôi không phải là bảo vệ, tôi được mời tham gia tiệc tối nay, còn nữa, chúng ta không thân như vậy, xin anh tự trọng, tránh xa tôi ra." Anh chàng Tu Viễn này khẽ cười nhếch mép coi thường mên, "Tham gia tiệc tối à, trùng hợp đấy, tôi cũng tham gia tiệc tối." chúng ta cùng vào đi. Trong lòng anh ta thầm mắng, hừ, còn giả vờ với mình, bảo vệ thối, tí nữa xem tôi khiến cậu không xuống đài được. Vừa bước tới trước cửa hội đấu giá, Trần Viễn bị bảo vệ ở đây chặn lại, anh bảo vệ nói, tiên sinh, xin ngài đưa ra thiệp mời. Trần Viễn lúc này ngơ ngác hỏi, thiệp mời, thiệp mời gì vậy? Anh chàng tu viễn đi bên cạnh nhân cơ hội này mà châm chọc mên, không phải chứ, không phải chứ. Làm gì có ai được mời mà không có thiệp mời đâu anh ta tiếp tục nói thêm để trần viễn không còn mặt mũi trần viễn cậu đừng giả vờ nữa làm bảo vệ cũng không phải chuyện mất mặt cần phải phùng má giả vờ làm người mộc không nói rồi anh ta cười như điên không biết được người trước mặt mình chính là yên tổng là vị khách đặc biệt của bữa tiệc hôm nay nghe vậy trần viễn chỉ im lặng mà nín lại cơn giận của mình ngay sau khi những người bảo vệ chặn không cho trần viễn vào bên trong vì cậu tới đây không có thiệp mời đột nhiên lúc này có một chiếc xe chạy tới dừng ngay trước cửa hội đầu giá một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe Người đó không ai khác đó chính là Tần Băng Tuyết, cô nhìn vào hội đấu giá mà nói, đây là hiện trường tiệc tối từ thiện sao? Tần Băng Tuyết từ từ tiến đến trước cửa hội đấu giá, những người xung quanh ngắm nhìn cô mà khen ngợi, nữ sinh này là ai, cũng đẹp quá rồi. Tôi cảm thấy tiêu nhược vũ của Tiêu gia và cao toàn ngâm của Cao gia, cũng khó mà vượt qua được tư sắc này. Cô nghe và nhìn những người xung quanh bàn tán khen ngợi về mình mà nghĩ, mặc dù không thích cách này, nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ, đêm nay phải thuyết phục yên tổng đầu tư vào công ty bọn mình đột nhiên tần băng tuyết nghe thấy một giọng nói không có thiệp mời cũng muốn tham gia tiệc tối thật kỳ lạ phùng má giả làm người mập ư nghe thấy vậy cô liền liếc mắt qua nhìn cô nhìn thấy trần viễn đang đứng trước cửa cô thầm nghĩ trần viễn sao cậu ta cũng ở đây trần viễn mặt mày có chút khó chịu quát lại người bảo vệ tôi nói rồi tôi không có thiệp mời nhưng tôi quả thực là khách được mời người bảo vệ liền nói theo tôi được biết thì khách mời đều được phát thiệp mời hết rồi anh chàng tu viễn liền châm chọc trần viễn khi có cơ hội tốt như thế này đúng vậy không có thiệp mời đều là khách mời đặc biệt. Ví dụ như anh tôi, đường ngạo kiệt của đường thị, trình tổng của áp cá mập, và thần hào đứng đầu trên mạng yên tổng. Tên tu viễn khẽ cười khinh thường nên nói tiếp, Trần Viễn, xin hỏi cậu là vị tổng nào? Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau tu viễn, người này tới cùng tôi. Tần băng từ từ bước tới nói, mỗi tấm thiệp mời đều có thể dẫn một người vào đúng không, cậu ta là bà tôi. Tần băng tuyết liền lấy ra thiệp mời của mình và cứu Trần Viễn một pha tuyệt vời người bảo vệ liền nhận lấy thiệp mời một cách lo lắng được thưa quý cô trần viễn ở một bên mà suy nghĩ nữ nhân chết tiệt này đáng lẽ ra phải rất ghét mình mới đúng vậy mà giúp mình giải vây ư trong hồ lô bán thuốc gì vậy tần băng tuyết vào trong thấy trần viễn vẫn đứng yên nên cô liền gọi cậu vào đi tôi cũng nói thẳng với cậu tôi giúp cậu không phải vì có cái nhìn khác về cậu mà là trả lại nhân tình của cậu tần băng tuyết mặt có chút đỏ hồng vì ngại ngùng sự hiểu lầm trước kia cô nói thêm tối hôm đó là tôi hiểu nhầm cậu tất cả chỉ có như vậy thôi Trần Viễn ở phía sau im lặng không nói gì. Lúc này Trần Viễn tức đến nhân nhó mặt, cậu thầm mắng, trả nhân tình, tôi vốn dĩ muốn gọi điện làm, mau xỉ nhục đường thiếu ra, lần này bị cô phá hỏng rồi. Mà cô lại cảm thấy đang giúp tôi, ai cho cô tự tin đó thế hả tần băng tuyết. Trần Viễn lúc này lắc đầu từ chối, anh khẽ cười nói, cô coi cái này là trả nhân tình à, tôi cảm thấy thiệt quá, tôi là được mời mà tới, không phải là bạn đồng hành của cô. Trần Viễn thẳng thừng nói, đừng quản chuyện thừa thải nữa, nơi này không phải là hội sinh viên hồ đại đâu tần chủ tịch nói đến đây tần băng tuyết đứng hình không biết phải làm như thế nào tần băng tuyết tức giận quát mắng trần viễn trong âm thầm mình mình không nên quản sống chết của cậu ta có lòng giải vây cho cậu mà cậu còn chế nhạo tôi đi chết đi đàn ông quả nhiên không xứng có được sắc mặt tốt phía bên này trần viễn nhìn tần băng tuyết tức đến run người cậu bó tay không hiểu chuyện gì đám người ở xung quanh bàn tán vừa nãy tôi đã muốn nói rồi tên nghèo rớt mồng tôi không có thiệp mời nhà cậu cũng muốn lăn lộn trong xã hội thượng lưu. Bây giờ người ta đưa cậu vào rồi mà còn muốn làm nhằng. Những năm này lắm kẻ lừa ăn lừa uống thật, loại đàn ông này là ghê tởm nhất, không có bản lĩnh còn cao ngạo hơn trời. Đúng thật là ghê tởm, rác rưởi. Anh chàng tu viễn liền thêm dầu vào lửa cho Trần Viễn không còn gì để mất. Trần Viễn, nghề nghiệp không phần cao thấp quý tiện, nhưng rõ ràng cậu làm bảo vệ lại muốn giả làm khách mời. Làm người hư vinh như vậy, cẩn thận con đường về sau không dễ đi đâu. Những người ở xung quanh xem náo nhiệt cũng ùa theo nói, đúng vậy, Trần Viễn tức giận đến mức khuôn mặt sắp biến sắc. Cậu khẽ cười đắc ý, cười đi, cứ cười đi, tí nữa xem con đường của ai không dễ đi hơn. Anh chàng tóc bạch kim ở bên trong hội tiệc tối đấu giá liền đi ra bên ngoài. Thấy bên ngoài có rất nhiều người tụ tập lại thì tò mò nói, đông người tụ tập ở đây làm gì vậy? Có nói nhiệt gì ư? Anh chàng tóc bạch kim liền thay đổi thái độ biểu cảm ngay lập tức khi nhìn thấy Trần Viễn. Đây không phải là yên tổng ư? Anh tóc bạch kim tự nhủ, đường lão nhị phát điên gì thế? Vậy mà chế nhạo yên tổng trước mặt mọi người anh chàng tóc bạch kim liền hoảng hốt và hoảng loạn tột cùng khi chứng kiến pha đi vào lòng đất của tu viễn liền lấy điện thoại ra liên lạc cho người đến cứu sắp xảy ra chuyện lớn rồi mình phải gọi cho anh hạo thiên sau khi trần viễn bị đường tu văn dùng những lời nói khó nghe làm mất mặt đám đông đứng xem kịch hay hiện tại càng ngày càng đông hơn phía bên trong tiệc hội đấu giá đường ngạo kiệt đang trò chuyện với ai đó nghe nói tối nay yên tổng cũng tới đúng không tôi đã sớm muốn kết giao một phen rồi muốn nhờ trương tổng dẫn đi làm quen người đàn ông lịch lãm này là đường ngạo kiệt là con trai cả của tập đoàn Đường Thị. Vị gọi là Trương tổng kia đáp lời, "Đường tổng quá lời rồi, mặc dù Yên tổng là bạn tôi, nhưng tôi cũng không chen được vào chuyện của anh ấy. Tôi coi anh ấy là đại ca của mình." Đường Ngạo Kiệt nói, "Trương tổng khiêm tốn rồi, ai mà không biết Yên tổng và anh là." Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trên bàn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Vị Trương tổng này cầm điện thoại lên, thấy người gọi tới là Tiểu Bạch, anh liền dừng lại đôi chút nói với Đường Ngạo Kiệt, "Xin lỗi, tôi nghe máy chút." trương tổng liền nhấc máy rồi bật loa ngoài cho đường ngạo kịch cùng nghe anh hỏi tiểu bạch à có chuyện gì thế không phải là tôi để cậu đi đón yên tổng sao bên kia đầu dây tiểu bạch đáp lời hạo thiên ca không hay rồi yên tổng bị người khác chặn ở cửa còn có người đang sỉ nhục yên tổng nghe xong vị trương tổng này vô cùng tức giận anh ta lớn giọng nói cái gì ai không biết sống chết như vậy sỉ nhục khách mời đặc biệt của tối nay anh chàng tiểu bạch nói còn ai vào đây nữa là lão nhị của đường gia đường tu văn nghe xong trương tổng tức đến nhăn nhó mặt mày đường ngạo kiệt như bị đâm vào lòng đau lòng tới mức thổ huyết đường ngạo kiệt không nhịn được nữa cậu ta đứng dậy vội vàng chạy đi vừa đi vừa lầm bầm mắng cái thứ không ra gì này trường tổng ở phía sau can ngăn đường tổng đường tổng anh đừng kích động chuyển cảnh đến phía trần viễn phía bên này đường tu văn đang thêm dầu vào lửa sỉ nhục trần viễn cho nên hết ngóc lên được tôi nói cậu này làm gì mà cứ không tự lượng sức mình thế cứ cố chen vào giới thượng lưu của chúng tôi làm gì thực ra cậu làm bảo vệ cũng rất thích hợp đấy trần viễn tức giận trong sự im lặng mà cố nghe hết câu nghe đường tu văn nói xong trần viễn liền hất tay anh ta ra cậu khẳng khái nói bỏ cái tay của anh ra cái đồ ẻo lả nhà anh không có tư cách dạy bảo tôi trần viễn tiến lại gần đường tu văn mà nói nhỏ cho dù là anh của anh đi chăng nữa cũng không có tư cách nói đến đây đường tu văn khá kinh ngạc về sự kiêu ngạo của mình đường tu văn bật cười thật lớn ha ha bảo vệ thối nhà cậu cũng khá cùng vọng đấy coi thường ai thế cậu biết anh tôi là ai không? Đường Tu Văn tiếp tục lớn giọng khoe khoang trong đám đông. Anh tôi là Đường Ngạo Kiệt, người đứng đầu tập đoàn Đường Thị, có vốn hàng chục tỷ đô la, trong tay có vô số tài sản. Anh ấy hắt hơi một cái cũng có thể làm hàn thành này dung chuyển ấy. Đường Tu Văn đắc ý cười lớn nói thêm, tôi là thứ tử của Đường Thị, em trai của Đường Ngạo Kiệt, tôi cứ dạy bảo cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi, cậu chỉ là tên bảo vệ thối. Tần Băng Tuyết ở phía sau chứng kiến cảnh này chỉ biết thầm mỹ, Đường Tu Văn mở miệng ngậm miệng đều là Đường Thị và anh hắn cũng chỉ là nhị thế tử vô năng mà thôi. Tần Băng Tuyết liếc sang nhìn Trần Viễn bằng một ánh mắt ngại ngùng, khiến đôi má của cô lại đỏ lên. Trong đầu cô ta nghĩ, cho dù như vậy cũng mạnh hơn Trần Viễn rồi, lòng tốt phứt cho chó gặp, cho cậu đáng đời Trần Viễn. Lúc này đám đông bàn tán xôn xao khi Đường Ngạo Kiệt và Trương Tổng đi tới. Đường Tổng tới rồi. Còn có Trương Hạo Thiên, Trương thiếu cũng tới rồi. Đường Ngạo Kiệt đi thẳng một mạch không nói gì trong sự tức giận, sự tức giận đã nói thẳng trên những vết nhăn trên mặt anh ta. Những người xung quanh bàn tán hình như đường tổng không vui lắm ai chọc anh ấy tức giận vậy đường ngạo kiệt đi thẳng tới chỗ em trai đường tu văn em trai đường tu văn thấy vậy liền nói sao anh lại đến đây vậy em có thể giải quyết chút chuyện nhỏ này không một chút do dự đường ngạo kiệt không một động tác thừa dáng một bạt tai tặng cho em trai đường tu văn đường tu văn ôm cái mặt biến dạng của mình mà hỏi anh trai anh anh đang làm gì vậy sao anh lại đánh em đường ngạo kiệt tức giận chỉ tay vào trần viễn mà giải thích cho đường tu văn em còn có mặt mũi hỏi tại sao ư em làm chuyện ngu xuẩn không nghĩ tới hậu quả sao? Mau xin lỗi Yên Tổng. Lúc này đường tu văn mới ngớ ngẩn người ra. Đây là Yên Tổng sao? Đám người tới xem náo nhiệt này cũng vô cùng bất ngờ với tình huống này. Đường ngạo kiệt ngay lúc này cúi đầu xin lỗi Trần Viễn. Yên Tổng, tôi xin lỗi. Vừa nãy em trai tôi xung đột với ngài. Tôi xin lỗi thầy em ấy. Sau khi đường ngạo kiệt cùng Trương Hạo Thiên tới chỗ Trần Viễn, làm đám đông ở đây kinh ngạc một phen. Kinh thiên động địa hơn nữa chính là màn cúi đầu xin lỗi của đường ngạo kiệt giờ đây tất cả mọi người xung quanh đưa mắt nhìn trần viễn mà kinh ngạc nói cậu ta vậy mà chính là yên tổng những người xung quanh vừa khinh thường cậu bây giờ lại quay xe chóng mặt khen ngợi cậu đại lão có hơn chục tỷ lại là khách mời đặc biệt tối nay quả thực không cần thiệp mời một người phụ nữ bị trần viễn làm cho mê hoặc mà thốt lên yên tổng khiêm tốn như vậy đúng là có mị lực một anh chàng tiến đến đưa ra một tờ giấy và nói yên tổng tôi là fan của anh anh có thể ký tên cho tôi không đường tu văn bây giờ vừa ôm cái mặt biến dạng của mình vừa khóc lóc thầm nghĩ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đánh đàn, chơi bóng rổ, mình đều thua cậu ta, ngay cả ra thế bối cảnh mình cũng thua cậu ta luôn ư. Ừ. Lúc này Trần Viễn đã phát sáng như một ngôi sao, đường tu văn và mọi người xung quanh đều có một ý nghĩ, chẳng lẽ cậu ta mới chính là nhân vật chính ở trong sách, là khắc tinh trong sứ mệnh của mình. Trương Hạo Thiên có đôi phần xấu hổ nói, Yên ca, hôm nay là tôi sắp xếp không tốt, ngài cũng thật là, nên gọi điện cho tôi chứ, quá khách sáo rồi đấy. Trần Viễn bước tới vỗ vai Trương Hạo Thiên mà cảm thông, với quan hệ của chúng ta, tôi sẽ vì chuyện này mà trách anh sao? Trương tổng mới là khách sáo. Trần Viễn cùng Trương Hạo Thiên đi vào trong, ngay lúc này Trương Hạo Thiên cũng không quên mời tất cả mọi người có mặt ở đây. Các vị, tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, các vị đều là người có mặt mũi ở Hàn Thành, chúng ta đi vào bên trong thôi. Thấy Trần Viễn bước đi phía trước, Tần Băng Tuyết ở phía sau ngước nhìn anh mà cảm thán, vốn tưởng rằng Trần Viễn là người khoe khoang nông cạn, không ngờ cậu ta thật sự là người khiêm tốn. Khi Tần Băng Tuyết biết được Trần Viễn là vị yên tổng kia, cô ấy liền suy diễn ra một góc cạnh về Trần Viễn, nếu Trần Viễn nguyện ý, với thân phận thần hào yên tổng của cậu ta, trong trường sẽ có vô số nữ sinh tranh đoạt để theo đuổi cậu ta. Tần Băng Tuyết càng nghĩ càng ngại đến đỏ mặt, người ta căn bản không cần mình giúp, mình lại tự mình đa tình nữa rồi. Bây giờ ngại ngùng như vậy, mình phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà bà chủ đã giao đây? Tần Băng Tuyết ngại ngùng đến bất lực, cô dùng tay che mặt của mình mà thầm mắng bản thân, bây giờ ngại ngùng như vậy, mình phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà bà chủ đã giao đây?" Tần Băng Tuyết nhìn Trần Viễn bước đi phía trước đang vui vẻ mà nghĩ ra một cách táo bạo, chẳng lẽ mình thực sự phải dựa vào nhan sắc? Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tất cả mọi người đều vào bên trong để chuẩn bị cho bữa tiệc, ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình và im lặng chờ đợi. Phía Trần Viễn, Trương Hạo Thiên đang trò chuyện cùng Mên, "Yên ca, phần đầu tiên của tiệc tối hôm nay chính là đấu giá từ thiện, không chỉ có đồ trang sức, đồ cổ, cổ phần của công ty, thậm chí còn có cả đất đai." Anh nhất định sẽ có hứng thú. Trần Viễn chỉ kinh ngạc khi nghe đến phần đất đai, có đất đai luôn à? Trương Hạo Thiên giải đáp thắc mắc cho Trần Viễn, đúng vậy, lần này để hỗ trợ cuộc đấu giá từ thiện, Hàn Thành đã lấy ra một mảnh đất chất lượng cao. Trần Viễn khẽ dùng tay che mặt mà cười nham hiểm, cuộc đấu giá này khá là thú vị, là một nơi tốt để tiêu tiền. Trần Viễn thầm nhủ, những thứ như công ty và đất đai quá đắt, nó có thể dễ dàng tiêu tốn đến hàng chục tỷ đồng. Mình đang lo lắng không có chỗ để tiêu tiền đây. Ha ha ha. Trần Viễn cười sảng khoái trong giấc mơ của mình. Nhưng cậu lại giữ người khi chưa có đối tượng để tiêu tiền. Nói rồi cậu vuốt râu suy nghĩ, nhưng tặng cho ai đây? Tiêu Nhược Vũ hay là Triệu Ngọc Kỳ? Lựa chọn người nhận quà làm cậu rất căng thẳng. Ngay lúc này Trần Viễn liếc nhìn Tần Băng Tuyết ở phía sau anh, anh nghĩ ra một ý tưởng, hay là chọn cô ấy, ở đây đã có sẵn người rồi mà. Tần Băng Tuyết. Nhưng ngay sau đó Trần Viễn đã loại bỏ ý nghĩ này, thôi quên đi, đầu của cô ta có bệnh, mình tặng tiền có khi cô ta còn không thể nhận. Phía bên cạnh đột nhiên có người lớn giọng nói, trời ạ, à, sao cô ấy lại đến đây? Trần Viễn liếc qua nhìn với đầy sự tò mò. Ngay sau khi thấy Cao Toàn Ngâm, Trần Viễn nhìn cô bằng một con mắt khác, hôm nay cô ấy xinh đẹp quá, cậu thầm nghĩ, vậy mà là cô ấy, Cao Toàn Ngâm. Thấy Cao Toàn Ngâm ngồi xuống phía sau mình nên anh nghĩ, có cô ấy ở đây thì dễ dàng rồi, hay là đêm nay dứt khoát đấu giá hết, bao chọn cái đấu giá này. Trần Viễn nhìn Cao Toàn Ngâm cách xa mình quá nên thắc mắc, chỉ là thứ tự chỗ ngồi này là sắp xếp kiểu gì đây? cấp bậc của Hàn Tam Thủy chỉ xứng ngồi hàng thứ hai ư? Ngay lúc này Trần Viễn liếc qua nhìn chiếc ghế bên cạnh anh mà suy tính, Sở Đằng Huy, đây không phải là tên lãnh đạo cấp cao ở hàng thành sao? Vậy xem ra là danh tiếng yên tổng của mình ở Hàn thành này khá tốt. Đột nhiên có một cô gái xuất hiện đột ngột, cô ấy ngồi xuống và nói, "Xin lỗi, đi qua chút." Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi ngay bên cạnh Trần Viễn, cô gái này có phong cách ăn mặc rất cá tính. Những người khách mời ở phía sau nhìn bóng lưng cô gái mà bàn tán, cô gái này là ai? Vậy mà lại ngồi ở vị trí của bí thư sở. Đừng nói lung tung, đây là con gái độc nhất vô nhị của bí thư sở, Sở Ngọc Mặc. Hôm nay bí thư sở có việc nên không tới được. Cô ấy là Sở Ngọc Mặc sao? Khí chất thật sự không tầm thường, nếu có thể theo đuổi được cô ấy thì có lẽ tôi đỡ phải phấn đấu 50 năm. Trần Viễn với những giác quan nhạy bén do được hệ thống nâng cấp, anh cũng nghe được những lời bàn tán này phía sau. Những người phía sau lại bàn tán, anh muốn không làm mà muốn có ăn à, chỉ dựa vào anh, đừng mơ. Trần Viễn liếc nhìn Sở Ngọc Mặc mà tự ngại đến đỏ mặt. Vậy mà là con gái của một nhà lãnh đạo cao cấp, không ngờ cô ấy lại xinh đẹp như vậy. Loại con gái như này chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Trần Viễn liền quay người sang một bên. Trong lòng anh có chút sợ vì cô gái Sở Ngọc Mặc này đem tới. Cậu thầm nghĩ loại người con gái như này tuyệt đối không thể chọc vào. Đường Ngạo Kiệt từ đâu đó bước tới trước mặt cô gái xinh đẹp Sở Ngọc Mặc mà làm quen. Xin chào cô Sở, tôi là Đường Ngạo Kiệt, rất vui khi được gặp cô trong thâm tâm đường ngạo kiệt đã suy tính ra phương án có thể lợi dụng đối phương đây là con gái của nhà lãnh đạo cấp cao móc mối quan hệ được thì sẽ có lợi cho sự phát triển của tập đoàn tiến thêm bước nữa thì có khi có thể liên hôn được người con gái xinh đẹp có tên sở ngọc mặc ấy cũng rất vui vẻ bắt tay chào xin chào đường tổng rất vui khi được gặp anh trong lòng của cô gái sở ngọc mặc đã suy tính ra được cậu chuyện của đường ngạo kiệt lại là khách sáo và su nịnh quen thuộc sớm biết như vậy thì đã không đồng ý với cha đến dự tiệc tối tuổi tàn này cô gái sở ngọc mặc liếc qua nhìn trần viễn cô ấy tò mò nghĩ ấy người này là ai trẻ như vậy lại ngồi cùng với đám lão già như đường ngạo kiệt người này rất lạ mặt không để sự tò mò của mình lâu hơn nữa cô gái sở ngọc mặc mở lời chào hỏi trần viễn xin chào tôi tên là sở ngọc mặc còn anh tên là gì vậy trần viễn lúc này im lặng không nói gì trong lòng cậu ấy chỉ thầm nhủ không thấy không thấy không nghe thấy không nghe thấy mau quay lại đi đừng quan tâm đến tôi cô gái sở ngọc mặc rất thắc mắc và tò mò người này bị làm sao vậy bộ răng né tránh mình như vậy, mình rất đáng sợ sao? Trong lòng Trần Viễn khá là khó khăn để xử lý tình huống này, không thể giao lưu gì đó với cô ấy, nhớ hệ thống lại tự trói buộc cho mình nữa thì toi đời rồi. Mồ hôi trên trán của anh lúc này cũng đã đầm đìa. Sở Ngọc mặc lại liên tục gọi chào hỏi anh, anh làm sao vậy? Hỏi tên anh cũng không nói, quá bất lịch sự rồi đấy. Trần Viễn nghe mà chỉ có thể né tránh trong sự âu lo. Đường Ngạo Kiệt từ đâu đi tới làm rối tung lên, "Yên tổng, anh cũng quá lạnh lùng rồi đấy, đây là con gái của bí thư Sở đó." trương hạo thiên ngồi bên cạnh cũng nói vài câu yên ca hay là anh chào hỏi chút đi trần viễn che mặt trong lòng tự mắng bản thân hết cách rồi trần viễn lúc này giơ tay lên chào xin chào tôi tên là trần viễn tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa minh cố tránh né hệ thống nhưng mà cũng bất thành hệ thống xuất hiện thông báo hành động sim chúa bắt đầu còn cô gái sở ngọc mặc nhìn trần viễn đầy khó hiểu cái gì vậy cũng không đến nỗi không gặp được người mà hệ thống lúc này hiển thị thông tin của sở ngọc mặc tên là sở ngọc mặc 22 tuổi, chiều cao 1m73, cận nặng 54kg, giá trị nhan sắc là 9,1 điểm. Độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ là 0 điểm. Chói buộc quan hệ sim chúa, độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ vượt quá 95 điểm thì phản công thành công, trở thành sim chúa của ký chủ. Phần thưởng, thưởng phản công 10% tiền sim chúa và 35 điểm cường hóa. Thưởng kỹ năng, tinh thông súng ống. Trần Viễn biết hệ thống này cố tình chơi mình, cậu tức giận chỉ muốn cắn một cái cho bớt giận. Quả nhiên, cầu hệ thống lại chơi hú mình. Bên này, Sở Ngọc Mặc nhìn Trần Viễn mà khẽ cười, "Trần Viễn sao? Tôi nhớ rõ anh rồi." Phía bên ngoài tiệc hội đấu giá từ thiện vẫn đang có rất nhiều người đông đúc tiến vào. Ở phía bên trong người dẫn chương trình lên trên bục giảng phát biểu, người này là MC của chương trình, là diễn viên nổi, tên là Tiếng Âu Dương Linh. Cô ấy phát biểu, "Các quý ông quý bà, bây giờ xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên của đêm nay." Tiệc tối từ thiện của Hàn Thành lần thứ 32 chính thức bắt đầu. Sau khi món vật phẩm đấu giá đầu tiên lên sóng, Người dẫn chương trình giới thiệu món đồ này, món vật phẩm đầu tiên có thông tin như sau. Chiếc vòng cổ này được thiết kế dựa trên trái tim đại dương trong Titanic, được sản xuất bởi một công ty trang sức nổi tiếng và được chế tác độc đáo bởi các nhà thiết kế hàng đầu. Được làm bằng vàng trắng, đính kèm một viên kim cương hình trái tim màu xanh lam quý hiếm, được bao quanh bởi những viên kim cương trắng, viên duy nhất trên thế giới, tượng trưng cho tình yêu bất diệt không đổi. Người dẫn chương trình hô lớn giá của món đồ, giá khởi điểm là 120 triệu tệ. Những người phụ nữ ở phía dưới sau khi nghe xong màn giới thiệu liền bật khóc trong sự vui mừng một cô gái mộng tưởng vậy mà là trái tim đại dương trên thế giới chỉ có một tôi sẵn sàng tái hôn nếu có ai có thể mua nó cho tôi một người phụ nữ khác nói hận quá hận cha tôi không đủ cố gắng không mua được dây chuyền này một người phụ nữ khác nói nếu không có được sợi dây chuyền này vóc dáng dung mạo còn có nghi lễ xã giao phong cách tốt này của tôi thậm chí linh hồn cũng đều bị hủy rồi những người phụ nữ không có sự vươn xa nên đã bị mộng tưởng bởi vì chiếc dây chuyền này những người tài phiệt giàu có thi nhau hô giá những người phía dưới dơ bảng giá của mình người dẫn chương trình liền đọc lớn cho mọi người cùng lắng nghe những con số 130 triệu 140 triệu 150 triệu Trần Viễn cuối cùng cũng lộ diện sau bao nhiêu lùm xùm không hay ở ngoài cổng anh dơ bảng số 5 của mình lên mà nói tôi ra giá, giá 300 triệu con số đáng kinh ngạc khiến tất cả mọi người ở xung quanh đều ngước nhìn anh tất cả đều kinh ngạc và ngưỡng mộ độ chịu chơi của anh cô gái sở ngọc mà quay sang liếc nhìn Trần Viễn mà thầm nghĩ tên này vậy mà lại giàu có như vậy vốn tưởng rằng anh ta là đệ tử của hào môn nào đó, nhưng không ngờ bản thân anh ta chính là hào môn. Người dẫn chương trình liền sốc nặng một phen, ông há hốc miệng vì màn trả giá có một không hai này. Trực tiếp tăng giá gấp đôi, làm gì có kiểu ra giá như vậy, anh làm như vậy thì người khác nào dám tranh giành với anh. Người dẫn chương trình khẽ cười gượng gạo rồi tiếp tục công việc của mình. À, Yên Tổng ở vị trí số 5 ra giá 300 triệu, xin hỏi còn có ai ra giá cao hơn không? Những người đàn ông ở phía sau tham gia đấu giá đều khóc thầm, vợ nhà tôi chỉ muốn cái dây chuyền đó. Nhưng mà tiền của chúng ta không thể nào so được với Yên tổng, chỉ biết lắng nghe người dẫn chương trình nói tiếp. 300 triệu lần thứ nhất. 300 triệu lần thứ hai, những cặp đôi có mặt ở đây ngày hôm nay đều đang khó chịu. Người phụ nữ thì bực tức khó chịu, miệng thầm mắng, đáng ghét mà. Còn người đàn ông thì chỉ biết nói nhỏ với người con gái của mình. Em yêu, phía sau còn có mà, chúng ta đấu giá cái khác đi. Người dẫn chương trình liền nói vang lên, 300 triệu lần thứ ba, không còn có ai lên tiếng để đấu giá, người dẫn chương trình liền chốt hạ. Thành giao món vật phẩm này thuộc về vị khách ngồi ở ghế số 5. Phía bên Trần Viễn, nhân viên của hội đấu giá đến thanh toán món vật phẩm. Trần Viễn lấy thẻ đen quyền lực của mình ra thanh toán rồi dặn dò. Sau khi gói chiếc vòng cổ này lại, hãy đưa nó cho cô Cao Toàn Ngâm ở hàng sau. Đây là quà của tôi tặng cô ấy. Những người nhân viên đã hiểu liền đáp lời. Vâng thưa yên tổng. Sau lời nói đó làm chấn động khu đấu giá thêm một phen. Tần băng tuyết tức giận thay triệu ngọc kỳ mà mắng. Vậy mà là cô ta, nữ minh tinh có scandal ấy. Cao Toàn Ngâm nghe xong cũng đã bị lay động vẻ mặt ngại ngùng, hai má đỏ lên như hai trái cà chua. Hệ thống hiển thị, độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm cộng 10. Đám đông ở hội đấu giá thốt lên, yên tổng vậy mà coi trọng cô ta. Những người ở hội đấu giá tiếp tục bàn tán om sòm, đây là cốt truyện bá đạo tổng tài nha, vậy mà thật sự xảy ra. Cao Lãng chạy lại gần Cao Toàn Ngâm mà nói, "Chị, yên tổng muốn tặng trái tim đại dương cho chị đấy." Trời ơi, khuôn mặt của cô càng ngày càng ngại, khiến mặt của Cao Toàn Ngâm đỏ ửng lên. Hệ thống hiển thị, độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm cộng 10. Cô gái Cao Toàn Ngâm lấy tay khẽ che mặt, che đi sự ngại ngùng ấy, cô thầm nghĩ, quá lạ rồi, rõ ràng mình biết anh ta chỉ là cha nam chưa đủ con gái, nhưng khi anh ta tặng mình dây chuyền này thì mình vẫn cảm thấy ngại ngùng, thậm chí là mừng thầm. Độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm lại cộng 10. Nhưng chưa được 3 giây, Cao Toàn Ngâm đã quay xe nhanh chóng, cô thốt lên trong đầu, không, đây không phải mình. Hiện tại độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm là 35. Cô nhéo môi nghĩ thầm, không được, Cao Toàn Ngâm, mày không được rơi vào bẫy của anh ta mày là một cô gái ôm hoài bão lý tưởng cao toàn ngâm sắc mặt lạnh lùng nhưng băng tuyết thầm nói mình tuyệt đối không thể bị trần viễn làm cảm động dễ dàng không phải muốn dùng tiền đập mình sao vậy tôi để anh tiêu sạch tiền lên người tôi để anh biết sự lợi hại của tôi để anh cảm thấy đau đớn người mc liền phát biểu các vị tiếp theo là vật đấu giá thứ hai của ngày hôm nay một trong những điểm nổi bật của ngày hôm nay món vật phẩm này được mang lên nhưng bị che kín bởi một chiếc khăn đỏ người mc liền dỡ tấm khăn đỏ này ra và tuyên bố một cây đàn piano, nhưng không phải là cây đàn piano bình thường, đó là cây đàn piano Fale Hanselman. Xếp hạng thứ hai trong 10 cây đàn piano nổi tiếng hàng đầu thế giới, được làm bằng pha lê nguyên chất, bậc thầy piano lang lang đã từng sử dụng cây đàn piano này. Cô gái MC nói tiếp, giá khởi điểm của cây đàn piano này là 30 triệu. Những người tham gia đấu giá bên dưới liền nhanh chóng dơ bảng hiệu của mình lên và bắt đầu tranh tài trả giá. Tôi trả 35 triệu, tôi trả 40 triệu. Một người đàn ông trung niên cũng góp vui, dơ bảng hiệu số 3 của mình lên, tôi trả 45 triệu. Trần Viễn không chút liêm sỉ dơ bảng hiệu số 5 quen thuộc lên, tôi trả 200 triệu. Người đàn ông trung niên kia hốt hoảng mắng thầm, sao lại là tên này nữa? Trần Viễn cầm bảng hiệu của mình trên tay mà khẽ cười thầm, cây đàn piano này có thể tặng cho triệu chủ tịch chơi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, tôi trả 210 triệu, khiến Trần Viễn có chút kinh ngạc mà liếc sang nhìn. Trần Viễn quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy người trả giá lại là một cô gái. Anh nhìn cô gái này mà thầm nghĩ, hóa ra là thiên kim của tập đoàn chân hỏa nhà cô ấy làm game di động bảo sao giàu có giới thiệu chi tiết về cô gái này thiên kim của tập đoàn chân hỏa tên là thượng quan hỏa nhi trần viễn không muốn nhường vì mình căn bản không thiếu tiền anh liền hô giá mới tôi trả 300 triệu người con gái ấy lại tăng giá nhưng cô ấy lại tiếp tục chỉ tăng hơn 10 triệu tôi trả 310 triệu trần viễn liếc nhìn thượng quan hỏa nhi với một ánh mắt không vui anh thẳng thắn trả giá cao một chút tôi trả 500 triệu tất cả mọi người tham gia hội đấu giá liền vỡ òa kinh ngạc tất cả đều bộc lộ cảm xúc tức giận ghen tị khi nghe tới con số 500 triệu người dẫn chương trình cũng không ngoại lệ ông ấy khóc thầm thứ 30 triệu đấu giá lên tận 500 triệu mình hận người giàu quá không để cảm xúc của bản thân làm chậm tiến độ công việc ông liền phát biểu yên tổng ở vị trí số 5 ra giá 500 triệu còn ai có thể đưa ra mức giá cao hơn không nói rồi ông tuyên bố 500 triệu lần thứ nhất không ai trả lời tất cả đều im lặng nghe ông nói tiếp 500 triệu lần thứ hai người phụ nữ thượng quan hỏa nhi cũng im lặng không nói gì người dẫn chương trình liền thông báo 500 triệu lầm thứ ba thành giao người dẫn chương trình vui vẻ nói vài câu cảm ơn yên tổng đã hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động từ thiện lần này người phụ nữ thượng quan hỏa nhi cũng mở lời nói với trần viễn yên tổng tài đại khí thô tôi cam bái hạ phòng. nhưng mua một cây đàn piano về trưng bày cũng vô ích phải biết chơi mới được trần viễn quay người lại làm màu một chút để hạ thấp hỏa lực đối phương ấy sao cô thượng quan biết tôi biết chơi đàn vậy trong lòng cậu thầm mắng cô gái này còn ép buộc mình nữa, xem ra không làm màu thì không chịu dừng. Trần Viễn bước lên hai tay rõng rạc nói lớn, vì cô thượng quan đã kiên quyết yêu cầu như vậy, cho nên tôi sẽ lên chơi một bản nhạc và thử cây đàn piano đỉnh cao này. Trần Viễn khẽ cười thầm trong sự đắc ý, đôi mắt sắc lạnh nói lên câu từ, để các người cảm nhận được sự khủng bố của kỹ thuật chơi piano 60 năm. Trần Viễn liền bước lên, cậu dùng kỹ thuật 60 năm kinh nghiệm này mà đánh đàn, những ngón tay uyển chuyển, thao tác rất đúng nhịp, tạo nên một bản nhạc vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời. Những người phụ nữ ở hội đấu giá nghe xong liền thầm cảm thán, tên này vậy mà thật sự biết chơi đàn. Những cô gái khác cảm thán nói, nghe hay quá đi, trình độ của Yên tổng đã vượt qua tất cả các bậc thầy đương thời. Trần Viễn trong vai bậc thầy tổng tài Yên tổng, cậu xe mê đi theo tiếng nhạc, cứ tiếp tục đánh ra những tiếng đàn làm xe mê lòng người. Những người nghe phía dưới cảm xúc ùa về, một anh chàng phía dưới lắng nghe, anh ta cảm nhận rồi òa khóc, giống như mình đang gặp mối tình đầu vậy. Tiểu Mỹ, ban đầu anh rời xa em là bất đắc dĩ, người con gái bên cạnh anh chàng này nghe thấy thì cô cùng tức giận. Những người đàn ông khác cũng tương tự cảnh của anh chàng vừa rồi. Bà, tôi thấy bà tôi, tôi nhớ bà tôi quá. Hu hu. Người bên cạnh anh chàng này cũng không kém cạnh. Anh ta cầm lấy tay của anh chàng kia mà nói, ông nội đừng đi, đừng rời xa cháu. Cả hai người đều òa à khóc trong tiếng nhạc. Đột nhiên hệ thống hiển thị thông báo, độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm cộng 10. Cao Toàn Ngâm ngay Trần Viễn Thi triển tài năng mà cảm thán đôi phần, người có thể đàn ra được loại nhạc như vậy, có thể thực sự có nội tâm bẩn thì sao? Chẳng lẽ là mình đã hiểu nhầm anh ta? Tiếp tục hệ thống lại thông báo, độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm cộng 10. Độ hảo cảm của Cao Toàn Ngâm hiện tại là 55 điểm. Tần Băng Tuyết nghe xong cũng xúc động đôi phần, cô xúc động đến rơi lệ mà thầm cảm thán, lúc này, cuối cùng mình cũng hiểu được tại sao Triệu Ngọc Kỳ lại thích Trần Viễn, gia thế, tài phủ, tài hoa, nhan sắc, cậu ta hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một nam thần. Cô mắng thầm bản thân, mình thật là nông cạn, người có thể đàn ra loại nhạc như vậy nhất định là người có câu chuyện, người như vậy mình làm gì có tư cách đánh giá chứ. Hệ thống hiển thị thông tin, độ hảo cảm của Tần Băng Tuyết cộng 100, độ hảo cảm hiện tại là 5 điểm. Sau khi Trần Viễn xem qua thông tin cập nhật của hệ thống, anh cũng khá là sốc khi Tần Băng Tuyết lại thay đổi đáng kinh ngạc như vậy. Làm quỷ gì mà tăng tận 100 điểm vậy? Dao động cảm xúc của nữ nhân này lớn vậy sao? Trần Viễn bước xuống chỗ ngồi của mình, vừa đi cậu vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị tài năng của mình chinh phục rồi? Quả nhiên, trong một số trường hợp, tài năng còn hiệu quả hơn tiền bạc cô gái sở ngọc mặc ngồi bên cạnh anh vui vẻ thán phục nói không ngờ anh lại đàn tốt như vậy hay là chúng ta ác quy chat đi thực ra tôi có một số vấn đề về phương diện kỹ thuật chuyên nghiệp muốn thỉnh giáo anh trần viễn khi thấy độ hảo cảm của tần băng tuyết và sở ngọc mặc lại cộng nhiều đến như vậy anh cảm thán một câu không ngờ lại cộng nhiều như vậy đây là coi trọng mình rồi sao nhưng trần viễn dứt khoát không quan tâm sở ngọc mặc anh thầm nhủ đáng tiếc là tôi không muốn dây dưa với cô trần viễn quay sang khẽ cười đáp lời sở ngọc mặc ai ra xin lỗi tôi không mang điện thoại Sở Ngọc Mặc cười thầm, vậy mà anh ta lại từ chối mình, người đàn ông này đặc biệt quá, anh ta nhất định không có ý đồ gì khác với mình. Sở Ngọc Mặc thấy Trần Viễn rất thú vị nên cô có chút hứng thú đối với anh. Hệ thống xuất hiện thông báo, độ hảo cảm của Sở Ngọc Mặc cộng 10, độ hảo cảm của Sở Ngọc Mặc cộng 10, độ hảo cảm hiện tại là 30 điểm. Trần Viễn liếc sang nhìn Sở Ngọc Mặc với một ánh mắt có đôi chút lo lắng sợ sệt, độ hảo cảm còn tăng ư? Gần đây cứ đụng phải mấy nữ nhân có tật xấu gì vậy trời? Sở Ngọc mặc không chút ngại ngùng mà tiếp tục tấn công để có thể hỏi được thông tin của Men. Không mang theo điện thoại cũng không sao. Anh có thể cho tôi số điện thoại hoặc ID WeChat của anh không? Tôi sẽ gửi lời mời kết bạn với anh. Cô gái ấy đưa hai tay ra như xin đồ làm Trần Viễn có đôi chút bối rối. Trần Viễn lại tiếp tục viện cớ qua mặt Sở Ngọc Mặc, vì anh không muốn dây dưa với cô. Anh gãi đầu khẽ cười nói, "Chỉ nhớ tôi không được tốt, không nhớ số điện thoại của mình." Nói đến vậy rồi mà Sở Ngọc Mặc còn không có liêm sỉ hơn, cô cũng vẫn cứ xòe hai tay ngỏ lời tiếp, "Không sao, anh lấy chứng minh thư ra, tôi cử người đi tra số điện thoại của anh. Sở Ngọc Mặc nói đến đây thì Trần Viễn dường như đã chết lặng, không biết phải làm sao để đối phó cô ấy nữa. Trần Viễn Đành trả lời Sở Ngọc Mặc thành thật: Bà cô à, tôi thật sự bị cô đánh bại rồi, tôi át cô còn không được sao? Sở Ngọc Mặc khẽ cười vui vẻ nói: Tôi biết anh mang theo điện thoại, muốn lừa tôi. Hứ, ừ, anh không có cái khả năng này. Sở Ngọc Mặc nhìn Trần Viễn mà ngại ngại. Quả nhiên, thứ mình tranh lấy mới là tốt nhất, chủ động đảo thiếp đều không phải là háo sắc người dẫn chương trình lại tiếp tục công việc của mình tiếp tục giới thiệu vật phẩm tiếp theo vật phẩm chúng ta đấu giá tiếp theo có phần khác so với những cái trước không phải những món đồ cụ thể mà là cuộc đấu giá thế chấp của công ty phá sản trần viễn nghe được phần mà mình đã chờ đợi từ lâu liền vui mừng đến phát sáng cậu thầm vui mừng đối với mình đây mới là điểm nổi bật đêm nay mc liền giới thiệu cho tất cả mọi người về vật đấu giá lần này công ty đầu tiên chúng ta đấu giá big cat tv từng là top 5 nền tảng livestream hàng đầu cả nước trong thời kỳ hoàng kim phát triển livestream trên internet Giá thị trường từng đạt hơn 1 tỷ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đã tuyên bố phá sản, giá khởi điểm là 50 triệu. Trần Viễn rất hứng thú nên đã giơ tay đấu giá đầu tiên, anh dơ bảng hiệu số 5 của mình lên và hô con số, tôi trả 60 triệu. Thấy Trần Viễn ra giá, toàn bộ mọi người trong khu hội đấu giá đều im lặng không ai nói gì, khung cảnh thật yên tĩnh. Trần Viễn không thấy ai đấu giá liền quay lại ngó nghiêng xem thử, chuyện gì xảy ra thế, không có ai đấu giá sao, Big Cat TV khiến người ta nhìn mà phát khiếp thật ư. Ừ tất cả mọi người tham gia đấu giá liền tức giận mắng thầm trần viễn thằng nhóc cậu nghi hoặc cái bíp á với phương pháp tăng giá gấp đôi giá đấu thầu của cậu ai dám cạnh tranh với cậu chứ bọn tôi còn đấu giá cái bíp gì nữa người phụ trách liền thông báo yên tổng ở vị trí số 5 đã trả giá 60 triệu đây đã là vật đấu giá thứ ba của ngài ấy trong đêm nay rồi đúng là hào khí ngất trời người phụ trách nói tiếp thật sự không có ai muốn đấu giá nữa sao người phụ trách tiếp tục làm việc của mình ông thông báo 60 triệu lần 1, 60 triệu lần 2, 60 triệu lần 3. Thấy không ai trả giá nữa, ông phụ trách gõ một tiếng thông báo, thành giao. Người phụ trách nói tiếp, hy vọng Bích Kết thư viện sẽ được hoan nghênh dưới tay Yên tổng, trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Mọi người phía dưới chỉ biết vỗ tay chúc mừng trong sự bất lực. Ở một góc cạnh nào đó, có một người đang cầm chiếc điện thoại trên tay, có một tin nhắn gửi tới từ thám tử tư. Thông tin thực tế về Yên tổng, tức là Trần Viễn đã được tìm thấy, nếu muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi lại. Người đàn ông này khép tay mình lại trước cầm mà thầm suy nghĩ, Trần Viễn đúng không? Tôi xem cậu còn có thể đắc ý được bao lâu. Khu hội tiệc đấu giá từ thiện vẫn đang diễn ra tốt đẹp, dòng người qua lại bên ngoài cũng rất đông đúc. Người đàn ông nhận được tin nhắn vừa rồi đã rời đi, tìm một góc nào đó liên lạc với thám tử tư. Ông ta liền thực hiện cuộc gọi. Alo, là tôi. Cậu tra được gì về Trần Viễn? Hãy kể chi tiết mọi thứ cho tôi nghe. Ông chú này sau khi bước ra ngoài liền bật lửa châm điếu thuốc. Ông ta gọi điện hỏi thám tử tư hỏi chi tiết tình hình. Bên kia đầu dây trả lời. Tên Trần Viễn, giới tính nam, Hàn tộc, năm nay 21 tuổi, huyện Mã Dương, thành phố Thiên Môn, Hồ Bắc. Người thám tử nói thêm, cha là Trần Kiến Hồng, mẹ là Mã Thu Mai, đều là nông dân trồng hoa quả, còn cả hai ao cá, là một gia đình rất bình thường. Người thám tử nói tiếp, Trần Viễn hồi tiểu học, học ở trường tiểu học Song Phong, học trường cấp 2 ở huyện Thành Tam Trung. Và sau đó học trường cấp 3 học ở trường cấp 3 Thiên Nhất, tiếp đó là học Đại học Hồ Đại, và anh ta cũng rất bình thường. Thám tử tư liền kể thêm một mốc quan trọng, nhưng tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng thanh toán của cậu ta. Đây là tài khoản VIP cao nhất trên thế giới, không có quá 50 người trên thế giới có tài khoản này. Người thám tử này nói thêm điểm quan trọng của vấn đề, tài khoản này không có hạn chế thanh toán, không có vấn đề gì khi chuyển hàng chục tỷ cùng một lúc, thường được sử dụng cho các khoản chiếm dụng quy mô lớn cho tài trợ quốc gia. Ông ta nghe xong liền thầm nghĩ, đây là gia đình bình thường sao? Cho đùa quốc tế gì vậy? Ông ta suy nghĩ tiếp, đứa trẻ ở gia đình bình thường có thể có tài lực như vậy ư? Đứa trẻ ở gia đình bình thường có thể tặng người ta bảo thạch mấy trăm triệu mà không thèm chớp mắt ư? Gia đình bình thường cái bíp, tư liệu của tên này tuyệt đối là đã bị bóp méo rồi. Ông ta chợt nhận ra sự việc nào đó liền đổ mồ hôi lạnh. Đợi đã, có thể thay đổi được tư liệu của chính phủ, đây là thế lực gia tộc khủng bố cỡ nào chứ? Ông ta liền ra lệnh cho đầu dây bên kia, lập tức dừng điều tra, lập tức dừng lại, nghe rõ chưa? Bên kia đầu dây nói, "Vâng thưa ông chủ." Phía bên cạnh ngay đó có một anh thanh niên đã nghe được cuộc nói chuyện này lúc này ông lão hàn tam thủy rời đi trong sự giận dữ suýt nữa xảy ra chuyện lớn rồi người ở phía sau này chính là đường ngạo kiệt anh ta ngó nhìn ông ta mà nghĩ hàn tam thủy của hàn gia đang tra tư liệu của yên tổng nhưng hình như kết quả tra ra đã dọa ông ấy ư đường ngạo kiệt phút cầm cau mày tự nhủ chẳng lẽ yên tổng thật sự là con cháu của gia tộc ẩn thế nào đó phía bên trong tiệc tối từ thiện vẫn đang tiến hành thuận lợi người tham gia rất đông đúc náo nhiệt đường ngạo kiệt đi đến đâu liền phát tán tin đồn đến đó tôi nói với hai người hai người biết yên tổng chứ thực ra anh ấy là người thừa kế của gia tộc ẩn thế nào đó hai người kia được đường ngạo kiệt nói cho nghe cũng bị kết quả làm cho kinh ngạc phía bên kia tiểu bạch nghe được tin đồn này liền chạy đi thông báo với trương tổng thiên ca thiên ca em nghe được một lời đồn liên quan đến thân phận lai lịch của yên tổng trương hạo thiên quay người lại tò mò nói ồ nói nghe xem anh chàng tiểu bạch liền kể em nghe nói yên tổng xuất thân từ trần gia một trong tứ đại gia tộc thần bí ở hoa hạ gia tộc này rất thần bí vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối nhưng trong lịch sử chỗ nào cũng là bóng của gia tộc này. Tiểu Bạch vừa kể vừa ngưỡng mộ Trần Viễn đến phát sáng, nghe nói Yên tổng chính là thiếu gia của Trần gia. Sự xuất hiện của anh ấy có thể chứng tỏ là Trần Gian đã quyết định nhập thế rồi, sóng gió bắt đầu nổi lên rồi. Trương Hạo Thiên ở phía sau nghe xong thở dài, chẳng trách Yên tổng khí độ bất phàm, hóa ra xuất thân là tài phiệt ấn thế chân chính. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trương thị tôi ở Hàn Thành, so với gia tộc ẩn thế hùng hậu như vậy thì quả nhiên muốn nịnh nọt cũng không xứng. Trần Viễn trên ra về thì nghe được những câu bàn tán này, anh khẽ cười ngại ngùng mà nghĩ, mình là thiếu chủ của gia tộc ẩn thế truyền thừa nhiều năm, không phải cha mình bán hoa quả sao? Các người cũng biết chém gió quá đấy. Đột nhiên Trần Viễn nghe được một âm thanh ngưỡng bộ bên tai, đúng vậy, đó chính là Yên Tổng. Một nhóm người phụ nữ xinh đẹp tiến lại gần Trần Viễn mà nịnh nọt, Yên Tổng, em có thể mời anh nhảy không? Một cô gái khác thì nói, Yên Tổng, đây là số điện thoại của em, em ở phòng 2706 đợi anh đó. Người phụ nữ khác thì nói, Yên tổng, em quên mang điện thoại rồi, có thể mượn điện thoại của anh để gọi không? Những người phụ nữ khác liên tục dẫn dụ Trần Viễn, "Yên tổng, mèo nhà em biết lộn ngược ra sau, anh muốn tới nhà em xem không?" Trần Viễn chỉ biết hai chữ bất lực trong đầu, cậu ngại ngùng mà mắng thầm, "Đây là tình huống gì vậy trời?" Tiếp đó những người trong hội đấu giá liền khiêu vũ nhảy cùng nhau rất lãng mạn. Những cô gái bao quanh lấy Trần Viễn đều muốn mời anh nhảy, "Anh à, chúng ta đi khiêu vũ đi." Người phụ nữ khác khoác lấy tay anh mà nói, "Không không, yên tổng nhảy với người ta trước chứ đột nhiên trần viễn liếc mắt nhìn cao toàn ngâm mà nghĩ ấy là cao toàn ngâm mình có cách thoát rồi phía cao toàn ngâm cô ấy đang trò chuyện cùng những người khác phía bên này trần viễn ngại ngùng từ chối các cô gái cái đó xin lỗi mọi người tôi đã có bạn nhảy rồi là ở bên đó trần viễn bước tới trước mặt cao toàn ngâm mà đưa tay ra gửi lời mời thưa quý cô tôi có hân hạnh được mời cô khiêu vũ không cao toàn ngâm nhìn trần viễn đắm đuối mà ấp úng nói tôi trong khi cô ấy nghĩ cậu ta mời mình khiêu vũ mình có nên từ chối hay không nhớ cậu ta lợi dụng chiếm hời thì phải làm sao nhưng cao toàn ngâm liền đỏ mặt thay đổi cách nghĩ nhưng cậu ấy vừa tặng mình dây chuyền đắt đỏ như vậy không để tình thì hình như không tốt lắm thế rồi cao toàn ngâm liền nắm lấy tay của trần viễn trần viễn liền kéo cao toàn ngâm lại gần và bắt đầu khiêu vũ cao toàn ngâm khi sát gần trần viễn thì ngại đỏ mặt nói cậu 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 làm cái gì thế trần viễn khẽ nói hôm nay để khiêu vũ với chị tôi đã từ chối 18 quý cô rồi chị không nói tôi coi như là chị đã đồng ý hệ thống hiển thị kích hoạt kỹ năng tinh thông khiêu vũ ngay lúc này trần viễn cùng cao toàn ngâm khiêu vũ rất uyển chuyển cao toàn ngâm mắng thầm chết tiệt cứ tưởng cậu ta là nhà giàu mới nổi không ngờ còn biết cả khiêu vũ cao toàn ngâm nắm lấy tay trần viễn trong khiêu vũ mà ngại đỏ mặt tay của cậu ta ấm áp quá cao toàn ngâm ngước nhìn khuôn mặt trần viễn mà nghĩ thầm tên này luôn làm những việc khiến mình mất phòng bị đây có phải là sở thích xấu của cậu ta không nhưng hình như mình cũng không hề ghét cậu ta như vậy khuôn mặt cô đỏ ửng lên cao toàn ngâm suy tư thậm chí có chút thích cảm giác này hệ thống lại hiển thị thông báo độ hảo cảm của cao toàn ngâm cộng 5, độ hảo cảm hiện tại là 60 điểm lúc này trần viễn cùng cao toàn ngâm khiêu vũ tỏa sáng giữa những người khác ở đây những người xem chỉ biết ngưỡng mộ mà khen ngợi hay cho một đôi bích nhân trai xinh gái đẹp người nào đó lên tiếng chứ sao nữa tôi chỉ thấy cảnh này trong phim thôi người kia nói nếu tôi sinh sớm hơn 30 năm thì chắc chắn không đến lượt thằng nhóc đó. Sở Ngọc Mặc ngồi ở ghế ngồi của mình buồn chán nâng ly trên tay, cô ấy buồn buồn nghĩ, đây là cô gái mà anh ta tặng dây chuyền sao? Trần Viễn khá một lòng một dạ đấy, dường như không quan tâm đến scandal của cô ta chút nào. Sở Ngọc Mặc nhìn Trần Viễn có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ phía sau mà nghĩ thêm, mình còn tưởng anh ta sẽ ngã vào lòng của đám nhện tinh đó, xem ra quả thực là một người đàn ông có trách nhiệm, hiếm thấy đó nha. Nghĩ đến đây Sở Ngọc Mặc liền tức giận đến muốn bốc cháy, xung quanh cô ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nhưng anh ta lại từ chối mình mình có chỗ nào không bằng cao toàn ngâm chứ, tức quá. Bỗng nhiên Đường Ngạo Kiệt từ đâu bước tới ngỏ lời mời Sở Ngọc Mặc, "Cô Sở, tôi có thể mời cô nhảy được không?" Sở Ngọc Mặc liếc anh ta một cái rồi đáp, "Không, tôi không biết khiêu vũ, hơn nữa tôi không hứng thú với đàn ông già, anh đừng cố ý tiếp cận tôi nữa." Đường Ngạo Kiệt bị những lời nói đó như những tia sét đánh vào tim, khiến anh hóa đá. 30 tuổi, đàn ông già. Phía bên này Trần Viễn đã khiêu vũ xong, anh nhìn vào hệ thống mà thầm cười, "Tăng 5 điểm độ hảo cảm." không uống công khiêu vũ. Còn Cao Toàn Ngâm lúc này đang ngại ngùng đỏ mặt trong sự lơ đoãng. Bỗng có tiếng gọi phía sau lưng Trần Viễn, "Này, Trần Viễn, anh đợi chút rồi hãng đi." Trần Viễn quay lại nhìn thì thấy Sở Ngọc Mặc tiến đến ngỏ lời mời anh, cô ấy giơ tay ra mời Trần Viễn, "Anh có muốn khiêu vũ với tôi không?" Đường Ngạo Kiệt ở phía sau chỉ biết bất lực mà mắng bản thân, không phải cô nói cô không biết khiêu vũ sao? Đường Ngạo Kiệt khóc thầm một bên nói, "Anh, bây giờ anh hiểu cảm giác của em chưa?" Ngay khi Sở Ngọc Mặc mời Trần Viễn, cậu ấy dứt khoát giơ tay khẽ từ chối xin lỗi tôi có chút mệt không có ý định nhảy nữa cô sở lượng thứ sở mặc không chút ngại ngùng mà bỏ cuộc cô tiến lại hỏi trần viễn vậy anh có thể trả lời tôi một vấn đề không trần viễn cũng đành bất lực với cô gái sở ngọc mặc đầy quyết tâm này cô gái này đúng là có nghị lực tâm lực này đặt ở công việc không phải tốt hơn sao trần viễn khẽ cười chỉ tay qua một bên rồi nói được thôi nếu cô sở muốn tìm hiểu tôi như vậy thì chúng ta qua bên đó nói chuyện sau đó trần viễn cùng sở ngọc mặc đi tới một chiếc ghế góc phòng hội đấu giá xung quanh cũng có rất nhiều người đang tham gia bữa tiệc sở ngọc mặc lấp lánh như mặt trời mà nói anh có bạn gái chưa ý của tôi là cao toàn ngâm là bạn gái của anh sao trần viễn đáp lại à hiện tại thì chưa phải cô hỏi cái này để làm gì nghe đến đây sở ngọc mặc đã có thêm hy vọng cô mừng thầm chưa phải là quan hệ gì vậy chứng tỏ mình còn có cơ hội sở ngọc mặc nhìn trần viễn không chớp mắt mà nói tiếp vậy anh biết những scandal đó của cao toàn ngâm không anh không để bụng sao thấy trần viễn im lặng không trả lời sợ ngọc mặc tiếp tục hỏi để bụng không có để bụng không mời anh nói cảm nghĩ của mình trần viễn chăm chú nhìn điện thoại mà đáp lời không để bụng cô ấy rất nhanh có thể tẩy trắng rồi dù sao là tôi tiêu tiền cho cô ấy mà sợ ngọc mặc thắc mắc tiêu tiền sao cảm giác không đúng lắm cô hỏi trần viễn anh tiêu bao nhiêu tiền cho cô ấy rồi trần viễn thản nhiên nói cũng không nhiều lắm Trước đó cô ấy nói muốn một chiếc xe sang giá ngàn vạn, một căn nhà thang thần nhất phẩm. Còn có hai bộ phim được đầu tư 500 triệu. Tôi cảm thấy yêu cầu này có chút thấp nên chủ động tăng gấp đôi cho cô ấy. Nghe xong Sở Ngọc Mặc cũng phải cạn lời, tên này e không phải là bị người ta coi thành kẻ ngốc rồi đấy chứ. Nhưng cô ấy lại thay đổi cách nghĩ về Trần Viễn. Đúng rồi, người xuất thân hào môn như anh ấy, từ nhỏ được bồi dưỡng các loại kỹ năng chuyên nghiệp, đều tốn thời gian vào việc học, căn bản không biết lòng người hiểm ác. Sở Ngọc Mặc tự suy diễn ra một ảo tưởng mà cô ấy vẽ ra, cảnh tượng cao toàn ngâm bóc lột tiền của trần viễn khẩu nam nhân đưa tiền cho lão nương nghĩ thôi mà cũng khiến sở ngọc mặc tức đến phát điên cô ấy bóp vỡ chiếc ly trên tay mình mà nghĩ cao toàn ngâm lợi dụng anh ấy để bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng lớn thì cũng thôi đi vậy mà còn đưa ra nhiều điều kiện quá đáng như thế đúng là rất khốn nạn sở ngọc mặc liền nói với trần viễn trần viễn anh không cảm thấy cao toàn ngâm đưa ra những điều kiện rất quá đáng sao trần viễn thản nhiên nghịch điện thoại đáp lời có gì quá đáng chứ đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ là thiên kinh địa nghĩa mà Tôi chỉ là chuyển cho cô ấy 200 triệu mà thôi." Sở Ngọc mặc tức đến phát điên, cô ấy không giữ được bình tĩnh mà quát Trần Viễn một trận, "200 triệu còn không nhiều sao? Cô ta đã tiêu nhiều tiền của anh như vậy rồi, còn không xác định quan hệ với anh, chẳng lẽ anh không nhìn ra cô ta đang giở trò sao? Cô ta chính là trà xanh đó, đồ ngu ngốc nhà anh." Trần Viễn bất lực giải thích, "Cái đó, cái đó cô sở à, cô đừng kích động." Sở Ngọc mặc buông tha cho Trần Viễn rồi thở dài nói, "Quên đi, anh thích tiêu tiền cho ai là quyền của anh." nhưng anh cũng nên cẩn thận, nếu không về sau sớm muộn gì cũng bị chịu thiệt. Trần Viễn nói, à cô sở, chúng ta có thể có chút hiểu nhầm, tôi không ngu ngốc như cô nghĩ đâu. Sở Ngọc Mặc nhìn Trần Viễn với một bộ dạng đáng thương, một ánh mắt của người thương hại, người nào yêu đương mù quãng cũng đều cảm thấy mình không phải là kẻ ngốc. Sở Ngọc Mặc nhớ lại những gì mà Trần Viễn đã thể hiện ra ngày hôm nay, tài năng đánh đàn piano tuyệt đỉnh. Tiếp đó Trần Viễn đấu giá những món đồ quý giá đắt đỏ không chút ngại ngùng. Cô nhìn anh mà suy diễn, Ai có thể ngờ được người đàn ông ưu tú xuất sắc như này, nội tâm lại đơn thuần như thế, thậm chí còn không bằng học sinh cấp 2. Hệ thống xuất hiện thông báo, độ hảo cảm của Sở Ngọc Mặc cộng 5. Độ hảo cảm của Sở Ngọc Mặc hiện tại là 45 điểm. Trần Viễn thấy vậy liếc sang nhìn Sở Ngọc Mặc mà lo lắng, vậy cũng tăng ư? Đau lòng cho mình, thương hại cho mình, còn cảm thấy mình là cây ATM bị người ta lừa. Nhưng rồi Trần Viễn bật cười, cậu tự nói với lòng mình rằng, họ không hề biết rằng anh đây mới chính là đại hải vương, còn có thể gọi là cha nam. Trần Viễn khẽ cười nham hiểm đôi mắt và nụ cười của Mên đã dần mất đi nhân tính. Cô căn bản không rõ thực lực và đẳng cấp của anh đây. Đột nhiên Trần Viễn liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nói, "Ấy, chớp mắt đã không thấy Cao Toàn Ngâm đâu rồi." Sở Ngọc Mặc liền nói, "Hình như cô ta đã theo MCO Dương Linh vào phòng bao rồi." Trong khi Trần Viễn vẫn đang ngó nhìn xung quanh tìm Cao Toàn Ngâm. Thấy thế Sở Ngọc Mặc nói thêm, "Anh xem, anh lại nhắc đến Cao Toàn Ngâm rồi, lời tôi vừa nói anh không nghe vào sao?" Trần Viễn có vẻ tức giận, anh nói, "Đúng vậy, tôi nghe rồi chẳng qua tôi hy vọng về sau cô đừng nói xấu toàn ngâm nữa trần viễn chốt hạ một câu cô không cảm thấy bộ dáng của cô bây giờ rất giống trà xanh mà cô đang nói ư nghe xong sở ngọc mặc chết lặng cô im lặng không biết nói gì sở ngọc mặc lúc này khá là sốc với câu nói của trần viễn cô hỏi mên rằng tôi trà xanh ư sở ngọc mặc tức tối đứng dậy cô tự nhủ với lòng đúng là lòng tốt lại coi thành lòng lang giả sói sở ngọc mặc không còn mặt mũi liền nhanh chóng bước đi cô ấy vừa đi vừa mắng thầm bàn về ngoại hình hay là gia thế nội hàm, mình đâu có chỗ nào kém diễn viên cao toàn ngâm đó chứ. Sở Ngọc mặc rời đi trong im lặng, để lại Trần Viễn ngồi một mình trong sự nghi hoặc, không biết chuyện gì cả. Trong khi Sở Ngọc mặc thầm mắng, "Trần Viễn, anh đợi đó cho tôi, thứ Sở Ngọc mặc tôi nhìn chúng, từ nhỏ đến lớn không gì không có được, anh sớm muộn gì cũng là của tôi." Trần Viễn nhìn cô ấy rời đi mà có chút lo sợ, đến mức vậy sao? Tức giận ghê vậy, đúng là đại tiểu thư khó hầu hạ, lần sau phải trốn ra xa chút. Trần Viễn đây là còn muốn gặp lại người ta đây mà, thế mà còn muốn từ chối lời mời của cô ấy. Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tan, tiệc hội đấu giá lúc này hoàn thành viên mãn, mọi người đều bắt đầu ra về. Chỉ nghe thấy những âm thanh chào tạm biệt, bỗng người quan trọng nhất cũng đã được lên tâm điểm, đi thông thả nha yên tổng, liên lạc thường xuyên nhé. Những người tham gia tiệc đấu giá đều tiến đến bắt tay chào Trần Viễn, yên tổng, rảnh thì tới nhà tôi chơi nhé. Những người phụ nữ thì đồng thanh nói, yên tổng, rảnh thì nhớ nhắn quy cho em nhé. Trần Viễn vui vẻ đáp, được thôi, được thôi, các vị đi đường cẩn thận." Trần Viễn lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình mà nói, "Ship nữa thì quên, mình đã tặng xe cho Cao toàn ngâm rồi, bây giờ mình chỉ có thể gọi xe thôi." Bỗng phía sau Trương Hạo Thiên dẫn theo một anh chàng mập và nói, "Yên tổng, hôm nay đại hiển thần uy nha, để tôi mở mang tầm mắt." Trương Hạo Thiên mạnh dạn vỗ vai anh chàng mập kia mà nói, "Giới thiệu một chút, đây là Chu Tiểu Uy, tiểu huynh đệ của tôi." "Tiểu Uy?" Ngẩng đầu lên, "Tôi đưa cậu tới gặp người mà cậu cần rồi." Chuyện có thể thành hay không thì phải xem bản thân cậu rồi." Trần Viễn quay lại khẽ cười hỏi, "Có chuyện gì mà thần bí thế?" Anh chàng mập ngại ngùng nói, "Yên tổng, là như vậy, nhà tôi có, nhà tôi có một tòa văn phòng cần bán, ngài có hứng thú không?" Trương Hạo Thiên cũng bất ngờ về câu nói vừa rồi của Chu Tiểu Uy. Trần Viễn liền đáp lời, "Tòa văn phòng ư? Là cả tòa sao?" Anh chàng Chu Tiểu Uy liền dõng dạc nói không còn lắp bắp nữa, "Đúng vậy, cả một tòa nhà khoảng 40 tầng, mỗi tầng rộng không mét vuông." bố mẹ tôi sắp đi Mado phát triển lên định bán, giá khoảng 2 tỷ. Trần Viễn khá ngạc nhiên vì anh chàng tiểu uy này lại không nói lắp bắp nữa. Trương Hạo Thiên kinh ngạc há hốc miệng thêm một lần nữa, 2 tỷ, mình đúng là mắt mù, không ngờ thằng nhóc này cũng là cử phú. Trần Viễn giơ điện thoại lên nói với Chu Tiểu Uy, "Được, cậu ask friend tôi đi, hôm khác tôi đi xem xem, à mà nhà cậu có một tòa thôi sao, còn nhiều thì tôi cũng có thể xem xét." Chu Tiểu Uy ngại ngùng xua tay trong cơn đổ mồ hôi, "Không, không có nhiều đâu, chỉ có một tòa này thôi." Chu Tiểu Uy liền lấy điện thoại ra quy WeChat với Trần Viễn. Cậu ấy lo lắng mà nghĩ, vốn tưởng yên tổng nhiều nhất là mua được mấy tầng. Kết quả là người ta bao chọn, mình còn muốn làm màu gì chứ, vẫn là yên tổng đỉnh nhất. Trần Viễn quay người rời đi, trước khi đi cậu nói, đúng rồi, các cậu cũng đừng liên hệ nhà mua khác nữa, tôi không thích lúc mua đồ còn phải chia từng phần với người khác. Chu Tiểu Uy hiểu ý đáp, được, được thôi, vẫn là yên tổng hào phóng, tôi sẽ gọi điện cho cha tôi ngay. Trương Hạo Thiên khoác vai Chu Tiểu Uy đi vào trong hội đấu giá hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trương Hạo Thiên nói trước, không nhìn ra thằng nhóc cậu lại giàu như vậy, nói lắp cũng là giả vờ đúng không? Chu Tiểu Uy ngại ngại nói, Hạo Thiên ca, anh đừng trêu tôi. Phía bên này, Trần Viễn mở cửa rồi bước lên chiếc xe taxi, cậu ngồi trên xe mà thầm nghĩ, tòa nhà này tặng ai bây giờ ta? Tận 2 tỷ, nếu là cô gái bình thường có lẽ là bị dọa tè ra quần rồi, phải tìm người có tố chất tâm lý cực kỳ tốt mới được. Chiếc xe đang chạy rất bình thường trên đường, đột nhiên chiếc xe ô tô dừng lại một cách đột ngột, bánh xe trượt đốt lốp trên mặt đường, khói cũng từ đó mà bốc lên nhẹ nhẹ. Phía bên trong chiếc xe, Trần Viễn vì sự cố phanh gấp đó mà mặt bị va và đập vào chiếc ghế phía trước, khiến mặt Trần Viễn bị biến dạng đôi chút. Bác Tài liền mở cửa kính ra mà mắng chửi ai đó, bị điên à, tìm chết đúng không, cô bị điên à. Nhưng người đó không ai khác lại là Tần Băng Tuyết, cô ấy giang tay ra ngăn chiếc xe ô tô chở Trần Viễn lại. Nên thấy vậy có chút khó hiểu mà nghĩ, đây không phải là Tần Băng Tuyết sao, cô ta phát điên gì vậy. Tần Băng Tuyết bước thật nhanh trên mặt đường mà tiến lại gần chiếc xe, sau đó Tần Băng Tuyết không ngần ngại mà mở cửa bước lên xe. Sự việc đột ngột này khiến Trần Viễn và Bác Tài cảm thấy khó hiểu, trong đầu chỉ toàn hỏi chấm. Tần Băng Tuyết nói một câu lạnh lùng không chút tình người, nhìn cái gì mà nhìn, lái xe của ông đi. Bác Tài sợ quá chỉ biết quay người lại mà lái xe, Bác Tài nghĩ, cô gái này hung dữ quá. Bà Trần à. Lúc này Trần Viễn liếc nhìn Tần Băng Tuyết với một ánh mắt đầy khó hiểu, Tần Băng Tuyết thì chỉ im lặng không nói thêm điều gì khuôn mặt tần băng tuyết đầy căng thẳng mà suy nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp mình nhất định phải hoàn thành viên mãn không thể phụ sự giao phó của ông chủ trần viễn lên tiếng gạt bỏ sự căng thẳng này cái đó tần học tỷ cô có chuyện gì vậy nhưng trong lòng của mình thì cậu lại mắng thầm tiễn sở ngọc mặc đi lại có một tần băng tuyết đến tối nay mình gặp suy à cứ gặp phải nữ thần kinh tần băng tuyết lên tiếng trả lời hôm nay tôi đại diện cho áp lý ngư hy vọng có được sự đầu tư của cậu Công ty của chúng tôi cực kỳ có tiềm lực, chủ yếu nhằm vào giao tiếp xã hội của giới trẻ. Trước mắt lượt tải về đã đột phá một triệu lượt tải rồi, hoạt động hàng ngày cũng đã vượt 500.000 rồi. Cậu có thể đến công ty chúng tôi. Chưa kịp nói hết câu Trần Viễn liền nói cắt ngang. Ngại quá, cắt ngang một lát, tôi không hiểu nhầm thì cô đang muốn nhờ tôi giúp cô, đúng chứ? Tần băng tuyết trả lời, có thể nói là như thế, nhưng tôi cảm thấy cậu đầu tư thì chúng ta cũng có lợi, bởi vì chúng tôi thật sự rất có tiềm lực. Trần Viễn không quan tâm những điều đó mà nói, vì thế cô đang cầu xin tôi đúng chứ tần băng tuyết quát lớn đúng tôi muốn mời cậu giúp đỡ tôi cầu xin cậu được rồi chứ cậu hài lòng chưa tần băng tuyết thầm nghĩ chết tiệt có tiền thì muốn làm gì thì làm sao có thể sỉ nhục mình như thế sao trần viễn khẽ nhìn tần băng tuyết mà cười vui vẻ thật xả hận không phải cô rất ngầu sao cũng có lúc phải cầu xin tôi à anh khẽ cười nham hiểm để tôi đùa dẫn cô trần viễn tiến lại gần vuốt lấy mái tóc mật mà của tần băng tuyết mà nói Tần học tỷ, trước khi cầu xin người khác thì mình nên có thái độ cầu xin. Có những lúc cô muốn có được thứ gì đó, thì phải học trả giá. Trần Viễn cười nham hiểm hớn hở mà nói thêm, cô hiểu ý tôi chứ. Tần băng tuyết đứng hình mà đỏ mặt. Bác tài lái xe thấy cảnh này mà chỉ biết chửi thầm, ghê tởm, cặn bã. Tần băng tuyết hất văng tay Trần Viễn ra mà mắng. Trần Viễn cậu thật sự là tên cặn bã, cậu vậy mà muốn ngủ với tôi, anh như này có xứng với học kỳ không? Hệ thống hiển thị, thiện cảm của Tần băng tuyết âm năm thịnh cảm của tần băng tuyết âm năm trần viễn khẽ xua tay cười ngủ với cô sao buồn cười chết tôi mất tần học tỷ cô cảm thấy bản thân tốt đẹp lắm à tôi không hề hứng thú với cô gái lạnh lùng như cô câu nói chạm đáy nỗi lòng của tần băng tuyết khiến cô ta ngồi không yên mà quát lại cậu trần viễn cậu cậu có ý gì trần viễn lạnh lùng nói ý gì cô chắc không phải tưởng rằng cả cái thế giới phải xoay quanh cô đấy chứ cô muốn đầu tư thì tôi phải đầu tư cho cô sao chúng ta tổng cộng mới gặp nhau có hai lần có thân thiết đến thế không? Trần Viễn nói tiếp, hơn nữa lần trước cô hiểu nhầm tôi, cũng chưa từng xin lỗi tôi, cô nói cô có tôn trọng tôi không? Tần băng tuyết ấp úng đáp, tôi không phải, tôi không có, tối nay rõ ràng tôi. Bỗng tần băng tuyết cắn chặt môi của mình mà nói, được, tôi hiểu ý của cậu rồi. Là tôi tự rước nhục vào người, tôi đi đây. Nói là làm luôn, tần băng tuyết ngó người về phía trước hỏi bác tài, bác tài à, dừng xe lại giúp tôi. Chưa kịp nói hết thì tần băng tuyết định hình lại đây không phải đường trở về, Cô liền hỏi, đây là đâu vậy? Trần Viễn thấy vậy cũng nhìn qua cánh cửa xem xem hai bên đường. Cậu thầm nghĩ, không đúng, đây không phải là đường đến Hồ Đại. Bỗng ngay sau đó bác Tài liền dừng xe lại. Trần Viễn ở trên xe dùng một tay ôm lấy mặt của mình. Tránh để lộ ra khuôn mặt phản diện của mình. Mình biết ngay mà, ở cùng với cô gái này sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Chiếc xe taxi vừa dừng lại thì phía sau lẫn phía trước có ba chiếc xe lao tới chặn lại. Trần Viễn suy đoán, gặp phải cướp rồi. Ngay khi vừa chặn xe của Trần Viễn xong thì có một đám người đi xuống từ trong ba chiếc xe. Ai nãy đều rất hùng hồn khí thế. Trần Viễn bước xuống xe nhìn đám người đó mà nghĩ, "Được lắm, tội phạm băng đảng à, thậm chí còn có nội ứng." Trần Viễn vẻ mặt trở nên căng thẳng, xem ra tối nay không thể nào hiền lành được rồi. Tần Băng Tuyết ở bên cạnh anh như một nhẫn giả làng lá vậy, một con mắt trắng lóa, một con mắt đỏ chói. Cô hỏi bên tình hình này phải xử lý như thế nào? Trần Viễn phải làm sao đây? Trần Viễn liền giơ hai tay vẻ mặt bất lực nói: còn có thể làm gì nữa nhận thua chứ sao vẻ mặt của tần băng tuyết hoang mang anh nghiêm túc đấy chứ ông bác tài và đồng bọn của mình cười điên cuồng không ngờ được đơn giản thế mà lại thành công lão nhị chú ý của mày được lắm bắt cóc nhà giàu sau bữa tiệc ông bác tài tỏ vẻ nịnh nọt nói đại ca anh nặng lời rồi mặc dù là do em nghĩ ra nhưng vẫn là đại ca anh lãnh đạo tốt chiến lược phù hợp trần viễn liền diễn kịch với đám cô đồ này các vị anh hùng đại ca đừng ra tay các anh muốn bao nhiêu tiền thì tôi cũng đưa Chuyện gì cũng có thể thương lượng." Tên đại ca của đám côn đồ này nói, "Được đấy, mày tự giác như thế thì tao không làm khó mày nữa, lát nữa lúc chói mày sẽ nới lỏng." Chưa kịp nói hết câu như tần băng tuyết, tên đại ca này đã bị Trần Viễn nhanh chóng ra tay trước, cậu tung một cước thật mạnh khiến đầu ông ta biến dạng ngay lập tức. Tên đại ca bị đá bay ra một khoảng xa, mặt thì bị biến dạng, không còn có sức lực phản kháng, những người đàn em thì chỉ biết đứng nhìn gọi lớn, "Đại ca." Trần Viễn mặt đầy nghiêm túc nghĩ, "Đám này rõ ràng là được huấn luyện chuyên nghiệp." không phải là đám lưu manh bình thường, mà là đám tội phạm. Đám côn đồ này hô lên, chó chết, xử chết nó, cùng nhau lên, thế là cả đám côn đồ lao tới chỗ Trần Viễn. Nhưng rồi tên côn đồ nào tiến lên đều bị Trần Viễn tung đòn hạ gục trong giây lát. Thấy Trần Viễn khó trôi quá tên bác tài chỉ vào tần băng tuyết mà nói, tên này khó giải quyết đấy, lão Tam, mày dẫn theo mấy người vây nó trước, tao và lão Tứ đi bắt cô gái kia. Có cô ta trong tay, tên này cũng sẽ phải bó tay chịu trói thôi. Tần Băng Tuyết nghe xong tức đến bùng cháy vẻ mặt khó chịu của tần băng tuyết bắt đầu tỏa ra sắc khí cô nắm chặt bàn tay lại và nói muốn bắt tôi tần băng tuyết lớn giọng mắng các người đừng có mơ chết đi cho bà đây nói rồi tần băng tuyết tung cước đánh gục bác tài trong tích tắc một tên ở bên cạnh dính đòn liền kinh ngạc mà nói trong cơn đau trời ạ à, con này cũng đánh giỏi đấy phía bên này trần viễn tự nhủ một mình mình cũng có tự tin đập hết được đám này nhưng chỉ sợ cần băng tuyết không chủ được không được rồi phải tốc chiến tốc thắng thôi anh liền nói với hệ thống hệ thống tăng 10 điểm vào sức mạnh, 10 điểm vào thể chất, 20 điểm vào nhanh nhẹn. Hệ thống liền cộng điểm cho Trần Viễn, khắp cơ thể Trần Viễn bừng sáng lên chớp nhoáng. Cả cơ thể Trần Viễn biến đổi trong chớp nhoáng, hệ thống hiển thị, tên là Trần Viễn, năm nay 21 tuổi, chiều cao 1m81, nặng 72kg, sức mạnh 45, thể chất 45, tinh thần 30, nhanh nhẹn 55. Sau khi được bắp Trần Viễn tung liên tiếp những cú đấm trời giáng lên đám côn đồ, kỹ năng này giống như Luffy đang sử dụng vậy, thật là ảo diệu từ nay hãy gọi Trần Viễn là người cao su. Những cú đấm trời giáng đó liên tục tác động vật lý học lên mặt của những tên côn đồ, tên nào chúng đòn cũng đều bị biến dạng trông rất khó coi. Tên còn sót lại lo lắng gọi, lão ngũ, lão lục. Vừa kịp nói xong, tần băng tuyết từ đâu xuất hiện, tung một cước thần diệt giáng thế, thế là họa mi bác tài đã ngừng hót. Tần băng tuyết nhắc nhở, nhìn đi đâu thế, bà đây còn ở đây mà, vẫn còn dám nhìn bừa. Sau khi họa mi bác tài ngừng hót thì cũng chỉ biết gục ngã xuống đất mà cố gắng triệu hồi lại, Tần Băng Tuyết từ từ bước đi mà tặng một câu, "Nam nhân thối, không biết lượng sức." Bỗng bác tài này từ đâu lấy ra một thanh vũ khí, tính đánh lén phía sau Tần Băng Tuyết, "Con đàn bà thối, ông đây phải cho mày đẹp mặt." Nói rồi ông ta cầm thanh vũ khí trên tay lao tới, "Chết đi, con đàn bà này." Tần Băng Tuyết nghe thấy thì quay người lại nhìn, thấy vậy cô sửng sốt không kịp phản ứng. Bỗng nhiên Trần Viễn xuất hiện, cậu dùng tay của mình bắt lấy con dao trong gang tấc, mà tay của cậu cũng chẳng bị làm sao. Trần Viễn lạnh lùng bước tới với một tư thế hiên ngang, động giao với phụ nữ không phải là thói quen tốt đâu, xem ra tôi cần phải giáo dục lại anh rồi. Tưởng chừng như là Trần Viễn sẽ không sao, nhưng không, con dao đã làm Trần Viễn bị thương, khiến cậu bị chảy máu. Tần Băng Tuyết định hồn lại mà run rẩy, mình suýt nữa là chết rồi, Trần Viễn vậy mà cứu mình ư? Trần Viễn dứt khoát tung một cước thật mạnh, ác giả ác báo, chết đi cho ra. Một cước thật mạnh đá bay bác tài đi mất, Tần Băng Tuyết vì thế mà kinh ngạc ở trên mặt đường chỉ còn lại những người thua cuộc nằm xuống, ai nấy đều lấm lem màu máu. Tần Băng Tuyết sợ đến run khắp người, cô lẩm bẩm gọi tên Trần Viễn. Sau đó Tần Băng Tuyết chạy tới ôm lấy Trần Viễn thật chặt mà khóc nức nở, vừa nãy tôi suýt nữa tưởng mình là chết rồi, cảm ơn cậu Trần Viễn. Trần Viễn được Tần Băng Tuyết ôm thì có chút bất ngờ, nhưng anh cũng có chút ngại ngùng mà đỏ mặt. Rồi cậu cũng khẽ cười mà nghĩ, có lẽ tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, Tần Băng Tuyết đại danh đỉnh đỉnh cũng có mặt yếu đuối như vậy, đúng là khá đáng yêu. Trần Viễn thấy Tần Băng Tuyết khóc liền vỗ vai dỗ dành, "Không sao rồi, có tôi ở đây. Mấy lời tôi nói trong xe chị cũng đừng để trong lòng, thực ra chị là một cô gái rất tốt." Tần Băng Tuyết yếu đuối ngây thơ ngước nhìn men, "Thật sao? Cậu cảm thấy như vậy ư?" Trần Viễn có đôi chút ngại mà trả lời, "E hèm, đúng vậy, về chuyện đầu tư vào áp cá chép mà chị nói, tôi sẽ cân nhắc, mấy ngày nữa sẽ đến công ty của chị khảo sát một chút." Tần Băng Tuyết nhìn Trần Viễn bằng một ánh mắt khác, "Trần Viễn, người này đúng là miệng dao gam tâm đậu hũ." khác với những người đàn ông khác, luôn giả vờ làm bộ dáng vô sỉ, nhưng lại mạnh mẽ quả quyết hơn bất cứ ai. Tần Băng Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của Trần Viễn mà lo lắng, hóa ra, trên thế giới này thật sự còn có một người đàn ông có thể không màng tất cả để bảo vệ mình trong lúc nguy hiểm. Trần Viễn liền nói, "Không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi." Tần Băng Tuyết nắm chặt lấy bàn tay của Trần Viễn rồi đặt vào má của mình mà cảm nhận, cậu ấy chính là anh hùng của mình. Hệ thống hiển thị, độ hảo cảm của Tần Băng Tuyết cộng 30, độ hảo cảm của Tần Băng Tuyết cộng 30 độ hảo cảm hiện tại là 80 điểm. Một thời gian ngắn sau, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã tới. Những tên côn đồ này đều đã bị bắt hết. Bỗng có một âm thanh vang lên, Trần Viễn, mới mấy tiếng không gặp mà cậu lại gặp chuyện rồi. Âm thanh đó khiến Trần Viễn và Tần Băng Tuyết có chút tò mò mà quay sang nhìn. Ngay sau khi Trần Viễn quay người sang nhìn liền bất ngờ thêm một phen, anh cảm thán nói, sao lại là cô? Sở Ngọc mặc khẽ cười trong trang phục của một nữ cảnh sát, cô dõng dạc nói, sao không thể là tôi chứ? Tại hiện trường có rất nhiều xe cảnh sát đã đến. Một người bước lên báo cáo với Sở Ngọc Mặc, sở đội. Một chết bảy trọng thương, hiện trường từng trải qua tranh đấu kịch liệt. Tám người đều là tội phạm đào thoát, trong đó thậm chí còn có một tội phạm truy nã quốc tế cấp S. Rồi cậu ta có phần sợ hãi tiếp tục báo cáo, tám tội phạm, bắt cóc có tổ chức có kế hoạch, như vậy mà cũng bị phản sát, đánh chết một người, đánh tàn bảy người. Sở Ngọc Mặc ngay cấp dưới báo cáo xong, đôi mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm Trần Viễn chỗ xa, không hổ là người đàn ông mình nhìn chúng. Trình độ đánh tay bo có thể xung là binh vương đô thị. Rồi cô đảo mắt đến Tần Băng Tuyết đang đứng cạnh Trần Viễn, chỉ là quá thu hút nữ nhân thôi. Cô tức giận đùng đùng mắng mỏ, cao toàn ngâm mới đi, lại thêm một người mới nữa, đúng là không để người ta bớt lo. Sở Ngọc Mặc quyết không để hai người này ở chung nữa. Cô tiến đến vẻ mặt bình tĩnh chuyên nghiệp nói với hai người bọn họ, hai vị, mời các anh phối hợp đi theo bọn tôi tới cục cảnh sát một chuyến, ghi lại khẩu cung. Bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng tại cục cảnh sát, Tần Băng Tuyết vẫn không về cô vẫn còn đang ngồi ngoài ghế, một vị cảnh sát ra khuyên cô, "Cô Tần, cô có thể rời đi rồi, căn bản đã điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, nếu cảnh sát triệu tập cô sau đó, cô cần phải hợp tác mọi lúc." Tần Băng Tuyết một bộ dạng to nhã lịch sự trả lời, "Được thôi. À anh cảnh sát tôi muốn hỏi Trần Viễn đâu rồi? Cậu ấy cũng có thể đi rồi chứ?" Viên cảnh sát kia nghe xong câu hỏi thì có đôi chút bối rối nửa ngày mới trả lời, "À, cậu ấy à, cậu ấy không thể đi đội trưởng của chúng tôi đang dân dạy cậu ấy tần băng tuyết nghe xong lập tức phản ứng dữ dội không được cậu ấy không đi tôi cũng không đi tôi ở đây đợi cậu ấy viên cảnh sát kia cũng không còn cách nào đành đáp được thôi cô thích đợi thì đợi sau đó anh ta cũng xoay người bỏ đi trong lòng thầm lẩm bẩm thật kỳ lạ đội trưởng không những muốn một mình lấy khẩu cung còn bảo mình tắt camera giám sát đi nghĩ nghĩ một hồi không ngờ cậu ta lại đoán trúng tim của sở ngọc mặc chẳng lẽ chốt cậu nhóc đó rồi sao hệ 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 Trần Viễn lúc này quả nhiên đang ngồi trong phòng lấy khẩu cung, chỉ là cậu đã chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy ai đến. Chờ đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài than thở, Sở Ngọc Mặc làm gì vậy? Ghi chép còn bị còng tay, chẳng lẽ ghi thủ mình nói cô ấy là trà xanh ư? Ngay lúc này cửa phòng lại được mở ra, Sở Ngọc Mặc cầm túi đồ ăn đưa đến trước mặt Trần Viễn, "Nào ăn ít đồ đi." Trần Viễn cũng không khách sáo gì lập tức lấy ra một ít mì để ăn, không ngờ cô lại là cảnh sát, còn là đội trưởng. Sở Ngọc Mặc mặt không biến sắc nhìn Trần Viễn rồi trả lời, điều anh không ngờ đến còn nhiều lắm. Cùng với câu trả lời đó còn có bảng thông báo hiện lên, độ hảo cảm của Sở Ngọc Mặc cộng 5, độ hảo cảm hiện tại 50. Trần Viễn lập tức đình trệ việc ăn uống, nhìn chằm chằm bảng thông báo, ăn mì cũng tăng độ hảo cảm. Cô gái này thật lạ vẫn nên ăn mì rồi mau chóng đi thôi. Trần Viễn ăn xong thì buông hộp thức ăn xuống, sau đó bắt đầu hỏi những gì mình cực kỳ đang thắc mắc, cảnh sát sở tôi là nạn nhân, cô còng tay tôi như vậy không tốt lắm nhỉ? Tôi lúc nào có thể đi? Đột nhiên cô ta lại xông lên, đưa mặt sát lại Trần Viễn rồi vu vơ hỏi Anh không muốn ở cùng tôi như vậy sao? Anh là nạn nhân không sai, nhưng anh cũng đánh chết người rồi. Nói đến đây cô ta còn đưa tay nâng cầm Trần Viễn lên, áp sát chiều gẹo hỏi Còn nữa tần băng tuyết đó có quan hệ gì với anh? Trần Viễn bị câu hỏi này làm khó, rõ ràng cậu chưa chuẩn bị đáp án. Ấp úng một lúc rồi mắt đảo sang chỗ khác trả lời Chị ấy à là học tỷ của tôi, tới lôi kéo tôi đầu tư, ai biết gặp phải loại chuyện này chứ? vừa mới dứt lời thì Sở Ngọc Mặc đột nhiên kéo tay Trần Viễn lên, tay còn lại cô ta nắm đứt hết cả nút áo của Trần Viễn, làm cho cậu ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Mất một lúc gương mặt Trần Viễn mới lại nghiêm túc, cau mày giọng trầm thấp hỏi, "Đội trưởng Sở, cô có ý gì vậy?" Sở Ngọc Mặc chẳng trả lời câu hỏi của Trần Viễn, cô đặt hộp sơ cứu lên bàn rồi có chút giận dữ nói với Trần Viễn, "Ý gì là ý gì chứ? Bôi thuốc cho anh chứ sao, khoe khoang một đánh tám, anh xem xem cơ thể anh thành thế nào rồi." Trần Viễn bây giờ mới vỡ lẽ, gương mặt có hơi đơ lại. Sở Ngọc Mặc thấy vậy liền nhíu mày hỏi hỏi, Trần viễn biểu tình này của anh là gì vậy? Đàn ông như anh chẳng lẽ còn cảm thấy tôi sẽ chiếm tiện nghi của anh sao? Trần Viễn lập tức xua xua tay, à không có không có. Bây giờ hai người mới thôi vờn nhau. Trần Viễn chịu để yên cho Sở Ngọc Mặc bôi thuốc giúp mình. Cậu có chút lúng túng nói, cảnh sát sở, hay là cô để tôi tự làm đi? Cô bận rộn sao dám làm phiền cô chứ? Nhưng Sở Ngọc Mặc chẳng để lời này vào tai. Cô thầm nghĩ, con trai ra ngoài nhất định phải tự bảo vệ mình, đây cũng quá gian nan rồi cô nghĩ thế bèn tiếp tục thoa thoa vết thương vừa nói đừng động lung tung con trai các anh tay chân lóng ngóng vết thương nhiễm trùng thì sao nghe lời trần viễn mặt đỏ lên ấp úng đáp được được thôi mãi một lúc cậu mới như phát hiện ra chân trời mới nét mặt cũng bắt đầu căng thẳng không đúng ma nó nữ nhân này muốn bẫy lão tử trong đầu trần viễn bắt đầu xuất hiện viễn cảnh một nữ sinh e thẹn đến chỗ một thanh niên tuần tú thủ thuật phổ biến nhất được nữ nhân sử dụng là trước tiên hỏi han ban ân cần để bạn bị phân tâm và khó kiểm soát bản thân khung cảnh thay đổi là một ngày trời đổ cơn mưa đợi bạn theo đuổi ngược lại cô ấy cô ấy sẽ muốn cự còn nghênh lúc nóng lúc lạnh khiến trái tim bạn thổn thức khung cảnh lần nữa thay đổi bạn nam sẽ từng bước mất đi quyền chủ động và trở thành sim chúa hình ảnh sở ngọc mặc đầu mọc ra sừng tựa dạ xoa lập tức được phóng đại người đàn ông xích ma đừng bao giờ rơi vào bẫy của phụ nữ trần viễn hét toáng lên rồi đứng dậy đá vào cái bàn một cái sau đó cậu đứng lên ăn mặc chỉnh tề lại xoay người muốn đi cảnh sát sở Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách đi, chúng ta mới quen một ngày. Xin cô tự trọng. Sở Ngọc mặc chẳng hiểu cái gì, cô hỏi, anh làm gì vậy? Người ta thấy anh bị thương liền băng bó cho anh, anh còn tức giận ư? Ừ. Trần Viễn ánh mắt nghiêm túc, nói với cô, tôi không tức giận, tôi đã có người mình thích rồi, không hy vọng cô có hiểu nhầm gì với tôi. Rồi một màn từ chối thâm tình lần nữa xuất hiện, cô là một cô gái rất tốt, nếu chúng ta gặp nhau sớm chút thì có thể tôi đã to gan theo đuổi cô rồi nhưng cuộc sống không có nhiều nếu như như vậy. Nếu tôi là người lăng nhăng, cô chắc chắn sẽ ghét tôi đúng không? Sở Ngọc Mặc trực tiếp bị mấy lời này mê hoặc. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, anh chàng này với vẻ ngoài phóng túng. Vậy mà là một người trung tình ư. Trời ơi chuẩn gu mình rồi. Trần Viễn lúc này đã xuống đến cổng cục cảnh sát. Cậu bắt taxi về nhà. Trên tòa nhà cao, Sở Ngọc Mặc nhìn xuống Trần Viễn như nhìn con mồi. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ chiếm hữu, Trần Viễn, ngày tháng còn dài. Hừ anh muốn đẩy tôi ra. Không có cửa đâu. Người đàn ông cực phẩm như vậy sao tôi có thể nhường cho đám nữ nhân xấu xa đó chứ? Cùng lúc đó Tần Băng Tuyết vẫn còn chẳng hay biết Trần Viễn đã về một lúc rồi. Cô vẫn còn đang ngủ ngon lành trên ghế chờ ở cục cảnh sát. Miệng còn không ngừng nói mớ gọi tên Trần Viễn, quen cha nạn năng nắng năng nằng năng. Lúc này Trần Viễn đã đến nơi. Cậu ta vừa đi vừa than thở, dây vò một ngày một đêm mệt chết rồi, gầy cả đi. Tới chỗ Triệu chủ tịch tắm cái rồi ngủ bù một giấc vậy. Nhưng vừa mới bước vào nhà cậu đã nghe bên trong có tiếng động. Cậu lén lén mở cửa ra nhìn một chút, ấy triệu chủ tịch vậy mà đang ở nhà ư? Quả nhiên, Triệu Ngọc Kỳ đang ở trong phòng tắm tắm thoải mái, tiếng nước còn rất lớn. Trần Viễn bất lực than thở, "Triệu chủ tịch, cô lấy cái này để khảo nghiệm tôi, cô cũng quá tin tưởng định lực của tôi rồi đấy." Trần Viễn đấu tranh nội tâm ở ngoài một lúc lâu vẫn chưa có đáp án, hay là cứ vào đi? Chắc Triệu chủ tịch không để bụng đâu nhưng. Thiên thần bên phải nói, "Không được, cậu không được để chủ tịch thất vọng." ác quỷ bên trái quát vào 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 to gan mà vào tranh đấu một lúc là đến tận khi cửa phòng tắm mở ra nữ nhân lạ mặt vui vẻ bước ra ngoài rồi nói ngọc kỳ phòng tắm này nhà cậu còn to hơn nhà tớ thật sự thoải mái quá cô gái chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người lúc này mới mở mắt ra giật mình cậu gương mặt từ bình thản biến thành hét toáng lên cứu với trần viễn cũng khóc luôn rồi cô gái này là ai tại sao lại ở trong nhà triệu chủ tịch lúc này viễn cảnh trong nhà thay đổi cô gái lạ mặt khóc lóc trong vòng tay của triệu ngọc kỳ khóc đến đáng thương hu hu tớ không gả đi được nữa rồi đều bị thấy sạch rồi kỳ kỳ cậu phải làm chủ cho tớ triệu ngọc kỳ cũng đành dỗ dành ai ra manh manh đừng khóc nữa đều là hiểu lầm trần viễn đã khôi phục tinh thần cậu xoay người đi đến nhà tắm còn không quên nói với triệu ngọc kỳ ngọc kỳ giúp tôi giải thích chút tôi đi tắm trước đã cô gái lạ mặt tức giận quát lên hiểu nhầm cái bíp người đàn ông đó chính là lưu manh thấy cơ thể của tớ mà ngay cả xin lỗi cũng không có Ngọc Kỳ cậu với cậu ta có quan hệ gì thế? Cô gái này hóa ra là bạn thân của Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh. Triệu Ngọc Kỳ ấp úng, "À, cậu cậu ấy là bạn của tớ." Manh Manh nhìn đến cái này thì biểu cảm này có biến. Cô hỏi, "Bạn à?" Trong lòng Manh Manh có suy đoán, không đúng lắm, cực kỳ không đúng. Lần đầu tiên Kỳ Kỳ che chở một người đàn ông như vậy. Cô chăm chú quan sát sắc mặt ngày càng hồng của Triệu Ngọc Kỳ, một lát liền đưa ra nghi vấn, "Chẳng lẽ Kỳ Kỳ và cậu ta là quan hệ đó?" Vừa dứt suy nghĩ, cô lao đến bắt lấy bả vai Ngọc Kỳ khuyên nhủ, "Ngọc Kỳ tớ muốn khuyên cậu, bây giờ tốt xấu gì cậu cũng là tiểu phú bà rồi, đừng ở bên mấy tên nghèo ở tầng lớp dưới nữa, rất mất mặt." Ngọc Kỳ toàn gương mặt đều là chấm hỏi, "Hàng nghèo? Cậu nói ai thế?" Tiền manh manh nghe xong câu hỏi của Ngọc Kỳ thì tức muốn rách phổi, cô nói lớn, "Còn có thể là ai a? À? Tên vừa nãy đói Ngọc Kỳ cậu xem bây giờ cậu ở Big House, làm chim cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, đã là tầng lớp tinh anh rồi đàn ông bình thường như cậu ta sao xứng với cậu?" Triệu Ngọc Kỳ vẫn bộ dáng e thẹn của thiếu nữ, đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình rồi nói, "Cái đó cậu ấy, cậu nói Trần Viễn sao? Trần Viễn rất tốt, hơn nữa cậu ấy thật sự rất ưu tú, không phải như cậu tưởng tượng." Bên trong Triệu Ngọc Kỳ đang không ngừng đấu tranh nội tâm, cứu mạng lúc mời Manh Manh tới nhà chơi, nhất thời nổi lòng hư vinh, khiến cậu ấy nghĩ rằng biệt thự này là do mình mua. Tiền Manh Manh không hề lọt tai lời giải thích của Ngọc Kỳ, cô vẫn cương quyết cho rằng Trần Viễn là người xấu, ưu tú. Xã hội này chỉ nhìn vào tài nguyên và bối cảnh ưu tú của cậu ta có thể biến thành tiền sao? Cậu còn trẻ, phải nắm bắt cơ hội chọn bạn đời mới đúng. Nói đến đây lại làm cô nhớ đến buổi tối hôm qua. Cô nhỏ giọng nói, trong cuộc đấu giá ngày hôm qua, một người đàn ông giàu có đã bỏ ra 500 triệu để mua một cây đàn piano. Chắc chắn anh ta muốn tặng cho người mình yêu. Lãng mạn quá. Đây chính là mẫu đàn ông cậu phải tìm kiếm. Càng nói càng hăng, tiền manh manh hai mắt bắn ra trái tim ngượng ngùng nói tiếp, người đàn ông lãng mạn như vậy mới là crush trong lòng mình. Đúng lúc này, bên ngoài có giọng nói của nhân viên giao hàng vọng vào xin chào là cô triệu ngọc kỳ đúng không quà của cô tới rồi mời kiểm thu manh manh cũng đi ra cùng ngọc kỳ cô tò mò nhìn nhìn một chút rồi hỏi kỳ kỳ cậu mua online gì thế triệu ngọc kỳ vừa ký tên vừa nói à hôm qua trần viễn nói muốn tặng quà cho mình hình như là đàn piano tiền manh manh nghe xong thì lập tức hùng hổ muốn đi ra ngoài xem ngay đàn piano vậy để tớ xem xem tên nghèo này có thể tăng piano gì cho kỳ kỳ đừng là mô hình piano gì đó nhé Triệu Ngọc Kỳ nghe lời này thì tức giận nói, manh manh, cậu còn nói vậy là tớ sẽ giận đấy. Bên ngoài, một chiếc trực thăng đỏ rực đang bay vòng vòng trên nền trời. Nó còn phát ra âm thanh, động yêu động yêu. Tôi là động ngoặt, tôi là động ngoặt. Hàng đã sẵn sàng, hiện trường không có dị thường. Ở bên dưới là một đoàn xe hộ tống cùng với nhân viên cầm súng đứng thành một hàng như đi lính vậy. Cái này trực tiếp làm cho tiền manh manh với Triệu Ngọc Kỳ sốc đến đông cứng cả người. Tặng quà mà cần phô trương vậy ư. Đàn piano này từng được Tần Thủy Hoàng đánh qua à? cây đàn rất nhanh đã được chuyển vào trong nhà. Hai người nhìn nó một lúc lâu cũng không ai nhúc nhích. Lúc này Ngọc Kỳ mới lên tiếng, rốt cuộc Trần Viễn mua đàn piano nào? Vừa kiểm tra an ninh vừa kiểm chứng thân phận, tớ cảm thấy đang nhận được quốc bảo đó, tiền manh manh vẫn không phục. Cô vẫn tiếp tục chê bai Trần Viễn, hừ, làm ra vẻ mà thôi, chỉ là một diễn viên được cửa hàng thuê, người đàn ông càng thiếu tự tin về quà tặng thì càng tốn nhiều công sức vào việc đóng gói vừa nói dứt lời cô lập tức đưa tay kéo xuống vải nhung đỏ phủ cây đàn tớ muốn xem xem rốt cuộc là cái gì vải nhung vừa kéo xuống bên trong liền như có ánh sáng chói lóa phát ra cái quỷ gì vậy trói quá triệu ngọc kỳ nhìn chằm chằm cây đàn trong suốt trước mắt không khỏi kinh diễm đây đây là một cây đàn piano làm bằng pha lê đẹp quá tiền manh manh đi đến gõ gõ vài cái vào cây đàn gương mặt không cam lòng nghĩ cái này chi phí để làm ra một cây đàn piano làm từ nguyên một khối pha lê là bao nhiêu chẳng lẽ tên đó là phú ca mình nhìn nhầm rồi sao lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của trần viễn cô lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình không thể nào làm gì có phú ca nào ăn mặc bần tiện thế trông chả khác gì bảo vệ dưới tòa nhà mình Bây giờ trên tv đang phát sóng lại buổi đấu giá hôm qua mc nói tiệc tối từ thiện ở hàn thành đã được tổ chức thành công ngày hôm qua những người nổi tiếng tụ tập lại và có một cảnh tượng đáng kinh ngạc tại cuộc đấu giá màn hình lúc này thay đổi trên đó là gương mặt 10 phần lạnh lùng của trần viễn thổ hào thần bí của thành phố chúng ta Yên Tổng đã hiện thân. Chi 500 triệu mua đàn piano pha lê đã phá kỷ lục của công ty đầu giá. Tiền manh manh lập tức chết tâm lần hai. Tam quan của cô hoàn toàn bị suy sụp, 500 triệu. Đàn piano. Triệu Ngọc Kỳ thì ngược lại. Cô vui vẻ quay sang nói với manh manh, tớ đã sớm nói là Trần Viễn rất ưu tú mà. Tớ nói không phải là tài phú của anh ấy, mà tớ coi trọng nhân phẩm và nội tâm của anh ấy hơn. Lúc này, một giọng nói trầm thấp ở phía sau truyền đến, ấy đàn được đưa tới rồi à tiền manh manh lập tức quay đầu lại nhìn một trần viễn màu hồng áo sơ mi không gài hết cúc mái tóc rũ rượi còn vài giọt nước khung cảnh hết sức chói mắt cậu còn nói tôi còn tưởng mai mới tới cơ khá nhanh đấy tiền manh manh hốt hoảng đẹp trai quá trần viễn đi đến trước mặt trần ngọc kỳ cô e thẹn nói cảm ơn anh trần viễn em rất thích món quà này chỉ là quá quý trọng rồi trần viễn cũng vui vẻ cười với cô hà không quý trọng sao xứng với em chứ em ở trong lòng anh là bảo vật vô giá nói xong cậu nhìn vào điện thoại một chút lại nói đúng rồi tí nữa anh phải ra ngoài bàn chuyện kinh doanh em muốn đi cùng anh không tính toán thời gian nên đi xem tòa nhà văn phòng của nhóc mập đó rồi nghe Trần Viễn đề nghị xong Triệu Ngọc Kỳ có hơi khó xử nhìn Tiền Manh Manh ở phía sau cho dù Manh Manh là bạn thân của mình nhưng để một mình cậu ấy ở trong nhà hình như cũng không tốt lắm nghĩ rồi cô quay sang gương mặt ngại ngùng ửng đỏ nói với Trần Viễn xin lỗi em không thể đi cùng anh rồi hôm nay bạn thân em tới chơi cùng em em không thể làm cô gái gặp sắc quên bạn được. Trần Viễn cũng không kỳ kèo, nói xong liền đi trong đầu còn không ngừng phỉ nhổ, gặp sắc quên bạn. Lúc này, bảng hệ thống hiện lên, trói buộc quan hệ sim chúa thành công, đối tượng trói buộc tiền manh manh, độ hảo cảm hiện tại 20. Trần Viễn ánh mắt nham hiểm cười cười, triệu chủ tịch em đúng là một ngốc bạch ngọt, coi trà xanh này là bạn. Cô ta đã nhớ thương người đàn ông của em là tôi rồi. Giờ đây, bên trong nhà, Triệu Ngọc Kỳ đang hí hưởng thử cây đàn mới, cô còn không ngừng cười tươi nói chuyện với tiền manh 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 cậu nhìn nè âm thanh rất tuyệt đó tiền manh manh thì như chẳng để ý mấy cô vẫn đang dõi mắt theo trần viễn bên ngoài chàng trai vừa đẹp trai vừa giàu như vậy nếu là bạn trai mình thì tốt biết mấy tiêu nhược vũ vừa đi vừa tức giận mắng trần viễn chết tiệt bao nhiêu ngày không thấy bóng dáng rồi vừa liên hệ với tôi đã kêu tôi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh với cậu ta cô ôm một bụng tức giận nói mãi không hết thật sự không ngờ lần đầu tiên trốn học của tôi lại là vì đàn ông bàn kinh doanh thì bàn kinh doanh lại còn kêu tôi tự qua đó. Tức chết đi được. Nghĩ ngợi một chút cô lại cảm thấy lo lắng, cảm giác gần đây cậu ta lạnh nhạt với mình. Là vì buổi tối hôm đó không có được mình sao? Cô tức đến múa tay múa chân giữa đám đông, đây chính là đàn ông sao? Xung quanh ai nấy cũng đều dõi mắt theo cô. Tiêu Nhược Vũ tự biên tự diễn một trận rồi độ hảo cảm cũng bay biến luôn, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ trừ một, độ hảo cảm trước mắt 95. Trần Viễn vừa đến nơi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện quái quỷ gì đây? Sao lại còn giảm độ hảo cảm? cậu nhìn đến gương mặt đầy tức giận của tiêu nhược vũ thì cũng bắt đầu đoán mò mình chỉ là hẹn gặp cô ấy thôi mà không có vấn đề gì đúng không ai biết bên kia tiêu nhược vũ sắp bốc hỏa rồi không phải muốn đi bàn kinh doanh sao đi thôi trần viễn máy móc xoay người dẫn đường đoán một lúc cũng đoán sắp chúng rồi lẽ nào là vì mình không tới đón cô ấy ý nghĩ của con gái cũng có lúc thật là chẳng hiểu gì cả trần viễn hết cách bè nắm tay tiêu nhược vũ một bên gọi người alo tiểu uy à tôi sắp tới tòa nhà văn phòng của các cậu rồi Phiền cậu kêu người tới đón tôi." Tiểu Uy lập tức đồng ý, "Ok Yên ca cậu yên tâm đi." Sau khi sắp xếp xong, Trần Viễn bắt đầu suy nghĩ tiếp vấn đề ban nãy, "Trên miệng anh xin lỗi nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì ai mà biết. Anh căn bản không biết lỗi của mình. Vậy anh khấu đầu với em nhé. Bà cô ơi đừng giận nữa." Trần Viễn sâu sắc cảm nhận, lúc này xin lỗi hoặc là vỗ về căn bản không có chút tác dụng nào, sẽ chỉ khuyến khích dáng vẻ kêu căng vô lý gây rối của đối phương. Đến đây cậu không khỏi cười khẩy, dùng tiền đập mới có hiệu quả nhất đập đến khi cô ấy không nói được gì đập đến khi cô ấy hoài nghi nhân sinh rất nhanh bọn họ đã đến tòa nhà văn phòng trần viễn đặt trước bên trong một người trung niên lên tiếng con trai người tên yên tổng này thật sự có bối cảnh sao đáng để chúng ta hoan nghênh cậu ấy như vậy sao tiểu uy bên cạnh chắc nịch đáp cha 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 tin con mắt nhìn người của con sẽ không sai đâu yên yên tổng tài lực kinh người muốn 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 mua tòa nhà này của chúng ta cũng mua được cha tiểu uy nghe vậy thì nhìn lên trời ánh mắt sâu xa Hàn Thành vậy mà lại xuất hiện nhân vật như vậy. Hôm nay cha thật muốn lãnh hội phong thái của cậu ấy. Một người đàn ông dẫn theo Lâm Thư Đồng đi đến đây. Ông ta nhìn hai cha con Tiểu Uy rồi nói với Thư Đồng, "Hửm, hôm nay là ngày gì vậy? Chu tổng lại đích thân xuống đây đón người?" Lâm Thư Đồng một mặt ngây ngốc hỏi, "Chu tổng là ai vậy? Rất có thể diện sao?" Ông chủ quay sang Từ Tốn nói với cô, "Tiểu Lâm, cô vừa mới tới thực tập có thể không biết, toàn bộ tòa nhà văn phòng này đều là của Chu tổng." Ông diễn một lúc còn khoa trương hơn, nước mắt cũng bắt đầu chảy theo lời thoại khiêm tốn tuy tôi mở công ty cũng chỉ coi là có chút tài sản thu nhập một năm hơn ngàn vạn nhưng ở trước mặt chu tổng căn bản không đáng nhắc đến lâm thư đồng sừng sốt đến hai mí mắt đều giật giật đây chính là thế giới của người có tiền sao thu nhập ngàn vạn một năm không bằng chó được một lúc thì ánh mắt cô lại bắt thấy một người ấy sao nhìn người này có chút quen mắt vậy ta kỹ hơn một chút thì phát hiện là anh ta lúc này trần viễn đang bắt tay làm quen với cha tiểu uy xin chào yên tổng tôi là chu huy là chủ sở hữu tài sản của kim mậu đại hạ sớm đã nghe khuyển tử giới thiệu về cậu hoan nghênh hoan nghênh trần viễn cũng lịch sự bắt tay chào hỏi chu tổng ông nặng lời rồi lại làm phiền ông đích thân xuống đây ông đã quá khách khí rồi tiểu uy cũng tiến lên mời khách yên yên tổng mời 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 vào trong tôi tôi tới giới thiệu cho cậu chu huy thấy con trai nói có hơi lâu nên kêu cậu tiểu uy con đi bấm thang máy đi để con giới thiệu có lẽ chắc phải giới thiệu đến buổi chiều mấy hay là để cha giới thiệu đi Trần Viễn nghe hai cha con nói chuyện thì cũng vui vẻ hòa hợp theo, ha 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 hai vị thật là hài hước. Lâm Thư Đồng đứng đằng xa nhìn thấy một màn này, cô không tự chủ được mà tròn mắt kinh ngạc đến tài liệu trên tay rơi xuống cũng không hay biết, sao Trần Viễn lại ở đây? Người Chu tổng muốn đón tiếp lại là anh ta. Lúc này trong tòa nhà kim Mậu, giọng của Chu Huy vang lên đều đều, ông ấy đang giới thiệu toàn bộ tòa nhà này cho Trần Viễn xem, "Yên tổng, tòa nhà này được khởi công trong 11 năm và hoàn thành trong 12 năm, đến nay mới được 9 tuổi." Bốn người đứng trước thang máy, giọng ông ấy vẫn tiếp tục nói, hiện tại có hơn 300 công ty định cư ở đó. Rất nhanh, họ đã đi đến tầng lầu chủ chốt. Nơi đây ngắm được toàn bộ quang cảnh tổng quát của tòa nhà, tầng 1 đến tầng 10 là trung tâm mua sắm, có khu thời trang, dạp chiếu phim, kỹ thuật viên, vân vân, mặc dù trung tâm mua sắm hiện nay đang suy giảm một chút nhưng vị trí tòa nhà của tôi rất tốt, kinh doanh vẫn bùng nổ. Bọn họ lại tiếp tục đi lên các tầng cao khác, phía trên tầng 10 là khu văn phòng, có công ty tài chính, công ty trò chơi trực tuyến, công ty trung gian, Vân vân phí địa điểm hàng năm khá cao. Tiêu Nhược Vũ đi sau ba người họ một lúc rồi, cô chẳng có hứng thú muốn nghe cái gì, nhưng cũng ngại nói ra. Cô chỉ nhẹ nhàng nhíu mi, thực sự nhàm chán, nếu chỉ muốn bàn chuyện làm ăn thì không cần phải hẹn mình đi chơi. Cô phóng tia lửa điện đầy sắc khí về phía Trần Viễn, hẹn mình xong thì không thèm quan tâm gì đến mình. Xin đấy, tôi vì anh mà trốn học đó, anh lại đối xử với tôi như vậy, tức chết mất. Lúc này, Chu Huy lại lên tiếng, "Yên tổng, hay là tôi đưa ngài xem từng tầng một?" Trần Viễn cười nhẹ nhàng từ chối, à không vội xem đâu. Rồi cậu nhấc mắt nhìn sang Tiêu Nhược Vũ đang đứng bên cạnh, Nhược Vũ, cậu cảm thấy tòa nhà này thế nào? Tiêu Nhược Vũ nãy giờ nào có chăm chú xem kỹ cái gì? Cô chỉ thuận miệng đáp à khá tốt. Bây giờ Trần Viễn mới cười tươi hơn chút, nhìn một vòng xung quanh rồi chốt đơn, được, cậu cảm thấy được là được. Tôi mua tòa nhà này. Chu Tổng, hãy định giá cho tòa nhà này và quyền tài sản sẽ được chuyển trực tiếp cho quý cô bên cạnh tôi. Lời này nói ra thì ai ở đây cũng hiểu ý tứ của Trần Viễn, Tiêu Nhược Vũ là nhân vật chính nên sốc không thôi, tặng tặng cho tôi. Chu Huy nghe Trần Viễn nói thì cũng sốc không kém phần Tiêu Nhược Vũ là bao, Yên tổng, ngài nghiêm túc sao? Thật sự muốn mua kim mậu để tặng cho quý cô này. Trần Viễn vẻ mặt bình tĩnh chẳng gợn sóng, cậu nhìn sang Nhược Vũ rồi chắc nịch đáp, đúng vậy, chỉ cần cô ấy thích, cái gì cũng không thành vấn đề. Chu Huy bây giờ mới khiếp sợ nhìn người trai trẻ trước mắt, mua tòa nhà còn có thể hiểu, dù sao Yên tổng giàu, nhưng tặng cho người khác đồ mấy tỷ, đùa đúng không? Tiêu Nhược Vũ sốc xong thì giờ mới mở miệng nói, "Trần Viễn, cậu đùa sao? Đây đây là một tòa nhà đó." Trần Viễn đột ngột áp sát cô, cậu dùng ánh mắt thâm tình của mình nói, "Đương nhiên không phải đùa rồi Nhược Vũ, mua tòa nhà này, về sau cậu có thể an tâm chỉ cần thu tiền thuê thôi. Bây giờ cậu là cổ đông nắm quyền kiểm soát của Tiêu thị, bề ngoài có vẻ có địa vị tốt nhưng thực ra cậu đang phải chịu áp lực rất lớn, tôi không muốn cậu mệt mỏi như vậy." Trần Viễn càng nói mặt của Tiêu Nhược Vũ lại càng đỏ gay gắt, "Bây giờ thì tốt rồi, có tòa nhà này, cho dù tiêu thị thế nào, cả đời Nhược Vũ cậu đều được đảm bảo. Lúc này, trong lòng Tiêu Nhược Vũ đã sớm nở cả rừng hoa, cô nhìn người đàn ông trước mắt mình không khỏi trách bản thân, Trần Viễn, người đàn ông ấm áp săn sóc như vậy mình lại trách cậu ấy oán cậu ấy nghi ngờ cậu ấy, mình có phải nên thay đổi tính tình đại tiểu thư của mình không? Cùng lúc đó bảng thông báo cũng hiển thị, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 3 độ hào cảm hiện tại 98 điểm. Độ hào cảm của Tiêu Nhược Vũ đột phá 98 điểm, thưởng ký chủ cộng 20 điểm cường hóa điểm cường hóa còn lại của ký chủ, 49. Thấy hai người nắm tay thâm tình như vậy, Chu Huy tiến lên một bước đứng giữa hai người rồi nói, cả hai vị đã đạt được thỏa thuận. Rồi ông ta quay sang vui mừng nói với Trần Viễn, Yên Tổng, tòa nhà này trị giá 2,6 tỷ ngày cảm thấy. Lời ông ấy còn chưa nói hết, Trần Viễn đã ngắt ngang, cậu đưa thẻ đen của mình cho ông ta rồi phân phó, được, 2,6 tỷ hãy bắt đầu quá trình chỉ cần các thủ tục được hoàn thành, 2,6 tỷ sẽ được nhận ngay hôm nay sau khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý về quyền sử dụng tòa nhà kim mậu này chu huy cùng tất cả nhân viên đều đứng dưới sảnh nồng nhiệt cảm ơn trần viễn yên tổng việc giao hợp đồng và quyền tài sản đã hoàn tất và khoản thanh toán của ngài đã đến bây giờ ngài là chủ nhân mới của tòa nhà kim mậu trần viễn cười khách sáo chỉ tay đến tiêu nhược vũ phía sau mình rồi nói à tôi chỉ là trả tiền thôi chủ nhân mới của tòa nhà là cô tiêu đằng sau tôi đây lúc này tất cả nhân viên đều biết thức thời cúi người 90 độ hô lớn chào tiêu tổng Tiêu Nhược Vũ bị mấy hành động liên tiếp này làm cho sốc không kịp trả lời, đây chính là cảm giác làm bà chủ sao. Đến đây cô lại nhớ đến ba mình, chẳng trách cha cả ngày ở công ty cũng không muốn về nhà. Cô không kiềm được cảm giác vui sướng này, bèn đưa tay lên che lại khuôn miệng đang không ngừng kéo cao, cảm giác mọi người cúi chào bất cứ nơi nào mình đến thực sự rất hấp dẫn và khá đã. Cũng ở trong sảnh tòa nhà, Lâm Thư Đồng cùng bạn mình cũng đang có mặt ở đó. Lâm Thư Đồng hỏi, ấy, bên đó sao có nhiều người của bất động sản vậy? bạn của cô quay sang giải thích cậu không biết ư ông chủ của tòa nhà kim mậu đổi người rồi bây giờ là bà chủ có 20 tuổi thôi lâm thư đồng cố gắng dùng đôi mắt mình nhìn vào bên trong vòng người bạn cô lại nói tiếp nghe nói có người trực tiếp dùng hơn 2 tỷ mua tòa nhà tặng cho cô ấy tiểu thuyết trên mạng còn không dám viết vậy cô bạn đang không ngừng mơ mộng ngưỡng mộ tiêu nhược vũ nếu có người cũng có thể tặng ấy đâu rồi cô quay sang chẳng còn thấy bóng dáng của thư đồng đâu nữa lúc này lâm thư đồng đã chạy thật nhanh đi hai hàng nước mắt cũng tuôn không ngừng, mọi thứ đều nên là của mình. Của mình à. Ánh mắt cô càng lúc càng tối đi, hận quái hận quá. Trần Viễn, em nhất định sẽ theo đuổi lại anh, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Sau một lúc, Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ đều đã ra về. Hai người cũng không có đi xe xa xỉ gì, gì, chỉ là bắt xe điện ngầm mà về. Tiêu Nhược Vũ hỏi, ấy, Trần Viễn, hôm nay vậy mà cậu ngồi tàu điện ngầm với tôi ư? Ferrari bình thường cậu hay lái đâu? Trần Viễn có chút chột dạ gãi gãi đầu muốn tìm lý do, "À, lái Ferrari thì chẳng có gì thú vị, tôi muốn ở cùng cậu thêm một lúc. Ngồi tàu điện ngầm cũng rất tốt, tôi thích cảm giác sinh hoạt thân cận này." Tiêu Nhược Vũ nghe xong cũng vui vẻ cười theo, "Tôi cũng cảm thấy vậy. Hôm nay đúng là một ngày có ý nghĩa." Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Nhược Vũ lên tiếng, "À đúng rồi, cậu biết cao toàn ngâm không?" Trần Viễn cả người cứng đờ, mồ hôi cũng bắt đầu chảy không ngừng, giọng máy móc đáp, "À cao toàn ngâm, hình như là một nữ minh tinh đúng không sao thế?" Trong đầu cậu giờ đây là 7749 câu hỏi, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra gì rồi? Trần Viên đừng hoảng ổn định. Tiêu Nhược Vũ cầm điện thoại lướt lướt, bâng quơ nói, không có, chỉ là chuyện ép bức của cô ấy với đạo diễn gọi là hổ ra không phải được bàn tán rất nhiều sao? Weibo hôm nay đều nổ tung rồi. Trần Viễn tiếp tục cười gượng gạo đáp lời, vậy sao ha 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 tôi không quan tâm chuyện trên mạng lắm ha 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 ha. Trong lòng cậu đã bắt đầu thở vào. Viên đá đã được kéo xuống, xem ra chỉ là tùy tiện nói thôi. Dọa chết mình rồi, nếu cậu ấy phát hiện chuyện của mình với cao toàn ngâm thì đó mới thực sự là nổ tung tiêu nhược vũ chẳng hay biết suy nghĩ của trần viễn cô lại tiếp tục nói chuyện phiếm quả thực chủ đề trên internet bây giờ khá nhàm chán mấy ngày trước tôi thấy một hot search về một phú hào ngu ngốc nào đó đấu giá một cây đàn piano pha lê với giá 500 triệu tệ trần viễn bị lời này chọc cho tim thủng một lỗ cố gắng gượng cười hỏi điểm mấu chốt à cậu ấn vào xem chưa tiêu nhược vũ tặng cho cậu một ánh mắt không hài lòng đương nhiên là không rồi loại tin tức không dinh dưỡng thế 500 triệu mua piano, đầu uống nước à, cũng không biết muốn tặng ai. Lúc này nhìn kỹ cô mới phát hiện Trần Viễn hơi khác thường, ấy, Trần Viễn sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế? Trần Viễn quay đầu sang hướng khác đánh trống lảng nói, có sao? Ha ha có thể trong tàu quá nóng. Rốt cuộc bọn họ cũng đã đến nơi. Tiêu Nhược Vũ vẫy tay tạm biệt với Trần Viễn mà Trần Viễn cũng xoay người đi về. Đi được một đoạn cậu mới thở ra thật mạnh, đây đâu phải ngồi tàu điện ngầm, đây là ngồi tủ thì đúng hơn. Cậu lại tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ, Tiêu Nhược Vũ có phải biết gì rồi không? Cô ý thăm dò mình. Đang nghĩ giữa chừng thì đám bạn cùng phòng gọi điện in ỏi, Viễn Tử mau về ký túc xá xem trò vui. Học tỷ Tần Băng Tuyết đã đứng dưới lầu ký túc xá nam 6 tiếng rồi. Không biết đang đợi ai. Trần Viễn nghe xong thì sắc mặt hoảng hốt, Hà Tần Băng Tuyết, cô ấy muốn làm gì? Ở ký túc xá, bây giờ có rất nhiều người đều đi đến đây xem náo nhiệt, ai ai cũng bàn tán, đó là Tần Học tỷ đệ nhất mỹ nữ hồ đại trong truyền thuyết. Người khác lại nói, không phải chị ấy tốt nghiệp rồi sao? Sao lại quay lại rồi? bọn họ lại nói lớn hơn tựa như chẳng biết rằng tần băng tuyết cũng nghe thấy vậy chị ấy đứng ở đây từ chiều hình như đang đợi ai đó khiến tần học tỷ như hòn vọng phu vậy ấy không phải chị ấy là lẽ sao tần băng tuyết đương nhiên nghe hết những lời ban nãy nhưng cô không để tâm lắm mà lấy điện thoại ra xem giờ sáu tiếng rồi trần viễn vẫn chưa xuất hiện lần này làm sao đây cô không khỏi nhớ đến sự việc bàng hoàng sáng nay sáng nay sau khi tỉnh lại phát hiện không thấy trần viễn đâu nữa ma sai quỷ khiến liền tới đây gương mặt cô càng lúc càng đỏ khi nghĩ về trần viễn luôn cảm thấy không thấy cậu ấy tim mình sẽ lên xuống liên hồi rốt cuộc là tại sao suy nghĩ một hồi não của cô đi đến kết luận chẳng lẽ mình thích trần viễn rồi ư nhưng tần băng tuyết nhanh chóng chối bỏ cái ý nghĩ không an phận này không thể nào trần viễn là bạn trai của ngọc kia lúc này trong đám đông trần viễn vừa đến nơi liền thò đầu ra nhìn thấy người trước mặt thì thầm than thở vãi đúng là tần băng tuyết chị ta sẽ không phải ở đây chặn mình đấy chứ Tần Băng Tuyết vẫn còn đứng im một chỗ tự nhủ thầm với chính mình, mình chắc chắn là không bỏ được chuyện đầu tư cho công ty. Nhất định là như vậy. Đang nghĩ thì cô đột nhiên nhìn thấy có bóng người tiến đến, Trần Viễn. Không kịp suy nghĩ gì cả cô liền lao vào ôm lấy Trần Viễn như thật sự đã chia cắt rất lâu. Trần Viễn cũng bất ngờ, vãi nhào vào luôn. Cũng quá mạnh rồi chị ta muốn làm gì đây? Lúc này đám đông như một bầy ong vỡ tổ. Họ bắt đầu la hét không ngừng, ôi trời ơi tôi thấy gì thế này? Tần học tỉ nhào vào lòng người tại đây là ai vậy? Tần Băng Tuyết thì là nhào vào lòng người ta rồi liền không muốn buông tay nữa. Cô thầm nhủ, chính là cảm giác này, cảm giác vững chắc, ấm áp và được bảo vệ. Bây giờ Trần Viễn mới gọi cô, cái đó, Tần Học tỷ, cậu còn chưa nói hết câu thì Tần Băng Tuyết đã lên tiếng, đừng đẩy chị ra, để chị ôm thêm lúc, một lúc nữa thôi. Trên lầu, đám bạn cùng phòng của Trần Viễn đang dùng ống nhòm mà nhìn xuống bên dưới, lão Hùng, mau vào tôi cái. Tần Học tỷ đang ôm Viễn Tử. Lão Hùng gì đấy nhanh chóng hút sáo nà ní nà ní mau để tôi xem xem tên còn lại cũng bu vào góp vui đúng là viễn tử thật tôi muốn giết cậu ta ngoài trời ban nãy còn nắng gắt giờ lại bắt đầu kéo mây sau đó liền mưa luôn đám đông bắt đầu đùn đẩy nhau giải tán mưa rồi mưa rồi mau chạy thôi trần viễn cũng đẩy vai tần băng tuyết ra rồi thâm tình nói tần học tỷ mưa to như vậy chúng ta vẫn nên chú mưa đi cẩn thận bị cảm tần băng tuyết vẫn còn mơ màng hỏi chú mưa hóa ra chú mưa mà trần viễn nói chính là dẫn tần băng tuyết về ký túc xá của mình cô vừa vào thì trần viễn đã phân phó tần học tỷ chị cứ tùy ý ngồi đi tôi rót nước cho chị tần băng tuyết không khách sáo cô tiến đến ngồi ngay ghế của trần viễn trong lòng thầm cảm thán đây chính là ký túc xá của nam sinh sao cũng không bẩn và hỗn loạn như trong truyền thuyết lúc này trần viễn đang bị ba tên bạn cùng phòng kẹp muốn sức cái cổ bọn họ chất vấn viễn tử cậu vậy mà đưa tần học tỷ về ký túc sao cậu làm được trần viễn cười cười đáp Cậu kéo đổ bây giờ. Cậu tưởng tôi muốn đưa chị ấy tới sao? Một người khác lại nói, hửm, thằng nhóc cậu không đúng lắm, còn muốn đưa chị ấy đi đâu? Lúc này đột nhiên giọng nói của Tần Băng Tuyết từ bên ngoài vọng vào, a, Trần Viễn cậu vậy mà chất đồng quần áo bẩn chưa giặt ư? Ấy đây là cái gì? Trời vẫn còn âm u nhưng đã tạnh mưa. Tiêu Nhược Vũ ngồi ôm gương mặt đỏ như gấc của mình thầm than, quá mất mặt rồi. Ban nãy vậy mà mình cầm cái đó của cậu ấy, muốn đào lỗ chui xuống quá. Trần Viễn nhìn bầu trời đầy sao thì quay sang nói với Tần Băng Tuyết, tạnh mưa rồi. Tần học tỷ, tôi đưa chị về nhà. Tần Băng Tuyết lập tức đồng ý, à được được. Vừa đi Trần Viễn vừa nói, lần này Tần học tỷ đến tìm tôi là vì chuyện đầu tư sao? Thực ra chị nhắn WeChat cho tôi là được. Tần Băng Tuyết như nhớ ra gì đó, cô đập tay một cái rồi lẩm bẩm, à đúng, tôi là vì đầu tư. Tôi tìm cậu là vì đầu tư còn có thể có chuyện gì khác sao? Xong rồi cô quay sang nói với cậu, nhưng tôi không có WeChat của cậu, Trần Viễn cậu có thể quy WeChat của tôi không? Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy mong đợi, cuối cùng cũng nói ra rồi quy WeChat. Trần Viễn cũng ba chấm trong đầu, cậu có hơi khó hiểu người trước mặt, bởi vì cái này mà đợi mình dưới tầng 6 tiếng ư, đã là thế kỷ 21 rồi vậy mà còn có người thành thực vậy. Trần Viễn cũng không chần chừ nhanh chóng quy WeChat với Tần Băng Tuyết, được rồi, như vậy chị có thể lúc nào cũng tìm được tôi. Tần Băng Tuyết hơi kích động nói, thật sao lúc nào cũng có thể tìm cậu sao? Cô ngượng ngùng nói nhỏ, ý tôi là Chuyện đầu tư lúc nào cũng có thể tìm cậu sao? Trần Viễn quay đầu lại trấn an cô, "Chị đừng lo chuyện đầu tư, sáng mai chị đưa tôi đi khảo sát công nghệ cá chép là được, tôi đi trước đây." Nhìn bóng lưng của Trần Viễn, Tần Băng Tuyết tự hỏi, mình như vậy rốt cuộc có coi là nữ nhân xấu xa không? Nhưng chỉ cần lại gần cậu ấy, mình thật sự cảm thấy rất ấm áp rất an tâm. Thế nhưng cô lại tự nhắc nhở mình, nhưng cậu ấy lại là bạn trai của người khác, Ngọc Kỳ sẽ nhìn mình thế nào đây? Trời rất nhanh đã sáng lúc này đột nhiên trần viễn nhận được một tin nhắn quy chat từ tiêu nhược vũ trần viễn hôm nay tòa nhà kim mậu thu tiền thuê cậu có thể đi cùng tôi không lần đầu tiên tôi trần viễn rất nhanh đáp lại hai nhược vũ cậu là bà chủ thì không cần chuyện gì cũng cần tự làm loại chuyện này bảo cấp dưới làm là được rồi hôm nay tôi có việc rồi tần băng tuyết ngồi bên cạnh nhìn hết một màng này thì tò mò hỏi nói chuyện với cô gái nào vui vẻ như vậy không phải là ngọc kỳ đấy chứ trần viễn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mồ hôi bất giác rơi xuống mình lại chọc chị ta chỗ nào rồi mới một buổi tối mà đã biến lại thành mặt quan tài hỉ nộ thất thường rồi, đừng nói chị ta bị tâm thần phân liệt đấy. Tần Băng Tuyết lúc này cũng thôi không nhìn Trần Viễn nữa. Cô tự cười nhạo chính mình, dù có mê luyến cảm giác an toàn của cậu ấy thế nào, thì cậu ấy cũng là bạn trai của người khác, mình không thể làm tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác được, càng huống hồ bên người tên này không chỉ có một người con gái. Rồi cô nhấc điện thoại gọi đi, alo, bà chủ, 10 phút nữa Yên tổng sẽ đến. Vâng tôi sẽ chú ý. Một lát sau bọn họ cũng đã đến nơi. Tần Băng Tuyết giới thiệu, "Xuống đi Trần Viễn, chúng ta tới rồi." Trần Viễn nhìn thấy tòa nhà xong thì sống lưng bất giác lạnh lẽo. Cậu lắp bắp hỏi, "Công ty các chị sẽ không phải ở trong tòa nhà này chứ?" Tần Băng Tuyết khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp, "Đúng thế có vấn đề gì sao?" Nghe xong lời khẳng định chắc nịch của Tần Băng Tuyết thì Trần Viễn triệt để chết tâm, hoàn thành nhiều tòa nhà văn phòng như vậy. Tại sao cứ phải là chỗ này? Cũng quá trùng hợp rồi, nhớ đụng phải Tiêu Nhược Vũ thì toi. Trần Viễn đi đến cửa thang máy thì thầm nhủ trấn an bản thân, chắc không đến nỗi trùng hợp vậy đi. Tinh một cái, thang máy mở ra. Bên trong một giọng nói quen thuộc cất lên, ấy Trần Viễn, sao cậu lại ở đây? Quả nhiên nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiêu Nhược Vũ ánh mắt long lanh hỏi Trần Viễn, không phải cậu nói hôm nay có việc sao? Trần Viễn chẳng hiểu sao lại xui như vậy, bây giờ một mình đứng chung thang máy với hai nữ nhân, thang máy cũng đến lúc thông báo, tinh tông thang máy đã tới. Trần Viễn mồ hôi lạnh sớm đã chảy muốn hết rồi, cậu không kiềm chế được run rẩy trong lòng, lúc này tuyệt đối không thể hoảng, phải bình tĩnh không thể có bất cứ biểu hiện chột dạ nào. Sau đó, cậu giả vờ như chẳng có việc gì, quay sang giới thiệu với Tiêu Nhược Vũ, Nhược Vũ giới thiệu với cậu, đây là Tần Băng Tuyết cựu chủ tịch hội sinh viên của Hồ Đại. Bây giờ đang làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cá chép. Lần này tôi đến đây để bàn việc hợp tác với công ty của họ. Sau đó cũng làm tương tự với Tần Băng Tuyết, Tần Học Tỷ. Đây là Tiêu Nhược Vũ bạn cấp 3 của tôi. Cậu ấy bây giờ là bà chủ của tòa nhà Kim Mậu. Tòa nhà này chính là của cậu ấy. Tần Băng Tuyết nghe xong trong lòng liền cảm thán, bà chủ của tòa nhà Kim Mậu, còn trẻ mà giàu đến vậy. Giá thuê tòa nhà này là hơn 100 triệu một năm đấy. Nhưng rồi sắc mặt cô cũng thay đổi, ánh mắt trở nên đề phòng hơn, có tiền có sắc, còn là bạn cấp 3 của Trần Viễn, quan hệ giữa họ không bình thường. Cô vốn là người lanh lợi, nhanh chóng bình ổn cảm xúc, đưa tay muốn bắt tay với Nhược Vũ, "Xin chào, chị là Tần Băng Tuyết, rất vui được làm quen với em." Tiêu Nhược Vũ tuy cũng có cảnh giác nhưng vẫn là lịch sự đáp lại, "Xin chào." Trong lòng cô cũng chẳng khác Tần Băng Tuyết là bao, luôn nghi ngờ người con gái trước mắt này, học tỷ xinh đẹp như vậy, bàn hợp tác, Trần Viễn cậu lừa quỷ đúng không? Mình biết đàn ông giàu có đều lăng nhăng, nhưng cậu lăng nhăng cũng không thể rõ ràng thế chứ. Vậy là cô lại nổi trận lôi đình trong lòng với Trần Viễn, mũi tên đều ghim lên người cậu ta, hẹn cậu cùng tôi đi thu tiền thuê thì không rảnh, bàn hợp tác với học tỷ xinh đẹp thì rảnh, Trần Viễn cậu đợi đấy cho tôi. Cũng may lúc này thang máy đã đến nơi, Tần Băng Tuyết lập tức bước ra không quên dặn dò Trần Viễn, "Trần Viễn, đến công ty của bọn tôi rồi. Tôi vào nói trước với bà chủ đã ha. Cậu đợi một lúc. Trần Viễn đưa tay muốn kêu cứu nhưng vô dụng. Tiêu Nhược Vũ lại nhìn ra Trần Viễn đang bị người ta đá, nay thì chưa chọc ong bướm khắp nơi. Lật xe rồi đúng không? Đáng đời. Thấy Tần Băng Tuyết không cứu được mình, Trần Viễn chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân. Ấy, Nhược Vũ, tôi có lời muốn nói với cậu. Tiêu Nhược Vũ trong lòng thầm nghĩ, bây giờ muốn xin lỗi ưu muộn rồi, không dễ dỗ đâu. Nhưng cô vẫn cho cậu cơ hội, nói đi. Trần Viễn lúc này kề sát tai cô nói nhỏ, Nhược Vũ, cậu phải cẩn thận tần băng tuyết này. Tiêu Nhược Vũ chẳng hiểu cái gì liền hỏi lại, cẩn thận tại sao? Trần Viễn thần thần bí bí, sắc mặt nghiêm túc nói, chị ấy là một người đồng tính nổi tiếng trong trường bọn tôi, chuyên tìm kiếm những cô gái xinh đẹp. Tôi lo chị ấy sẽ bẻ cong cậu. Năm ngoài dự đoán, Tiêu Nhược Vũ bị mấy lời này làm cho ngây người. A, à, thật hay giả vậy? Trần Viễn vẫn nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là thật. Cậu tin tôi đi. Sau đó Tần Băng Tuyết cũng quay lại. Cô gọi Trần Viễn, Trần Viễn vào đi, bà chủ bọn tôi đang đợi cậu ở phòng họp. Trần Viễn đồng ý, rồi quay sang nói với Tiêu Nhược Vũ, tôi đến công ty của họ để bàn bạc một dự án, chưa rảnh thì cùng ăn cơm nhé. Tiêu Nhược Vũ nhìn hai người rời đi rồi thì mới lộ ra sắc mặt kém, chủ tịch hội sinh viên của Hồ Đại là đồng tính, mình phải tìm người xác nhận chút. Sau đó cô lấy điện thoại ra ngẫm nghĩ một lúc, mình nhớ có một học trưởng từng theo đuổi mình rất lâu nhưng bị mình từ chối hình như đang ở Hồ Đại. Tên là Trần Dương hay là Lý Dương gì đó, mình hỏi anh ta xem. Lúc này ở hồ đại, Lý Dương đang đi cùng bạn thì đột ngột dừng lại, kinh hãi chấn động nhìn điện thoại, mình không nằm mơ đấy chứ? Tiêu Nhược Vũ vậy mà lại gọi điện cho mình, chẳng lẽ mình sắp phản công rồi sao? Nhưng cậu ta nhanh chóng bắt máy, còn tạo dáng các thứ, "Hello bạn Tiêu, cậu hỏi Tần Băng Tuyết à? Tôi đương nhiên biết." Mấy bạn học của Lý Dương khó hiểu nhìn bạn mình làm trò mèo, sao tên này đứng một mình cũng phải tạo dáng thế? Động kinh ư? Lý Dương tiếp tục trò chuyện cùng Tiêu Nhược Vũ, cậu ta kể, "Tần học tỷ rất đáng thương." lúc nhỏ bị bắt cóc, từ đó tính tình thay đổi hẳn cực kỳ thù hận và ghét con trai. Sau đó cậu ta rốt cuộc cũng vào thẳng vấn đề, về sau dần dần biến thả lét. Nghe nói trường bọn tôi có mấy nữ sinh sinh bị chị ấy bẻ cong rồi. Cậu ta còn khoa trương thêm thắt, cả hội sinh viên đều là hậu cung của chị ấy. Tiêu Nhược Vũ nghe xong câu chuyện này thì vui mừng ra mặt. Cô vô thức nói, vậy mà là thật ư? Trần Viễn quả nhiên không lừa tôi. Xem ra cậu ấy thực sự không có quan hệ gì với Tần Băng Tuyết. Nghe đến hai chữ Trần Viễn, sắc mặt Lý Dương bắt đầu thay đổi. Trần Viễn, sao bạn Tiêu lại nhắc tới Trần Viễn a? Cậu đợi. Cậu ta chưa nói hết thì Tiêu Nhược Vũ đã ngắt lời, "Được rồi, cảm ơn cậu Lý Dương." Lý Dương nhanh tay vào tin nhắn muốn nhắc nhở Tiêu Nhược Vũ, chẳng lẽ tên chó Trần Viễn và bạn Tiêu ở bên nhau rồi ư? Ừ. Không được mình phải để bạn Tiêu nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta, ấy sao lại còn bị block nữa? Lý Dương điên cuồng nhắn tin cho Tiêu Nhược Vũ nhưng đều bị lỗi toàn bộ, "Bạn Tiêu nghe tôi nói Trần Viễn không phải là người tốt. Halo, bạn Tiêu tại sao cậu lại block tôi, tôi làm gì sai sao?" Bên kia Tiêu Nhược Vũ suy nghĩ một hồi, xem ra Trần Viễn không lừa mình. Cô đưa tay block Lý Dương với lý do ngược lại là Lý Dương nói xấu nữ sinh mà còn vui như vậy, chắc không phải là người tốt gì, vẫn nên block thì tốt hơn. Còn Trần Viễn thì lúc này đang ngồi nghe giám đốc của Tần Băng Tuyết bàn bạc chuyện công ty, App cá chép bọn tôi từ khi ra mắt vào năm 2018 đến nay, đã có 30 triệu người dùng chỉ sau 3 năm. Dữ liệu hoạt động hàng ngày của chúng tôi cũng vào khoảng 5 triệu, kết quả này được xếp vào hàng tốt nhất trong số tất cả các công ty khởi nghiệp về internet chúng tôi sẽ tung ra nhiều công nghệ hơn trong tương lai để cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp, giành được thị phần cao hơn. Tuy giám đốc nói chuyện đầy nhiệt huyết nhưng Trần Viễn hoàn toàn không hiểu. Cậu mắt nhắm mắt mở than thở, ai nhàm chán quá nghe mà buồn ngủ, cứ nói mấy thứ chả hiểu gì. Rốt cuộc chịu không nổi nữa cậu cắt ngang, được rồi dư tổng. Tôi biết tất cả những gì cô nói rồi, cô tự báo một cái giá đi, cô nghĩ công ty của các cô đáng giá bao nhiêu. Nhắc đến vấn đề này, dư tổng lập tức dừng lại cân nhắc, báo giáp trực tiếp vậy sao, với thân phận và bối cảnh của cậu ta, quả thực có thực lực không làm theo lẽ thường. Giá tâm lý của mình là 1 tỷ, nhưng tài trợ trước kia không thành, đối phương chỉ sẵn sàng đưa ra 100 triệu hy vọng Yên tổng sẽ không mặc cả quá nhiều. Suy xét kỹ càng rồi cô tự tin lên tiếng, Yên tổng sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy tôi nói thẳng, công ty tôi đáng giá là 1 tỷ. Trần Viễn nghe xong thì có phần kinh ngạc, 1 tỷ. Dư tổng lập tức căng thẳng, quả nhiên vẫn là quá cao sao ai ngờ trần viễn lại trở lại bản mặt bất cần đời nói tiếp chỉ có một tỷ mà cô dây dưa với tôi nửa ngày nói thẳng là được rồi dư tổng nghe qua câu này thì như xét đánh ngang tai chỉ có một tỷ trần viễn không để ý cô ta cậu nói tiếp như vậy đi tôi mua 49% cổ phần của công ty cô với giá một tỷ nhưng tôi có điều kiện dư tổng có phần không kịp đỡ với suy nghĩ của người này cô hỏi điều kiện cậu ta muốn thêm điều kiện điều kiện gì rồi đầu óc cô cũng bắt đầu bay đi xa chẳng lẽ cậu ta muốn cái đó với mình không thể nào mình lớn hơn cậu ta nhiều sắc mặt cô càng lúc càng đỏ nghĩ tiếp nhưng sở thích của người giàu đều khá đặc biệt gọi là oedipus complex gì đó trần viễn tiến đến kề sát tai cô ta nói điều kiện của tôi là cổ phần chuyển tới danh nghĩa của tần băng tuyết cánh cửa phòng họp mở ra tần băng tuyết cũng đã đợi sẵn ở bên ngoài thế là kết thúc trò chuyện rồi hả nhanh vậy cô tiến đến muốn hỏi thăm trần viễn một chút trần viễn cậu nói chuyện với bà chủ chúng tôi thế nào rồi trần viễn nhìn cô một lúc rồi mới cất lời cũng được làm tốt nhé dựa vào tài năng của cô rất nhanh có thể thăng chức tăng lương rồi tần băng tuyết lại chẳng vui mừng với lời khích lệ này cô hỏi thẳng thứ mình thắc mắc tôi chưa từng nghĩ thăng chức tăng lương tôi muốn hỏi anh là dự tính như nào trần viễn ngây người hỏi dự tính như nào cái gì tần băng tuyết thẳng thắn nói ra tiêu nhược vũ ở bên ngoài anh đừng cho rằng tôi không nhìn ra quan hệ của hai người tôi hỏi anh tiêu nhược vũ và triệu ngọc kỳ anh rốt cuộc tính chọn ai ngọc kỳ là thật lòng với anh đồng thời trong lòng cô cũng muốn biết dự tính như thế nào vấn đề này cũng chính là hỏi bản thân mình dự tính thế nào với hắn với ngọc kỳ chẳng ngờ trần viễn lại cười một tiếng rồi nói gì? sao tôi phải chọn tôi muốn hết quả biểu cảm lố lăng này thật sự làm cho tần băng tuyết không nói thành lời cô kinh hãi tức giận gần giọng anh anh muốn hết trần viễn chỉ cười cười rồi bâng quơ nói đúng không được sao tần băng tuyết hận đến run cả người ly cà phê trên tay cũng tràn ra anh cũng được a à. lời xúc sinh như vậy cũng có thể nói ra ủng công lúc đó tôi còn cảm thấy Trần Viễn chậm chậm ngắt lời, cảm thấy cái gì? Không phải cô sớm đã biết tôi thích trêu hoa gẹo buồn sao? Cậu tiến đến áp sát Tần Băng Tuyết rồi nói tiếp, cô biết tôi cặn bã, tối qua cô còn ôm tôi để tôi đưa cô về nhà. Tôi cảm thấy người như cô cũng khá mâu thuẫn. Cô thích tôi vừa sao không công khai thừa nhận còn hỏi vòng vo tôi rốt cuộc chọn ai? Trần Viễn Trầm chậm, chậm thả giọng như đang khinh miệt cũng như đang nắm thóp của Tần Băng Tuyết vậy, vì sao không hỏi tôi sẽ chọn cô không? Nếu cô thật sự muốn bảo vệ Triệu Ngọc Kỳ, thì tối qua không nên câu dẫn tôi, lời này thật sự đã kích động đến tần băng tuyết đôi mắt cô mở to không cãi lại được trần viễn thấy cô không đáp trả thì nói tiếp về mặt tình cảm tôi cảm thấy tôi còn thẳng thắn hơn cô cô có tư cách gì giáo huấn tôi cậu xoay người bỏ đi còn để lại một câu cô nghĩ kỹ rồi tìm tôi đừng tiễn nữa trần viễn nói xong thì bỏ đi một mạch đến bên ngoài kim mậu, trong lòng vô cùng thích thú cảm giác chỉ tay năm ngôn thẳng mặt mà mắng còn tần băng tuyết ở bên trong kia sớm đã chết lặng cô không thể phản bác lại trần viễn được vì cậu ta nói đúng Minh Minh thật sự đạo đức giả vậy sao? Nói như vậy mình xác thực không có tư cách giáo huấn anh ta. Lúc này đột nhiên có một đồng nghiệp đi ngang gọi cô, "Tiểu Tuyết sao cô vẫn còn ở đây? Dư tổng đã triệu tập toàn bộ nhân viên học gấp, đi mau đi." Tần Băng Tuyết nhíu mi không rõ, học khẩn cấp toàn bộ nhân viên, xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào cuộc đàm phán tài chính sụp đổ? Một lúc sau, tại phòng họp đã có mặt đầy đủ mọi người, ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao, sao đột nhiên mở cuộc họp a? Còn là toàn bộ nhân viên công ty sợ là sắp phá sản và giải thể ngay tại chỗ rồi cậu đừng nói bừa hay là phát tiền thường cho mọi người nhỉ tần băng tuyết cũng đã yên vị cô cũng có cùng thắc mắc với những người ở đây dư tổng luôn làm việc theo quy củ lần này rốt cuộc muốn làm gì khiến cho mọi người hoang mang bấy giờ dư tổng đã đứng trên bục bà ấy bảo mọi người giữ trật tự yên lặng các vị cuộc họp hôm nay chủ yếu là thông báo bổ nhiệm nhân sự mới vị trí phó chủ tịch công ty tiếp theo sẽ do bà tần băng tuyết nắm giữ bà ấy vừa nói xong thì cả phòng họp lớn đều trầm trồ Tần băng tuyết lại càng khỏi phải nói đến, cô kinh ngạc đến không nói nên lời. Tần băng tuyết mất một lúc mới có thể lắp bắp lên tiếng hỏi phó chủ tịch tôi vì sao những cổ đông lớn cũng bắt đầu khó chịu với lời phát biểu này của dư tổng không sai tiểu tần tuần trước mới nhậm chức dựa vào cái gì có thể đảm nhận phó chủ tịch xét về thâm niên nào tới lượt cô ta người khác cũng lên tiếng không sai dư tổng bổ nhiệm này quá vội vàng tôi không phục dư tổng bình tĩnh bảo trợ lý đưa hợp đồng cho mình vừa nói tiểu tần mặc dù bằng cấp ít nhưng năng lực vượt trội các người căn bản không nghĩ được cô ấy đã cống hiến to lớn như nào cho công ty. Rồi bà ấy dơ bản hợp đồng lên nói tiếp, đây là thỏa thuận cổ phần. Bây giờ cô ấy là cổ đông lớn thứ hai công ty chiếm 49%. Cô ấy đã thu hút được một tỷ vốn rót vào công ty chúng ta. Bà ấy hỏi lại lần nữa, mọi người có nghi vấn gì sao? Dư tổng yên lặng đẩy gọng kính. Ánh mắt cũng quét qua tần băng tuyết một cái, đây là tình tiết bá đạo gì vậy? Một tỷ mua cổ phần tặng người. Tiểu tần A nếu mình trẻ hơn 20 tuổi cũng muốn cạnh tranh với người đàn ông này mấy người bên dưới bắt đầu nói lớn nói nhỏ cơ bản là không tin một tỷ à cho dù công ty có đóng gói và bán đi cũng không chắc giá trị nhiều như vậy sao cô ấy làm được người khác đáp lại người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài tiểu tần vậy mà có thực lực như vậy tôi bây giờ tạo quan hệ với cô ấy còn kịp không dư tổng cảm thấy bầu không khí này quá mức quỷ dị nên lần nữa lên tiếng kết thúc mọi người không còn ý kiến bổ nhiệm này cứ quyết vậy đi nhân tiện nói với mọi người bởi vì bơm vốn mới nên cuối năm nay tất cả mọi người đều có hoa hồng mọi người cho tiểu tần một tràng pháo tay Tần Băng Tuyết được tung hô như vậy có chút ngượng ngùng. Cô tự hỏi, 1 tỷ 49% cổ phần là Trần Viễn. Vì sao? Cô lại nhớ lại những câu nói ban nãy của Trần Viễn, lẽ nào người anh ấy thật sự thích là mình? Tần Băng Tuyết ôm mặt, cả gương mặt đều đỏ hồng ngại ngùng, người anh ấy thật sự muốn chọn là mình. Anh ấy thích mình. Nghĩ rồi cô không màng mọi người bên trong nữa, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, Trần Viễn anh ở đâu? Em muốn gặp anh. Lúc này bảng hệ thống thông báo không ngừng, độ hảo cảm của Tần Băng Tuyết cộng 5 độ hảo cảm của tần băng tuyết cộng 5 độ hảo cảm của tần băng tuyết cộng 5 độ hảo cảm hiện tại 95 điểm phát hiện mục tiêu liếm cầu số 8 độ thiện cảm của tần băng tuyết đối với ký chủ vượt quá 95 điểm có thành công biến thành liếm cầu của ký chủ chúc mừng ký chủ phản công thành công khen thưởng 35 điểm cường hóa nhận được kỹ năng đấu tay không tinh thông đối tượng liếm cầu số 8 tổng cộng tiêu hao 1 tỷ khen thưởng ký chủ 100 triệu Trần Viễn nhìn một loạt thông báo này thì không khỏi mỉm cười đắc thắng quả nhiên là phản công Quả nhiên tiêu tiền có chiến lược tốt hơn đánh mạnh nhiều. Đánh mạnh sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bạn hời hợt, trang bức, còn khiến người ta cảm thấy cảnh giác, còn khiến họ cảm thấy bạn đang có tính toán. Trần Viễn vừa đi được vài bước thì điện thoại vang lên tiếng nhạc chung quen thuộc, con gái câu chuyện của tôi vì em mà bắt đầu, vì em học cách nhẫn nại, năm thay đổi thói quen xấu. Trần Viễn mở máy ra, người gọi đến là Cao Toàn Ngâm, cô ta vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Trần Viễn vừa kết nối thì bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của Cao Toàn Ngâm, "Trần Viễn, có phải tôi rất ngốc không?" Trần Viễn không hiểu gì nên đành hỏi rõ, "Sao lại khóc bù lu bù loa rồi?" Lúc này Cao Toàn Ngâm đang ngồi trên sofa, cả người đều toát ra sự tủi thân, dư luận lại đảo ngược. Một số ngôi sao lớn đứng ra ủng hộ đạo diễn Hồ Gia, "Bây giờ trên mạng đều là mắng tôi nhưng tôi rõ ràng là vô tội hu hu hu." Đúng là như vậy, bây giờ trên diễn đàn đều toàn là bài đăng kiểu Nữ diễn viên nổi tiếng Phương Tinh Viên ủng hộ đạo diễn Hồ Gia và nhiều người trong ngành bao gồm cả những người nổi tiếng cũng ủng hộ Hồ Gia. Dư luận lại lật ngược tình thế. Tài khoản của Cao Toàn Ngâm bị cấm. Trần Viễn hoàn toàn bị cái này làm cho hóa đá, lật ngược rồi. Bỏ ra 200 triệu còn bị người ta lật ngược tình thế rồi. Trần Viễn tức đến không nói nên lời, mạng nó này khác gì bị giết ngược. Cậu rất nhanh lấy lại được cảm xúc. Cậu Trần An Cao Toàn Ngâm, được rồi đừng khóc nữa. Tôi tới giúp cô. Trên các diễn đàn đang sôi nổi, bát quái hàng tuần, Cuộc gặp bí mật ở hộp đêm của Hồ Gia với người mẫu mới. Chim nhỏ nép người. Vương Hổ hay còn gọi là Hồ Gia, là một đại lão trong làng điện ảnh và truyền hình, nghe nói người này thích lợi dụng tài nguyên trong tay để quy tắc ngầm với các nghệ sĩ nữ. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến sự đảo chiều dư luận này là do một số nữ diễn viên nổi tiếng đã ủng hộ Hồ Gia, trong đó nổi tiếng nhất là ngôi sao điện ảnh Phương Tĩnh Viện. Trần Viễn nhấp một ngụm cà phê rồi chậm chạp hỏi, "Phương Tĩnh Viện, cô ta có năng lượng lớn vậy sao?" Tiểu Dương cũng tận tình giải thích cho cậu, "Phương Tĩnh Viện đức nghệ song hình tích làm từ thiện hình ảnh công chúng rất tích cực lần này hồ gia có thể lật ngược tình thế gần như toàn nhờ vào sức ảnh hưởng của cô ta sau đó anh ta lại nói tiếp vì thế tôi nghĩ muốn hạ bệ hồ gia thì phải ra kỳ chiêu trần viễn nhìn gương mặt dọa người của tiểu dương rồi ngồi ngựa hỏi kỳ chiêu tiểu dương đẩy đến trước mặt trần viễn một tấm thiệp trên đó có ghi một cái địa chỉ tôi đã tìm đến một số thám tử tư sau khi điều tra họ cho rằng người này chắc chắn có hắc liệu về hồ gia anh ta nói thêm nếu tìm được người này có lẽ có thể dễ dàng hạ bệ hồ ra. Phòng 305 số 28, đường Hoài Hải Đông Dương từ Kim. Một lúc sau quả thật Trần Viễn đã tìm đến địa chỉ số 28, đường Hoài Hải Đông. Cậu nhìn cái nơi hoang tàn này có chút khó nói nên lời, ông người thế nào mà lại làm việc ở nơi này chứ? Trần Viễn vẫn tiếp tục đi theo địa chỉ, chỉ là cậu vừa lên đến trên tầng đã nghe được tiếng chửi rủa. ý cậu là gì? Tháng trước thì nói tháng này, tháng này thì nói tháng sau, cậu coi bọn tôi là nhà từ thiện đấy À? Trần Viễn đứng bên ngoài ghé vào xem, không ngờ lại gặp người quen, ơ sao lại là cậu ta. Bên trong, Hàn Tiểu Cương đang cầm gậy bóng chày dọa đánh một người, Dương Tư Kim, nếu hôm nay cậu không trả tiền, tôi sẽ chặt một tay của cậu. Dương Tư Kim kinh hãi khóc lóc cầu xin, Hàn Thiếu, ngài cho tôi thêm mấy ngày nữa, tôi đang quay một bộ phim mới, chắc chắn nó sẽ hot, đến lúc đó tôi sẽ trả lại ngày gấp 10. Hàn Tiểu Cương tức giận xông lên bóp mạnh lấy mặt của Dương Tư Kim, cậu ta nghiến răng nói nói như vậy là tôi nên cho cậu mượn chút tiền tôi nghe nói cậu đắc tội hổ ra đại lão của giới điện ảnh truyền hình nên mới thảm hại tới cỡ này cậu muốn đông sơn tái khởi sao dương tư kim tiếp tục cầu xin hàn thiếu bộ phim mới này của tôi thật sự rất có tiềm lực hàn tiểu cương không vòng vo nữa cậu ta giơ gậy bóng chảy lên cao rồi mắng lớn hôm nay lão tử sẽ để cậu nhớ lâu dài dừng tay giọng của trần viễn nói lớn cắt ngang mọi hoạt động bên trong hàn tiểu cương quay ra mắng tìm chết lão tử cậu ta chưa nói được thêm lời nào đã bị trần viễn đánh cho một cái ngã lăn ra đất hàn tiểu cương chật vật đứng lên mắng ai ai tìm chết trần viễn đứng sừng sững ngay cửa như là một đại nhân vật cậu hất cằm hỏi lại tìm chết cho dù cha cậu hàn tam thủy cũng không dám láo sực trước mặt tôi như thế hàn tiểu cương tôi khuyên cậu nên ăn nói cẩn thận đừng gây họa cho gia tộc hàn tiểu cương giờ mới nhìn rõ người đến là trần viễn cậu ta tức thì đổ mồ hôi lạnh sao lại là ôn thần này hàn tiểu cương nhớ lại lời cha mình đã nói Yên Tổng, xuất thân từ Trần gia gia tộc tài phiệt ẩn thế, là người thừa kế hiện tại của Trần gia, cha từng cảnh cáo mình, tuyệt đối không được chọc anh ta lần nữa. Hàn Tiểu Cương tức thì ngoan ngoãn như một con thỏ vô hại, cậu ta cúi đầu nói, đây không phải là chú Trần của cháu sao? Nếu chú đã tới rồi thì cháu nên đi rồi, chú cũng đừng tiễn cháu cháu đi ngay đây. Sau đó cậu ta lập tức chạy đi, đến bóng dáng cũng không còn nhìn thấy nữa. Dương Tư Kim lập tức quay sang nhìn Trần Viễn với ánh mắt long lanh ngập nước, người Hàn gia này nổi tiếng là ưu ngạnh ở Hàn Thành cậu thanh niên này vậy mà có thể khiến hàn tiểu cương sợ hãi như thế nếu mình có núi dựa như vậy thì còn sợ hổ ra gì đó chứ trần viễn quay sang nói với dương tư kim được rồi người cản trở đi rồi anh chính là dương tư kim đúng không tôi có chuyện cần anh giúp dương tư kim đẩy gọng kính lên rồi thần bí nói chuyện giúp thì tí nữa rồi nói tôi có một yêu cầu nhỏ đột nhiên anh ta quỳ xuống đất cúi đầu liên tục nói cha trần xin cha nhận con làm con trai nuôi đi về sau con sẽ giúp cha dưỡng lão Dương Tư Kim ngồi ngay ngắn bàn bạc chuyện trọng đại cùng với Trần Viễn, thế nên cha nuôi à? Cha muốn lật đổ hổ ra thế nào? Trần Viễn mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn kiên nhẫn nói, tôi đã bảo tôi không phải là cha nuôi của anh rồi mà, nhưng tôi tới tìm anh quả thực là vì chuyện này. Dương Tư Kim dương mắt nhìn Trần Viễn, anh ta bắt đầu đề phòng người trước mặt, cậu ta biết mình giấu đồ, chẳng qua người này có vẻ rất có thế lực, quả thực có thể đưa đồ này cho câu ta. Dương Tư Kim bấy giờ mới lên tiếng, nơi này quả thực có đồ có thể lật đổ Hồ ra, nhưng tôi có điều kiện, Trần Viễn Chỉ đợi mỗi lời này, cậu lập tức đáp lại, nói đi, tiền không thành vấn đề. Dương Tư Kim kích động đứng lên, gương mặt thập phần nghiêm túc, tôi không cần tiền. Tôi muốn cha nuôi đầu tư vào bộ điện ảnh của tôi đang quay, tôi muốn chứng minh cho họ thấy Dương Tư Kim tôi bị ngã thì có thể bò dậy. Trần Viễn có phần bất ngờ với quyết định và lòng nhiệt huyết này của Dương Tư Kim, theo đuổi nghệ thuật như vậy sao? Không hổ từng là đạo diễn thiên tài, có thể giúp anh ta cậu chống tay lên cầm nhìn thẳng vào mắt dương tư kim rồi nói tôi vừa mới để cao toàn ngâm thành lập công ty điện ảnh truyền hình đến lúc đó anh có thể đi tìm cô ấy nếu không đủ tiền thì cứ bảo tôi dương tư kim hừng hực nhiệt huyết nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ có câu này của cha nuôi là con yên tâm rồi nói xong anh ta đi lấy ra một cái usb đến đưa cho trần viễn rồi nói đây là vũ khí bí mật của tôi nếu thứ này được tung ra đừng nói là hổ ra mà toàn bộ giới giải trí sẽ chấn động Trần Viễn nhìn Dương Tư Kim đắc ý thì cũng hỏi hỏi, đại xác khí của anh là video này ư? Tư Kim cười vui vẻ đáp, đúng vậy. Cha nuôi mở ra là biết. Video được phát là cảnh nóng của hổ gia cùng Phương Tĩnh Viện. Trần Viễn khá bất ngờ, đây là ảnh hậu Phương Tĩnh Viện vậy mà có quan hệ đó với hổ gia ư? Quá đỉnh rồi có thứ này thì anh có thể lật đổ họ. Dương Tư Kim lắc đầu nói, đâu dám a, à? tội tống tiền phải bị phạt tù hơn nữa tôi cũng không có núi dựa. Nói không chừng bất trí bất giác liền bốc hơi khỏi nhân gian á. Trần Viễn nghe xong thì khoác vai Dương Tư Kim trấn an, "Không sao bây giờ tôi bảo kê anh. Có đồ này ở đây hổ ra và Phương Tĩnh viện chết chắc." Dương Tư Kim thụ sủng như kinh đáp, "Vâng cha nuôi, không vấn đề cha nuôi." Ngay lúc này, Cao Toàn Ngâm vẫn còn đang ở nhà của mình vừa xem điện thoại vừa tức giận, rốt cuộc hổ ra và Phương Tĩnh viện thuê bao nhiêu thủy quân, đã mắng mình 3 ngày rồi, còn chưa chịu dừng. Cô ném điện thoại lên bàn rồi thở dài, "Quên đi, cùng lắm thì rút khỏi giới giải trí, mình quá ngốc rồi căn bản không phải là đối thủ của họ." lúc này điện thoại rung lên báo người gọi đến là Trần Viễn, Cao Toàn Ngâm thắc mắc sao tên này lại gọi điện vào lúc này. tuy vậy cô vẫn nhấc máy, bên kia nói trước, Cao Toàn Ngâm à chị ở nhà không? a, à, tôi có. Trần Viễn hỏi tiếp, trong nhà có một mình chị sao? quên đi bây giờ tôi đến nhà chị. Cao Toàn Ngâm còn chưa có nói cái gì đã bị Trần Viễn ngắt máy. cô e thẹn suy nghĩ, tên háo sắc Trần Viễn này muốn qua đây tìm mình làm gì? còn đặc biệt hỏi mình có phải ở nhà một mình không? nghĩ một lúc cô lại đỏ mặt ôm lấy bả vai rồi hốt hoảng chẳng lẽ cậu ấy cuối cùng không nhịn nổi nữa rồi muốn có được cơ thể mình cao toàn ngâm vừa thay đồ xong thì tiếng chung cửa cũng vừa reo nhanh như vậy tới đúng là vội vàng xem ra cậu ta không khác gì người đàn ông khác tới đây vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy trần viễn ngoài ra còn có một người khác nữa sao còn có người này nữa đây là ai đột nhiên cô không giữ được bình tĩnh nữa mà nói ra thành lời trần viễn tên khốn cậu coi tôi thành gì vậy còn mang theo người tới trần viễn vô tội chẳng biết cái gì đang xảy ra ngây ngốc hả một tiếng nhưng cậu rất nhanh đã kéo Dương Tư Kim lên giới thiệu, nói cái này sau đi. Dì Nhi xin giới thiệu vị này là đạo diễn Dương Tư Kim. Lần này muốn lật đổ hổ ra là dựa vào anh ấy. Dương Tư Kim cũng phối hợp chào hỏi, chào cô Cao. Cao Toàn Ngâm hoàn toàn cứng đơ ra. Cô hiểu lầm Trần Viễn rồi, mất mặt quá hóa ra cậu ta không muốn ngủ với mình, mà là thật sự có lòng nghĩ cách giúp mình. Xin, xin chào. Rồi cô nhìn Trần Viễn trò chuyện cùng Dương Tư Kim mà trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm giác có người để dựa vào cũng không tệ. Sau một lúc, cao toàn ngâm hét lớn một tiếng á bỏng mắt quá không ngờ phương tĩnh viện lại là người như vậy trần viễn thì bình tĩnh nói có thứ này hổ gia và phương tĩnh viện đã là gà đất chó sành không đủ gây sợ rồi rồi cậu tiếp tục nói tôi sẽ cho chị 2 tỷ để chị hoàn thành việc này càng sớm càng tốt sau đó thành lập công ty điện ảnh truyền hình đạo diễn dương cũng sẽ có kinh phí để làm những bộ phim mà anh ấy muốn làm đôi bên cùng có lợi trần viễn chi tiền nhưng vẫn đắc ý trong lòng thầm vui vẻ chi 2 tỷ trong một lần ngoài ra còn có các công ty điện ảnh và truyền hình có thể tiếp tục đốt tiền cao toàn ngâm mình chói nữ nhân này đúng rồi chẳng mấy chốc trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt hot search nóng hỏi sốc không phù hợp với trẻ em đạo diễn vương hồ và nữ diễn viên nổi tiếng phương tĩnh viện tung video không đúng đắn cánh nhà báo cũng bao vây vương tĩnh viện ở mọi mặt trận cô phương tĩnh viện xin cô giải thích video được tung ra hôm nay đi xin hỏi cô và đạo diễn vương hồ có quan hệ gì vệ sĩ cùng trợ lý bên cạnh phương tĩnh viện phải cật lực bảo vệ đưa cô ra khỏi đám đông phóng viên tránh ra tránh ra thật là vớ vẩn Video này là giả mạo đừng quấy rối nghệ sĩ của tôi. Ngay khi cánh cửa xe bảo mẫu đóng lại thì Phương Tĩnh Viện mới lộ vẻ mặt tức giận, là ai? Ai đang hại mình? Sao lại có video lúc đó? Và cũng ngay lúc này, tại khách sạn Lido, Vương Hồ cũng đang làm chuyện không đứng đắn với một nữ minh tinh thì bị cảnh sát vào tận nơi bắt quả tang. Vương Hồ đúng không? Hiện chúng tôi nhận được tin báo anh bị tình nghi lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ trẻ. Hãy cùng chúng tôi quay về điều tra. Vương Hồ bị còng tay trong sự hoang mang cùng đầy lo sợ, toi rồi, toi thật rồi. Ngay hôm sau, Cao Toàn Ngâm cùng với Dương Tư Kim mở họp báo để thông báo vài chuyện, gần đây, tranh cãi quy tắc ngầm của nữ diễn viên Cao Toàn Ngâm lại một lần nữa đảo ngược. Mọi sự thật đã được phơi bày, Cao Toàn Ngâm cũng chuẩn bị họp báo, nói rằng có tin tức lớn sắp công bố. Cao Toàn Ngâm ngồi ngay vị trí chủ trì, cô lên tiếng, "Tôi mời các vị đến tham dự cuộc họp báo ngày hôm nay để thông báo một tin tức. Tôi và đạo diễn Dương Tư Kim đã thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình mới. Tiếp theo, công ty sẽ đầu tư ngân sách 2 tỷ để chuẩn bị và sản xuất bộ phim mới của đạo diễn Dương" Mong các bạn chú ý theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Toàn Ngâm. Bên dưới lập tức bùng nổ, hai thật 2 tỷ. Tài đại khí thô a. Cao Toàn Ngâm đây là cá muối lật mình, không biết tài phiệt nào đứng đằng sau cô ấy. Lúc này Trần Viễn đang ở ký túc xá theo dõi buổi họp báo. Cậu vừa ý cười cười, sao bây giờ mình có cảm giác mình là boss đứng đằng sau nhỉ? Chẳng qua cảm giác này cũng không tệ hê hey he. Ngay bên dưới chỗ tòa của Trần Viễn, Lý Dương đang tức giận mà cầm điện thoại mắng, hư Trần Viễn chó chết. Làm loạn ở trường thì cũng thôi đi, vậy mà còn với bẩn nữ thần Tiêu Nhược Vũ, tao xem lần này mày chết hay không." Cậu ta gọi cho ai đó rồi nói, "Xin chào, xin hỏi là bạn Triệu Ngọc Kỳ đúng không? Tôi là Lý Dương Khoa thể dục, tôi có một số chuyện liên quan đến Trần Viễn muốn nói với cậu." Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lại lên cao chiếu sáng khắp trường học. Buổi chiều hôm đấy, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên song song đi về phía ký túc xá nam, bạn học xung quanh đều không ngừng nhiều chuyện hỏi, "Kỳ Kỳ, cậu chậm chút." cậu muốn đi tìm Trần Viễn đối chất sao? Là vì cuộc điện thoại đó. Triệu Ngọc Kỳ lập tức buồn bã, ánh mắt cô khó mà giữ được vẻ bình tĩnh, Lý Dương lấy sổ hộ khẩu nhà cậu ta ra thể. Nói Trần Viễn lăng nhăng với rất nhiều cô gái trong trường, còn cướp đi bạn gái của cậu ta, nghe có vẻ không giống là giả. Tớ cũng biết vì cuộc điện thoại của Lý Dương mà tìm Trần Viễn là quá lỗ mãng, nhưng khoảng thời gian này, Trần Viễn quả thật không đi tìm tớ. Tớ có chút bất an. Manh manh đi theo phía sau Ngọc Kỳ không ngừng an ủi, tớ hiểu, người con trai giàu có lại ưu tú như vậy đổi lại là ai cũng lo được lo mất nhưng trần viễn có vẻ khá trung tình mà phía xung quanh lại không ngừng vang lên âm thanh xì xào bàn tán mau nhìn kìa tần học tỷ lại tới rồi lại là tìm tên trần gì viễn đó đúng không đúng là may mắn manh manh vẫn tiếp tục an ủi ngọc kỳ chắc sẽ không lăng nhang đầu ngọc kỳ dừng bước lại vì cô đụng phải tần băng tuyết cũng đang đứng ở nơi đây chờ trần viễn lúc này tần băng tuyết đang không ngừng lo lắng trong lòng nên nói với cậu ta kiểu gì nếu trần viễn thực sự thích mình mình nên đồng ý hay là không?" Triệu Ngọc Kỳ lên tiếng gọi, "Ấy, Tần Học tỷ." Tần Băng Tuyết lập tức giật mình xoay người lại, "Kỳ Kỳ, toi rồi sao em ấy lại tới đây?" Triệu Ngọc Kỳ tò mò cùng với bất ngờ với sự xuất hiện của Tần Băng Tuyết, "Tần Học tỷ không phải chị tốt nghiệp rồi sao? Sao lại về trường? Về trường cũng không nói với em." Tần Băng Tuyết lập tức ấp úng thanh minh cho bản thân, "A, à, chị tìm Trần Viễn, em đừng hiểu nhầm. Chị tìm Trần Viễn để bàn chuyện kinh doanh, mình không nên nhắc tới Trần Viễn Ngọc Kỳ chắc hẳn đã nghi ngờ." toi rồi toi rồi. Triệu Ngọc Kỳ quả nhiên rất nhạy cảm với hai từ Trần Viễn, không phải Tần Học Tỷ luôn rất phản cảm với Trần Viễn sao? Tại sao lại tìm Trần Viễn để hợp tác? Từ lúc nào họ thân như vậy rồi? Lúc này, từ ngoài một chiếc xe hơi xịn mịn chạy vào bên trong, đám đông được dịp lại ồn ào, ấy ai đó, lái xe dưới tòa ký túc rồi. Từ trên xe Tiêu Nhược Vũ yêu kiều bước xuống, mỗi bước đi đều như nữ minh tinh hàng thật, trời ơi, quay phim sao đẹp quá, đây cũng quá phạm quy rồi. Hoa khôi hồ đại cũng ảm đạm thất sắc triệu ngọc kỳ cũng phải đứng hình vì chiếc nhan sắc này chị gái xinh quá manh manh cũng bổ sung hơn nữa có khí chất quá chỉ riêng tần băng tuyết là mồ hôi đã chảy khắp nơi sao cô ta lại tới toi rồi sao hỏa đâm trái đất rồi tiêu nhược vũ bước xuống xe rồi thì cũng nói ra mục đích của mình đến đây hôm nay chào mọi người xin hỏi trần viễn năm hai khoa văn học của hồ đại ở đây sao triệu ngọc kỳ lên tiếng chị tìm trần viễn hai người có quan hệ gì tiêu nhược vũ hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh sự sắc bén của cô đã nắm chủ ô không biết cô và Trần Viễn có quan hệ gì. Triệu Ngọc Kỳ sao không nghe ra mùi súng nồng nặc tỏa ra từ người trước mặt? Hai người lập tức phóng tia lửa điện với nhau, cái đó chúng ta tìm nơi để ngồi đi, đứng ở đây cũng không phải là cách. Thế là cả bốn người đều thống nhất cùng nhau đi đến một quán nước gần đó để cùng nhau nói chuyện. Tiêu Nhược Vũ là người đầu tiên lên tiếng xóa đi bầu không khí quỷ dị ở đây, nếu đều không nói chuyện. Vậy tôi tới trước. Cô rời mắt nhìn đến Triệu Ngọc Kỳ rồi cất giọng, "Cô thích Trần Viễn đúng không?" Tiêu Nhược Vũ hỏi thẳng Triệu Ngọc Kỳ. Cô thích Trần Viễn đúng không? Triệu Ngọc Kỳ có vẻ bất ngờ với câu hỏi này, nhưng cô vẫn trả lời rất nhanh. Đúng vậy, tôi thích Trần Viễn. Trần Viễn cũng thích tôi. Sao nào? Phạm Pháp sao? Ấy vậy nhưng Tiêu Nhược Vũ lại phản ứng như việc đó chẳng đáng tin chút nào. Thích cô cô đừng đùa tôi, Trần Viễn theo đuổi tôi 5 năm rồi. Lúc cấp 3 từng chịu đánh thay tôi. Em gái Phạm sai lầm trong chuyện tình cảm thì không sao, nhưng phải dám thừa nhận a. Triệu Ngọc Kỳ tức tối, tôi không phải. Tôi không có manh manh lên tiếng thay cho bạn thân của mình ý chị là ngọc kỳ nhà chúng tôi là tiểu tam mặc dù trần viễn từng đánh nhau vì chị nhưng anh ta từng tặng kỳ kỳ biệt thự hơn ngàn vạn còn có đàn piano 500 triệu chị thì sao chị có gì lời này quả thực đã đà kích đến tiêu nhược vũ cô mở to mắt biệt thự đàn piano trần viễn là thổ hào thần bí đấu giá đàn piano pha đó ư cậu ấy thật sự một chân đạp hai thuyền ư sau đó cô mím môi căm hận không được sao mình có thể thua họ tiêu nhược vũ lên tiếng đáp trả 500 triệu là rất nhiều sao. Trần Viễn tặng tôi một tòa nhà văn phòng, trị giá hơn 2 tỷ. Các cô thấy Trần Viễn thích ai hơn? Lần này đến Triệu Ngọc Kỳ gặp đả kích, chẳng lẽ Trần Viễn thật sự ngoại tình ư? Những lời trước đây anh ấy nói đều là lừa mình ư? Bây giờ Tần Băng Tuyết mới lên tiếng, cái đó. Mọi người đều tập trung vào cô. Tần Băng Tuyết e dè nói, thực ra Trần Viễn cũng tặng cổ phần trị giá 1 tỷ cho tôi. Xin lỗi, kỳ kỳ. Sau lời nói của Tần Băng Tuyết, cả bàn đều rơi vào im lặng chẳng ai nói được điều gì nữa. Triệu Ngọc Kỳ là người kích động nhất. Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Trần Viễn. Tôi phải gọi điện cho Trần Viễn hỏi cho rõ ràng. Tại sao lại ngoại tình? Lăng nhăng như vậy tại sao còn muốn xác định với tôi? Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại động tác. Cô ngẩng đầu lên nói, đợi đã. Hình như Trần Viễn từ đầu đến cuối chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương với tôi. Tiêu Nhược Vũ cũng công nhận điều này. Ai? Đúng vậy mỗi lần nói muốn xác nhận quan hệ, Trần Viễn đều sẽ chuyển chủ đề. Manh manh sau khi hóng hớt ở nhiều nơi rồi thì cũng hiểu ra vài thứ, chẳng trách. Anh ta không xác định quan hệ. Liên có thể mập mờ với các cô gái mà không bị lên án về mặt đạo đức. Trần Viễn đúng là lên kế hoạch thật tốt. Tiêu Nhược Vũ đứng lên muốn đi gặp Trần Viễn. Tôi đi bảo Trần Viễn nói rõ Tiêu Nhược Vũ tôi tuyệt đối sẽ không chia sẻ một người đàn ông với các cô gái khác. Manh manh gọi cô lại, chị gái này chậm đã. Manh manh muốn giải thích cho Tiêu Nhược Vũ hiểu, chị không cảm thấy chia tay thì càng khiến anh ta có hời hơn sao. Trần Viễn dựa vào giàu mà chơi đùa tình cảm của các cô gái, anh ta tội đáng vạn chết tiêu nhược vũ xoay người lại đáp nói thì nói vậy nhưng không chia tay thì thật sự để yên cho cậu ta sao manh manh lập tức kéo ba người họ lại vạch ra kế hoạch cái vốn để trần viễn chơi đùa lòng người là gì là tiền a anh ta quá nhiều tiền các chị cho dù dứt khoát chia tay thì anh ta cũng không tổn thất gì đổi người khác tiếp tục lừa chúng ta như này trước lúc này nên girls help girls các chị nên báo thủ manh manh kích động đứng lên đập bàn rồi nói tiếp tục giả làm ngốc bạch ngọt giả vờ không biết gì hết. Sau đó tiêu tiền của anh ta thật nhiều, tiêu mạnh vào để anh ta táng ra bại sản, gieo gió gặt bão. Ba người cuối cùng cũng bị lời này của Manh Manh thôi thúc, chỉ cần tiêu sạch tiền của Trần Viễn chết tiệt này, anh ta sẽ không thể tác oai tác quái nữa. Đây là trừ hai cho quần thể bạc phái nữ. Tối đó, tại nhà của Ngọc Kỳ, ánh mắt bất đắc dĩ của cô nhìn vào Manh Manh, thật sự thích hợp sao Manh Manh? Mình cứ cảm thấy chủ động đòi quà của người khác có chút. Manh Manh lên tiếng trấn an cô, thương hại cha nam chính là tàn nhẫn với bản thân cậu cứ gửi tin nhắn cho trần viễn theo lời tớ là được thấy ngọc kỳ cứ do dự manh manh dứt khoát giật lấy điện thoại không được thì tớ viết giúp cậu trần viễn đang ngồi trên bàn thì nhìn thấy điện thoại sáng lên có thông báo gửi tin nhắn của triệu chủ tịch viễn gần đây em muốn thử khởi nghiệp tự làm một app livestream anh cảm thấy thế nào trần viễn có chút khó hiểu hở đang yên đang lành sao lại làm app livestream gì đó ý muốn kiếm tiền từ mình chứ gì trần viễn nghĩ nghĩ khai khiếu rồi hay là bị người sai khiến chỉ là trong tay mình đúng lúc có một đại mao tv không biết nên tặng ai trần viễn bắt tay vào nhắn tin trả lời ngọc kỳ suy nghĩ của em không mưu mà hợp với anh lần trước anh thu mua một app livestream phá sản là đại mạo trà vinh chuẩn bị tặng cho em em làm streamer mãi cũng không phải là kế lâu dài nên có sự nghiệp của riêng mình anh chuẩn bị đầu tư cho em 5 tỷ manh manh nhìn xong tin nhắn thì cũng không tin vào mắt mình anh ta đây là muốn tặng cậu một công ty livestream ngọc kỳ cũng bất ngờ hình như là như vậy còn muốn đầu tư 5 tỷ. Ngọc Kỳ được sủng như vậy đương nhiên hảo cảm trong lòng với Trần Viễn lại tăng chứ không giảm, Trần Viễn, anh ấy sớm đã nghĩ mọi thứ cho mình sẵn, phòng ngừa chu đáo tất cả cho sự nghiệp của mình. Cô đỏ mặt nghĩ, mặc dù biết anh ấy rất cặn bã, nhưng anh ấy thật sự rất chu đáo, không chỉ quan tâm cảm nhận của mình, còn âm thầm giúp mình trưởng thành. Manh manh lên tiếng nhắc nhở, Kỳ Kỳ, cậu đừng cảm động, mau xử lý xong chuyện, 5 tỷ không phải là con số nhỏ cẩn thận anh ta nuốt lời đấy. Triệu Ngọc Kỳ quay sang phản bác giúp Trần Viễn, Trần Viễn không phải là người như vậy, anh ấy rất giữ chữ tín. Manh manh tức giận nói, đã nói là phải làm, đừng vẽ ra miếng bánh mà liền cảm động muốn chết, tớ thêm dầu vào lửa giúp cậu. Cô vừa nhắn vừa muốn cắn nát điện thoại của Ngọc Kỳ, tại sao mình không gặp được người đàn ông hào phóng như vậy, cho dù là chia sẻ với người khác mình cũng nguyện ý à. Vậy chốt thế nha, anh Viễn đừng nuốt lời đó. Trần Viễn đáp lại, không vấn đề, ngày mai anh sẽ bảo người xử lý thủ tục tiếp quản công ty cho em. Lúc này, Trần Viễn ngồi trong phòng ký túc xá, không khỏi nghi ngờ, người dùng điện thoại của Triệu Ngọc Kỳ nói chuyện với mình, tuyệt đối không phải là Triệu Ngọc Kỳ, ngữ khí và giọng điệu rất xa lạ. Là ai đây? Cuối cùng cậu cũng nhớ đến một người, trà xanh tiền manh manh đó sao? Chỉ là nếu các cô muốn tiêu tiền thì tôi để các cô tiêu đủ tiêu đến các cô nôn thì thôi. Bây giờ tại nhà Tiêu Nhược Vũ, cô cũng vừa nói chuyện với mẹ mình xong, mẹ cô lên tiếng hỏi, con nói Trần Viễn ngoại tình ư? Tiêu Nhược Vũ thành thật đáp, đúng vậy. Mấy đứa con gái bọn con hôm nay đã đối chất rồi, Phát hiện cậu ta phát sinh quan hệ với nhiều cô gái cùng một lúc. Bà Tiêu nghi ngờ nói, thật sao? Đều có mối quan hệ bạn trai bạn gái với mấy cô gái ư? Trong Trần Viễn không giống người như vậy. Tiêu Nhược Vũ cũng đành thua, mặc dù không xác nhận quan hệ, nhưng cũng gần vậy. Tinh tinh, ai? Ai đang gửi tin nhắn trong nhóm vậy? Mẹ cô lại tiếp tục thắc mắc, nhóm gì? Nhược Vũ Ân cần trả lời, đây là nhóm hội con gái bọn con. Bàn bạc trừng phạt Trần Viễn kiểu gì để cậu ta phải bù đắp sự mất mát. Trong nhóm liên minh báo thù Triệu Ngọc Kỳ gửi đến một tin nhắn, các chị em, em vừa nói muốn mở app livestream với Trần Viễn. Thì anh ấy, anh ấy liền tặng em một đại mao TV, còn đầu tư thêm 5 tỷ. Tiền manh manh bên dưới cười khanh khách, 6666, 666. Tiêu Nhược Vũ đọc xong không tức giận Triệu Ngọc Kỳ mà là tức giận Trần Viễn, hay lắm. Trực tiếp cho 5 tỷ, dựa vào cái gì à? Triệu Ngọc Kỳ mạnh hơn mình chỗ nào? Ra thế dung mạo mình thua cô ta chỗ nào chứ? Mẹ Tiêu lên tiếng, tiểu vũ à, con nghe mẹ nói mẹ cảm thấy con chắc đã bị mấy cô gái này hợp tác lừa rồi. Mẹ tiêu nước mắt rơi lã trã kể lại, năm đó mẹ và cha con, điều kiện gia đình cách nhau rất lớn, mẹ rất cố gắng mới nhận được hôn nhân hạnh phúc này. Bà cũng nhớ lại lời Trần Viễn lần trước nói, như vậy đi, tôi sẽ mua 60% cổ phần của tập đoàn Viễn Hàng của tiêu gia ông với giá 500 triệu. Bà nói, mặc dù nhà chúng ta ở Hàn Thành không tệ, nhưng so với la lịch của Trần Viễn thì là Hàn Môn trong Hàn Môn, tình cảm của con và cậu ấy chắc chắn sẽ có chút khó khăn chắc trở bà đặt tay lên vai tiêu nhược vũ mà khuyên nhủ người đàn ông quá lợi hại sẽ bị nữ nhân xung quanh dòng ngó nhưng con phải tin thực lực của mình nhưng mẹ mẹ tiêu tiếp tục nói tiểu vũ mấy cô gái đó nói trần viễn là cha nam nhưng tại sao họ không rời khỏi trần viễn bà dùng ánh mắt sắc bén nói bởi vì họ đều muốn đối phương rút lui độc chiếm người kế thừa tài phiệt ẩn thế là trần viễn này tiêu nhược vũ bấy giờ mới hiểu ra chân lý hóa ra là như vậy mẹ tiêu khuyên con gái càng là lúc này thì càng phải tiến lên mạnh mẽ hơn giải quyết dứt khoát Trần Viễn, con gái, đây là hạnh phúc cả đời của con nó. Triệu Ngọc Kỳ như tiếp thêm sức mạnh, cô nói, đúng vậy, chính là như vậy. Mấy ngày nay con chiến tranh lạnh với Trần Viễn đúng là không nên con không thể để nữ nhân khác thừa cơ lợi dụng. Trần Viễn lúc này đang ngồi trên giường ký túc vừa khó hiểu, Tiêu Nhược Vũ. Hóa ra là Tiêu Nhược Vũ gửi tin nhắn đến, Trần Viễn, xin lỗi tôi vẫn trách nhiệm cậu. Trần Viễn hoàn toàn chẳng hiểu gì, cái gì vậy? Cậu bắt đầu nghi ngờ, hôm nay Triệu Ngọc Kỳ và Tiêu Nhược Vũ rất bất thường chẳng lẽ hai cô ấy đều biết sự tồn tại của đối phương rồi, nếu là như vậy thì mình phải chủ động xuất kích rồi. Không lâu sau, Tiêu Nhược Vũ nhận được cuộc gọi, mẹ Trần Viễn gọi tới. "Làm sao đây?" Mẹ Tiêu đáp, "Nghe đi, cậu ta chắc chắn cảm nhận được tín hiệu của con." Tiêu Nhược Vũ nhấc máy, "Alo, Trần Trần Viễn." Bên kia nói, "Nhược Vũ à, có chuyện tôi cảm thấy phải nói với cậu. Chuyện, chuyện gì vậy?" "Gần đây tôi đầu tư cho một app livestream, sau đó cho học tỷ của tôi tên là Triệu Ngọc Kỳ quản lý." vốn chuyện này không có gì nhưng cảm thấy nên nói với cậu. Tiêu Nhược Vũ ấp úng đáp, à à à, live stream à, tôi biết rồi. Vừa ngắt máy mẹ Tiêu liền hỏi, Trần Viễn nói gì vậy? Nhược Vũ thành thật nói, Trần Viễn nói với con chuyện đầu tư cho A à live stream của Triệu Ngọc Kỳ rồi. Mẹ Tiêu vui mừng ra mặt, mẹ nói mà thái độ này của Trần Viễn trong lòng cậu ta con vẫn là người quan trọng nhất. Tiêu Nhược Vũ cũng vui như có hoa nở, hóa ra là như vậy. Trần Viễn không xấu xa như con nghĩ, cậu ấy thích con. Rồi nước mắt cô trực trào khóe mắt, cậu ấy không giấu giếm gì mình mình lại hợp tác với nữ nhân khác đòi tiền của cậu ấy nước mắt tuôn không ngừng tiêu nhược vũ khóc càng lớn mình đúng là nữ nhân xấu xa hu 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 mẹ tiêu thấy con gái khóc thì nắm tay cô an ủi ai ra con gái bảo bối sao con lại khóc rồi nhược vũ đáp trong tiếng sục tịt mẹ con cảm thấy có lỗi với trần viễn quá con muốn bù đắp cho cậu ấy cô hớn hở nói con phải tặng cho cậu ấy một món quà chắc chắn cậu ấy sẽ rất bất ngờ sáng hôm sau triệu ngọc kỳ đến công ty để làm giấy tờ người đại diện nói cô triệu cô chỉ cần kỳ vào tài liệu này và quá trình gần như hoàn tất rồi ngọc kỳ đáp ồ ồ được như vậy được chưa người của phía bên kia đáp lời vâng được rồi bây giờ cô là chủ sở hữu của big cat tv khoản thua lỗ của big cat tv cũng được ghi trong báo cáo tương ứng cô có thể xem qua triệu ngọc kỳ xem xong đống tài liệu thì sắc mặt tối đen lại mà than vãn lỗ hơn 10 triệu chẳng trách vừa rồi trần viễn đưa tiền cho mình nếu mình mà đến công ty một mình trước khi nó khai trương thì mình đã phá sản rồi. Nói đến đây cô lại càng nghĩ tốt cho Trần Viễn nhưng cũng không hẳn là vậy. Ngọc Kỳ thầm nghĩ, cậu ấy là một người đáng tin vừa lại chu đáo, vậy mà lại lăng nhăng. Rồi cô nhận ra chuyện gì đó mà cảm thán trong sự vui vẻ. Trần Viễn này cũng không nhắn mà chuyển luôn 2 tỷ cho mình. Mình cũng nên biểu thị thái độ mới phải. Nếu không, mình không phải thành bạch nhãn lăng ư. Chuyển cảnh đến khu trung tâm thương mại, có rất nhiều người qua lại để mua sắm cho bản thân. Bây giờ tại trung tâm thương mại có rất nhiều người đến xem xe, và đặc biệt có sự góp mặt của Ngọc Kỳ. Triệu Ngọc Kỳ lo lắng mà lẩm bẩm nói một mình. Tặng xe cho Trần Viễn thì anh ấy sẽ thích loại xe nào đây? Mình nhớ trước kia anh ấy có Ferrari, hay là tặng Ferrari khác cho anh ấy? Ngay trong khi Ngọc Kỳ đang quan sát tìm cho Trần Viễn một chiếc xe, cô bỗng ngước lên thì nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ cũng đang xem xe. Ngọc Kỳ cảm thán, sao lại là chị ấy? Vậy mà chị ấy cũng ở đây. Ngay lúc này một sự trùng hợp không tưởng, Tiêu Nhược Vũ cũng đúng lúc ngước lên nhìn, cô cũng thấy được sự xuất hiện của Ngọc Kỳ dưới sự căng thẳng khó xử lý triệu ngọc kỳ lên tiếng mở lời chào hỏi trước là chị à chị tiêu chị tới đây chọn xe sao nhưng trong đầu của ngọc kỳ lại thắc mắc mà tự hỏi sao chị ấy lại ở đây cô liền nhận định một phen chẳng lẽ bọn mình có cùng suy nghĩ tiêu nhược vũ nhìn thẳng triệu ngọc kỳ rồi trả lời một cách khôn khéo không có sắp sinh nhật cha chị nên chị tới chọn xe làm quà sinh nhật cho cha sau khi trả lời cho qua xong cô liền hỏi lại đối phương ngọc kỳ chắc không phải em muốn tặng xe cho trần viễn đấy chứ Tiêu Nhược Vũ cảnh giác và liếc nhìn Triệu Ngọc Kỳ với một ánh mắt đáng sợ. Nhược Vũ thầm suy ngẫm, ý cô ta là gì? Là thăm dò mình sao? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn tặng xe cho Trần Viễn? Triệu Ngọc Kỳ bị Tiêu Nhược Vũ nói trúng tim đen, biểu cảm khuôn mặt liền toát ra sự lo sợ nhưng mà vẫn phải cố giấu. Cô nhỏ giọng đáp, "Sao có thể? Sao cha nam này có thể xứng được cơ chứ?" Cô lắp bắp nói, "Em, em cũng tới chọn quà cho cha." Hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức không hẹn mà cùng cười gượng gạo. Nhược Vũ nhỏ nhẹ nói, Vậy sao? Ha ha ha, trùng hợp thật. Ngọc Kỳ cũng không khá hơn mấy mà đáp lại. Đúng thế. Ha ha ha, trùng hợp thật. Sự căng thẳng dường như sắp biến mất đột nhiên có một giọng nói vang tới từ phía sau. Ấy, sao hai người cũng ở đây? Vì sự tò mò không biết là ai đang hỏi mình, lúc này hai người cùng nhau quay người lại xem. Khi thấy Tần Băng Tuyết cả hai liền kinh ngạc mà đồng thanh hỏi Tần Băng Tuyết. Ngọc Kỳ thì hỏi, "Sao chị cũng ở đây?" Còn Tiêu Nhược Vũ thì hỏi, "Sao cô cũng ở đây?" Tần Băng Tuyết cũng giống như hai người phụ nữ trước mặt mình, cô ấp úng rồi nói ra một lý do để qua mắt. "À, tôi à, tôi tới chọn quà sinh nhật cho cha tôi." Bây giờ cả ba đều không hẹn mà cùng đến mua quà cho cha. Triệu Ngọc Kỳ e thẹn nói trước, trung hợp quá cha của bọn em cũng sắp sinh nhật. Tiêu Nhược Vũ cũng lấy một lý do để gạt qua sự ngại ngùng này. Cô cười gượng mà trả lời, ha 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 đúng thế, đúng thế. Tần băng tuyết mặt mày cũng đổ mồ hôi liên tục mà nói, nói không chừng chúng ta cũng có cùng một người cha. Rồi cô cũng cười gượng gạo một cách khó hiểu. Trong lòng của Tiêu Nhược Vũ sớm đã chán ghét hai người này. Cô mắng thầm trong lòng, tặng quà cho cha sao? Lừa quỷ hả? Chắc chắn là mua xe tặng Trần Viễn rồi. Những lời của mẹ nói đúng thật, chế tạo ra cha nam gì đó đều là giả. Tiêu Nhược Vũ liếc nhìn sang Triệu Ngọc Kỳ đang đứng trước mắt mà ghen tị. Kể ra thì mấy ngày trước Triệu Ngọc Kỳ này cầm 2 tỷ của Trần Viễn, trong túi mình giờ không có nhiều tiền như cô ta. Tiêu Nhược Vũ bất lực liền lấy điện thoại ra liên lạc cho người thân. Cô thầm nhủ, phải kêu gọi người nhà phía bà ngoại cứu viện rồi. Tại khu nhà biệt thự của Tiêu Nhược Vũ, có những tòa biệt thự nguy nga trắng lệ bao quanh, có lẽ đây là một khu nhà giàu. Mẹ của Nhược Vũ đang bắt máy từ cuộc điện thoại của con gái, bà ấy thắc mắc hỏi con gái, "Sao vậy Nhược Vũ? Đột nhiên sao lại gọi điện thoại về vậy?" Sau khi nghe những lời của Nhược Vũ nói, người mẹ liền lẩm bẩm nói lại, "Con định tặng xe cho Trần Viễn sao? Nhưng con lại không đủ tiền." Người mẹ vui vẻ nói với con gái, "Yên tâm đi Tiểu Vũ, mẹ sẽ giúp con." Người mẹ của Tiêu Nhược Vũ liền gọi quản gia trong nhà tới giao phó. Trần Bá chuyển tiền từ kho tiền của gia tộc gửi vào cho Tiểu Vũ. Quản gia nghe xong có chút khó xử hỏi, đó không phải là tiền mà Thái Thái cho tiểu thiếu gia dùng khi kết hôn sao? Mẹ Tiêu làm sao không biết chuyện này? Bà phất tay rồi bảo, Trần Bá ông đừng nói nữa. Đại sự hiện tại của Tiêu gia chính là trói Trần Viễn lên thuyền của chúng ta, mọi thứ khác đều không quan trọng. Quản gia vẫn còn một thắc mắc, vậy chỗ tiểu thiếu gia? Ai ngờ mẹ Tiêu nghe xong thì nước mắt bắt đầu chảy. Bà Khoa trường nói, chỉ có thể để thằng bé hy sinh vì gia tộc chịu ủy khuất rồi quản gia cũng bó tay tiểu thiếu gia đáng thương bên kia chưa đầy 10 phút tiêu nhược vũ đã nhận được 60 triệu điều này làm cô bất ngờ vô cùng nhanh quá vậy mà một hơi chuyển cho mình 60 triệu suy nghĩ một lúc tâm trạng của cô đã không biết vì điều gì mà cảm thấy hạnh phúc vẫn luôn tưởng cha mẹ yêu em trai không ngờ lại hiểu nhầm họ nhưng thân là nữ nhân mạnh mẽ tiêu nhược vũ gạt hết nước mắt củng cố tinh thần mẹ yên tâm đi con nhất định sẽ không thua triệu ngọc kỳ Bên phía Trần Viễn lúc này cậu ta cũng đang cùng với Hạo Thiên đi xem xe. "Hạo Thiên, chiếc Bugatti Veyron tôi đặt đã về rồi ư? Khá nhanh đấy." Hạo Thiên được khen thì cũng không khoa trương làm màu, anh ta trực tiếp nói, "Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm, đi, chúng ta đi vào phòng nghỉ ngơi VIP ký hợp đồng." Trần Viễn gật đầu sau đó ánh mắt bắt đầu đặt lên người mấy cô mẫu đứng cạnh các chiếc xe, nhìn một chút máu mũi cũng muốn chảy xuống, cái khác không nói, thật nhiều người đẹp trong triển lãm xe hơi này. Trần Viễn bị mấy người này hớp hồn mất rồi nhìn đến không muốn rời mắt. Nếu là trước kia mình cũng không có gan vào. Đang tiêu vui vẻ thì cậu ta đột ngột nhận ra người quen, "ấy sao hai người họ lại ở đây?" Triệu Ngọc Kỳ và Tiêu Nhược Vũ cùng tới, "thân nhau đến vậy ư?" Ừ. Sau đó cậu còn nhìn thấy thêm một nhân vật khác, "Tần Băng Tuyết vậy mà cũng ở đây à? Đây là đào viên tam kết nghĩa." Ngay khi Trần Viễn đang sốc vì sự xuất hiện của ba người cùng lúc thì Tần Băng Tuyết cũng cảm nhận được điều gì đó. Kỳ lạ, luôn cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi cô quay lại thì chẳng có ai cả. Triệu Ngọc Kỳ lo lắng hỏi. Sao vậy học tỷ? Không sao. Chúng ta tiếp tục xem đi. Hóa ra là Trần Viễn nhanh chân đã trốn sau người của Hạo Thiên, thành công che mắt Tần Băng Tuyết. Mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày bị lật xe, nhưng không ngờ lật xe nhanh như vậy. Nghĩ nghĩ một lúc Trần Viễn mới kinh hoàng nhận ra sự thật. Có vẻ chắc họ đều biết sự tồn tại của đối phương rồi đúng không? Cậu cúi người xuống lấy tay che cả khuôn mặt lại, chẳng biết biểu tình thế nào trong lòng tiếp tục chế nhạo. Nhưng cho dù là như vậy họ lại không cắt đứt quan hệ với mình xem ra vẫn không nỡ bỏ mình. Hạo Thiên nhìn hàng loạt biểu tình, hành động kỳ lạ của Trần Viễn xong anh ta chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể lo lắng tiến lên hỏi thăm. Yên tổng, anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Trần Viễn vẫn đắm chìm trong mưu tính của bản thân, dù sao đều là đối tượng có trên 95 điểm độ hào cảm, ngược lại là cơ hội để mình lật ngược. Suy tính đâu đó kỹ càng rồi Trần Viễn mới ngẩng đầu dậy, đứng thẳng người trả lời Hạo Thiên, "Không sao, vừa nãy bị chuột rút." "Đúng rồi Trương tổng, hôm nay xe đắt nhất chỗ các anh là xe nào? Hạo Thiên nghe đến nghề thì lập tức mở mua chuyên nghiệp, cả người tỏa sáng giới thiệu. Vì hôm nay tôi đã rất tốn tâm tư, ba chiếc đắt nhất tối nay, Pagani Zona. Sau đó, là một con xe hoàn toàn bằng màu đen, tên của nó chính là Lamborghini Poison. Con xe cuối cùng với giao diện chiến đét, Hạo Thiên nói, còn có chiếc Bugatti Veyron mà cậu đặt. Trần Viễn hài lòng giơ ba ngón tay lên chỉ chỉ nói, được, tôi muốn cả ba, anh ra giá đi câu này làm Hạo Thiên muốn ngất tại chỗ. Cậu ta nhìn Trần Viễn với vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ, muốn hết luôn sao? Nào có ai biết Trần Viễn đang suy tính cái gì trong đầu? Tôi sẽ dùng ba chiếc xe để tới kiểm tra thử liên minh của các cô có vững chắc không? Hạo Thiên sau khi lấy lại bình tĩnh khỏi cú sốc, anh ta nói với Trần Viễn: Cậu muốn hết sao? Khá khó làm a. À? Trần Viễn lại như không quan tâm, cậu bưng quần nói: Giá tiền không phải là vấn đề, anh hiểu mức tiêu của tôi mà. Hạo Thiên có chút khó xử, anh ta giải thích: Anh hiểu nhầm rồi không phải vấn đề về tiền, mà là hai cái còn lại đều được người khác đặt rồi. Trần Viễn có phần bất ngờ với câu trả lời này. Đặt rồi à? Ai vậy? Tài khí đại thô như vậy. Hạo Thiên vui vẻ chỉ sang quầy kế bên. Anh ta nói, Yên Tổng nhìn bên này, là anh ta. Hạo Thiên biết nói xuông thì Trần Viễn sẽ chẳng biết người này là ai, cho nên anh tận tình nói thêm. Anh ta là trưởng tử của tập đoàn Lâm Thị giàu nhất cả nước, Lâm Thiếu. Năm ngoái đặt hai cái xe còn lại, nghe nói muốn tặng quà cho em gái anh ta. Trần Viễn có chút đau đầu với đại nhân vật này, tập đoàn Lâm thị sao? Cự vô bá hoành hành cả nước, mình phải vì xe mà đụng chạm với họ sao? Hạo Thiên biết Trần Viễn lớn mạnh nhưng mà Lâm thiếu kia còn khó chọc hơn nên đành cố gắng chỉ cho Trần Viễn xe khác. Yên ca đừng vội, chỗ tôi còn có xe sang khác, tôi lại chọn cùng anh. Trần Viễn vốn định đi cùng Hạo Thiên nhưng cậu đột ngột dừng lại vì bên kia đang có kịch vui. Lâm thiếu đi đến chỗ của Tiêu Nhược Vũ, sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn hỏi thăm cô, "Xin chào quý cô." Anh ta bắt đầu giới thiệu bản thân tôi họ lâm có vinh hạnh ad quy chat của cô để làm quen không tiêu nhược vũ có phần bất ngờ vì sự xuất hiện của người này cô a à một tiếng mãi chẳng nói nên lời lâm thiếu chờ một lúc không thấy động tĩnh gì thì bắt đầu nói tiếp đôi mắt anh ta rủ xuống trong thế lương khó tả giọng nói cũng nhẹ nhàng đi vài phần tôi biết tôi rất đường đột nhưng cô trông rất giống một người bạn trước đây của tôi người bạn này của tôi đã qua đời vì bệnh tật đã nhiều năm đó là điều tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời hình ảnh cũ lần nữa hiện lên trong ký ức của anh ta Lâm Thiếu vừa đưa điện thoại ra vừa nói. Nhiều năm sau, nhìn thấy cô, tôi như gặp lại được bạn mình. Cô có chặn tôi cũng không sao. Tôi chỉ mong bù đắp được sự tiếc nuối. Tiêu Nhược Vũ lúng cuống đáp. Xin lỗi. Cái đó. Sau đó cô lập tức nhìn thấy Trần Viễn. Cậu ấy cũng ở đây. Trần Viễn. Chỉ là cô nhìn thấy hình như là một người khác mà không phải là Trần Viễn ấm áp trước đây. Ánh mắt của cậu ấy thật lạnh lùng. Giống như biến thành người khác vậy. Làm gì thế? Mình lại không định át người này dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt đó nhìn mình tâm trạng tiêu nhược vũ rơi vào bế tắc cô tức giận đến khó chịu tay cũng nắm chặt lại cậu lăng nhăng thì không sao nhưng tôi mà vậy thì lại như phòng trộm dựa vào cái gì chứ sau một hồi đắn đo cuối cùng tiêu nhược vũ vẫn đưa điện thoại ra được thôi anh đã nói vậy rồi thì chúng ta át quy chat đi tiêu nhược vũ nghĩ át quy chat cùng lắm thì không nói chuyện còn có thể để trần viễn cảm thấy nguy cơ nhưng ngay khi cô quay đầu về phía của trần viễn ba nãy thì người đã biến mất, ấy Trần Viễn đâu? Tiêu Nhược Vũ không hiểu vì sao trong lòng lại bồn chồn không yên, mình làm như vậy là đúng hay sai, tại sao mình có cảm giác đáng chát. Ngoài cửa, Hạo Thiên đuổi theo Trần Viễn một đoạn mới dám mở miệng hỏi, "Yên ca, cái đó, anh quen cô gái đó sao?" Trần Viễn không có ý muốn quay đầu lại, cậu lạnh nhạt trả lời, "Trước đây thì có, còn hiện tại thì không." Nhưng ngay sau đó, Trần Viễn dừng bước chân lại, chẳng biết cậu có biểu tình gì, chỉ nghe thấy giọng nói đều đều vang lên. Hạo Thiên, xe của Lâm thiếu đó, tôi bao hết. Ấy rồi Trần Viễn đưa mắt liếc nhìn về phía Trương Hạo Thiên mà khẽ nói, một tỷ, có đủ không? Thấy Hạo Thiên khó xử, Trần Viễn cũng không làm khó. Cậu cười nói, Hạo Thiên, tôi biết anh buôn bán luôn giữ chữ tín, nếu cảm thấy quá làm khó thì coi như tôi chưa từng nói. Hạo Thiên bây giờ mới hồi thần, bất ngờ khoác vai Trần Viễn vui vẻ đáp, không làm khó, hoàn toàn không làm khó. Lâm thiếu là cái bíp gì? Đúng là một tỷ hecta. Trần Viễn chắc nịch khẳng định, đương nhiên, tôi nói chuyện chém đinh chặt sắt. Hạo Thiên nhìn bóng lưng Trần Viễn đi càng ngày càng xa, trong lòng anh cũng có suy nghĩ, xem ra là vì phụ nữ mà ghen tu tranh giành. Đắc tội Lâm thiếu nhưng kiếm không được 800 triệu, cuộc buôn bán này đứa ngốc mới không làm. Anh xoay người nhấc chân bước đi, thầm nói, xin lỗi Lâm thiếu, ở chỗ tôi, anh không bằng 800 triệu. Trần Viễn cùng Hạo Thiên đều đang ngồi trong phòng của anh ta, từng giây trôi qua. Cuối cùng Hạo Thiên mới lên tiếng, ok. Có tiền chuyển qua rồi. Chúng ta hợp tác vui vẻ nha Yên ca, anh còn có phân phó gì không?" Trần Viễn cầm cốc trà nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói, "Tôi thật sự có chuyện cần anh giúp. Tí nữa tôi muốn chỉnh hoạt trên hội trường triển lãm xe." Hạo Thiên nghe xong có hơi bất ngờ, anh ta tức khắc hỏi, "Chỉnh hoạt? Chỉnh gì?" Một lúc sau, tại sảnh hội trường, Tiêu Nhược Vũ đã đi tìm Trần Viễn được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người ở nơi nào, rốt cuộc Trần Viễn chạy đi đâu rồi? Cô đưa mắt lên nhìn vào đám đông đang không ngừng bàn tán chuyện gì đó. Bên trong ở giữa sảnh có một đám người đang khiêng một cây piano ra. Tiêu Nhược Vũ thắc mắc, "Ấy đây là tiết mục biểu diễn sao? Ai lại đàn piano ở triển lãm xe vậy?" Có vài vị khách cũng không khỏi thắc mắc, bọn họ hỏi nhau, "Cái này đến từ đâu vậy? Có phải là một chương trình đặc biệt không?" Một người khác trong đám đó đáp, "Đó là buổi họp báo của nhà sản xuất nào, Rebus, không biết a, à? chúng ta xem xem có chuyện gì." Lúc này, Tiêu Nhược Vũ nhìn thấy Trần Viễn bước lại cây piano, sau đó cậu ngồi vào chỗ và bắt đầu đi những nốt đầu tiên tiếng nhạc vang lên trần viễn cậu ta muốn làm gì vậy đánh đàn piano ừ tiêu nhược vũ nhìn không rời mắt đôi bàn tay đang đi trên những phím đàn của trần viễn mình chưa từng nghe qua ca khúc mà trần viễn đàn nhưng tiếng đàn này chẳng biết vì sao nước mắt của tiêu nhược vũ dần dần rơi xuống tựa hạt châu xa không ngừng lan dài tiếng đàn này buồn quá trần viễn tiếp tục bài hát cảm xúc cũng thả theo mây trời những người xung quanh cũng vì giai điệu này mà làm cho nước mắt rơi xuống tiếng đàn hay quá tôi nhớ mối tình đầu rồi Hình như tôi thấy cụ ngoại tôi rồi." Có người tò mò hỏi, "Người này rốt cuộc là ai? Tại sao nghe thấy tiếng đàn của cậu ấy tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt?" Triệu Ngọc Kỳ cũng đứng trong đám đông nghe đoạn nhạc này, cô là người am hiểu âm nhạc, lập tức nhận ra tâm trạng của Trần Viễn. Hình như tâm tình của Trần Viễn không tốt lắm. Tần Băng Tuyết quay sang hỏi, "Là vì chuyện của Tiêu Nhược Vũ ban nãy sao?" Tiêu Nhược Vũ đứng giữa một đám đông nhưng lại tựa như đang đứng đối diện với Trần Viễn, tựa như bài hát này là Trần Viễn tặng cho cô vậy. Tiếng đàn của Trần Viễn đầy u sầu buồn bã và thất vọng. Trần Viễn đàn xong một bản nhạc tình si tựa như muốn kết thúc mối quan hệ này, cậu đứng lên chỉ về phía chiếc đàn. Giọng điệu trầm khàn vang lên, yêu một người chính là để cô ấy tự do, cho dù mình đau nhức toàn thân. Nhược Vũ, bây giờ cậu tự do rồi. Dứt lời, Trần Viễn nhấc chân đi, giống như cậu sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn về phía người con gái này lần nào nữa. Tiêu Nhược Vũ sợ hãi đến khó tả, nước mắt lã chã rơi nhưng bàn chân chẳng nhấc được mấy bước. Giọng điệu thê lương cùng hối hận vang lên, "Trần Viễn, Đừng đi, tớ sai rồi, đừng bỏ lại tớ một mình. Tiêu Nhược Vũ muốn gọi người lại. Trần Viễn đừng đi. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã bị Hạo Thiên chặn lại. Anh ta tiến lại an ủi, "Xin dừng bước, cô là cô Tiêu Nhược Vũ đúng không?" Tiêu Nhược Vũ biết chẳng thể đuổi kịp Trần Viễn nữa nên chỉ đành đứng lại nói chuyện cùng người đàn ông này. "Ừ là tôi. Sao vậy?" Hạo Thiên thấy mình đã tìm đúng người rồi thì bắt đầu làm theo những yêu cầu của Trần Viễn. "Là như vậy, vừa nãy Yên tổng mua Lamborghini Poison đắt nhất ở đây cho cô." đây là hợp đồng mua, vui lòng kiểm tra. Nói rồi anh ta đưa bản hợp đồng mua xe đến trước mặt Tiêu Nhược Vũ. Tiêu Nhược Vũ cầm hợp đồng trên tay mà không khỏi run rẩy. Xe này là Trần Viễn mua cho tôi sao? Tim cô nhói lên một nhịp. Cậu ấy tới đây là vì mua quà cho mình. Hạo Thiên tiếp tục công việc của mình đáp. Đúng vậy. Rồi anh dẫn Tiêu Nhược Vũ đi đến nơi nhận xe. Vừa đi vừa giải thích. Yên Tổng liếc mắt đã chọn chúng chiếc đắt nhất. Ra tay đúng là hào phóng. Đúng là thâm tình a. À. Nước mắt Tiêu Nhược Vũ lần nữa rơi xuống không biết hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần vì người đàn ông này rồi. Cậu ấy luôn đối xử tốt với mình vô điều kiện, nhưng mình lại làm gì vậy? Cô như rơi vào một vùng băng gió xé xương, nội tâm run rẩy không ngừng. Vậy mà vì chút khôn vật mà phá hoại sự tín nhiệm của cậu ấy dành cho mình. Tiêu Nhược Vũ buồn thương ngồi ngay xuống đất khóc không thành tiếng. Hu hu Trần Viễn. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tần Băng Tuyết bây giờ cũng mới bước đến, an ủi cô, "Chị Tiêu đừng khóc nữa, chị bình tĩnh chút." Tần Băng Tuyết cũng lên tiếng, "Đúng thế, cô Tiêu đừng khóc nữa." Hạo Thiên thấy hai người con gái khác bước đến, lập tức nhớ đến lời Trần Viễn can dặn, anh ta lật sổ sách rồi lên tiếng, ô con có cô Triệu và cô Tần. Anh ta đưa bản hợp đồng mua xe đến cho hai người để xem, rồi giải thích, Yên Tổng cũng mua cho các cô mỗi người một xe sang tầm ngàn vạn, đây là hợp đồng mua xe. Lúc này cả ba cô gái đều nhìn nhau bằng ánh mắt thương hại, không tự chủ mà cùng lúc đều nghĩ đến Trần Viễn. Tần băng tuyết bắt đầu cảm thấy khó xử cùng tự trách, xem ra Trần Viễn đã sớm biết chúng ta đã tham gia vào một loạt sự việc. Triệu Ngọc Kỳ cũng cục mắt, cô không khỏi đau lòng mà thốt lên. Đúng thế, nhưng cho dù như vậy anh ấy cũng không nghi kỵ chúng ta, vì chúng ta cha già. Tần băng tuyết gương mặt đều là tự trách, không khỏi nhớ lại những chuyện Trần Viễn đã làm với mình toàn bộ đều là ý tốt. Cậu ấy nhìn thấu nhưng lại không nói. Cẩn thận duy trì mối quan hệ cân bằng giữa chúng ta, cho dù lăng nhăng, nhưng cậu ấy lại đối xử thật lòng với mỗi người chúng ta. Triệu Ngọc Kỳ vành mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói, anh ấy luôn như vậy, âm thầm bỏ ra vì người khác lại không cầu hồi báo. Tần Băng Tuyết nhìn bản hợp đồng trên tay, một lúc sau mới hồi thần, cậu ấy vẫn luôn đáng tin như vậy, cho dù luôn bị chị hiểu nhầm nhưng vẫn bảo vệ chị. Tiêu Nhược Vũ gạt đi nước mắt, sự tự trách trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Con người của Trần Viễn tử tế, tôi lại vì ánh mắt thế tục mà hợp tác định lừa tiền của cậu ấy, tôi đúng là ngu ngốc. Giây tiếp theo, một loạt thông báo của hệ thống hiện lên trước mặt Trần Viễn. Độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ cộng một độ hảo cảm hiện tại 99 điểm. Độ hảo cảm của Tần Băng Tuyết cộng một độ hảo cảm hiện tại 99 điểm độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng một độ hảo cảm hiện tại 99 điểm. Trần Viễn ngồi trên xe không ngừng cười đắc ý, sắp được 100 điểm rồi, không phí một tỷ này. Cậu khoanh tay nghĩ đến chuyện tương lai, quá mong chờ, đột phá 100 điểm thì hệ thống sẽ thưởng gì cho mình. Lúc này, tại Đại học Hồ Thành, Trần Viễn vừa xuống taxi đã nhận được một tin nhắn. Trần Viễn tôi sai rồi, cậu tha lỗi cho tôi được không? Trần Viễn cũng thuận tay trả lời, chúng ta đều bình tĩnh lại trước đã, tôi muốn ở một mình. Trần Viễn rối rắm mà nghĩ, cứ để cô ấy đi vài ngày trước đã, nếu không thật sự cho rằng mình không biết nổi giận, hư nữ nhân không thể chiều trụng được ai. Lúc này, từ sau vang lên một giọng nói của một cô gái quen thuộc, "Trần Viễn, quả nhiên là cậu." Từ Lạc Lạc đưa tay vẫy chào cậu, cô nàng hình như gần đây đã dịu dàng hơn trước, từ xa nhìn đã thấy giống cậu rồi, quả nhiên là cậu, đã lâu không gặp rồi Viễn ca ca. Trần Viễn có hơi thất thần nhìn cô gái trước mắt, không phải quá khác rồi sao? Từ Lạc Lạc, sao lại cảm thấy cô ấy hôm nay không đúng lắm cuối cùng cậu cũng lên tiếng lạc lạc a à, gần đây chưa đợi trần viễn nói hết câu thì từ lạc lạc đã nắm lấy tay cậu kéo đi trần viễn cậu đi theo tôi tôi đưa cậu đi xem thứ này trần viễn chẳng thể gạt tay ra được đành để từ lạc lạc kéo mình đi hả à, đi đâu từ lạc lạc quay đầu lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu rồi bảo cậu đi theo tôi là được rồi trần viễn không hề có phản ứng gì với thái độ này của cô ta trong lòng cậu bây giờ là có chút khó chịu cô ấy thế này là muốn làm gì? Trừ phi lại nhìn chúng cái túi hàng hiệu nào, muốn mình mua nó. Cuối cùng vẫn là đi cùng cô ta đến nơi nào đó. Trần Viễn suốt dọc đường đều mắng thầm, đám nữ nhân các người. Chỉ có lúc thiếu tiền mới nghĩ tới tôi, tôi phải đi xem thử trong hồ lô của cậu bán thứ thuốc gì. Sau khi đi đến một căn hộ trong một căn chung cư, đứng trước cửa phòng Trần Viễn chịu hết nổi nên hỏi thẳng. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Từ lạc lạc mặt có chút phiếm hồng đáp. Viễn ca ca cậu đừng vội, tôi chuẩn bị cho cậu một bất ngờ nói rồi cô đưa tay mở cánh cửa vừa mở ra bên trong đã tràn ngập ánh sáng ấm áp còn có ở phòng khách toàn là hình của trần viễn từ lạc lạc tự hào nói cậu xem trần viễn bị kinh hỉ này làm cho nói năng lắp bắp những thứ này đều là vẽ tôi sao từ lạc lạc e thẹn quan sát trần viễn rồi mới nói đúng thế căn nhà này tôi vừa mới mua phòng khách chống quá tôi liền đem mấy bức tranh tự vẽ treo lên trần viễn hết bất ngờ từ lâu nhưng vẫn giả vờ cười cười mà đáp tốt lắm đây là bất ngờ mà cậu muốn cho tôi sao từ Lạc Lạc ấp úng, tay không tự chủ nghịch nghịch với nhau, cô nói, "Không phải, chỗ tranh này chỉ là tiện vẽ lên thôi." Sau đó, cô dùng ánh mắt lấp lánh trịnh trọng nói, "Căn nhà này mới là món quà tôi tặng cậu." Trần Viễn lần nữa kinh hỉ, cậu không hề nghe nhầm Từ Lạc Lạc thật sự đã nói như vậy, "Nhà cậu nói căn nhà này là cậu tặng cho tôi." Từ Lạc Lạc vui vẻ kể với Trần Viễn những chuyện đã xảy ra, "Đúng thế, lần trước cậu cho tôi mượn tiền, còn giúp bố tôi giáo huấn đám đòi nợ đó, bố tôi đã thể không đánh bài nữa." nhà chúng tôi cũng vượt qua khổ ải, làm ăn bắt đầu tốt lên. Đến đây từ lạc lạc có chút lạc giọng, cô sâu sắc nói, sau khi tình trạng trong nhà tốt lên, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về tôi khi trước. Cô cúi thấp đầu cục mắt nói, trong quá khứ tôi quá hư danh, quá ích kỷ, hoàn toàn là một người mê tiền, viễn ca ca không nhìn chúng tôi cũng là điều bình thường. So với căn nhà, Trần Viễn càng bị những lời này dọa cho sợ hơn đến nỗi một chữ cũng không nói ra nổi, từ lạc lạc chậm rãi nói tiếp. Còn đưa tay về phía Trần Viễn, tôi muốn biến thành người con gái có thể xứng được với cậu sau đó theo đuổi lại cậu trần viễn trần viễn hết sức kinh hồn vì những hành động liên tiếp này của từ lạc lạc cậu không tự chủ được mà lùi ra sau vài bước đây còn là gái đào mỏ từ lạc lạc sao cô ta vậy mà tặng mình một căn nhà sau một lúc trần viễn nhận ra mình có chút thất lễ nên nhanh chóng tiến lên gãi đầu nói mặc dù theo đuổi tôi nhưng trực tiếp tặng nhà hình như có chút quý trọng rồi từ lạc lạc ngại ngùng cười nói anh cho em vay 5 triệu nhà này cũng mới chỉ mới hơn 3 triệu là em hời rồi. Sau đó cô cầm lấy tay Trần Viễn lên, đặt chìa khóa nhà vào trong lòng bàn tay cậu. Em hỏi bạn cùng phòng anh hùng đào rồi. Cậu ta nói anh vẫn luôn đi sớm về muộn. Ngoài ký túc xá ra, không còn chỗ ở ngoài trường nên em đã mua căn nhà này. Đối với anh mà nói căn nhà này chẳng đáng gì cả. Nhưng cũng là cực hạn mà em có thể báo đáp rồi. Trần Viễn cầm chìa khóa trong tay. Trong lòng đã tỏ tường mọi chuyện. Hóa ra như vậy. Thảo nào gần đây từ lạc lạc không liên lạc với mình. Hóa ra là đang chờ thả đại chiêu cậu liền nghĩ đến những người con gái trước bọn họ đều là những tiểu thư danh giá hàng thật trong mấy cô gái bị trói buộc điều kiện gia đình từ lạc lạc là kém nhất có thể quả quyết như vậy mặc dù khôn lỏi nhưng cũng hợp ý mình cậu nhận lấy chìa khóa rồi sau đó mới khách sáo đáp lời nếu đã như vậy thì anh nhận vậy lúc này đột nhiên tiếng nhạc điện thoại quen thuộc của cậu đột ngột vang lên trần viễn nhanh tay nhận máy đầu dây bên kia bạn cùng phòng vui vẻ nói viễn tử buổi tối tụ tập đi quán rượu trăng sáng mau nghỉ đi ăn với bọn tôi Trần Viễn không từ chối, lập tức đồng ý với mấy đồng học này. Được không vấn đề tí nữa tôi sẽ qua. Cúp máy xong, cậu nhìn đến Từ Lạc Lạc rồi nảy ra một ý kiến. Lạc Lạc, buổi tối hội bạn cùng phòng tôi ăn cơm, em đi cùng anh đi. Từ Lạc Lạc mặt đỏ lên, có chút e thẹn đáp lại. Thật sao tốt quá rồi, cùng với đó độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cũng được cộng thêm một. Ngoài mặt như thế nhưng trong lòng cô đã sớm nở hoa. Isis yes, yes, Trần Viễn đây là đưa mình vào vòng riêng tư của anh ấy, trong lòng có mình. Độ hảo cảm hiện tại 96 điểm. Ký chủ nhận được cộng 10 điểm cường hóa. Trần Viễn nhìn Từ Lạc Lạc đang vui mừng đằng kia, cậu có chút tính toán trong đầu, Từ Lạc Lạc là cô gái không đơn giản. Đến lúc trong ao cá có một con cá nheo lớn rồi, tôi muốn xem xem cô có thể quậy vũng ao này đục đến mức nào. Rồi Trần Viễn lại dùng nụ cười ma quỷ đó nhìn đến Từ Lạc Lạc đang trang điểm, kèm theo đó là một lời tín nhiệm, đừng để tôi thất vọng. Học tỷ Lạc Lạc. Trên đường lúc này xe cộ qua lại đông đúc, trong xe, Tần Băng Tuyết không ngừng tự hỏi bản thân, làm sao đây? Trần Viễn vậy mà tặng mình chiếc xe đắt như vậy. Sau đó, cô thở dài, muốn khóc nhưng nước mắt chỉ có chảy ngược vào trong, nhưng mình căn bản không có bằng lái mà. Lúc này tài xế đỗ xe lại bên lề đường và thông báo, chỗ cô bảo đã đến rồi, 24 tệ, cô quét mã là được. Tần Băng Tuyết khôi phục tinh thần đáp, ô ô anh đợi chút, tôi quét mã. Nhưng ngay giây phút cô đưa điện thoại lên chuẩn bị quét mã thì từ đằng xa cô nhìn thấy một bóng dáng quá quen thuộc đây không phải là trần viễn sao cô gái đó là tần băng tuyết quan sát kỹ một chút thì lập tức nhận ra người đó đó không phải là hoa khôi giao tế nổi tiếng của học viện nghệ thuật ư họ vậy mà ở bên nhau thấy hai người kia khoác tay nhau lên xe chạy đi tần băng tuyết không giữ được bình tĩnh nữa cô quay sang nói với tài xế bác tài giúp tôi đi theo chiếc xe trước mặt tôi trả gấp đôi tiền xe trả một thể tài xế khó hiểu nhưng vì tiền vẫn có thể chấp nhận được được sắp xếp xong xuôi Ánh mắt Tần Băng Tuyết sắc lạnh nhìn đến chiếc xe phía trước, giác quan thứ sáu của mình cho mình biết điều gì đó chắc chắn đang xảy ra. Trần Viễn cùng với Từ Lạc Lạc đi vào bên trong quán ăn, Tần Băng Tuyết đã theo đuôi đến đây, cô có phần bất ngờ, vậy mà chỉ là đi ăn cơm. Cô dán mặt vào kính xe để nhìn xem hai người họ cùng nhau đi vào trong quán, mình còn tưởng là đi. Bác tài xế đã có chút nóng lòng, ông lên tiếng, "Cái đó mỹ nữ, có thể trả tiền xe được không?" Lúc này, Tần Băng Tuyết mới hoàn hồn nhận ra bản thân vẫn còn ngồi trên xe cô ngại ngùng quay sang xin lỗi xin lỗi bác tài cháu quét mã đây xong xuôi cô bước xuống xe đi vào bên trong quán mình muốn xem xem trần viễn giờ trò gì bên trong trần viễn vừa đi vào thì đám bạn đã nhận ra ngay ấy viễn tử tới rồi một người nhanh chóng nhận ra cô gái đằng sau viễn tử nhìn quen quen từ lạc lạc đi bên cạnh trần viễn miệng vẫn luôn cười rất vui quả thực rất quen mắt lão hầu nhìn kỹ một chút liền biết người này là ai đây không phải là hoa khôi từ lạc lạc sao Đào Hùng bên cạnh khóc không ra nước mắt, viễn tử thật đáng chết, sao bên cạnh nhiều gái đẹp như vậy. Trần Viễn bước vào bàn ngồi, cậu lịch sự nhận lỗi, xin lỗi vì tới muộn. Sau đó, cậu quay sang muốn từ Lạc Lạc làm quen với bạn của mình. Lạc Lạc, mấy người này là bạn cùng phòng của anh, có lẽ em đã gặp qua. Nghe Trần Viễn giới thiệu đến mình thì ba người cũng ưỡn thẳng ngực lần lượt nói, tôi là lão Hùng, tôi là lão Tào, tôi là lão Hầu. Trần Viễn thấy bọn họ giới thiệu xong thì cũng đến lượt mình nói, tôi giới thiệu với các cậu đây là từ lạc lạc à nhưng mà chưa nói hết câu thì lão hầu đã chen ngang cậu đừng giới thiệu nữa cô ấy dù hóa thành cho tôi cũng nhận ra nghe câu nói từ miệng lão hầu thốt ra làm cho hai người còn lại sợ mất vía lão hùng chụp lấy đầu cậu ta xuống rồi lên tiếng chữa cháy lão hùng cậu nói gì vậy ý của lão hùng là ai mà không biết hoa khôi từ lạc lạc ha ha lão tào im lặng nãy giờ bấy giờ cũng lên tiếng hỏi trần viễn nên bây giờ hai người là quan hệ gì Cô nói đầy sự tò mò cùng với hành động đẩy gọng kính của lão tào đã thành công làm cho bốn người kia đơ ra tại chỗ. Lão tào lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ. Một lúc sau, từ lạc lạc mới tốt bụng lên tiếng giải vây: Quan hệ gì à? Tôi cũng không biết nữa. Cô ngại ngùng, chắc là tôi đang theo đuổi Trần Viễn, nhưng Trần Viễn vẫn chưa đồng ý với tôi. Sau đó cô làm điệu bộ cô gái mỏng manh yếu ớt, bạch nguyệt quang sáng chói mà kể lể: Người ta đã tặng cho Viễn ca một căn nhà rồi, anh ấy vẫn còn đang cân nhắc cơ. Mệnh tôi khổ quá ba người kia nghe xong thì đập bàn đùng đùng thật hay giả tặng nhà á nói xong lại nhìn sang trần viễn đang ngồi nhấp một ngụm trà không hiểu sao hôm nay nhìn cậu ta cũng có chút khí chất họ lại tiếp tục cảm thán mị lực của viễn tử cũng quá đáng sợ rồi tiểu thuyết trên mạng cũng không dám viết như vậy nam mị quỷ gì đó à nhưng ngay lúc này đột nhiên tiếng động bàn bên gây sự chú ý khiến năm người đều đồng loạt nhìn sang tần băng tuyết hốt hoảng chửi thầm mẹ kiếp sẽ không bị phát hiện đấy chứ nhưng cũng may đây là bàn ăn có vách bàn bên không thấy mặt nhau cô tức giận đến run người với mớ tin tức vừa nhận tặng nhà cô gái này vậy mà tặng cho trần viễn một căn nhà tức giận một lúc thì tần băng tuyết mới lại cảm thấy xấu hổ và khó xử bây giờ nghĩ lại trần viễn làm nhiều thứ cho mình vậy hình như mình cũng chưa báo đáp cậu ấy cái gì cô đau đầu vẽ bản đồ hảo cảm của mình cùng với từ lạc lạc trong đầu cứ tiếp tục như vậy ấn tượng về mình trong lòng trần viễn sẽ càng ngày càng thấp mà cô ta sẽ tích tiểu thành đại hoàn toàn chiếm thế thượng phong với tính cách của mình Tần băng tuyết đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra. Không được, cô gái này là một kình địch, phải mau thông báo với các chị em. Cô lấy điện thoại ra và nhắn vào group chat. Mọi người, Trần Viễn đang ăn cơm với một cô gái tên là Từ Lạc Lạc ở quán rượu trăng sáng. Hình như Từ Lạc Lạc tặng Trần Viễn một căn nhà. Triệu Ngọc kỳ cùng với Manh Manh nhanh chóng nhận được tin nhắn, gửi lại dấu chấm hỏi nghi ngờ. Ai ngờ giây sau, Tiêu Nhược Vũ gần như dùng cả tính mạng nhắn lại. Quán rượu trăng sáng đúng không? Tôi đến ngay đây. Sau khi Trần Viễn cùng mọi người ăn uống xong xuôi thì gọi phục vụ thanh toán. Khi phục vụ đi đến thì thân thiện nói với họ: "Xin chào, đơn của quý khách đã được vị mỹ nữ này thanh toán rồi." Lão Hầu có hơi bất ngờ hỏi: "Lạc Lạc sao cô?" Từ Lạc Lạc mười phần vui vẻ đáp lời: "Hôm nay gặp được các cậu tôi rất vui, một bữa cơm mà thôi không cần để ý." Trần Viễn quay sang nhìn cô rồi lên tiếng: "Sao lại vậy được, anh chuyển tiền." Từ Lạc Lạc nhìn Trần Viễn với ánh mắt chăm chú, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng có chút nũng nịu hỏi: nhất định phải khách sáo với em vậy sao anh Viễn? Không phải anh cũng tặng em mấy cái túi sao? Mời các anh ăn một bữa cơm thì có sao đâu. Nói xong cô cũng không nán lại với bọn họ. Cô đứng lên vẫy tay với đám Trần Viễn rồi thông báo. Quán nét của em còn có việc. Về trước đây bài bài. Trần Viễn nhìn bóng dáng từ lạc lạc ngày càng khuất xa thì trong lòng lóe lên một chút vui vẻ khó giấu. Đúng là cao thủ có khác. Lấy lui làm tiến. Từ lạc lạc. Có tâm kế nhưng không khiến người ta ghét được. Tần băng tuyết cũng nhìn ra hết thảy những chiêu trò này đến cô cũng phải cảm thán, thật sự là quá ngoạn mục. Không hổ là kinh địch, mình khô mà học được loại thao túng này. Bên kia lão hầu trêu chọc Trần Viễn, cậu nhóc cậu đúng là có phúc. Tần Băng Tuyết không giấu được ánh mắt chán ghét của mình dành cho Từ Lạc Lạc, nếu trước đấy cấp bậc của cô ta trong lòng mình là A cộng, vậy thì bây giờ hoàn toàn có thể đạt đến cấp S rồi. Lão hầu khoác vai Trần Viễn thân thiết muốn học hỏi bí kiếp, "Viễn tử, bản lĩnh tán gái của cậu lúc nào có thể truyền thụ cho người khác đây?" Trần Viễn cười trừ khách sáo đáp lời, "Cái này, Tôi dám dạy nhưng cậu cũng không dám học. Lão hầu thấy bạn mình bắt bài rồi thì mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút hỏi. Không đùa nữa. Viễn tử. Trước đây danh tiếng của từ lạc lạc ở trường không tốt mấy. Người ta nói rằng cô ta đào mỏ và có đời tư hỗn loạn. Nhưng sau khi tiếp xúc thì tôi cảm thấy cô gái này khá tốt. phóng khoáng. Nếu cậu thật sự muốn ở bên người ta thì đừng làm người ta đau lòng. Trần Viễn miệng cười như không cười đáp. Lão hầu cậu yên tâm. Tôi là loại người lăng nhăng đó sao? Lão hầu cười ha ha lại cho tiếp. Ai biết được cậu? lúc này ánh mắt trần viễn chú ý đến người vừa bước vào quán là lý dương cậu ta cũng tới đây ăn cơm tưởng như sẽ có một màn chào hỏi nhưng hai đám bọn họ đều đi qua nhau như chẳng hề quen biết lý dương cười khinh bỉ mà nghĩ trần viễn có lẽ không biết mình mách lẻo sứt đầu mẻ chán không biết ai đang gây rắc rối ha 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 quá đã Bây giờ bên ngoài một chiếc xe hơi vừa chạy đến đỗ ngay trước cửa quán ai nấy cũng đều ngước nhìn ra đám lý dương đang bước đi cũng phải há mồm dừng lại xem Rolls royce phantom xe này hơn 9 triệu, vậy mà có thể gặp được trong hiện thực. Bên trong xe, một nữ nhân mang cao gót bước ra, khỏi cần phải giới thiệu người này quá quen thuộc. Lý Dương ánh mắt si mê nhìn đến nữ thần trong lòng mình, là Tiêu Nhược Vũ, sao cô ấy lại tới chỗ này? Cậu ta lập TUC nhận ra, chẳng lẽ là tới tìm Trần Viễn tính sổ, nhìn thấy dáng vẻ Nhược Vũ hậm hực xông lên thì Lý Dương không khỏi cười đắc ý, có trò hay rồi hi hi. Không ngờ, dây tiếp theo Tiêu Nhược Vũ lại chạy nhanh đến ôm chầm lấy Trần Viễn rồi bắt đầu khóc. Trần Viễn tôi sai rồi. Cậu tha thứ cho tôi đi. Tiêu Nhật Vũ dùng ánh mắt hối lỗi nhìn đến Trần Viễn mong được tha thứ. Tôi đã xóa quy chat của người đó rồi. Cậu tha thứ cho tôi lần này đi. Mấy tên bạn cùng phòng của cậu lỗ mũi đều đã nở rất to. Ganh tị đến tận trời. Trời ơi thằng nhóc này có lại lịch gì. Không chỉ được Bạch Phú Mỹ nhào vào lòng, còn thuần phục Bạch Phú Mỹ ngoan ngoãn luôn. Cao thủ à. Khỏi nói đến Lý Dương, hắn bây giờ sắc mặt tối sầm, dẫn đến run người. Sao lại như vậy? Khác với mình nghĩ à? nữ thần của mình sao lại giống sim chúa thế trần viễn chẳng quan tâm biểu tình của bọn họ cậu nghiêm túc nhìn tiêu nhược vũ rồi nói cậu không sai chúng ta cũng vốn không có quan hệ gì đặc biệt tự do kết bạn của cậu tôi không có quyền can thiệp tiêu nhược vũ nghe xong kích động chạy đến con xe của mình rồi nói không phải là như vậy hôm nay tôi đến triển lãm xe vốn chính là chọn quà cho cậu không biết tại sao chuyện lại thành như vậy trừ mấy cái xe mà cậu mua cái ba đắt nhất chính là rolls royce phantom rồi Cô lấy chìa khóa xe của mình ra đặt vào tay Trần Viễn Ngọ ý muốn tặng nó cho cậu. Cô dán vào Trần Viễn khẩn thiết nói: "Tôi biết cậu không quan tâm đến tiền, nhưng đây là thái độ xin lỗi của tôi, xin cậu nhận được không?" Lý Dương trong lòng phẫn nộ đến cực hạn, chẳng hiểu vì sao Tiêu Nhược Vũ lại thành ra như vậy, tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn một chân đạp mấy thuyền mà cậu còn muốn níu kéo hắn. Tôi yêu cậu như vậy cậu lại không nhìn tôi lần nào. Trần Viễn tựa vào chiếc xe, nhìn chìa khóa trên tay trong lòng cư nhiên có chút vui vẻ. Tiêu Nhược Vũ vậy mà cũng hiểu việc phải bỏ ra, còn thu lại tính tình đại tiểu thư, có tiến bộ. Ai ngờ vào giây sau, toàn bộ biểu cảm của Trần Viễn đã biến đổi khôn lường, đôi con ngươi không độ ấm cùng khuôn miệng nhếch lên lầm bầm. Đáng tiếc tôi đã không tin vào tình yêu nữa rồi, sẽ không vì cậu mà bỏ một rừng cây, cậu cũng phải chấp nhận hiện thực mới được. Tôi nhận xe rồi, chỉ là không muốn để cậu khó xử. Bất thình lình, cậu gọi lớn, tần học tỷ, trốn nửa ngày rồi, chị qua đây, tôi đưa chị đi hóng gió. Câu này làm cho Tần Băng Tuyết giật cả mình, nhưng vẫn phải thành thật đi ra. Ba tên bạn cùng phòng thấy Tần Băng Tuyết thật sự bước đến thì giật mình không phải nói. Tần Băng Tuyết đứng lưỡng lự bên ngoài xe rồi nói: "Trần Viễn, vậy không tốt lắm đâu, xe này là của cô Tiêu tặng cậu, cậu hóng gió cũng nên đưa cô ấy đi chứ." Ai ngờ Trần Viễn mặt không chút biểu tình bước vào ghế lái rồi nói: "Tặng tôi rồi thì chính là của tôi mà, tôi muốn đưa ai đi thì đưa. Lên xe đi, đừng phí lời." Tần Băng Tuyết bị giọng điệu ra lệnh này của Trần Viễn dọa sợ lập tức lên xe, ngồi thì ngồi, hung dữ như vậy làm gì? Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, chỉ còn để lại luồn khói phía sau. Tiêu Nhược Vũ vẫn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích, ánh mắt luyến tiếc hướng nhìn theo chiếc xe. Lý Dương lúc này mới bước đến bên cạnh cô, hắn ta buông lời nói: "Tiêu Nhược Vũ cậu đừng buồn nữa. Tên Trần Viễn chó chết đó căn bản chính là chơi đùa cậu. Cậu tặng hắn một cái xe hắn vậy mà vứt cậu bên đường đi hóng gió với người khác. Hắn chính là một tên súc sinh." Nhưng Tiêu Nhược Vũ căn bản không muốn nghe hắn nói cô tức giận quay ngoắt sang hắn nói lý dương cậu không nói xấu trần viễn thì sẽ chết sao cậu căn bản không hiểu trần viễn rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu cho tôi lý dương sợ hãi biết mình đã lỡ lời tâm tình phức tạp muốn nói lại thôi không phải nhược vũ tôi là muốn tốt cho cậu tiêu nhược vũ càng tức giận hơn cô nhìn thẳng vào mắt lý dương rồi nói thẳng nhược vũ cái gì nhược vũ là tên cậu có thể gọi sao chuyện của tôi và trần viễn không cần cậu đánh giá cho dù cậu ấy chơi đùa tôi cũng là chuyện của tôi nói xong xuôi cô lại quay về hướng chiếc xe đã đi ban nãy trong lòng không hiểu vì sao lại vui mừng hừ trần viễn đây là có ý làm mình tức chứng tỏ cậu ấy vẫn để ý mình trên đường lớn chiếc xe rolls royce của trần viễn đang chạy băng băng tần băng tuyết hơi thắc mắc hỏi trần viễn tại sao cậu lại đối xử với cô tiêu như vậy trần viễn đáp không tại sao cả cậu một tay lái xe một tay chóng lên cửa kính bộ dạng đăm chiêu nói có thể là cô ấy không trở thành bộ dáng mà tôi mong đợi có chút thất vọng mà thôi người sai có thể không phải là cô ấy mà là tôi. Tần băng tuyết liền tiếp lời, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng cậu thực sự vẫn để ý cô ấy. Các cậu là bạn cấp 3, cô ấy là tình đầu của cậu sao? Ai ngờ Trần Viễn lại lên tiếng phản pháo, chứng cá như tôi làm gì có tình đầu. Tần băng tuyết nghe xong chỉ mở miệng cười trừ. Hừ, có quỷ mới tin cậu. Ôi nam nhân, Trần Viễn cũng không thua cậu ta đáp lại hừ. Nữ nhân. Sau một giây đắn đo suy nghĩ, cuối cùng băng tuyết vẫn nói. Đúng rồi Trần Viễn, Tiếp theo tôi hỏi cậu một vấn đề. Cậu nhất định phải nghĩ kỹ nghiêm túc trả lời tôi. Trần Viễn hứng thú quay sang đáp. Được, chị hỏi đi. Tiêu Nhược Vũ ngại ngùng nhìn ra bên ngoài rồi nói. Tại sao cậu lại muốn cho tôi cổ phần một tỷ công nghệ cá chép? Cậu có ý gì với tôi? Trần Viễn cười một cái liền hỏi. Chị muốn nghe nói thật hay là nói? Tần băng tuyết lập tức quay ngoắt vào trong nói lớn. Tôi đã bảo cậu nghiêm túc chút mà. Trần Viễn thôi không cười cợt nữa. Cậu thành thật nói. Tôi không có ý gì với chị cả. Cho chị cổ phần chỉ là vì tranh thủ lấy được độ hảo cảm của chị mà thôi." Tần Băng Tuyết kích động, cô ngồi thẳng người nói, "Tôi không tin, cậu không có ý gì với tôi tại sao muốn có được hảo cảm của tôi?" Trần Viễn vững vàng lái xe đáp, "Vì làm nhiệm vụ." Tần Băng Tuyết nghe xong đáp án này thì có hơi khựng lại, "Nhiệm vụ sao?" Dây sau Trần Viễn thắng gấp, sau đó lại tiếp tục chạy, "Cậu giải thích, đúng vậy, tôi có một hệ thống, cho tôi 90 tỷ, muốn tiêu thế nào thì tiêu nhưng chỉ có thể tiêu cho các cô gái." chị chính là một trong những mục tiêu của tôi một tỷ này chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi tần băng tuyết nghe như có xét đánh ngang tai cái này thật sự khó có thể tin được trần viễn cậu có thể đừng đùa nữa được không cậu bịa chuyện cũng phải bịa đáng tin chút nhiệm vụ hệ thống gì đó mấy tiểu thuyết mạng cũng không viết thế trần viễn thở dài ngán ngẩm cậu chóng tay lên chán kiên nhẫn nói được thôi tôi thừa nhận là vì chị đẹp nên tiêu tiền cho chị mục đích là vì lừa chị lên giường chị hài lòng chưa cả người tần băng tuyết chấn động cô lắp bắp lặp lại lời của Trần Viễn, lừa lên giường. Nhưng ngay giây sau mặt mũi cô đều đã đỏ ửng, nghĩ ngợi, nếu đối phương là Trần Viễn thì hình như cũng không phải là không được. Trần Viễn nhìn xong biểu cảm biến hóa của Tần Băng Tuyết thì trong lòng hiện lên một đống khinh thường. Mẹ nó, mình nhớ bà chị này trước đó không như vậy, kiệm lời ít nói, sao bây giờ giống em bé tò mò thế? Một lúc sau cậu mới nhận ra, chẳng lẽ bây giờ là tương phản? Sau khi đưa Tần Băng Tuyết về đến nhà thì Trần Viễn không lên nhà cô mà trực tiếp đi về. Tần băng tuyết vẫn còn ngỗn ngang với đống suy nghĩ vừa nãy. Trần Viễn này mỗi lần đều giỏi mùm mép, nhưng chưa từng thấy động tay động chân bao giờ. Thật kỳ lạ. Cô đến phòng bếp lấy ta một trái đào vừa nghĩ, nếu cậu ta thật sự giống như cậu ta nói muốn lừa mình lên giường. Rõ ràng cơ hội rất nhiều, hơn nữa tiền cậu ta tiêu đủ để vô số cô gái khác nhau vào lòng rồi. Sau khi suy xét kỹ càng, chân mày của cô dần dần nhíu lại, mình vẫn cảm thấy mục đích của Trần Viễn không đơn giản. Chẳng lẽ đang suy đoán giữa chừng thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tần Băng Tuyết vừa nghe điện thoại vừa gọt đào. Alo Nhược Vũ à, Ưng Trần Viễn à, cậu ta về rồi. Tiêu Nhược Vũ cũng đang ở nhà. Cô lo lắng hỏi thăm. Cô Tần, tôi có một yêu cầu quá đáng. Nếu cô tiện thì có thể nói cho tôi biết Trần Viễn nói với cô chuyện gì không? Có nhắc đến tôi không? Tần Băng Tuyết ăn ngay nói thẳng. Cô kể ra toàn bộ mọi chuyện. Cái này à, tôi hỏi rồi nhưng hình như cậu ta không muốn nói về chuyện này. Tôi không dám hỏi nhiều. Đúng rồi, có chuyện tôi nghĩ không thông. Chuyện gì? Tần băng tuyết cứ nhắc đến chuyện này lại thấy hoang đường nhưng vẫn muốn hỏi thử nhược vũ. Tôi muốn biết tại sao Trần Viễn đầu tư cho công nghệ cá chép còn cho tôi cổ phần. Cậu ta nói bởi vì muốn có độ hảo cảm của tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy lời này không thật lắm. Tôi cũng không cảm thấy mình trị giá một tỷ. Tiêu nhược vũ nghe xong thì cảm thấy không đơn giản. Cô lập tức lớn giọng đáp lại. Cô nói vậy quả thực. Trần Viễn cũng nói với tôi vấn đề như vậy nhưng tôi cũng cảm giác thu hoạch và cái giá phải trả của cậu ấy hoàn toàn không tương đồng. Quá bất thường rồi. Chẳng lẽ? Suy nghĩ của Tiêu Nhược Vũ bắt đầu bay cao bay xa. Cậu ấy đang hạ một quân cờ rất lớn. Từ lúc cậu ấy điên cuồng tiêu tiền trên app livestream, đánh bóng tên tuổi Yên Tổng. Cậu ấy thận trọng từng bước, trước là đầu tư vào tiêu thị, thu mua Big Cat TV, đầu tư công nghệ cá chép. Bên ngoài giống tên táng ra bại sản, nhưng thực thế lại là hoạch định chiến lược và chiến thắng ngàn dặm. Tần Băng Tuyết nghe đến giả thuyết này của Tiêu Nhược Vũ, mắt cô sáng lên dường như đã tìm được chân lý. "Đúng, công nghệ cá chép của chúng tôi thực sự đã phát triển một thuật toán thông minh AI mới từ bộ phận nghiên cứu cách đây một thời gian. Có phải Trần Viễn đầu tư vì nhìn thấy tiềm năng này không?" Tiêu Nhược Vũ đáp đúng thế. Sau đó với giọng điệu hừng hực do vừa mới được khai sáng, cô tiếp tục nói: "Đây chính là hình thức ban đầu mà Trần Viễn tạo ra bản đồ thương nghiệp cho mình. Tôi hiểu rồi. Mọi thứ đều thông rồi, vì lẽ đó nên tham hoa háo sắc đều là ngụy trang của cậu ấy." để không bại lộ ý đồ thương nghiệp của mình mà thiết lập bom khói rất có thể là như vậy thế là sau một loạt những suy luận vô căn cứ cùng giả thiết của mình hai nữ nhân này đã đánh giá trần viễn trên một cương vị mới người đàn ông này đúng là túc trí đa mưu sâu không thể lường trần viễn sẽ là người đàn ông thay đổi thế giới sao đang nói chuyện đại sự nước nhà thì tiêu nhược vũ dừng lại nhìn màn hình điện thoại ấy có tin nhắn cô tần đợi chút người gửi tin nhắn đến là triệu ngọc kỳ cô ấy nhắn chị nhược vũ công ty em sắp khai trương ý em nhớ chị là chủ tòa nhà kỳ mộng. Có thể cho em thuê một tầng không? Giá cả dễ nói. Tiêu Nhược Vũ nhanh chóng trả lời. Như vậy sao không vấn đề? Trả lời xong tin nhắn đó, Tiêu Nhược Vũ lại lần nữa rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đây cũng là Trần Viễn sắp xếp? Trần Viễn đã về đến ký túc xá chẳng bao lâu mà đã hát xì nhiều lần rồi. Trần Viễn có chút khó hiểu nhíu mày lại tự nhủ. Sau khi cường hóa mình cơ bản đã không còn mắc những bệnh vật rồi. Sao lại còn hát hơi nữa? Lẽ nào đang có người nhắc mình sao? Trần Viễn bỏ qua mấy chuyện này. Cậu nhìn đến những người bạn của mình đều có mặt ở đây đủ cả rồi. Cậu nói, "Toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người tôi à? Tôi tuyên bố một chuyện này." Lão Hầu nhìn đến Trần Viễn rồi hỏi, "Làm gì thế Viễn tử? Đang ở trong thời khắc quan trọng này." Trần Viễn không dài dòng nữa, cậu trực tiếp nói, "Tôi quyết định sẽ chuyển ra ngoài." Cả đám bạn cùng phòng đều bị kinh hỉ, sốc đến chỉ thốt lên được chữ trời. Cả ba nhanh chóng đi lại ôm lấy đùi Trần Viễn muốn kéo người ở lại, "Tôi muốn yêu đương ha." Lão Hùng khóc đến thương tâm. Viễn từ cậu muốn chuyển tới căn nhà mà từ lạc lạc tặng sao? Đừng mà a, à. lão hầu cũng không khác mấy. Đúng thế, cậu còn chưa dạy bọn tội làm sao để tán gái nữa. Trần Viễn khó xử vuốt tóc, rồi chậm rãi nói, cái này không có cách nào dạy được. Quan trọng là ở nhân sắc a. À. Chuyển cảnh, lúc này tại nhà của Triệu Ngọc Kỳ, Manh Manh đang cùng cô bàn bạc vài chuyện. Kỳ Kỳ, bây giờ đã đặt được địa điểm. Đại Miêu Trà Vinh cũng đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rồi, chắc là đã sắp bắt đầu làm thông tin tuyển sinh rồi. Chiêu gọi nhân tài thôi. Ngọc Kỳ vui vẻ nói không sai. Triệu Ngọc Kỳ phấn khích không thôi, cô nắm lấy tay của Manh Manh nói, tôi quyết định rồi, người đầu tiên tuyển được chính là cậu. Cậu chính là người thực hiện kế hoạch của công ty, tới lúc đó gọi thêm Tiểu Phi, chị em chúng ta đồng lòng. Manh Manh cười nói, tôi thì được, nhưng mà. Ngọc Kỳ lập tức đoán ra điều bạn mình bâng khuâng, cô cướp lời, yên tâm, lương không ít đâu, điều này làm Manh Manh hết sức cạn lời. Triệu Ngọc Kỳ trở lại dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ, cô vẫn còn vài điểm lo lắng, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại chúng ta bây giờ thiếu nhất vẫn là nhân tài chuyên ngành đặc biệt là lĩnh vực livestream manh manh đưa ra ý kiến cho ngọc kỳ tham khảo cậu không phải làm về livestream sao lướt wechat của cậu xem có ai thích hợp không triệu ngọc kỳ dùng trí nhớ nhớ một lượt sau cùng cũng nhớ lại chút ký ức cậu nói như thế hình như có một người là chủ của một công ty livestream nhưng hình như đã đắc tội với ai đó sau đó phá sản rồi nghe nói bây giờ rất thảm cùng lúc đó tai một quán cà phê giọng nói đầy chua ngoa của một người phụ nữ vang lên khắp cả quán cút đi ngay cho tôi bên trong một người đàn ông vừa bị ai đó hất cả ly nước vào người nhưng anh ta không tỏ ra tức giận mà ngược lại càng cảm thấy có chút muốn cười anh ta vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của mình vừa nói tôi cút cô cho rằng giống như trước đây tôi phải nhìn sắc mặt của cô sao thẩm thục nghi từng câu từng chữ người đàn ông này nói ra đều khiến cho thẩm thục nghi phải run rẩy hình như cô ta đã quên thật rồi nhưng việc này không kéo dài lâu cô ta nhanh chóng tức giận lấy lại sức mà tiếp tục mắng mỏ người đối diện họ chu kia anh ăn ở chỗ tôi ngủ ở chỗ tôi chúng ta đính hôn rồi anh lại muốn chia tay người đàn ông tỏ vẻ bất lực mà nhún vai một cái sau đó mới nói đúng tôi là muốn chia tay công ty của tôi không còn nữa phải trốn tránh cả ngày không cho cô được cuộc sống mà cô muốn anh ta càng nói càng hăng một lần đem ra hết những uất ức của mình mà nói ra thanh xuân của nam nhân rất ngắn tuổi tác của cô cũng lớn rồi cô không đáp ứng được tôi người khác có thể có trách thì trách cô không đủ năng lực đi nói xong những gì muốn nói anh ta đứng lên vẫy tay với cô coi như là lời tạm biệt cuối cùng tôi đi đây đơn tôi đã mua rồi chắc là trong ví của cô cũng không có tiền để thanh toán bye bye nhé gì xung quanh có rất nhiều người đã bắt đầu bàn tán xôn xao nuôi một tiểu bạch kiểm trào lưu mới sao Châu già gặm cỏ non chính là thế này đó một bà gì thảm hại thẩm thục nghi hận đến khóc không ra nước mắt cô bất lực cúi đầu mắng đáng chết nam nhân chỉ biết vật chất lão nương không phục mình nhất định phải dựng lại đông sơn 30 năm hà đông 30 năm hà tây lúc này đột nhiên điện thoại của cô vang lên thẩm thục nghi đưa mắt sang nhìn hóa ra người gọi là kỳ kỳ chi mờ thẩm thục nghi tự hỏi hả sao lại là cô ta nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy vừa được nhận máy là triệu ngọc kỳ đã mở lời chị thẩm cô có muốn khởi nghiệp cùng tôi không trần viễn đã ngủ ở nhà mà từ lạc lạc mua tặng cậu đang ngủ ngon thì nghe thấy có tiếng ai đó vừa mở cửa trực giác mách bảo trần viễn mau chóng thức dậy và cậu nhanh chóng mở mắt có người trần viễn ngồi dậy bộ dáng còn lơ ngơ vừa ngủ dậy cậu vẫn ngồi trên giường suy nghĩ Ba ngày ban mặt trong nhà chả lẽ lại có trộm ư trần viễn nhanh tay cầm lấy bình hoa bên cạnh đi ra cửa chờ sẵn dám trộm đầu của lão tử không muốn lăn lộn nữa ư ngay khi cánh cửa mở ra trần viễn đã chuẩn bị đấu tay đôi sẵn sàng nhưng mọi chuyện không tệ như cậu suy diễn người đến là từ lạc lạc cô ta vừa vào đã hỏi ơ trần viễn anh đang làm gì vậy trần viễn đứng đơ cả người từ lạc lạc sau một hồi bình tĩnh cùng nói chuyện rõ ràng trần viễn cũng buông xuống cảnh giác cậu đi vào mặc quần áo rồi nói lạc lạc sao em lại tới đây mà không gọi anh gì cả vậy từ lạc lạc ngại ngùng đi ra cửa cô thấp giọng nói xin lỗi nha anh viễn em không biết anh chuyển tới nhanh như vậy em còn muốn trang trí lại phòng ngủ cô đứng bên ngoài tựa lưng vào tường nhớ lại dáng vẻ ban nãy của trần viễn mà không khỏi cảm thán tuyệt thật vóc dáng không tệ còn có ba múi. Trần Viễn thay đồ xong xuôi thì nhanh chân bước ra ngoài rồi nói, được rồi đừng giải thích nữa, em thấy sạch anh rồi, không công bằng gì cả, em có phải cũng để anh xem lại không? Từ lạc lạc ngượng ngùng đi vào phòng, mặt cô đều đỏ đến có thể nhỏ ra máu rồi, nếu anh Viễn thật sự muốn xem, cũng không phải là không được. Anh ngờ Trần Viễn lại thật sự muốn trêu cô đến cùng, muốn xem a, à, anh chả lẽ lại sợ em chắc, cậu cười thầm trong lòng, muốn trêu chọc mình, xem xem chúng ta ai ác hơn nào càng không ngờ hơn là từ lạc lạc thật sự làm á vậy được thôi rồi cô từ từ chuẩn bị cởi áo thun ra trần viễn sợ đến mất mật nhanh mùng cản lại người con gái manh động này đừng 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 anh đùa đấy em đừng coi là thật tim trần viễn sắp rớt ra ngoài luôn rồi cậu mắng thầm mẹ nó cô gái này không phòng bị mình chút nào sao không sợ đùa ra lửa à từ lạc lạc biểu môi cười thầm đùa với lửa sao cũng không biết chúng ta ai là củi ai là lửa đâu hi, hi rồi cô nói với trần viễn ha ha em cũng đùa thôi sau đó cô tinh danh mà nháy mắt với cậu một cái rồi nói chắc hẳn anh viễn đói rồi em mang bữa sáng cho anh này trần viễn thấy từ lạc lạc lấy ra nhiều đồ ăn mang theo như vậy thì trong lòng liền hiểu rõ nhưng mà muốn trêu chọc cô ta một lúc cậu tiến đến ôm lấy từ lạc lạc mà trêu chọc ấy không phải em nói không biết anh chuyển tới sao sao còn mang theo bữa sáng không thành thực nha bạn học lạc lạc từ lạc lạc cười đến vui vẻ nũng nịu trách móc ai ra anh viễn đừng để ý tiểu tiết mà trong lòng cô lúc này cũng hiểu được Trần Viễn muốn cái gì, chuẩn bị đủ thứ, xem ra muốn thưởng vị rồi. Trần Viễn ăn thử sủi cảo mà Từ Lạc Lạc mang đến, cậu nhai được vài miếng liền khen ngợi, "Còn gói sủi cảo, sủi cảo này thật sự không tệ, rất tròn đầy." Từ Lạc Lạc được khen thì đương nhiên vui vẻ, nháy mắt một cái rồi nói, "Chứ sao, em không chỉ biết gói sủi cảo còn biết nấu canh cơ, chỉ cần anh muốn, ngày nào em cũng nấu cho anh." Trần Viễn nghe xong thì vui mừng khó tả, cậu bay nhảy một vòng cười nói, có người ngày nào cũng nấu cơm cho. Anh chắc chắn muốn rồi. Sau đó hai người vào bàn ngồi ăn sáng với nhau. Trần Viễn vừa ăn vừa bàn luận với Từ Lạc Lạc, dứt khoát để em làm trợ lý sinh hoạt của anh, sẽ có lương. Từ Lạc Lạc bắt đầu những trò dụ dỗ của mình. Cô tiến đến gần Trần Viễn đưa đũa cho cậu, cố tình đến gần một chút rồi nhắc nhở. Nhắc đến tiền bạc thì khách sáo quá, em không cần tiền, em làm miễn phí hàng ngày cho anh. Sau đó cô ta còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay Trần Viễn một cái. Trần Viễn vốn ăn ngon giờ lại nuốt không trôi, Chàng trai hơn 20 tuổi rồi, ai mà chịu được chứ? Trần Viễn nhìn viên sủi cảo mình vừa cắn một miếng, trong miệng đều tràn ngập vị thịt không quá mặn. Oa, wow, sủi cảo này ngon thật. Sau đó cậu liếc nhìn lên nhìn Từ Lạc Lạc ngồi phía đối diện, Từ Lạc Lạc cũng quá biết trêu chọc rồi, không hổ là cô gái có biệt hiệu là chém thẳng nam. Đang sắp không nhịn nổi nữa thì tiếng chuông điện thoại Trần Viễn reo lên cứu thoát Trần Viễn, người gọi đến là Cao Toàn Ngâm, ấy sao là là chị ấy? Trần Viễn bắt máy thì giọng của Cao Toàn Ngâm lập tức vang lên, alo Trần Viễn, cậu nhất định phải giúp tôi. Trần Viễn tiếp tục ăn vừa nói chuyện với chị ta, lại làm sao? Nói ngắn gọn thôi tôi đang bận đây. Cao Toàn ngâm thở dài thường thượt, ai ra tôi thật sự hết cách rồi mới tới cầu xin cậu. Sau đó cô bắt đầu kể ra mọi chuyện, công ty khai trương bộ phim mới của đạo diễn Dương chuẩn bị bấm máy. Nhưng thành phố điện ảnh truyền hình thụ điểm đã làm khó chúng tôi và từ chối hợp tác với chúng tôi. Trần Viễn cố gắng nhớ lại. Đạo diễn Dương. Đạo diễn Dương nào? Chơi rô Cao Toàn Ngâm đứng dậy bước đi vòng vòng vừa kể cho Trần Viễn. Ai ra là tên béo chết tiệt gọi cậu là cha nuôi ấy? Sao cậu chả nhớ gì hết thế? Người ta một bó tuổi rồi ngày nào cũng gọi cậu là cha nuôi. Cậu lười quan tâm đến tôi thì cũng nên giúp đạo diễn Dương chứ. Khai máy này mỗi ngày đều đốt tiền ấy. Trần Viễn nhớ ra người đó rồi thì cũng không phải là vấn đề. Cậu tiếp tục công việc ăn uống vĩ đại của mình. Được được được, tôi giúp tôi giúp. Sau đó cậu bắt đầu đi vào vấn đề chính. Không phải chỉ là thụ điếm đang làm khó cô thôi sao? Tôi chuyển cho cô 500 tỷ. Chúng ta tự xây thành phố điện ảnh của riêng mình là được. Cùng lúc đó bên Cao Toàn Ngâm, ngay giây sau cô đã nhận được thông báo, thu nhập tài khoản kính gửi quý khách hàng, tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 tỷ tệ. Cao Toàn Ngâm nhìn con số mà đếm nhầm, trăm, triệu, trăm nghìn, triệu, chục triệu, 500 tỷ sao? Cứ vậy mà chuyển tới ư? Trần Viễn ăn uống xong xuôi, cầm cốc nước uống vừa nói, đã chuyển 500 tỷ rồi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến công ty các chị xem xem, có chuyện gì thì lại tìm tôi sau đó liền cúp máy. Cao Toàn ngâm nhìn màn hình điện thoại một lúc sau đó mới đáp, đây là 500 tỷ đó, sao cảm giác cậu ta nói giống như 50 tệ vậy? Trần Viễn buông điện thoại xuống rồi khen từ lạc lạc, lạc lạc, anh rất cảm ơn bữa sáng của em. Sau đó, cậu chóng cầm đi vào chuyện chính, nhưng anh cảm thấy anh vẫn nên chuyển đi thì tốt hơn. Từ lạc lạc vốn đang vui vẻ, hồn phách đều đang trên mây thì Trần Viễn lại đánh một cú này làm cô hốt hoảng, tại sao lại như vậy? Sau một lúc cô mới bình tĩnh, ánh mắt cún con hỏi, "Là em làm chỗ nào không tốt sao?" Trần Viễn thấy Từ Lạc Lạc có vẻ không hiểu tại sao mình lại quyết định dọn đi, cậu đành lên tiếng giải thích một chút, "Nếu em cứ bước vào mà không chào hỏi, anh sẽ rất ngại." Cậu cười một cách khó xử nói tiếp, "Anh mong em có thể đưa chìa khóa dự phòng." Trong lòng Trần Viễn sớm biết rằng chuyện này là an toàn nhất cho cậu, nếu dẫn sói vào nhà thì về sau đâu còn ngày tháng an lành được. Từ Lạc Lạc cũng hiểu được phần nào nỗi lo của Trần Viễn nhưng cô vẫn có chút không tình nguyện mà cầm chìa khóa đưa cho cậu, "Được rồi, em đưa chìa khóa là được mà do chìa khóa xong nhân lúc trần viễn quay sang hướng khác từ lạc lạc âm thầm cười trong lòng hi hi dù sao mình cũng không chỉ có một chìa khóa dự phòng nhưng cô nào ngờ trần viễn đã đoán được suy nghĩ nhỏ nhoi của cô rồi cậu quay đầu lại nhắc nhở anh biết em không chỉ có một chìa khóa dự phòng cảm ơn bữa sáng của em nhưng nếu em không thể tôn trọng đời tư cá nhân của anh thì anh sẽ chuyển đi bấy giờ từ lạc lạc mới ngai ngùng đành ủy khuất chấp nhận được rồi được rồi người ta biết rồi mà Trần Viễn an tâm hơn một chút rồi. Cậu phất tay nói, biết em khéo hiểu lòng người nhất mà. Anh đi đây, bye bye. Sau đó cậu đi ra khỏi nhà. Trần Viễn thầm cười với biểu cảm của Từ Lạc Lạc khi bị cậu bắt bài. Phụ nữ mà, phải nhắc nhở thường xuyên, nếu không dễ được nước lấn tới. Lần trước chỉ là dạy dỗ chút thôi. Một lúc sau, Trần Viễn đã lái con Rolls Royce của mình đến chỗ hẹn. Cậu vừa xuống xe đã có người hô lớn. Viễn tử ở đây ở đây. Trần Viễn nhìn đến thì liền thấy Văn Chiết cùng với một cô gái đã chờ sẵn cậu ở đây. Viễn tử cậu cuối cùng cũng tới rồi. Cô gái cũng lịch sự nói. Xin chào. Trần Viễn thoáng nhíu mi khi nhìn thấy người con gái phía sau. Sao Đỗ Tiểu Nguyệt cũng ở đây. Vô dĩ muốn nói chuyện riêng tư với Văn Tử. Lần này không tiện rồi. Văn Tử nhìn thấy con xe mới của Trần Viễn thì sẵn hỏi thăm vài câu thân thiết. Tiểu tử cậu lại đổi xe rồi à. Chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Trần Viễn không đáp lời ngay mà nói. Lên xe rồi nói. Đỗ Tiểu Nguyệt lên xe được xếp ngồi ghế sau. Cô từ lúc lên xe đã chăm chăm nhìn về Trần Viễn, trong lòng vui mừng, mình thật là cơ trí. Trần Viễn là Lưu Văn Chiết quan hệ kháng khít như vậy, với giá trị của Trần Viễn nơi đi ăn chắc chắn rất cao cấp, không ủng công mình trang điểm. Ai ngờ chỉ vài phút sau cô đã phải thất vọng với suy nghĩ ban nãy của bản thân, không nhầm đấy chứ nơi rác rưởi gì vậy, đau bụng chết mất. Nhưng mà có vẻ Văn Chiết cùng Trần Viễn không quan tâm cô lắm, và họ cũng thoải mái với quán ăn này. Văn Chiết khoác vai Trần Viễn nói chuyện, viễn tử được đó. Nhà hàng tứ xuyên này là chính tông đó. Tôi còn sợ cậu giàu rồi sẽ đưa tôi đi ăn chân châu đen gì đó. Thì tôi không ăn được mất. Trần Viễn cười tươi giói khách sáo nói. Ai tôi là tên làm màu vậy sao? Hôm nay cứ thoải mái đi. Chỉ có duy nhất Đỗ Tiểu Nguyệt ở phía sau là khóc hết nước mắt. Sốt trứng cá muối gan ngỗng chắp phổ của mình. Văn Chiết quay sang nói với Đỗ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, quán ăn này ngon lắm. Em có phúc ăn nó. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không phải ngốc đến mức chê ra mặt. Cô đành cười cười mà lịch sự đáp lại ha 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 vậy em thật sự cảm ơn anh rồi. Vừa đi vào trong, trong đầu Tiểu Nguyệt càng có nhiều suy nghĩ nghi ngờ về thân phận của Trần Viễn. Trần Viễn này có phải quỷ nghèo giả làm phú ca không? Ăn hàng vỉa hè, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Sau khi vào bên trong, chỗ ngồi ổn định rồi. Trong lúc cả ba đang chờ đồ ăn lên thì TV phát sóng đến tin tức. Xin chào mọi người, đây là buổi họp báo chung do nghệ sĩ nổi tiếng cô Cao Toàn Ngâm tổ chức. Cô Cao Toàn Ngâm nói rằng công ty điện ảnh truyền hình Toàn Ngâm của cô ấy có tin tức quan trọng muốn tiết lộ. Trần Viễn có phần muốn nghe ngóng về Cao Toàn Ngâm. Trong TV, Cao Toàn Ngâm xuất hiện một cách xinh đẹp tại buổi họp báo. Cô bắt đầu lên tiếng. Chào mọi người tôi là Cao Toàn Ngâm. Hôm nay ở đây chủ yếu tuyên bố một chuyện. Trần Viễn vừa nhấp ngụm nước vừa khó hiểu về sự làm màu này của Cao Toàn Ngâm. Ai? Cô ấy không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn à? Cứ phải tìm độ tồn tại thì có gì tốt. Ngu ngốc. TV vẫn tiếp tục vang lên giọng nói của Cao Toàn Ngâm. Thần Hào Yên Tổng nổi tiếng đã đầu tư 100 tỷ cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sắp xây dựng cơ sở điện ảnh và truyền hình lớn nhất ở châu Á và thậm chí cả thế giới." Trần Viễn vừa nghe xong đã phun ra hết ngụm nước vừa uống vào, không ngờ Cao toàn ngâm lại manh động như vậy. Văn Chít nghe đến Yên tổng thì lập tức quay sang nhìn bạn mình hỏi, "Yên tổng, Viễn tử, không phải người cô ấy nói là cậu sao? Cậu muốn xây dựng cơ sở điện ảnh và truyền hình à?" Trần Viễn ho khụ khụ. Đỗ Tiểu Nguyệt đương nhiên nghe được đoạn nói chuyện của hai người họ, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, "100 tỷ?" Trần Viễn vậy mà giàu vậy ư? sau đó không hiểu vì sao mà tinh thần cô lại tốt lên một cách nhanh chóng ánh mắt sáng hơn sao trong lòng tấm tắc khen trần viễn có thể xưng là tỷ phú nhưng lại không câu nệ chuyện ăn quán ven đường có cá tính trần viễn tức giận nghĩ thầm thần kinh a cậu làm màu chính là làm màu kéo theo tôi làm gì bây giờ cả nước đều biết tôi rồi sao tôi còn có thể đi tán tỉnh người khác được nữa văn chiết vẫn chưa hiểu chuyện gì vô tư nói chuyện tiếp viễn tử cậu nếu như quen biết cả nữ minh tinh vậy lúc nào ký tên cho tôi đi còn có còn có cái tivi căn cứ đó của chúng ta là chuyện gì a?" À? Trần Viễn chỉ biết cười trừ ngoài mặt trả lời cho qua. "A, à, không sao, căn cứ gì chú? Chỉ là chuyện vật thôi." Lưu Văn Chiết bục miệng thốt ra, "100 tỷ đó, cậu in tiền." Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Trần Viễn dồn một đống rau vào họng để chặn miệng của cậu. "Ăn của cậu đi, đừng nói nhảm nữa." Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh nghe họ trò chuyện thì cũng dường như hiểu được vấn đề, thầm nghĩ trong lòng, Lưu Văn Chiết là nấc thang của cuộc đời mình. Mình nhất định phải giữ chặt cậu ấy. Trần Viễn tùy ý tiêu tiền đều đủ cho một người sống giàu có. Mình có nghịch thiên cải mệnh được không đều nhờ vào cậu ấy rồi. Nghĩ xong, cô liền tiến tới nịnh nọt Lưu Văn Chiết bên cạnh mình, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu rồi hớn hở nói: Văn Chiết, lớn thế này rồi mà ăn cơm vẫn không chú ý. Nào, tôi lau cho cậu. Văn Chiết được một cô gái xinh đẹp như vậy để ý đến thì không khỏi đỏ mặt, lắp bắp nói: Cảm ơn cậu. Phía bên này, ở tập đoàn Kim Mậu Đại Hạ, mấy cô gái đang xem buổi họp báo của nữ diễn viên nổi tiếng Cao Toàn Ngâm. Manh manh nghe được việc của Trần Viễn thì kinh ngạc hỏi. 100 tỷ. Cậu không phải nói hắn không chỉ có 50 tỷ sao. Hơn nữa hắn còn quen biết cả cao toàn ngâm. Triệu Ngọc Kỳ. Đưa tay xoa cằm ấp úng nói. Cái này có thể là do hắn khiêm tốn. Tần băng tuyết lúc này mới lên tiếng đáp. Cái này tôi biết. Trần Viễn lúc trước có tham gia đêm hội từ thiện. Từng chụp ảnh qua tặng cho cao toàn ngâm. Bọn họ sớm đã quen biết rồi. Manh manh nói. Vì thế Trần Viễn lần này cũng là đang cưa cầm sao. Tiêu Nhược Vũ ngẫm nghĩ một lúc, đem suy luận của mình nói với những cô gái còn lại. Không phải đơn giản như vậy. Dự án 100 tỷ là một công trình lớn. Không thể quyết định bồng bột được. Chuyện này chắc sớm đã được quyết định rồi. Chỉ là lúc này mượn cao tuyển ngâm để công bố thôi. Triệu Ngọc Kỳ cũng nói. Quả thật, 100 tỷ chỉ để tán gái thì quá lãng phí rồi. Tần Băng Vũ nói thêm. Tiêu tiểu thư phân tích rất đúng. Hành động của Trần Viễn nhìn thì có vẻ hoang đường. Nhưng thật sự có suy nghĩ rất sâu đó. Tiêu Nhược Vũ nói tiếp. Chương trình Lý Ngư, Đại Mạo Trà Vinh, bây giờ đều là những căn cứ truyền hình. Trần Viễn cậu rốt cuộc bố trí cái gì thế? Cô không suy tính được Trần Viễn đang làm gì, bất lực nghĩ thầm, tôi thật sự không thể nhìn thấu cậu. Manh manh lúc này mới nghĩ ra một kế sách, nói với mọi người, hai, nếu như lúc này Ngọc Kỳ cô đi tiết lộ đại mạo TV của chúng ta cũng được yên tổng đầu tư, có phải sẽ có một lượng lớn livestreamer và người trong ngành tới tham gia không? Triệu Ngọc Kỳ thấy cách này rất hay liền khen, đúng a, à, manh manh thật thông minh a. À. Triệu Ngọc Kỳ thầm nghĩ, có tỷ phú đứng sau, người khác nhất định cảm thấy đại mao tv có tiềm năng phát triển rất lớn, dù sao mắt nhìn của ông chủ cũng rất chính xác. Bỗng nhiên tiêu nhược vũ lên tiếng, lẽ nào đây cũng là kế hoạch của trần viễn, khiến mọi người im lặng chốc lát. Thầm bái phục trần viễn, nam nhân này cũng quá đáng sợ rồi. Lúc này một cô gái bên cạnh nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, tò mò hỏi qua, á, trần tổng, mọi người đang thảo luận gì thế? Triệu Ngọc Kỳ chỉ lên màn hình tv trả lời, a, à, không có gì. Cao Tuyển Âm không phải đang ở họp báo sao? chúng tôi đang thảo luận về yên tổng người đầu tư của cô ta cô gái tò mò hỏi tiếp yên tổng cô nói yên tổng là yên tổng nào manh manh vui vẻ trả lời còn có thể là ai nữa chứ chính là người nổi tiếng nhất đó thẩm tỷ tỷ không biết đó thôi công ty chúng ta cũng được yên tổng đầu tư đó nghe đến cái tên yên tổng giàu có lắm tiền cô gái lúc này cũng nổi lòng ham muốn đùa đùa nói ách tôi bây giờ từ chức còn kịp không triệu ngọc kỳ nghe cô gái xin từ chức thì liền thắc mắc vì sao chứ chị thục nghi Cô nghiêm túc hỏi Thục Nghi, năm đó làm dẫn chương trình là chị đã đưa tôi vào ngành. Tôi thật lòng mong chị sẽ gia nhập. Nếu như chị không hài lòng về đãi ngộ hai lương thì chúng ta có thể bàn bạc tiếp. Nếu như lo lắng cho sự phát triển của công ty thì chị cũng có thể nhìn thấy công ty chúng ta có hậu thuẫn là Yên Tổng. Thục Nghi thẳng thắn nói, chính là Yên Tổng. Cô ngại ngùng giải thích, tôi muốn từ chức không phải vì bất kỳ cái gì mà chủ yếu là bởi vì Yên Tổng. Không giấu gì, tôi chính là do đã đắc tội với Yên Tổng nên mới khiến công ty phá sản sụp đổ nếu như bị Yên Tổng biết tôi gia nhập vào công ty của cô. Cô nói tiếp, trước sự ngương ngác của Triệu Ngọc Kỳ, tôi bị nhầm vào là chuyện nhỏ, nhưng tôi sợ liên lụy đến cô, Yên Tổng khiến chị bị phá sản. Triệu Ngọc Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói, tính tình của Trần Viễn hình như là rất tốt mà. Nói đoạn cô quay sang nói với Thục Nghi, chị Thục Nghị, chị đừng lo lắng, Trần Viễn không phải là một người nhỏ nhen, tôi đi nói chuyện với anh ta giúp chị. Phía bên này, Trần Viễn và Lưu Văn Chiết vừa ăn xong, đang chào tạm biệt nhau, Viễn tử, lần sau chúng ta gặp lại." Trần Viễn vẫy tay chào tạm biệt. "Thành, đến lúc đó gọi điện thoại liên lạc." Lúc này vừa quay đi thì có cuộc gọi đến máy Trần Viễn, là Triệu Ngọc Kỳ ở đầu dây bên kia nói chuyện. "Trần Viễn, em có chuyện cần nói với anh." Anh trả lời, "Hả? Chuyện gì? Em nói đi." Trong lòng Trần Viễn thầm nghĩ, nhanh như vậy mà đã tìm đến cửa rồi, muốn hỏi mình chuyện đầu tư 100 tỷ cho Cao Tuyền Ngâm sao? Không như tưởng tượng, Triệu Ngọc Kỳ lại hỏi một vấn đề khác có phải chị Thục Nghi lúc trước đã đắc tội với anh không? Anh đã cho người phong sát công ty của chị ấy rồi. Trần Viễn Giả ngốc trả lời. Thục Nghi? Ai vậy? Ngành nào thế? Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Chính là thẩm Thục Nghi. Lúc trước mở một công ty quản lý phát sóng trực tiếp đã đắc tội với anh rồi phá sản. Trần Viễn đáp lại. À anh nhớ ra rồi. Trần Viễn từ tốn nói. Đúng là có người như vậy. Cũng vinh váo lắm. Anh đã cho cô ta chút bài học rồi. Anh nhớ lại lời nói của Thục Nghi lúc trước. Quan trọng hơn là công ty chúng tôi có Thần Hào Yên tổng ký hậu cho chúng tôi. Yên tổng chắc anh biết đúng không? Là thổ hào vô địch trên nền tảng huyết tẩy cá mập. Rồi anh nói tiếp với Triệu Ngọc Kỳ. Chủ yếu là bà cô này vậy mà lại dùng tên của anh để đi lừa gạt khắp nơi, có chút khiến người ta tức giận. Triệu Ngọc Kỳ nghe xong thì đã hiểu đầu đuôi, giải thích với Trần Viễn. Vậy sao? Trần Viễn, chị Thẩm bây giờ đang làm việc ở công ty em. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, chị ấy đã nhận bài học rồi, em bảo chị ấy thành khẩn xin lỗi anh. Anh có thể đại nhân đại lượng tha thứ không?" Trần Viễn nói với cô, "Được, em bảo cô ta xin lỗi đi." Trong lòng Trần Viễn nghĩ thầm, nếu như bà cô này thực sự biết sai thì mình quả thật không cần đuổi cùng giết tận. Triệu Ngọc Kỳ chuyển máy sang cho Thục Nghi, cô nhẹ giọng ái náy nói, "Xin lỗi Yên tổng, lúc trước là tôi đã sai, anh đừng so đo với tôi có được không? Sau này tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm việc cho Triệu tiểu thư, làm một nhân viên tốt." Trần Viễn nghe xong cũng không so đo nữa mà nói, "Được thôi, chuyện này đã qua rồi, cứ như vậy đi." Mọi chuyện đã giải quyết xong, Thục Nghi thở phào nhẹ nhõm quay sang Ngọc Kỳ nói: "Cảm ơn cô, Ngọc Kỳ, bây giờ tôi cảm thấy thở phào được một hơi rồi." Triệu Ngọc Kỳ cũng nhẹ nhàng nói: "Chị Thục Nghi, tôi đã nói thực ra tính tình của Trần Viễn rất tốt, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, cũng cố gắng thôi." Trần Viễn bên này sau khi cúp máy thì nghĩ thầm, thẩm Thục Nghi này cũng biết tiến biết lùi, là một người được việc, đi công ty của chủ tịch Triệu chắc là có thể giúp đỡ được. Đáng tiếc không phải là ai cũng có EQ cao có một số người cần phải khiển trách. Lúc này tại buổi họp báo thành lập công ty của Cao Toàn Ngâm, cô đang phỏng vấn thì nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến địa chỉ của cơ sở ảnh thị. Đương nhiên a, à, xin lỗi, tôi nghe cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là Trần Viễn đang vô cùng tức giận. Quát, Cao Tuyền Ngâm, cô có bản lĩnh rồi đúng không? Quay mặt cái là bán đứng tôi. Cao Tuyền Ngâm nhẹ giọng nói nhỏ, tôi, tôi không có. Trần Viễn hét qua điện thoại, cô khoa trường múa chống nói yên tổng đầu tư cho cô 100 tỷ như vậy cô bảo tôi sau này làm sao mà khiêm tốn làm người được chứ. Cao Toàn Ngâm bày ra biểu cảm không thể tin được hỏi lại. Anh, khiêm tốn, trong đầu cô đang tức giận nghĩ. Khiêm tốn cái con khỉ cả ngày đến tối vừa đàn vừa thường cho streamer lại vừa đánh nhau với phần từ xấu. Có biết xấu hổ không? Trần Viễn bên này cười nhẹ rồi nói tiếp. Thôi bỏ đi, chuyện đã như vậy rồi nói nhiều cũng vô ích. Nếu cô đã mở hợp báo rồi thì làm giúp tôi một chuyện.